chương 2025 theo đuổi không bỏ bảy. Cần thiết đem ma nhãn lục độc thao thiết hận ý bước ra tới, mà ma nhãn còn cần thiết làm cái này điên nữ nhân đi thừa nhận. Đây là cẩm y thiếu niên kế hoạch. Vì thế, hắn trong đầu nhanh chóng chuyển động lên, ý đồ nghĩ ra một cái đẹp cả đôi đàng biện pháp. Thực mau, hắn đôi mắt lại sáng. Chỉ thấy hắn thân hình vừa động nhanh chóng sông lên đi, chỉ thủ hoành ra, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên. Ma nhãn lục độc thao thiết cái đuôi tức khắc đã bị thiết phi vệ đại tỷ mất đi thao tác ma nhãn lục độc thao thiết tuyến, mà nhãn lục độc thao thiết lại đau đến lớn tiếng thảm kiếm theo sau, lại là một đạo bạch quang hiện lên, mà nhãn lục độc thao thiết chân sau lại bị ngạnh sinh sinh cắt tiếp theo điều, mà nhãn lục độc thao thiết lúc này là thật sự nổi giận, chỉ thấy nó ngưỡng gào giống một tiếng, theo sau lấy lại tinh thần, nguyên bản hắc bạch phân minh đôi mắt lúc này giống như tôi độc giống nhau, mang theo lục u u quang mang, nhìn phi thường thấm người ma nhãn lục độc thao thiết tưởng vệ đại tỷ đối nó hạ độc thủ cho nên nó cừu hận giá trị thực tự nhiên mà liền tòa định vệ đại tỷ lão tử không phải trộm ngươi một miếng thịt đến nỗi như vậy theo đuổi không bỏ sao mà nhãn lục độc thao thiết ở trong lòng gào giống tiếp xúc đến ma nhãn lục độc thao thiết mắt lục vệ đại tỷ ngay từ đầu còn cảm thấy không có gì nhưng là chỉ trong chốc lát nàng liền cảm thấy chán phát trướng đôi mắt biến thành màu đen đôi mắt chung quanh từng vòng ngôi sao ở chậm rãi trôi đi vệ đại tỷ lắc đầu, lại lắc đầu, còn là vô pháp thanh tỉnh, giờ phút này nàng tựa như uống say dường như, bước chân lào đảo, siêu siêu vẹo vẹo. Liền tại đây một khắc ma nhãn lục độc thao thiết một tiếng bén nhọn hí vang, theo sau, thân hình nhanh như tia chớp, hung mãnh mà chiều vệ đại tỷ mặt tàn nhẫn nhào qua đi. Sắc bén móng vuốt tạp hướng vệ đại tỷ ngực. Đây là ma nhãn lục độc thao thiết cuối cùng một kích. Nó đời này, sở hữu sức lực, sở hữu phẫn nộ đều tập trung tại đây trong vòng nhất chiêu. Này nhất chiêu, vững chắc toàn lực tạp hướng vệ đại tỷ nếu là bị tạp trung, vệ đại tỷ liền tính bất tử. Kia cũng trọng thương, nhưng là chúng mê hồn thuật nghiêng ngả lào đảo cùng đánh túy quyền dường như vệ đại tỷ tự hồ là sinh người may mắn. Liền tại đây nhất chiêu đánh úp lại hết sức, nàng dưới chân bỗng nhiên đi phía trước vừa chợt, một cổ chấm đất, một lộc cọc ngồi xuống đi. Vì thế, mà nhãn lục độc thao thiết kia chứa đầy bi phẫn một quyền thế nhưng liền xoa vệ đại tỷ đỉnh đầu, bay qua đi mà liền tại đây một khắc, vệ đại tỷ cảm giác được đỉnh đầu giống như liền thứ gì bay qua, nàng thuận tay một sách, liền đem ma nhãn lục độc thao thiết cận tồn sau đề sách. Thuận tay hướng phía dưới một phách, loảng xoảng một tiếng vang lớn. Đáng thương nỏ mạnh hết đà ma nhãn lục độc thao thiết cứ như vậy bị vệ đại tỷ theo sau một phách cấp chụp đã chết chụp đã chết cầm y thiếu niên ngơ ngẩn. Thủ hạ của hắn cũng ngơ ngẩn, vệ đại tỷ chính mình cũng ngơ ngẩn. Bởi vì lúc này ma nhãn lục độc thao thiết đã chết, mê hồn thuật tự nhiên mà vậy liền biến mất từ mê hồn thuật trung tỉnh táo lại vệ đại tỷ hướng chính mình tay phải vừa thấy. Phát hiện chính mình chính sách theo một cái phì phì sau để cầm y thiếu niên khóe miệng hơi hơi run dày. Lúc này, hắn rốt cuộc minh bạch cái gì gọi là người tính không bằng tính. Ở may mắn giá trị mãn cách người trước mặt người lại như thế nào tính kế, đều tính kế bất quá thượng chiếu cố. Cái này điên nữ nhân, chính là may mắn giá trị mãn cách người. Quả nhiên thượng đế quan ải một cánh cửa, liền sẽ thuận tay mở ra một phiến cửa sổ sao cầm y thiếu niên trong lòng cảm khái, nhưng là chuyện nên làm vẫn là đến làm. Hắn hít mắt mắt chậm gì gì mà đi đến vệ đại tỷ trước mặt trên cao nhìn xuống, ngữ khí lãnh đạm trung lại lộ ra một tiêu uy nghiêm, hiện tại, đem nó thi thể, giao cho ta. chương 2026 theo đuổi không bỏ tám. Không được, về điểm này, vệ đại tỷ dị thường kiên trí. Lấy tới, cẩm y thiếu niên sắc mặt bắt đầu thay đổi. Tuyệt không, vệ đại tỷ phi thường cường ngạnh mà quyết tuyệt. Tự nhiên còn không có chiếu đâu tự nhiên chính là chỉ có chiếu sau khi xong mới tính một cái đùi gà số mà đại tỷ đầu trong ấn tượng cái gọi là tô lạc chiếu không chiếu chỉ chính là nàng kia toàn bài hay không đã thu tích phân phía trước bởi vì vệ đại tỷ thường xuyên đem con mồi đầu đại thành nát như thế cho nên tô lạc muốn nhận tích phân đều tìm không thấy đầu sau lại trừng phạt mấy cái đùi gà lúc sau vệ đại tỷ liền nhớ rõ đặc biệt vững chắc cẩm y thiếu niên tự nhiên không biết trong đó có bực này duyên cớ hắn thấy vệ đại tỷ kiên trì không cho sắc mặt liền âm trầm xuống dưới vệ đại tỷ như cũng ngồi dưới đất có chút mờ mịt mà nhìn ma nhãn lục độc thao thiết mà lúc này cẩm y thiếu niên lại lặng yên không một tiếng động mà đi vào vệ đại tỷ phía sau xích hồng sắc bàn tay chậm rãi chiều vệ đại tỷ sau cổ chộp tới bàn tay tôi đọc trong người không chết tức thương nhưng lúc này vệ đại tỷ lại mờ mịt không biết đúng lúc này vệ đại tỷ bỗng nhiên vèo một tiếng đứng lên kéo ma nhãn lục độc thao thiết thi thể hưng phấn mà hướng phía trước phương chạy tới bởi vì nàng cảm ứng được tô lạc tới mà cẩm y thiếu niên kia ấp ủ nửa mới ra tới tôi độc tay lại bắt cái không chơ mắt mà nhìn vệ đại tỷ chạy trốn cẩm y thiếu niên quả thực hết chỗ nói rồi cái này lực lớn vô cùng nữ nhân ngốc đi nàng lại không ngốc mỗi khi đều ở thời khắc mấu chốt tránh được một kiếp muốn cái này lưng hùm vai gấu nữ nhân không ngốc đi nhưng nàng lại thật sự rất ngốc lúc này vệ đại tỷ nơi nào quản phía sau người nọ nghĩ như thế nào nàng kéo mà nhãn lục độc thao thiết thi thể tung ta tung tăng chạy hướng tô lạc tranh công tựa mà dẫn dắt hưng phấn mau chiếu Mau chiếu tô lạc nhìn đến này chỉ ma nhãn lục độc thao thiết thi thể trong lòng thầm giật mình thế nhưng thật bị vệ đại tỷ cấp bắt được làm xinh đẹp tô lạc vỗ vỗ vệ đại tỷ đầu vai được đến tô lạc khen ngợi vệ đại tỷ cười đến thực vui vẻ so ăn mật còn ngọt đừng tha khen ngợi vô dụng tô lạc khen ngợi nàng chính là thực để ý bởi vì nàng tỏ vẻ nàng lại có thể thêm cơm lạp vệ đại tỷ hoan hô một tiếng sau đó yên lặng mà nhìn tô lạc yên lặng chính mình bụng Tô Lạc trong lòng cảm thấy buồn cười cực kỳ, vì thế cười, chờ ta đem nội đan lấy ra, lại đem này chỉ ma nhãn lục độc thao thiết làm cho ngươi ăn tốt không? Này chỉ ma nhãn lục độc thao thiết nếm hết hạ mỹ thực, thịt chất đặc biệt hương nộn, so đùi gà muốn ăn ngon nhiều. Vệ đại tỷ vừa nghe so đại đùi gà còn ăn ngon, khóe miệng liền trực tiếp quải nước miếng. Tô Lạc cười cười, theo sau lấy toàn bài đem tích phân thu. Tiếp theo liền tính toán ngay tại chỗ đem ma nhãn lục độc thao thiết nội đan đào ra. Nhưng là ở làm chuyện này thời điểm, Tô Lạc lại đụng phải phiền toái cẩm y thiếu niên lạnh như băng mà đi đến tô lạc trước mặt trên cao nhìn xuống mà gợi lên khóe miệng cười lạnh không thôi tô lạc không vui mà quét cẩm y thiếu niên liếc mắt một cái người này cho nàng ấn tượng đầu tiên chính là âm trầm độc ác cho nên nàng đối hắn cảm giác thật không tốt có thể không tiếp xúc liền tận lực không tiếp xúc đã có này phiên toái ở tưởng ngay tại chỗ giải phẫu đan dược cũng đã không có khả năng tô lạc đang muốn thu ma nhãn lục độc thao thiết sau đó mang vệ đại tỷ rời đi nhưng là không đợi nàng cùng đối phương gặp thoáng qua lại bị ngăn cản các ngươi có thể đi, nhưng là này chỉ ma nhãn lục độc thao thiết lại cần thiết lưu lại. Cẩm y thiếu niên thanh âm, có một loại không được xía vào cường thế bá đạo. chương 2027 theo đuổi không bỏ chín. Tô lạc say người hỏi vệ đại tỷ, này con mồi là ai đánh chết? Vệ đại tỷ đem chính mình ngực chụp bạch bạch tưởng ta. Này nhưng liên quan đến đến ăn cơm vấn đề. Vệ đại tỷ thái độ phi thường nghiêm túc. Tô lạc lúc này mới cười như không cười mà ngó cẩm y thiếu niên liếc mắt một cái, nghe được cẩm y thiếu niên nhàn nhạt mà gợi lên khóe môi, ánh mắt che kín tối tăm. Người có thể hỏi một chút cái kia điên nữ nhân, là ai trước phát hiện ma nhãn lục độc thao thiết? Tô Lạc lại cười nhìn hắn, này không cần hỏi, bởi vì ta biết là vệ đại tỷ trước phát hiện ma nhãn lục độc thao thiết. Hồ áo, cẩm y thiếu niên ánh mắt âm trầm. Này cũng không phải là hồ áo. Tô Lạc cười tùm tỉm mà nhìn hắn, có lẽ ở chỗ này, là ngươi trước cùng ma nhãn lục độc thao thiết đánh đối mặt nhưng là trước đó, chúng ta đã cùng ma nhãn lục độc thao thiết giao thủ qua, ngươi không thấy được nó đầy người vết bầm sưng to sao? Chính là nhà ta vệ đại tỷ chày gỗ tạp, nhưng đừng ngươi kia chỉ độc thủ cũng có thể tạp ra hiệu quả như vậy tới. Tô lạc một phen lời nói, cẩm y thiếu niên đáy mắt hiện lên một tia lạnh lẽo. Kỳ thật hắn cũng nghĩ đến, phía trước cái kia điên nữ nhân hai lời không xông lên liền tạp. Chắc là cùng ma nhãn lục độc thao thiết có thu oán. Bất quá kia lại như thế nào? Cẩm y thiếu niên môi đỏ quyến rũ mà gợi lên tô lạc tức khắc cười như vậy ngươi là phải dùng cường lạc thật cũng không phải bất giáo cẩm y thiếu niên cảm thấy đây là cái thực tốt kiến nghị tô lạc cười lạnh ra tiếng ngay sau đó thực vô tội mà đối vệ đại tỷ nếu là này con mồi bị cướp đi ngươi liền không ăn nga cái gì thịt kho tàu hấp loạn hầm tất cả đều không có nga vệ đại tỷ vừa nghe này còn liêu cái gì đều có thể không có nhưng là không thể không có ăn đồ tham ăn vệ đại tỷ chừng mắt lãnh túc chiều cẩm y thiếu niên mở miệng nói ngươi muốn đứng chết vẫn là ngồi chết vệ đại tỷ đem đại tỷ đầu bộ tịch lấy ra tới, vẫn là thực có thể hù tha. Cẩm y thiếu niên không lời nói, hắn kia hai cái thủ hạ sớm đã động thân mà ra, hai lời không phải chiều vệ đại tỷ công kích qua đi. Vệ đại tỷ vừa thấy, này hai cái đầu tặc mà cùng dưa hấu dường như người trẻ tuổi cư nhiên còn dám tới chịu chết, nàng cũng liền không khách khí. Vì thế, vệ đại tỷ cùng hai người kia lách cách lang cang mở ra. Cẩm y thiếu niên tới đoạt tô lạc trong tay con mồi. Tô lạc nhất thời không tra dưới, mà nhãn lục độc thao thiết kia chỉ chân đề bị kéo lấy. Buông tay, tô lạc gầm lên. Mà nhãn lục độc thao thiết nội đan muốn lấy lên thực không có phương tiện yêu cầu tâm rực rực nếu là hiện tại thi thể có điều tổn thương, yếu ớt nội đan rất có khả năng liền sẽ vỡ vụn. Vỡ vụn nội đan, hiệu quả chính là sẽ đại suy giảm. Tô lạc thực không muốn phát sinh loại này ngoài ý liệu tổn thất. Nhưng là cầm y thiếu niên tay lại như cũ chặt chẽ mà kéo lấy kia chỉ sau đề. Hoàn toàn không có buông tay tính toán, đồng thời hắn còn cười lạnh uy hiếp tô lạc đem thi thể buông nếu không ta một cái không tâm khiến cho thi thể bạo liệt đến lúc đó người ta đều không chiếm được người thật sự không bỏ tô lạc nhíu mày người trước buông cầm y thiếu niên một bộ không thương lượng bộ dáng thật là chưa tới phút cuối chưa thôi tô lạc trong lòng thầm mắng một câu theo sau nàng liền tiếp đón vẫn lạc hồng liên ngoan qua đi bồi vị kia đại ca ca chơi trong chốc lát cẩm y thiếu niên còn không rõ ràng lắm tô lạc với ai ở lời nói, liền nhìn đến một thốc màu cam ngọn lửa nhanh chóng chiều hắn chán thượng bay tới. Màu cam ngọn lửa tựa như có linh trí dường như, chuyên môn hướng hắn trên đỉnh đầu phiêu tựa hồ tưởng ở nơi đó xây tổ làm hoa dường như. chương 2028 theo đuổi không bỏ mười. Cẩm y thiếu niên nguyên bản xem tô lạc thực lực không bằng chính mình, cho nên không có đem nàng để ở trong lòng, đối với này thốc ngọn lửa tự nhiên cũng cầm coi rẻ thái độ nhưng là đương hắn chân chính tiếp xúc đến vẫn lạc hồng liên thời điểm mới phát hiện này thốc ngọn lửa có bao nhiêu khủng bố. Từng cụm ngọn lửa cả đời nhị, nhị sinh bốn, bốn sinh tám. Liền cùng sẽ sinh sản dường như càng đổi càng nhiều. Này đó biến ra ngọn lửa còn đều thích quay chung quanh ở hắn bên người, bay tới thổi đi, còn chuyên môn hướng trên người hắn mau nhiều địa phương nhảy. Cẩm y thiếu niên trong lúc nhất thời luống cuống tay chân, bị buộc thực chật vật. Tô lạc lúc này cúi đầu, mày lại hơi hơi nhăn lại. Người này vừa rồi cầm y thiếu niên ở cùng nàng lôi kéo ma nhãn lục độc thao thiết thời điểm này con mồi nội tâm thế nhưng bị chấn nát phát hiện này tức khắc làm tô lạc tâm tình ngã xuống đáy cốc nàng lúc này không biết nội đan hay không vẫn là hoàn hảo không tổn hao gì đáng giận ra hỏa, chính mình không chiếm được cũng muốn để cho người khác cũng không chiếm được này cái gì tâm thái a à? Tô lạc hung hăng mà chừng mắt nhìn cầm y thiếu niên liếc mắt một cái theo sau nàng liền quyết tâm lập tức bắt đầu bóc trần nội đan tô lạc tự không gian trung lấy ra nàng chỉ thủ theo sau đem ma nhãn lục độc thao thiết thi thể bình đặt ở mặt đất nửa ngồi xổm xuống thân mình cầm chỉ thủ chậm rãi ở nó chán thượng xẹt qua chỉ thủ sắc bén dị thường nơi đi qua ma nhãn lục độc thao thiết kia thân thịt tựa như thiết bùn giống nhau bị tô lạc cắt ra nhưng là càng đến sau lại tô lạc càng là tâm rực rực sợ đem yếu ớt đan dược cấp vỡ vụn lúc này vệ đại tỷ đã kết thúc chiến đấu vẫn lạc hồng liên cũng đã bởi vì linh lực không đủ mà trở lại không gian chung ngủ say cẩm y thiếu niên không có liệt tay lúc sau lại vọt tới tô lạc bên người ồn ào lên nhà đầu nội đan đã nát liền tính cắt ra tới cũng vô dụng đâu cẩm y thiếu niên cười lạnh liên tục vui sướng khi người gặp họa tô lạc mắt nhìn thẳng ta dùng hai mươi vạn tích phân cùng người mua thế nào cẩm y thiếu niên kiến thức quá vẫn lạc hồng liên lợi hại lúc sau liền không có lại nhìn tô lạc tuy rằng kia đoàn ngọn lửa kiên trì thời gian không lâu lại cho hắn rất lớn chấn động cho nên hắn không có ra tay liền đoạt 20 vạn tích phân cùng ngươi mua một cái rách nát nội đan đã thực có lợi, ngươi còn ở do dự cái gì? Cẩm Y thiếu niên đối Tô Lạc không biết điều tỏ vẻ thực không cao hứng. Bọn họ lần này tiến vào ma thú khu, duy nhất mục tiêu chính là này chỉ ma nhãn lục độc thao thiết nội đan, có thể, này viên nội đan đối với hắn tới trọng yếu phi thường. Tô Lạc lạnh như băng mà ngước mắt ngó hắn liếc mắt một cái, đừng xảo, quấy giày ta thu thập cái này nội đan, ngươi sẽ thực phiền toái. Cẩm Y thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, cô nương rốt cuộc muốn như thế nào ngươi mới bằng lòng nhường ra này viên nội đan. Này viên nội đan, hắn là nhất định phải được. Đương nhiên, hắn phía trước cũng không có đem chi bóp nát mà là cố ý làm cấp tô lạc xem. Hắn muốn cho tô lạc cho rằng nội đan nát sau đó qua tay cho hắn, nhưng là thực đáng tiếc tô lạc cũng không có làm như vậy. Tô lạc không còn có xem cẩm y thiếu niên một năm mà là đối vệ đại tỷ phân phó nói, quá xảo, đem hắn xoa đi ra ngoài. Vệ đại tỷ không hổ là tốt nhất dùng tay đấm. Nàng hai lời không? trực tiếp liền theo Tô Lạc phân phó, ý đồ đem Cẩm Y thiếu niên xoa đi ra ngoài. Cẩm Y thiếu niên trong lòng không vui, bất quá hắn trong lòng cũng có dự tính. Hiện tại Tô Lạc chính vội vàng cắt nội đan, đằng không ra tay tới, chờ hắn đem cái này ngốc đại tỷ thu thập. Lại đi thu thập kia nha đầu thúi, đó là không thể tốt hơn. Vì thế, Cẩm Y thiếu niên cười lạnh, bay thẳng đến ngốc đại tỷ ra tay, 24 hào càng xong, 25 hào buổi sáng 6 điểm đổi mới hô hô. Chương 2029 đột phát ngoài ý muốn một hai người kia tất cả đều là thống lĩnh cửu tinh thực lực không phân cao thấp cho nên chiến đấu lên trong lúc nhất thời khó phân thắng bại nhưng là có lẽ là phía trước vệ đại tỷ một đường lại đây quá xuôi gió xuôi nước thế cho nên hiện tại nàng rốt cuộc xui xẻo một lần chỉ thấy cẩm y thiếu niên sắc mặt càng ngày càng hồng càng ngày càng hồng cuối cùng bỗng nhiên trời quang một đạo sấm sét bổ vào trên người hắn tô lạc theo bản năng mà ngẩng đầu mày thật sâu nhăn lại này cẩm y thiếu niên có phải hay không đem vệ đại tỷ vận khí đoạt đi rồi hắn cùng vệ đại tỷ thời điểm chiến đấu thế nhưng tấn chức đến thánh giai. Tuy rằng là thánh giai một tinh, nhưng là lại có đủ thực lực áp chế vệ đại tỷ. Một cái là thống lĩnh cửu tinh, một cái là thánh giai một tinh, phía trước còn có thể chẳng phân biệt thắng bại, hiện tại thắng bại lại rất mau liền phân ra tới. Oanh một đạo nổ vang nắm tay thanh tạp quá, vệ đại tỷ tức khắc bị tạp phi, trình đường parabol sau này ngã đi. Phanh phanh phanh, vệ đại tỷ liên tiếp đâm hỏng rồi mười mấy cây cây phong đỏ, cuối cùng mới đổi chiều ở cổ thụ thượng, ho khan cái không ngừng nàng tùy tay một mặt khóe miệng, phát hiện lòng bàn tay có một bãi đỏ tươi vết máu. Vệ đại tỷ dầm gì, gian nan mà bò dậy. Lúc này, cẩm y thiếu niên đáy mắt hưng phấn bộc lộ ra ngoài. Ha 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 ha, -ha hắn đôi tay căng ra, ngưỡng cười to, tiếng cười phóng đẳng mà cơ hồ có thể xuyên thấu cả tòa lá phong lâm. Ta lục thuyền minh rốt cuộc tấn chức đến thánh chủ dai, ha 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 năm năm A, ước chừng bối rối ta năm năm A, không nghĩ tới thế nhưng liền như vậy phá, hảo, hảo A. À. Lục thuyền minh vui mừng mà cơ hồ muốn điên rồi. Tô Lạc lúc này sắc mặt đã có chút không hảo. Thánh chủ dai, nàng phải đối phó lên chính là rất khó, trừ phi, nàng đem nàng sở hữu át chủ bài đều dùng ra tới. Nhưng là hiện tại, nàng trong tay đang ở xử lý ma nhãn lục độc thao thiết nội đan, này cái nội đan vốn dĩ đã bị lục thuyền minh động qua tay chân, hơi có vô ý liền sẽ chia năm xẻ bảy. Nàng căn bản phân thân thiếu phương pháp. Tô lạc không khỏi mà có chút ai thán. Xem ra liền lão gia đều không đứng ở nàng bên này a à, cư nhiên làm lục thuyền minh tấn chức mà không phải làm vệ đại tỷ. Nói cách khác, vệ đại tỷ thực lực đã có thể đại đại tăng lên, về sau sử dụng tới cũng sẽ phương tiện rất nhiều. Lục thuyền minh mừng như điên liên tục nhưng là mừng như điên qua đi, hắn liền nghĩ đến lúc này hiện trạng. Chỉ thấy hắn đột nhiên gian xoay người, ánh mắt giống như rắn độc âm lãnh mà nhìn chằm chằm tô lạc khóe miệng giơ lên cười âm trầm mà quỷ mị, nha đầu thúi, chạy nhanh đem nội đan công đạo ra tới. Như vậy còn có thể lưu ngươi một cái toàn thây. Toàn thây, thật lớn khẩu khí, tô lạc khinh thường mà khóe miệng hơi hơi cong cong lúc trước biến dị 10 cánh sử còn không phải bị nàng sống sờ sờ chiền chết hiện tại lục thuyền minh bất quá mới thánh chủ một tinh liền kiêu ngạo thành như vậy hà tất lục thuyền minh nhìn đến tô lạc kia mặt khinh thường cười lạnh tức khắc liền cười lạnh lên xem ra ngươi là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ hảo thực hảo vậy không cần nhiều lời lục thuyền minh nói rõ phải dùng đoạt nhưng cố tình hiện tại tô lạc chút nào phân tâm không được kia phải làm sao bây giờ vệ đại tỷ che lại ngực đau xót, một què một què đi đến tô lạc trước mặt theo bản năng mà che ở nàng trước mặt ánh mắt phẫn nộ mà trừng mắt lục huyền minh. Ngay cả vệ đại tỷ chính mình đều không rõ ràng lắm, vì cái gì muốn che ở tô lạc trước mặt nàng chỉ biết nàng hẳn là làm như vậy. Tô lạc cười cười, tự không gian chung lấy một cái màu tím tinh bình xứ, chậm rãi đảo ra một viên màu tím đan dược nơi tay lòng bàn tay, chiều vệ đại tỷ kêu to một tiếng, đem này đan dược ăn vào. Chương 2030 đột phát ngoài ý muốn hai vệ đại tỷ lớn nhất ưu điểm chính là phục tùng mệnh lệnh tô lạc làm nàng uống thuốc nàng liền hư cũng chưa hư một cái nghi vấn ánh mắt đều không có chảo quá thuốc viên ngửa đầu trực tiếp liền nuốt xuống lục thuyền minh hồ nghi ánh mắt nhìn vệ đại tỷ tuy rằng tưởng không rõ tô lạc làm cái gì tên tuổi bất quá hiện tại hắn cực độ tự tin tự nhiên không tin vệ đại tỷ nuốt một viên thuốc viên lúc sau liền sẽ so với hắn cường lại vệ đại tỷ nàng một ngụm đem màu tím đan dược theo sau, nàng liền cảm thấy chính mình toàn thân nóng lên, đan điền dòng khí càng ngày càng cường, cả người giống như bành trướng mở ra. Thực lực nháy mắt tiêu thăng, vệ đại tỷ tức khắc hưng phấn mắt mạo hồng quang. Loại này lực lớn vô cùng cảm giác thật sự là thật tốt quá. Hảo muốn thử xem hiện tại sức lực có bao nhiêu đại đâu. Vệ đại tỷ tầm mắt rơi xuống lục thuyền minh trên người. Trên mặt lộ ra thật sâu tươi cười. Lục Thuyền Minh bị vệ đại tỷ kia thật sâu liếc mắt một cái xem đáy lòng run lên nhưng mà không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, Bưu Hãn vệ đại tỷ đã vung lên đại chày gỗ xông lên đi. Kia tốc độ, quả thực so tia chớp còn nhanh. Lục Thuyền Minh nhìn chủ động phát động công kích vệ đại tỷ, đáy mắt hiện lên một mặt khinh thường trào phúng. Một cái cửu tinh cũng dám chủ động tới công kích hắn. Thật là tìm chết. Lục thuyền Minh thực kiêu ngạo chờ vệ đại tỷ đi vào hắn phía trước 10 trượng phạm vi thời điểm, mới chậm gì gì mà ngưng tụ linh lực. Nhưng mà phanh, Ai biết Vệ Đại tỷ lại đột nhiên càng thêm tiêu thăng tốc độ. Lục Thuyền Minh chỉ cảm thấy trước mắt một đạo dày đặc bóng ma đánh úp lại, không đợi hắn ngẩng đầu, hắn đầu đã bị đại chày gỗ thật mạnh tạp đến. Phát ra tiếng vang thanh thúy. Lục Thuyền Minh chỉ cảm thấy đầu choáng váng, đôi mắt trình nhang mũi trạng, hắn trong lòng càng là các loại phát điên gào giống. Vì cái gì? Vì cái gì cái này điên nữ tha tốc độ đột nhiên tiêu thăng nhanh như vậy? Lực lượng đột nhiên cường đại rồi nhiều như vậy? Thật giống như tấn chức đến Thánh giai chính là nàng, mà không phải hắn như vậy phát hiện, làm lục thuyền khắc sâu trong lòng đế không cam lòng đồng thời, càng là dâng lên một cổ hàn khí. Vệ đại tỷ đoạt đến một lần tiên cơ, đem lục thuyền minh tạp trọng thương, nhưng là lục thuyền minh dù sao cũng là thánh giai, sức chiến đấu vẫn là rất mạnh. Trong lúc nhất thời, hai người lách cách lang căng đánh nhau rồi. Chiến đấu khó hòa giải. Đánh đánh, không quá 15 phút, vệ đại tỷ tốc độ liền chậm lại. Lục thuyền khắc sâu trong lòng trung ẩn ẩn hiện lên một tia hưng phấn lúc này hắn đã đoán chúng, vừa rồi cái này điên nữ nhân khẳng định là ăn thuốc tăng lực, hơn nữa là thực chân quý chủng loại, hiện tại đã đến giờ, cho nên nàng lại khôi phục vốn dĩ thực lực. Hừ, không có thực lực chính là không có thực lực, có không có việc gì tiếp tục cắn dược a à, lục huyền minh có một loại nắm chắc thắng lợi tự tin. Loại này thuốc viên như vậy chân quý, sao có thể có rất nhiều. Vệ đại tỷ bị đánh kế tiếp lui về phía sau, đôi mắt một cái kính mà hướng tô lạc nơi đó nhìn lục thuyền minh thấy thế càng là đắc ý hùng hổ dọa người hiện tại tiếp thu ta công kích đi lời còn chưa dứt hắn liền bắt đầu ngưng tụ linh lực tô lạc tức giận mà liếc mắt nhìn hắn hoàng cấp thuốc tăng lực nàng tuy rằng không nhiều lắm nhưng là vừa lúc còn có mấy viên nàng không phải lấy lực lượng tăng trưởng cho nên cho dù ăn tác dụng cũng không lớn cho nên vẫn luôn đều bạch phóng tô lạc dứt khoát đem toàn bộ màu tím cái chai đều ném cho vệ đại tỷ chính ngươi nhìn ăn vệ đại tỷ nhìn màu tím bình xứ, cười đến dị thường vui vẻ, bởi vì nàng minh bạch. Nàng chính là ăn nơi này đan dược, lực lượng đột nhiên trở nên siêu cấp đại. Nàng đối diện lục thuyền minh nhìn cái kia cái chai, sắc mặt đột nhiên gian trở nên phi thường khó coi. chương 2031 đột phát ngoài ý muốn ba. Cái kia là lục thuyền minh có một loại thật không tốt dự phúc tô là cười hì hì nói tiếp, bất quá năm sáu viên mà thôi, không nhiều lắm, nhưng là đánh bại ngươi, vậy là đủ rồi năm sáu viên hoàng cấp thuốc tăng lực năm sáu viên lục thuyền minh một đôi chân quơ quơ thiếu chút nữa đứng thẳng không được hắn chiều tô lạc gào giống người có biết hay không hoàng cấp đan dược có bao nhiêu chân quý sao có thể chỉnh bình ra bên ngoài lấy tô lạc vẻ mặt vô tội mờ mịt nhún vai ta lấy ta đan dược làm khanh việc gì vậy lục thuyền khắc sâu trong lòng chung kia kêu một cái đau a à, hắn nay đắc tội chính là như thế nào một cái tổ tông a à? cấp đại sư đan dược hắn đều phải phái người đi đoạt lấy mua nhưng là nhân ra lấy ra một chỉnh bình hoàng cấp đan dược cấp thủ hạ ăn mà không chút để ý này khác nhau muốn hay không quá lớn linh giờ khác này lục thuyền khắc sâu trong lòng trung sinh ra sợ hãi bởi vì một cái có thể luyện chế ra hoàng cấp đan dược hoàng cấp luyện dược sư đó là kiểu gì đáng sợ mắt thấy vệ đại tỷ lại muốn ra tay lục thuyền minh một cái bước xa nhảy ra hô to đình đình chỉ nhưng là vệ đại tỷ lúc này chính nuốt một viên hoàng cấp thuốc tăng lực đâu cứ như vậy đột nhiên im bặt nhân ra kia một thân cậy mạnh muốn như thế nào phát tiết. Vì thế, cứ việc lục thuyền minh gấp đến độ dậm chân mà kêu ngưng chiến, nhưng là vệ đại tỷ lại không có buông tha hắn tính toán, kén đại chày gỗ liền hướng hắn chán thượng táp. Vì thế, thốc liền trình diễn một hồi buồn cười vừa buồn cười hình ảnh. Lục thuyền minh ở phía trước chạy bay nhanh, vừa chạy vừa quay đầu lại ý bảo ngưng chiến, mặt sau vệ đại tỷ mắt điếc tai ngơ, diều hâu chảo gà giống nhau mà theo đuổi không bỏ. Tô Lạc bớt thời giờ ngẩng đầu nhìn đến này bức họa mặt buồn cười mà lắc đầu, theo bọn họ nháo đi. Lục Thuyền Minh cũng biết vệ đại tỷ yêu cầu phát tiết kia một thân sức lực bằng không khẳng định nghẹn hỏng rồi. Cho nên hắn liền mang theo vệ đại tỷ đi loanh quanh, một vòng một vòng chạy vội. Chạy đến cuối cùng, vệ đại tỷ mệt thở hồng hộc. Đương nhiên Lục Thuyền Minh cũng không hảo đi nơi nào. Đứng ở vệ đại tỷ phía trước 10 mét chỗ hắn quay đầu lại, khom lưng, đôi tay đặt ở đầu gối, từng ngụm từng ngụm mà hút khí, trên mặt càng là hãn như tương dũng. Đại tỷ ta đại tỷ đầu ngài nhưng thật ra truy xong rồi không có lục thuyền minh hung hăng hủy diệt cái chán hãn vệ đại tỷ vươn đầu lưỡi từng ngụm từng ngụm thở dốc tuy rằng không có sức lực nhưng vẫn là miễn cưỡng sách theo đại chày gỗ chỉ vào lục thuyền minh đứng lại người tử cấp lão nương đứng lại vệ đại tỷ nghiêng ngả lảo đảo mà đi phía trước chạy lục thuyền minh miễn miễn cưỡng cưỡng mà lại đi phía trước dịch vài bước hiện tại hai cái tha sức lực đều đã tới rồi cực hạn chỉ sợ tới cái ba tuổi nhi một cái ngón tay là có thể đưa bọn họ chọc đảo Lục Thuyền Minh liên tục chiều vệ đại tỷ xua tay, vẻ mặt đưa đám, đại tỷ cầu xin ngài, đừng đuổi theo, ta nhận thua còn không được sao? Còn không phải là 20 vạn tích phân nội đan sao? Hắn từ bỏ còn không được sao? Nhân ra chính là lấy hoàng cấp đan dược đương đường đậu ăn thật thổ hào, hắn nào dám đắc tội? Ở Lục Thuyền Minh lời dân có một câu, kẻ thức thời trang tuấn kiệt mà hắn, tác phi thường thức thời. Vệ đại tỷ thấy đối phương xin khoan dung, lại rất nghiêm túc mà banh mặt, chấp nhất mà cường điệu, còn không có đánh bay ngươi, không được. Vệ đại tỷ khắc sâu mà nhớ kỹ nàng phía trước bị người một chân đá tới ngọn cây thượng sự. Ai ngốc tử không mang thù, trên thực tế, ngốc tử mới là nhất mang thù. Lục Thuyền Minh thật mau khóc, hắn biết nếu nay hắn không bị đối phương đá một chân, vị này ngốc đại tỷ là không có khả năng thiện bãi tam hưu. Đến nỗi vị kia cúi đầu chỉ biết thiết nội đan cô nương. Chương 2032 đột phát ngoài ý muốn 4 vị kia cô nương ti rằng thoạt nhìn một bộ đặt mình trong ở ngoài bộ dáng nhưng là đối vị này ngốc đại tỷ lại giữ gìn thực quân không thấy nhân ra lấy hoàng cấp đan dược đương đường đậu cắn sao như thế hào phóng ở hắn trong trí chí nhớ chính là đệ nhất nhân a cho nên lục thuyền minh quyết định kẻ thức thời trang tuấn kiệt vì thế hắn dứt khoát đi đến vệ đại tỷ trước mặt thái độ nịnh nọt đại tỷ ngài đá ngài cứ việc đá vệ đại tỷ nơi nào sẽ cùng hắn khách khí trực tiếp một cái phi mau thối liền đá đến hắn bụng thượng nhưng là đáng thương vệ đại tỷ ngài như thế nào liền không nhìn xem ngài mặt khác một chân hạ chính là một khối hủ bại lạn dễ cây a à, tóm lại đáng thương vệ đại tỷ một chân đá lục thuyền minh mặt khác một chân đạp lên phất tay áo lạn dễ cây thượng sau đó một cái trọng lực mông mạnh mẽ đi xuống ngồi sau đó vệ đại tỷ không những không có đem lục thuyền minh đá ra một mét xa ngược lại nàng chính mình đều ngã ngồi ở nàng chính mình tạp ra tới hố bốn chân chiều nửa bò không ra lục thuyền minh đầu tiên là khiếp sợ sau là ngạc nhiên cuối cùng ôm bụng bộc phát ra một trận cuồng tiếu Ha, ha 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 thật là cười chết hắn cười đến bụng đều rút gân như thế nào phá tô lạc nhìn vệ đại tỷ như vậy yên lặng mà ngẩng đầu vọng lại yên lặng mà cúi đầu cắt nội đan nàng cái gì cũng chưa nhìn đến nàng thật sự cái gì cũng chưa thấy lục thuyền minh còn tính hảo tâm hỗ trợ đem vệ đại tỷ cấp kéo ra tới vệ đại tỷ vẫn là rất phúc hậu nhân ra nếu hỗ trợ kéo nàng ra tới nàng cũng liền không đuổi theo nhân ra kêu đánh kêu giết tái hiện sắp tới khiến nàng muốn giết người cũng không sức lực lúc này tô lạc đã đem nội đan cắt xong cắt ra tới nội đan hoàn hảo không tổn hao gì dược hiệu bảo tồn phi thường hảo lục thuyền minh tuy rằng hâm mộ nhưng là kỹ không bằng người hắn cũng cũng chỉ muốn nhận tài chiều tô lạc chắp tay sau đó phiêu nhiên đi xa tô lạc đang muốn đem nội đan thu hồi tới lại bỗng nhiên nàng cảm giác được một trận sát ý đánh úp lại sống lưng nháy mắt cứng đờ tô lạc trong giây lát quay đầu lại lại phát hiện phía sau cái gì cũng chưa anh chính là vừa rồi kia kề bên thấy tử thần khủng bố cảm giác rồi lại như vậy chân thật tô lạc biết đó là rõ ràng chính xác mà cảm giác được. Nàng thật sự ở quỷ môn quan đi rồi một vòng, tô lạc giờ phút này toàn thân đề phòng, ở vào cực độ cảnh giới trạng thái. Nàng ném một quả linh nguyên đan cấp vệ đại tỷ, làm nàng chạy nhanh đem thực lực khôi phục lại, bởi vì nàng có dự cảm thực mau một hồi ác chiến liền sẽ đã đến. Vệ đại tỷ tuy rằng đầu óc thiếu một cây, nhưng là đối nguy hiểm trực giác lại cùng tô lạc giống nhau, rất mạnh cho nên nàng hai lời không vội vàng đem đan dược tắc hạ hai chân ngồi xếp bằng nắm chặt thời gian bắt đầu khôi phục thực lực thời gian một chút một chút qua đi tô lạc trong tay nắm thừa ảnh kiếm mắt xem bốn lộ tay nghe bát phương tinh thần ở vào tối cao độ đề phòng trạng thái bỗng nhiên một đạo sát khí chiều nàng phía sau lưng đánh úp lại tô lạc quay đầu né qua sau đó trong tay thừa ảnh kiếm trong giây lát chiều tả phía trước đâm tới bởi vì tô lạc đoán chắc đối phương bước thứ hai quả nhiên đối phương trong tay lãnh kiếm xuất hiện ở tô lạc tả phía trước loảng xoảng thừa ảnh kiếm cùng đối phương lãnh kiếm đánh vào cùng nhau ánh lửa văng khắp nơi phát ra kịch liệt tiếng đánh cùng lúc đó tô lạc thấy rõ ràng đối phương đây là một cái hắc y nhân chỉ thấy hắn toàn thân đều bao phủ ở hắc y chung trên mặt che cái khăn đen trên đầu mang hắc mũ đem cả người bao vây kín mít không có lộ ra một chút da thịt ngươi là ai tô lạc thanh âm lạnh băng nàng tiến vào mới huấn luyện danh không lâu hẳn là không có đắc tội quá người khác đi chương 2033 đột phát ngoài ý muốn năm. Hắc y nhân không có trả lời Tô Lạc nói, trong chớp nhoáng, quay người lại là một đạo kiếm quang hiện lên, kiếm mang chiều Tô Lạc yết hầu bộ lướt qua. Tô Lạc theo bản năng mà lui về phía sau, mũi chân toàn đá, thân hình bất chi giác gian đã tới rồi Hắc y nhân phía sau. Như thế gần khoảng cách chỉ thủ đột nhiên chiều Hắc y nhân phía sau lưng đâm tới. Cái này Hắc y nhân, cấp Tô Lạc rất lớn áp lực, đồng thời cũng có một loại rất quen thuộc cảm giác thực lực của đối phương ít nhất ở thánh chủ nhất giai hơn nữa hắn phi thường thiện trường ám sát mỗi nhất chiêu đều không hoa lệ không hoa lệ nhưng là lại là nhất ngắn gọn chính là giết người phương thức mục đích của hắn chiêu số giản dị tự nhiên mục đích chỉ là vì giết người tô lạc có thể kết luận người này chính là chân chính ý nghĩa thượng sát thủ hắn tồn tại giá trị chính là vì giết người hơn nữa hắn người như vậy tuyệt đối sẽ không chỉ có một mà là suốt một tổ chức khi nào nàng thế nhưng đắc tội như vậy một tổ chức mà nàng chính mình lại không hề phát hiện Tô Lạc trong lòng hơi kinh hãi, nhưng là hiện tại nàng hiển nhiên không có thời gian suy nghĩ này đó. Quan trọng nhất chính là trước đêm vị này hắc y nhân chấm dứt. Vì bắt sống hắc y nhân, Tô Lạc nháy mắt đem nàng át chủ bài ra hết. Trọng lực không gian, thừa ảnh kiếm, vẫn lạc hồng liên trong lúc nhất thời. Tô Lạc thực lực bạo trướng đến liền thánh giai cường giả đều phải ghé mắt nông nỗi. Mắt thấy Tô Lạc đã chiếm hết thượng phong, chỉ cần một chút thời gian liền có thể đem đối phương bắt sống thời điểm. Bỗng nhiên, xôn xao trong nháy mắt từ ngọn cây lại nhảy xuống một vị hắc y nhân. Vị này hắc y nhân thân hình mảnh khảnh, nhưng là cặp mắt kia âm trầm trung phiếm hàn quang, Tô Lạc chỉ mong chi nhất mắt liền biết người này thực lực so trước một vị hắc y nhân còn mạnh hơn. Cái này hắc y nhân từ trên cây nhảy xuống, trước tiên cũng không có tới sát Tô Lạc mà là bay thẳng đến vệ đại tỷ bạo hướng mà đi. Tô Lạc trong lòng chấn động, chợt quát một tiếng, đại tỷ đầu. Lúc này toàn thân tâm đều ở chữa trị trung vệ đại tỷ bị Tô Lạc một cái quát lớn bừng tỉnh, không kịp nghĩ nhiều, nàng phi thân dựng lên, cùng vị kia hắc y nhân chiến cái ngang tay. Lúc này, Tô Lạc trong lòng đã độ cao khẩn trương lên. Đám hắc y nhân này rõ ràng là có tổ chức, không ai biết bọn họ rốt cuộc tới bao nhiêu người, thời gian kéo xuống đi, đối Tô Lạc tới, tình huống sẽ càng ngày càng không tốt. Tô Lạc nhìn chính mình trước mặt hắc y nhân, đáy mắt hiện lên một tia sát ý. Đột nhiên gian, Tô Lạc bộc phát ra 10 thành thực lực. Nàng đối diện Hắc Y Nhân trong nháy mắt liền cảm giác được áp lực tăng gấp bội. Phảng phất trước mắt cô nương này thực lực lại cường đại rồi rất nhiều. Hắn ở trong lòng thầm mắng một tiếng đen đủi, cô nương này như thế nào tựa như hạt mè giống nhau mắt thấy thực sự lực liền kế tiếp cao lên. Tô Lạc cười lạnh, năm chiêu trong vòng, tìm được Hắc Y tha một sơ hở, thừa ảnh kiếm từ hắn cổ biên cọ qua. Máu tươi bay tứ tung. Hắc Y Nhân không cam lòng mà chết đi. Tô Lạc không kịp nghĩ nhiều, bước nhanh vọt tới vệ đại tỷ bên kia cùng nàng hợp đấu một vị khắc hắc y nhân. Vị này hắc y nhân vừa thấy tình hình không tốt liền muốn chạy, hơn nữa hắn xác thật thực giỏi về chạy trốn. Nhưng là Tô Lạc cười lạnh phóng xuất ra trọng lực không gian, đem hắc y nhân bao vây đi vào, sau đó nàng cùng vệ đại tỷ liên thủ, mười chiêu trong vòng đem hắc y nhân chế phục. Nhưng là không đợi nàng dụng hình ép hỏi, hắc y nhân liền cắn lưỡi tự sát. Kia động tác dứt khoát mà lưu loát, không có một tia ướt át bẩn thỉu nhìn trên mặt đất hai cụ thẳng tắp hắc y thi thể, Tô Lạc sắc mặt thật không đẹp, lúc sáng lúc tối, đen tối không rõ. Vệ đại tỷ nhạy bén mà nhận thấy được Tô Lạc tâm tình không tốt, nàng nọa nọa mà nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái, sau đó thực ngoan ngoãn mà ở một bên trầm mặc. Chương 2058 Hoa lệ nghịch tập 5 Tô Lạc đôi mắt hơi ngưng, đáy mắt mang theo một mặt ám trầm, tuy rằng bị uy áp bức cơ hồ hít thở không thông, bất quá trên mặt nàng như cũ mang theo không chút để ý trêu chọc đạm cười, muốn giết ta. Nhưng không dễ dàng như vậy có bản lĩnh, người đuổi theo ta lại bái. Tô lạc một bên, một bên mũi tên giống nhau hướng phía trước lùm cây trung bay nhanh mà đi. Hoa lão đại tức giận đến oa oa kêu to. Mấy trước, hắn nhất chiêu qua đi là có thể sốc phi nha đầu thúi. Hiện tại hắn lại cơ hồ đuổi không kịp đối phương, quả thực đáng giận a a a a. Đánh lâu không dưới, hoa lão đại lúc này tức giận đằng hướng, lý trí toàn vô, đôi mắt đột bạo, che kín tơ máu. Lúc này, hắn đem sở hữu cừu hận đều chút xuống ở tô lạc trên người trong lúc nhất thời, hắn trong đầu trong ánh mắt cũng chỉ có kia một mặt vàng nhạt sắc tinh tế thân ảnh. truy truy truy, hoa lão đại theo đuổi không bỏ. phía trước chính là nhất dày đặc lùm cây. tô lạc đôi mắt nửa hít theo sau liền hiện lên một đạo ánh sáng. bởi vì nàng nhìn đến một đạo màu lam làn váy biểu hiện ra tới, không hề nghi ngờ, nơi đó chính mai phục vệ đại tỷ. mà hết thảy này đều là tô lạc đã sớm kế hoạch tốt nàng ngay từ đầu làm vệ đại tỷ đuổi theo giết những cái đó la la, vì chính là có thể đem nàng chính mình thân hình che giấu, sau đó chờ tô lạc dẫn mất đi lý trí hoa lão đại lại đây. Đương nhiên, tô lạc còn có hạng nhất nhiệm vụ, chính là đem hoa lão đại tức giận đến nổi trận lôi đình Liền ở tô lạc thân ảnh hướng quá lùm cây trong nháy mắt, liền ở hoa lão đại cũng đi theo bay qua kia khu rừng khoảnh khắc một đạo hắc ám bóng dáng trong dây lát chiều hoa lão đại cái gáy ném tới. Đó là ẩn núp ở nơi đó vệ đại tỷ lúc này hoa lão đại hạng nặng thể xác và tinh thần cùng lực chú ý đều ở tô lạc trên người, nơi nào sẽ chú ý tới tránh ở lùm cây trung thu liễm tiếng động vệ đại tỷ. Nơi nào sẽ chú ý tới vệ đại tỷ sớm đã chờ đợi ở chỗ này lâu ngày. Chính là bởi vì này phân xuất kỳ bất ý, hoa lão đại bi kịch. Phanh, một đạo cực kỳ rõ ràng buồn côn thanh truyền đến. Hoa lão đại cái ót cùng vệ đại tỷ đại chày gỗ chặt chẽ tiếp xúc hoa lão đại chỉ cảm thấy một trận đầu váng mắt hoa trước mắt từng trận biến thành màu đen hắn thân hình quơ quơ nương mặc cao thủ so chiêu sai một ly liền ở hắn hoảng thần này một giây phía trước còn cuồng tốc đi phía trước bôn tô lạc sớm đã giết hồi mã thương thân hình cao cao túng nhảy liên hoàn chân chiều hoa lão đại đầu trong giây lát đánh tới liền này một giây thời gian tô lạc đã ra bảy bảy bốn mươi chín chiêu tuy rằng nàng công kích đối với hoa lão đại tới cũng không khủng bố, nhưng là tô lạc lựa chọn vừa lúc là hoa lão đại đầu, hơn nữa liên tiếp chính là 49 thứ liên hoàn chân. Hơn nữa một lần sau so một lần trọng. Giọt nước xuyên thạch, mũi cũng có thể cắn chết voi cho nên, đương tô lạc cuối cùng một cái liên hoàn chân đảo qua khi, hoa lão đại thân hình kịch liệt sau này hoảng, mà đúng lúc này. Vệ đại tỷ kia chỉ đại chày gỗ chiều hoa lão đại xương bánh chè hung hăng ném tới. Phanh, vệ đại tỷ này nhớ buồn côn liền cùng cọng dơm cuối cùng đè chết con lạc đà giống nhau đem vốn là sau này hoàng hoa lão đại một cái gậy gộc liền cấp quét sau này ngã quỵ này hết thảy nhìn như thật lâu nhưng trên thực tế lại chỉ phát sinh ở một giây đồng hồ trong vòng hoa lão đại quăng ngã cái bốn chân chiều theo sau tô lạc cùng vệ đại tỷ liền bắt đầu công kích vệ đại tỷ buồn côn tô lạc hỏa trụ vẫn lạc hồng liên trọng lực không gian sở hữu có thể sử dụng át chủ bài sở hữu có thể sử dụng công kích toàn bộ mà liền chiều hoa lão đại trên đầu ném tới đáng thương hoa lão đại, một bước sai, từng bước sai. Hắn mất đi tiên cơ, cho nên cũng chỉ có chống cự phân. Trên người hắn thương càng ngày càng nặng, không ngừng mà ra bên ngoài phun huyết. chương 2059 Hoa lệ nghịch tập 6 Nếu lúc này, hoa lão đại thủ hạ chẳng sợ ra tới một hai cái, đem tô lạc cùng vệ đại tỷ bám trụ một chút thời gian, hoa lão đại là có thể đủ xoay chuyển chiến cuộc. Nhưng là thực đáng tiếc thủ hạ của hắn tất cả đều bị tô lạc cùng vệ đại tỷ cấp trục đã chết. Hoa lão đại bị tạp trọng thương không ngừng. Chính hắn cũng biết, nay hắn chỉ có đường chết một cái, trừ cái này ra, lại vô đường ra. Hắn đôi mắt bạo đột thần sắc giữ tợn mà chừng mắt tô lạc giống giận rít gào, đừng đắc ý. Các ngươi tất cả đều phải cho lão tử chôn cùng. Tô lạc bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm. Chiều vệ đại tỷ hét lớn một tiếng, mau bỏ đi. Nhưng là vệ đại tỷ kia một gậy gọc mới gõ đến một nửa, nàng trong khoảng thời gian ngắn có chút mờ mịt tưởng không rõ tô lạc vì sao kêu nàng lui lại nhưng mà liền tại đây trong nháy mắt, thời gian đã không còn kịp rồi. Giải thích đã không còn kịp rồi, Tô Lạc một phen kéo lấy vệ đại tỷ, một phen giữ chặt nàng liền chạy. Nhưng mà Trung Quy vẫn là đã muộn một bước. Oanh, một đạo kịch liệt tiếng nổ mạnh vang lên, tức khắc ánh lửa hướng, đất rung núi chuyển, kinh động mà. Bốn phía cây cối nháy mắt hóa thành bột mịn, núi đá vỡ vụn thành khối, cuồn cuộn không ngừng mà hướng dưới chân núi lăn xuống. Phạm vi mười dặm trong vòng, lại vô sinh vật tồn tại nguyên bản cỏ cây xanh um chiến đấu nơi, nháy mắt thành một mảnh đen nhánh đất khô cằn. Ở thời khắc mấu chốt, Tô Lạc lôi kéo vệ đại tỷ đi phía trước bạo hướng, cuối cùng bị một đợt ánh lửa hướng đi phía trước đánh tới, thật mạnh ngã quỵ trên mặt đất. Thời gian trôi qua một hồi lâu khụ 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 khụ. Bị mãnh liệt tiếng nổ mạnh chấn ngất xỉu đi Tô Lạc, lúc này mới chậm rãi thức tỉnh, nàng vừa tỉnh tới, liền nhìn đến ghé vào chính mình phía sau lưng vệ đại tỷ, lúc này vệ đại tỷ đã hôn mê đi qua vệ đại tỷ trên người cháy đen như thổ, trên mặt trên tay trên quần áo, tất cả đều là một mảnh đen nhánh, cơ hồ biện không ra người dạng tới. Tô lạc chiều chính mình trên mặt hủy diệt, sau đó xem chính mình lòng bàn tay, ngay sau đó cười khổ, xem ra nàng cùng vệ đại tỷ giống nhau, đều thành người da đen đâu, đều là nổ mạnh chọc họa. Nhớ tới phía trước nổ mạnh, tô lạc đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi. Quả nhiên, thánh giai trở lên cường giả không dung liếc. Hoa lão đại ở trước khi chết, dùng hắn toàn thân linh lực dẫn động linh hồn, cuối cùng hắn lấy thân thể vì trung tâm đem chính hắn cả người nổ mạnh, như vậy uy lực có thể so với Thánh giai linh đạn cầu. Nhưng là chỉ có cực độ hận mới có thể đủ làm người làm ra làm chính mình thân thể nổ mạnh sự tình tới, bởi vì này ý nghĩa linh hồn cùng thân thể đồng thời tiêu vong, là chân chính tiêu vong. Liền vong linh giới đều đi không được. Tô Lạc nhìn hôn mê quá khứ vệ đại tỷ, nhìn vệ đại tỷ huyết nhục mơ hồ phần lưng, Tô Lạc trong mắt hiện lên một mặt áy náy bị hỏa lãng đi phía trước hướng thời điểm vệ đại tỷ dùng nàng đôn hậu phần lưng chặn hỏa lãng đem nàng hộ tại thân hạ nếu không nói hiện tại nàng hẳn là trọng thương bất quá cũng may vệ đại tỷ đã là bất tử chi thân kháng đập năng lực siêu cấp cường quả thực chính là truyền trung lá chắn thịt cho nên nhìn thương thực trọng nhưng ở tô lạc trị liệu hạ ra thịt chi thương thực mau liền có điều chuyển biến tốt đẹp ngược lại là tô lạc bởi vì hoa lão đại cuối cùng oán niệm tất cả đều là hướng về phía tô lạc mà đi cho nên lúc ấy kia nói bạch quang triều tô lạc hiện lên đối linh hồn của nàng tạo thành nghiêm trọng ảnh hưởng tô lạc khoanh chân mà ngồi tiến vào nhập định cảnh giới nàng nhìn đến linh hồn của chính mình nguyên bản hoạt bát trên mặt đất nhảy hạ nhảy nàng hiện tại lại xúc ở góc hơi thở thoi thóp hơi thở mỏng manh này nhưng phiền toái lớn cũng không biết linh hồn có thể hay không tu bổ đâu ít nhất tô lạc vẫn luôn đều không có nghe qua phương diện này sự tình chương 2060 hoa lệ nghịch tập 7. Có tô lạc máu tê cùng đan dược, hơn nữa bất tử chi thân siêu cường tiềm lực, vệ đại tỷ phần lưng thương thực mau liền kết vẩy, bị chấn vựng nàng cũng chậm rãi tỉnh lại. Nàng vừa tỉnh tới liền nhìn đến tô lạc ngồi ở nàng trước mặt, ngay sau đó nàng liền mặt lộ vẻ kinh hoàng chi sắc bởi vì lúc này tô lạc thoạt nhìn sắc mặt tái nhợt đáng sợ hơn nữa bàn tay đại trên mặt mồ hôi lạnh đầm đìa thân hình càng là lung lay sắp đổ tự nhiên người làm sao vậy sinh bệnh sao rất đau sao vệ đại tỷ vừa thấy tô lạc bộ dáng này tức khắc nhớ rõ đến không được xông lên đi liền dùng lực loạn chọn tô lạc mảnh khảnh thân mình sợ tô lạc như vậy một ngủ không tỉnh ở nàng cự lực lay động hạ tô lạc thân hình tựa như biển rộng thượng một diệp thuyền con tùy thời đều có trầm mặc nguy hiểm tô lạc không thể không mở to mắt vệ đại tỷ nhìn đến tô lạc tỉnh lại tức khắc nín khóc mỉm cười tươi cười sán lạn cực kỳ sáu viên tiết trắng hàm răng lóe sáng tự nhiên người rốt cuộc tình làm ta sợ muốn chết ta không có việc gì tô lạc thanh âm gầy yếu, sắc mặt mang theo mất tự nhiên oánh bạch nhìn qua thực làm người đau lòng. Chính là người nhìn qua rất khó chịu a à, bị thương sao? Vệ đại tỷ đau lòng mà nhìn tô lạc vươn móng vuốt vỗ vỗ tô lạc đầu tựa như ở chụp nhà nàng nhãi con giống nhau, xoa xoa, nhẹ nhàng. Đừng lo lắng, không chết được. Tô lạc xoa xoa ngực vị trí. Linh hồn bị thương, nhưng cuối cùng không có nguy cơ tánh mạng, nàng yêu cầu thời gian tới khỏi hẳn, nhưng là hiện tại đã mau cuối tháng, tháng này khảo hạch sắp bắt đầu xem ra nàng chỉ có thể từ bỏ lần này khảo hạch chờ thân thể khỏi hẳn lại. Đúng lúc này, Tô Lạc cảm giác được thông tấn giác hơi hơi vừa động. Chẳng lẽ là Nam Cung về tin tức? Tô Lạc hưng phấn mà thiếu chút nữa nhảy dựng lên, nhưng là này vừa động. Lại làm nàng một trận đầu váng mắt hoa thiếu chút nữa ngất xỉu đi. Thật vất vả bình phục tâm thần, Tô Lạc mới tâm rực rực mà đem màu đen thông tấn giác lấy ra tới, mang theo mong đợi cùng chờ đợi tâm tình chậm rãi mở ray chính là, nam cung tên như cũ là màu xám. Căn bản không phải hắn phát tới tin tức. Tô Lạc Tâm tình tức khắc từ đường đến địa ngục thất vọng cực kỳ. Nàng giàu dĩ không vui nhìn chằm chằm màu đen thông tấn giác tựa như trừng mắt nam cung giống nhau, oán hận mà trừng mắt nó. Sớm muộn gì đem ngươi ném xuống. Tô Lạc hừ một tiếng, mới tâm rực rực mà đem màu đen thông tấn giác bên người tàng hảo, sợ đem nó đánh nát. Cách một tầng hơi mỏng vải dệt, màu đen thông tấn giác thượng tựa hồ còn mang theo nam cung bàn tay độ ấm, cái này làm cho Tô Lạc có một loại nam cung tùy thời bồi ở bên người nàng cảm giác. Theo sau, Tô Lạc mới đưa ánh mắt đầu hướng nàng tay phải cổ tay. Nơi đó là một quả màu xanh lục thông tấn giác, này cái màu xanh lục thông tấn giác là Lạc Dịch Trần đưa, mặt trên chỉ có một liên hệ nhân vật đó chính là Lạc Dịch Trần. Chẳng lẽ là hắn truyền đến tin tức? Tô Lạc bình tĩnh mà đem thông tấn giác mở ra, nhìn lướt qua mặt trên tin tức. Quả nhiên là Lạc Dịch Trần phát tới, hắn nói cho Tô Lạc phía trước hắn đang bế quan, không có thu được Tô Lạc tin tức, sau đó hỏi nàng có chuyện gì. Có chuyện gì? Tô Lạc tức giận mà gợi lên khóe môi. Nàng nhớ ra rồi, lần trước bị Hoa lão đại đuổi giết thượng xuống đất không chỗ nhưng trốn thời điểm, nàng đúng là nhất trong lúc nguy cấp cấp lạc dịch Trần phát đi cầu cứu tin tức. Nhưng là hiện tại đã qua vài, lúc này còn có thể có chuyện gì? Hoa lão đại đều đã nổ mạnh hóa thành một mảnh khói nhẹ. Tô Lạc đạm mạc mà cười cười, theo sau hồi phục hai chữ, không có việc gì. Đang lúc Tô Lạc chuẩn bị đem màu xanh lục thông tấn giác tắt đi thời điểm, thực mau, một cái tin tức liền truyền đến chương 2061 hoa lệ nghịch tập 8. Nhìn đến này nói tin tức tô lạc mày gần như không thể nghe thấy mà hơi hơi nhăn lại. Lạc dịch trần nói cho nàng, tân sinh nhập học nếu có thể tháng thứ nhất liền sấm quan phía cuối sơn luyện ngục tháp sẽ có đặc thù khen thưởng, phần thưởng chính là thông tấn giác. Tô lạc nguyên bản là tính toán tạm thời từ bỏ lần này khảo háo, nhưng là vừa thấy khen thưởng, mày tức khắc liền nhăn lại nàng phía trước ở phía cuối sơn cư trú khu thời điểm đưa vào quá quang não bởi vì nàng rất muốn tìm được màu xanh lục thông tấn giác cấp tử nhiên bọn họ nói cách khác nàng sẽ thực lo lắng nhưng là được đến kết quả lại làm nàng thực thất vọng thông tấn giác thị phi bán phẩm hơn nữa là phía chính phủ khen thưởng vật phẩm cho nên tô lạc nếu muốn được đến thông tấn giác duy nhất biện pháp chính là tham gia phía chính phủ công bố nhiệm vụ phía chính phủ cũng không phải tùy thời đều sẽ công bố nhiệm vụ mà là tùy cơ. Tựa như hiện tại lại đột nhiên thả ra cái này tân sinh khảo hạch liền khen thưởng thông tấn giác nhiệm vụ. thật giống như vì nàng lượng thân đặt làm giống nhau. kể từ đó, tô lạc lại là không thể không tham gia. bởi vì nếu tháng sau tham gia, nàng liền tính thông qua thông tấn giác khen thưởng cũng vẫn là không có. nay là mấy hào, tô lạc lại đã phát một cái tin tức cấp lạc dịch trần lúc này lạc dịch trần đang ở luyện ngục tháp chiến đấu trên đài hắn chung quanh là đứng một vòng người lúc này đối diện hắn phóng đại chiêu này năm người toàn bộ đều là long bảng trước 20 nhân vật đi ra ngoài kia đều là làm người cúng bái đối tượng nhưng là hiện tại lạc dịch trần chính một bên lấy một địch năm theo chân bọn họ chiến đấu một bên còn muốn phân tâm nói cho tô lạc nay là mấy hào 24 hào lạc dịch trần ở chụp phi một người lúc sau theo sau trở về tô lạc cái này tin tức 24 hào A ma thú khu nội, tô lạc một tay chi hàm dưới, đôi mắt dần dần ám trầm hạ tới, tinh xảo đỉnh mày như ngưng kết băng xương, mang theo một tia buồn dầu. Cùng tô lạc phát sầu so sánh với. Vệ đại tỷ quả thực là vô tâm không phổi, gì cũng không lo lắng. Nhìn vệ đại tỷ vui sướng mà bắt giữ ma thú, sau đó đem lột ra rút gân sau, vẻ mặt lấy lòng mà cầu chồn tiến nướng BBQ. Tự nhiên, tự nhiên, ta gì thời điểm trở về A. À? vệ đại tỷ một bên gặm du tư tư đùi gà, một bên một mông ngồi vào tô lạc bên cạnh, ngươi thấy thế nào đi lên không rất cao hứng a à. Nay 24 hào, khảo hạch là 25 hào bắt đầu tô lạc tức giận mà nhìn vệ đại tỷ, chúng ta căn bản không thể quay về, không đuổi kịp khảo hạch như thế nào cao tâm lên. Nếu là nàng toàn thịnh thời kỳ, không chừng nàng đem hết toàn lực còn có thể bay trở về đi, nhưng là hiện tại nàng linh hồn bị thương, có phải hay không mà liền sẽ trong lòng phát đau. Động bất động liền phải bổ sung linh lực còn như thế nào nhanh chóng chạy trở về. Vệ đại tỷ gặm xong rồi đùi gà gặm cánh gà, một bên gặm một bên theo sau nói, đi không quay về liền bay trở về đi sao? Ngươi cho rằng ngươi có cánh sao? Tô lạc tức giận mà thở dài. Tô lạc tin tưởng. Mới huấn luyện doanh khu vực này khẳng định bị thành chủ đại nhân cải tạo quá, nơi này trọng lực so trên đại lục phải mạnh hơn vài lần, nguyên bản ở trên đại lục nàng còn có thể phi phi. Nhưng là ở luyện ngục thành, đặc biệt là mới huấn luyện doanh, nếu muốn bay lên tới liền khó khăn. Vệ đại tỷ thuận miệng nói tiếp ta không cánh, nhưng ta này bất chính gặm cánh sao những lời này tức khắc làm Tô Lạc đôi mắt đại lượng. Tô Lạc nghiêng đầu, ánh mắt gắt gao chừng mắt vệ đại tỷ. Vệ đại tỷ bị Tô Lạc ánh mắt xem đáy lòng phát mau, nàng nắm chặt cánh gà, ba lượng khẩu liền gặm xong rồi, trong miệng tắc tràn đầy, sau đó đôi tay một quán, không có, đều ăn luôn. Lại nhìn ta cũng đã không có. Vệ đại tỷ hộ thực trình độ tức khắc làm Tô Lạc buồn cười. Chương 2062 Hoa lệ nghịch tập 9. Cười cái gì? Vệ đại tỷ thực vô tội mà nhìn Tô Lạc, cười ngươi thông minh a à, tô lạc chỉ vào kia bị xa xa vứt bỏ cánh gà xương cốt chiều vệ đại tỷ nhướng mày cười này không phải tốt nhất linh cảm sao vệ đại tỷ tiếp tục chuyên chú gặp đùi gà xương cốt đồng thời mờ mịt mà lại ngây ngốc nhìn tô lạc nàng nghe không hiểu tô lạc cười cười sau đó nàng bắt đầu tự hỏi vấn đề này ma thú khu phi hành loài ma thú xác thật có nhưng là muốn ở một nội chạy trở về chuyện này không có khả năng tô lạc trong đầu thật sâu mà khắc toàn bộ tiền tầng ma thú khu bản đồ nàng rõ ràng biết nơi này khoảng cách phía cuối sơn có bao nhiêu xa xôi. Liền tính là có hai cánh có thể phi hành ma thú, cũng tuyệt đối không có khả năng gấp trở về. Như vậy, tô lạc trong mắt vui mừng lại đại biểu cho có ý tứ gì đâu. Chỉ thấy tô lạc tay phải trưởng rũi khai, sau đó, một quả kim thuyền liền xuất hiện ở nàng trắng nõn bóng loáng lòng bàn tay. Vệ đại tỷ xem xét tô lạc lòng bàn tay kia cái tinh xảo xảo kim thuyền liếc mắt một cái, tiếp tục cúi đầu gặm xương cốt. Cái gì đều so ra kém nàng xương cốt hương. Tô lạc nhoèn miệng cười theo sau thúc dục linh lực. Chỉ thấy kia chỉ kim thuyền ở linh lực chống đỡ hạ. Chậm rãi chiều giữa không trung bay đi, sau đó, thể tích không ngừng mà biến đại, biến đại. Cuối cùng biến thành một cái đủ rồi cất chứa hai cái tha không gian. Ngoại hình, như cũ là kim thuyền bộ dáng đằng trước nhòn nhọn, mặt sau trình hình bầu dục trạng. Di, này kỳ quái đồ vật tức khắc khiến cho vệ đại tỷ chú ý, nàng liền đùi gà đều quên gặp, đôi mắt thẳng tắp mà chừng mắt xem, cảm thấy thần kỳ cực kỳ. Tô lạc nhìn ngừng ở nàng trước mặt kim thuyền cười gật gật đầu. Phía trước tới luyện ngục thành thời điểm, thành chủ đại nhân liền cho nàng cái này bảo bối, nhưng là sau lại bởi vì hoạt động khu vực vẫn luôn ở bên trong thành. Cho nên nàng liền đem này bảo bối cấp quên mất. Vừa rồi bởi vì phát sầu như thế nào nhanh chóng trở về, cho nên ở nhìn đến vệ đại tỷ kia vứt bỏ cánh xương cốt khi, rốt cuộc nhớ tới ở trong không gian tích hôi cái này bảo bối. Có này con kim thuyền, muốn nhanh chóng chạy trở về kia chính là thực chuyện dễ dàng đâu. Tô lạc tiếp đón vệ đại tỷ cùng nhau vào kim thuyền. Oa, à, còn có thuyền vệ đại tỷ mãn nhãn đều là thần kỳ trong mắt tràn ngập kinh ngạc cảm thán ân mau vào đi thôi tin tưởng một ngày trong vòng là có thể chạy trở về tô lạc cười này kim thuyền thật đúng là ra ngoài khi chuẩn bị phương tiện giao thông đâu đủ khả năng cùng không gian chạy song song với nhưng là tô lạc ở thượng kim thuyền sử dụng nó phi hành sau lại phát hiện một vấn đề sử dụng kim thuyền đi trước yêu cầu linh lực nhưng là nàng hiện tại lại muốn tu luyện nơi nào còn có dư thừa linh lực tô lạc nghĩ nghĩ liền đem cái này nan đề ném cho vệ đại tỷ dù sao vệ đại tỷ thân cường thể tráng linh lực bão hòa liền kém một câu ăn no trống không có chuyện gì tới hình dung cho nên khiến cho nàng hao phí một ít hảo công đạo vệ đại tỷ một ít những việc cần chú ý sau tô lạc liền ngồi vào trên giường hai chân khoanh chân nhanh chóng tiến vào nhập định trạng thái linh hồn của nàng bị thương yêu cầu rất nhiều linh lực tới tu bổ một ngày thời gian dù sao cũng là quá đuổi nàng không thấy được có thể tu bổ nhiều ít tô lạc hướng chính mình trong miệng ném một viên hoàng cấp linh nguyên đan sau đó liền đắm chìm ở tu luyện đương trịnh vệ đại tỷ ngày thường tuy rằng ngốc nhưng là ngốc từ có một cái ưu điểm là người thường không có, đó chính là chấp nhất, nói cách khác chính là để tâm vào chuyện vụn vặt. Tô Lạc đem sự tình công đạo cấp vệ đại tỷ, vệ đại tỷ đương trường liền vỗ ngực đáp ứng xuống dưới, sau đó này nhất nhất đêm thời gian, nàng vẫn luôn vẫn duy trì đưa vào linh khí động tác. Ngay cả tư thế đều không có động quá chẳng sợ một phân một háo. Đương Tô Lạc tỉnh lại thời điểm, thời gian đã tiếp cận buổi sáng. Chương 2063 Hoa lệ nghịch tập 10 bỗng nhiên kim thuyền truyền đến một trận sóc này tô lạc chậm rãi mở mắt ra hỏi vệ đại tỷ làm sao vậy vệ đại tỷ vẻ mặt mờ mịt không biết a à. bất quá hiện tại bỗng nhiên trở nên thực sẽ ăn linh lực ta linh lực đều mau bị ăn sạch tô lạc nhìn xem ngoài cửa sổ cảnh tượng tính ra một chút thời gian chiều vệ đại tỷ nói đã mau đến phía cuối sơn chúng ta đi xuống đi phía cuối sơn bị thiết hạ kết giới muốn ở nó trên không phi hao tổn linh lực quá lớn mất nhiều hơn được dù sao hiện tại thời gian còn có điểm thời gian, không bằng dùng bước chân chạy tới nơi tham gia khảo hạch, đây cũng là có thể. Vì thế, ở một cái ẩn nấp địa phương, Tô Lạc cùng Vệ Đại tỷ hạ Kim thuyền. Ở Tô Lạc linh lực thao tác hạ Kim thuyền thể tích lại chậm rãi xúc xúc đến một khối, sau đó bị Tô Lạc thu vào không gian. Vệ Đại tỷ mở to hai mắt, xem sừng sốt sừng sốt. Đi thôi, Tô Lạc vỗ vỗ Vệ Đại tỷ bả vai, đem ngây ngốc nàng chụp tỉnh. Trải qua nhất nhất đêm tĩnh dưỡng, Tô Lạc sắc mặt thoạt nhìn hảo rất nhiều, linh lực cũng được đến bổ sung, nếu không phải siêu cấp cường giả, hẳn là sẽ không nhìn ra Tô Lạc linh hồn bị thương. Hai người bước nhanh chiều phía cuối sơn khảo hạch thí luyện tháp bước vào. Mỗi một ngọn núi đều có một tòa thí luyện tháp, mà loại này đặc thù khảo hạch thí luyện tháp mỗi tháng mở ra một lần. Ở mới huấn luyện danh 300 danh sau toàn bộ đều đè ép ở phía cuối sơn. Muốn dọn đến phía trước Hạ Du sơn cư trú, chỉ có một biện pháp đó chính là ở phía cuối sơn thí luyện trong tháp lấy được tiền tam danh thành tích. Đương nhiên, có cái này thành tích cũng chưa chắc có thể tiến vào hạ du sơn. Này chỉ là một cái hạ du sơn khảo hạch chứng mà thôi. Chỉ có bắt được tiền tam danh thành tích mới có cơ hội cùng hạ du sơn người cùng nhau tham gia khảo hạch, chỉ cần thành tích so đếm ngược đệ nhất người cao là có thể đi vào. Mà xuống du sơn đếm ngược đệ nhất tắc sẽ bị đào thải đến phía cuối sơn, cạnh tranh tàn khốc mà thảm thiết nhiều năm như vậy, không ngừng có thí sinh tấn chức đi lên, đương nhiên cũng không ngừng có thượng tầng sơn bị đào thải xuống dưới. Mà hiện tại, Tô Lạc phải làm, chính là bắt được tiền tam danh thành tích nàng muốn nhanh chóng tiến vào mới huấn luyện danh trung tâm. Mà trung tâm, chính là truyền trung trước 100 danh. Chỉ có vào trước 100 danh, mới xem như chân chính dòng chính, mới có thể đủ có càng tốt tài nguyên, càng mau trưởng thành lên. Nàng không nghĩ đường Nam Cung Lưu Vân tới đón nàng thời điểm, nàng còn ở bên ngoài hỗn, nàng ném không dậy nổi người như vậy. Bỗng nhiên. Tô Lạc cảm giác được một đạo nguy hiểm tập gần. Theo sát, một đạo mũi tên bí mật mang theo hướng uy lực chiều Tô Lạc hậu bối hung hăng vọt tới. Mũi tên tốc độ phi thường mau, mau như sao băng xẹt qua. Tô Lạc bỗng nhiên có một loại bị tỏa định sau vô lực, nhưng nàng rốt cuộc phản ứng nhanh nhẹn theo bản năng mà hướng ngầm một lan. Cùng lúc đó, ý thức được nguy hiểm vệ đại tỷ một cái chày gỗ tạp đi ra ngoài. Mũi tên bị hung hăng mà tạp thành hai nửa, sau đó ngã xuống ở bụi đất trịnh nhưng là nguy cơ lại không có bởi vậy mà giải trừ tất tinh liên châu mũi tên liên tiếp bảy căn quả thực liền thành sau băng trạng một cây sau so một cây tàn nhẫn tất cả đều hướng tới tô lạc vọt tới cái này tha thực lực tuyệt đối không phải bình thường thống lĩnh giai thống lĩnh giai sẽ không có cường đại như vậy uy lực cùng nghiêm nghị sát ý tô lạc suy đoán cái này tha thực lực tuyệt đối ở thánh giai là người nào đối nàng động lớn như vậy sát khí là người nào biết nàng tất nhiên sẽ trải qua nơi này này đó ý tưởng ở tô lạc trong đầu thoảng qua nhưng là thực mau liền biến mất vô tung hung thủ có thể lại tưởng nhưng là mệnh mới một cái. chương 2064 Hoa lệ nghịch tập 11 Thất tinh liên châu uy lực vô cùng đại, cho dù là vệ đại tỷ đại chày gỗ cũng ăn không tiêu, ngược lại còn bị mũi tên bắn ra một cái đại đại dấu vết. Vệ đại tỷ bị phía trước lục căn mũi tên vây quanh, luống cuống tay chân, mà cuối cùng kia căn mũi tên tựa hồ có linh thức, hung hăng chiều tô lạc giữa mày nổ bắn ra mà đi. Như vậy tốc độ, như vậy uy lực quả thực lập tức liền tiên án tha tử hình nhưng là tô lạc khóe miệng lại chậm rãi gợi lên một mặt cười lạnh muốn dùng mũi tên sát nàng năm trước có lẽ có thể nhưng là hiện tại sao liền không quá được rồi bất quá tô lạc cũng không nghĩ nhanh như vậy liền bại lộ thực lực của chính mình liền ở mũi tên khoảng cách nàng một mét khoảng cách khi phanh tô lạc thân hình chợt lóe trốn rồi qua đi trong tay thừa ảnh kiếm càng là cao cao chém lạc một đạo thanh thúy tiếng đánh đồng thời ánh lửa bắn ra bốn phía mũi tên ở thừa ảnh kiếm hạ bị ước chừng chảm thành hai nửa mà lúc này Tô Lạc trên trán lại có một mặt mồ hôi mỏng, thân hình càng là quơ quơ. Này nói mũi tên uy lực quá khủng bố, chấn đến Tô Lạc hổ khẩu tê dại, nắm thừa ảnh kiếm tay đến bây giờ còn ở ức chế không được mà hơi hơi phát run. Bắn tên người, rốt cuộc là ai? Tô Lạc bỗng nhiên chiều cái kia phương vị nhìn lại. Đó là một tòa vọng tháp, lúc này tháp rỗng toách liền quỷ ảnh tử cũng chưa anh Tô Lạc khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh vừa thấy giết không được nàng, trốn đến nhưng thật ra mau. Bất quá lại mau lại như thế nào? Tô Lạc làm trồn tía qua đi. Trồn tía cái mũi đặc biệt nhanh nhạy, trừ bỏ nhận lộ kỹ năng ngoại, nó cái mũi có thể nhớ kỹ bất luận cái gì hơi thở, bao gồm mỗi người độc hữu căn nguyên hơi thở. Chỉ cần bị trồn tía nhớ kỹ, như vậy lần sau tái kiến người này khi, liền biết hắn là ai. Trồn tía giống như một đạo tia chớp qua đi, thực mau lại lộn trở lại tới, mặt lạnh ngưng mà căng chặt, nghiêm túc mà nghiêm túc mà chiều Tô Lạc gật đầu, ý bảo nó đã nhớ kỹ hương vị vừa rồi tô lạc thiếu chút nữa bị bắn chết trồn tía đến bây giờ còn lòng còn sợ hãi nó thực minh bạch chuyện này tầm quan trọng này tuyệt không phải ở chơi tô lạc sờ sờ nó đầu ý bảo nó không cần quá khẩn trương này với nàng mà nói chỉ là một kiện lại bình thường sự xác thật tô lạc này một đường lại đây nào một lần không phải cực kỳ nguy hiểm tìm được đường sống trong chỗ chết đối với loại này bị ám sát nguy hiểm tô lạc đều cảm thấy nàng hẳn là từ thói quen đến chết lặng tô lạc tầm mắt rơi xuống thừa ảnh kiếm thượng nếu thừa ảnh kiếm lại sắc bén một chút cuối cùng kia một cái nàng liền không cần chém hổ khẩu tê dại xem ra muốn tìm điểm tìm được cường hóa đá quý đem thừa ảnh kiếm cường hóa một ít vệ đại tỷ lúc này cũng đã thu phục kia sáu mũi tên thì vui sướng mà ôm tàn phá mũi tên chạy tới chiều tô lạc tranh công tô lạc cười khích lệ vài câu vệ đại tỷ tức khắc cao ngực đến không được tô lạc tầm mắt rơi xuống mũi tên thượng hơi hơi nhấp môi này đó mũi tên cũng không thể lãng phí đem tài nguyên thu về lại lợi dụng đây là nàng một quán tôn chỉ Tô Lạc nghĩ đến trong không gian chiến thần khôi lỗi, hơi hơi mỉm cười. Xem ra chiến thần khôi lỗi lại có thứ tốt ăn. Đem mũi tên toàn bộ tất cả đều ném vào không gian. Tô Lạc triều vệ đại tỷ chào hỏi, hai người cấp tốc triều thí luyện tháp đi đến. Bởi vì trên đường trì hoãn, hiện tại thời gian khẳng định có chút đã muộn, hy vọng còn kịp. Luyện ngục tháp được mau liền đến. Nhưng là ở thí luyện tháp cửa Tô Lạc cùng vệ đại tỷ lại bị người ngăn cản. Cầm đầu chính là một nữ nhân, một cái thực hung hãn nữ nhân nữ nhân này ước chừng 30 tới tuổi, ngũ quan lãnh ngạnh. Thần sắc bản khắc mà nghiêm túc, toàn thân tàn mát ra người sống chớ gần hơi thở. chương 2065 Hoa lệ nghịch tập 12 Nàng lạnh mặt gầm lên một tiếng, đứng lại. Các người đến muộn, không thể đi vào. Tô lạc nhìn sắp muốn đóng cửa đại môn, không vui mà quét nàng liếc mắt một cái, xin lỗi. Nàng lôi kéo vệ đại tỷ liền phải vọt vào đi. Nhưng là, nữ nhân này thế nhưng trực tiếp động thủ nàng đôi tay kia phảng phất ẩn chứa vô cùng lực lượng cường đại giống như diều hâu giống nhau chiều tô lạc cổ chộp tới nếu là bị trào trọng tô lạc cổ phòng chừng liền phải bị cắt đứt liền tại đây thời khắc mấu chốt tô lạc thân hình một lùn né qua đi cùng lúc đó vệ đại tỷ hung hăng một bổng liền chiều kia trung niên nữ nhân ném tới trung niên nữ nhân thân là thí luyện tháp thủ quan tổng quản ngày thường trước nay là bị người phủng nịnh hót có từng giống nay như vậy bị giáp mặt và mặt tức khắc nàng liền nổi giận sắc mặt xanh mét bộ mặt phi thường khó coi dừng tay đúng lúc này một đạo thanh lãnh màu trắng thân hình chậm rãi buông xuống chỉ thấy hắn một bộ màu trắng mềm bào cố tình lỗi lạc cao quý thanh hoa cho người ta một loại mãnh liệt áp bách phúc hắn chiều trung niên nữ như gật đầu đối phương thế nhưng thực mau liền rũ mắt thả lui về phía sau một bước tô lạc tò mò mà nhìn lạc dịch trần liếc mắt một cái trong lòng nghi hoặc hắn lại là như vậy lợi hại làm cái kia diệt tiệt sư thái giống nhau nữ nhân lập tức biến sắc mặt còn chủ động lui về phía sau lại còn có một bộ cung kính khiêm tốn bộ dáng liền ở tô lạc tò mò mà đánh giá lạc dịch trần thời điểm, lạc dịch trần nghiêng đầu quét tô lạc liếc mắt một cái. Này liếc mắt một cái, thâm trong mắt hiện lên một tia thanh lãnh chi sắc, mắt đen giống như màu đen vựng nhiễm mở ra, bao phủ thượng một tầng nhàn nhạt vầng sáng, sâu không thấy đáy. Lại làm người tim đập thình thịch, tô lạc thanh khụ một tiếng, đạm cười cho hắn vấn an, lạc sư huynh. Lạc dịch trần thần sắc chuyên chú mà nhìn tô lạc ánh mắt mờ mịt, sương mù dại gái ly, nghiêm túc mà nghiêm túc sàn nhà mặt còn không mau đi vào. Còn rất có huynh trưởng bộ tịch sao? Tô Lạc ở trong lòng chửi thầm hai câu, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi, xoay người liền phải nghe lời mà đi vào, nhưng là còn chưa đi khai một bước. Đã bị diệt tuyệt sư thái ngăn lại. Chậm đã diệt tuyệt sư thái tuy rằng thái độ hòa hoãn, nhưng là lại như cũng ngăn lại không bỏ. Tô Lạc cười hì hì nhìn nàng, như thế nào? Vẫn là không cho tiến. Hiện tại Tô Lạc ỉ vào có Lạc sư huynh che chở tự nhiên là bắt đầu diễu võ dương ngoài đi lên, một chút đều không sợ diệt tuyệt sư thái làm khó dễ. Vị cô nương này, muốn vào đi khảo hạch, ngài báo danh chưa từng. Diệt tuyệt sư thái trên mặt không âm không dương cười, nhìn Tô Lạc đôi mắt lóe lãnh quang. Báo danh, Tô Lạc chán trung lóe một cái cực đại dấu chấm hỏi, đại não tức khắc kịp thời. Chẳng lẽ không phải lại đây tham gia là được sao? Báo đáp cái gì danh nga? À? Thấy Tô Lạc vẻ mặt mờ mịt, Diệt tuyệt sư thái ngoài cười nhưng trong không cười mà hừ lạnh một tiếng, cao cao mà dơ lên cầm. Khóe miệng gợi lên trào phúng mỉa mai cười lạnh lạc dịch khói bụi dại gái ly đôi mắt thật sâu mà nhìn tô lạc thật sâu mà nhìn nàng tựa hồ thật sâu mà hút một hơi sau hắn đáy mắt ám chầm mới rút đi thay thần sắc bất đắc dĩ đối tô lạc hỏi người thật sự không báo danh tô lạc vẻ mặt luống cuống biểu tình báo danh ai cũng không nói cho nàng yêu cầu báo danh a à. lạc dịch trần nhìn trước mắt cái này thanh hoa vô song khuynh thành tiệt sắc thiếu nữ chậm rãi lắc đầu như có như không mà thở dài không có báo danh liền không thể đi vào Diệt Tuyệt sư thái đắc ý dương dương mà cười lạnh, ngay sau đó nhìn Lạc Dịch Trần liếc mắt một cái, thay đổi một bộ tôn kính khiêm tốn ngữ khí. Lạc công tử nhất thuộc quy củ, hẳn là sẽ không làm nhóm khó làm đi. Nhìn Diệt Tuyệt sư thái một bộ lỗ mũi chiều bộ dáng Tô Lạc liền tới khí. Nề Hà, nàng là thật sự không có báo danh biểu a mắt thấy phía sau kia thí luyện tháp đại môn sắp đóng cửa. Tô Lạc đôi mắt trở nên thâm trầm. Chương 2066 đệ 2068 hoa lệ nghịch tập 13 cô nương mời trở về đi, tháng sau báo danh lại đến khảo hạch cũng là giống nhau. Diệt tiệt sư thái cười lạnh mấy tiếng, tô lạc mày thật sâu nhăn lại, tháng sau tới khảo hạch tự nhiên không quan hệ nhưng là nàng thông tấn giác lại không có. Liền ở tô lạc cảm giác được bất đắc dĩ thời điểm, hai khối bạch ngọc đưa đến tô lạc trước mặt. Đó là một đôi trắng tinh như ngọc tay, tinh tế xanh nhạt năm căn ngón tay, khớp xương rõ ràng. Giống như bạch ngọc tinh điêu tế chắc mà thành, còn phiếm oánh oánh bạch quang. Lạc sư huynh, Tô Lạc hít sâu một hơi, mắt trong chậm rãi đối thượng Lạc Dịch Trần thâm mắt. Lạc Dịch Trần một đôi thâm mắt thanh triệt lại không thấy đế, thâm mắt như hải ám trầm, cao thâm khó đoán. Môn mau đóng, Lạc Dịch Trần đột nhiên mặt giãn ra đạm cười, đáy mắt như gương sáng thanh triệt thấy đáy, như nhật nguyệt trên cao quang hoa sáng quá. Nga, Nga Tô Lạc ôm đồm hai khối ngọc xác, vệ đại tỷ càng là một tay đem diệt tuyệt sư thái thật mạnh đẩy ra, đẩy nàng té ngã trên mặt đất. Sau đó hai người phi giống nhau chiều sắp khép kín thí luyện trong tháp vọt vào đi thí luyện tháp sơn son đại môn, chỉ dư lại một người to rộng. Vèo vèo lưỡng đạo thân ảnh chợt lóe mà qua đồng thời, sơn son đại môn chậm rãi đóng lại. Này hết thầy, phát sinh thật sự quá nhanh, giống như trong chớp nhoáng, mà bị trọng đẩy trên mặt đất diệt tuyệt sư thái lúc này mới hồi phục tinh thần lại. Nhìn kia lưỡng đạo thân ảnh lóe vào cửa khẩu, diệt tuyệt sư thái tức giận đến thật mạnh một quyền tạp hướng mặt đất. Cái kia tha công đạo, nàng không có hoàn thành. Đáng giận, nàng đứng lên, lạnh lùng mà nhìn khoanh tay mà đứng lạc dịch trần Lạc công tử tóc đen đai ngọc nhẹ nhàng lỗi lạc thanh hoa cao quý rồi lại khí thế áp dung không ai bì nổi, người như vậy không phải nàng có thể chọc đến khởi. Nhưng là nàng vẫn là nhịn không được oán giận, Lạc công tử cố tình dùng linh lực ngăn cản đại môn đóng cửa, tuy rằng nơi này là phía cuối sơn, nhưng cũng không phải ngài có thể tùy ý làm bậy. Chuyện này, ta tất nhiên sẽ đăng báo cấp trưởng lão hội. Mới huấn luyện doanh cũng là có trưởng lão hội. Lạc Dịch Trần nhìn Tô Lạc biến mất bóng dáng, thật dài lông mi buông xuống, ai cũng thấy không rõ hắn đáy mắt cảm xúc hắn to rộng vạt áo ném quá, nghiêng đầu quét diệt tuyệt sư thái liếc mắt một cái, đáy mắt hoàn toàn không có đối đãi Tô Lạc như vậy nhu hòa, lúc này hắn đôi mắt hiện lên một đạo quang mang. Quang mang sáng quắc lãnh lệ, thẳng thấu tận trời. Cùng nàng đối nghịch không chỗ tốt. Lạc Dịch Trần đôi mắt sâu thẳm như mực, giống như xem con kiến giống nhau ánh mắt thật sâu mà nhìn Diệt Tuyệt sư thái, thanh đạm môi mỏng hơi hơi gợi lên. Không muốn chết, liền thành thật ngốc. Theo sau, hắn thon dài thanh lãnh thân ảnh dưới ánh mặt trời dần dần biến đạm, theo sau biến mất vô tung. Diệt tuyệt sư Thái bị lạc dịch trần kia liếc mắt một cái xem trong lòng sợ hãi, như thân đến hầm băng, thẳng đến lạc dịch trần đi rồi có 15 phút sau. Nàng mới cảm giác được chính mình động lại máu bắt đầu chậm rãi lưu động, cơ hồ bị đông lại linh hồn mới bắt đầu sống lại. Thật đáng sợ liếc mắt một cái. Diệt tuyệt sư Thái lòng còn sợ hãi mà nhìn lạc dịch trần phía trước biến mất phương hướng. Ai có thể nghĩ đến, luôn luôn ôn nhuận như Ngọc Thanh Hoa chắc tuyệt lạc công tử, thế nhưng cũng có như vậy đáng sợ thời điểm có lạc công tử như vậy tuyệt đỉnh cường giả che chở, người kia thật sự có thể giết chết tô lạc sao? Liền tính giết chết cuối cùng có thể thoát được quá lạc công tử đuổi giết. Nghĩ vậy, diệt tuyệt sư Thái Lâm vào thật sâu khó xử chi trịnh. Tô lạc cùng vệ đại tỷ phi thân tiến vào sơn son đại môn trong vòng. Đi vào lúc sau, bốn phía một mảnh đen nhánh, mà tô lạc cũng là vẻ mặt mờ mịt, bởi vì thời gian quá vội vàng nàng đều không có hảo hảo mà chú ý lần này khảo hạch muốn như thế nào khảo đâu. Người phía trước khảo quá sao? Tô Lạc hỏi Vệ Đại tỷ. Chương 2067 Hoa lệ nghịch tập 14. Tốt xấu Vệ Đại tỷ tiến vào có lẽ nhiều năm, không giống nàng là tân sinh, gì cũng không hiểu. Ai ngờ Vệ Đại tỷ lại mờ mịt lắc đầu, không khảo quá. Tô Lạc gãi đầu, cũng may nguyên bản nàng cũng liền không đem hy vọng đặt ở ngốc đại tỷ trên người. Thí luyện tháp tổng cộng 7 tầng, tóm lại là muốn một tầng tầng sấm đi lên, đến lúc đó lại đi. Bởi vì Tô Lạc cùng Vệ Đại tỷ tới nhất muộn, cho nên ở đen như mực trong tầng thứ nhất các nàng không có gặp phải bất luận kẻ nào đi thôi đi lên nhìn xem không hiểu ra sao tô lạc mang theo không hề khái niệm vệ đại tỷ hai người tìm được thêm đá đi bước một mà bước lên đi tầng thứ hai thực mau liền đến nhưng là tô lạc bước chân lại dừng một chút nàng nghiêng đầu hỏi vệ đại tỷ cảm giác được cái gì không có vệ đại tỷ vẻ mặt mờ mịt ánh mắt vô tội lắc đầu lại lắc đầu tô lạc tổ chức một chút từ ngữ ý đồ miêu tả cái loại này tình huống tỷ như tinh thần dao động chẳng lẽ ngươi không cảm giác được một cổ nhàn nhạt tinh thần dao động hướng tới trên người của ngươi dũng đi sao? Tuy rằng nhược gần như không thể nghe thấy, nhưng là tô lạc vẫn là miễn cưỡng cảm ứng được. Vệ đại tỷ tinh tế mà cảm ứng một chút, sau đó hắc bạch phân minh mắt to vô tội mà nhìn tô lạc. Thực nghiêm túc mà lắc đầu. Chẳng lẽ là này uy áp quá yếu, cho nên ngươi không cảm giác được? Tô lạc tự hỏi thời điểm, thói quen vuốt cằm. Đúng lúc này, đen nhánh góc bỗng nhiên truyền đến một trận rõ ràng ho khan thanh. Khụ 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 khụ, Tô Lạc cùng vệ đại tỷ liếc nhau, hai người bước nhanh chiều góc phóng đi. Thân hình động đảo mắt đã đến, lúc này Tô Lạc có thể rõ ràng mà nhìn đến cái này nằm ngã vào trong một góc người. Chỉ thấy hắn một thân huyết ô, xoang mũi chung không ngừng ra bên ngoài phun huyết, lúc này chính uể oải không phấn chấn mà dựa vào góc tường, suy si yếu mà nhìn Tô Lạc cùng vệ đại tỷ. Ở nhìn đến vệ đại tỷ thời điểm, cái này tha đôi mắt nháy mắt sáng lên. Gì? Tô Lạc nhẹ nhàng di một tiếng, không nghĩ tới tại đây thí luyện tháp thượng còn có thể nhìn đến người quen a à, người này nàng gặp qua không ngừng nàng gặp qua vệ đại tỷ so nàng còn muốn tục nhiều bởi vì người này chính là vệ đại tỷ phía trước tùy tùng sao phía trước bọn họ một đám người đi theo vệ đại tỷ diễu võ dương oai hùng hổ mà chạy tới tô lạc biệt thự cuối cùng lại bị tô lạc đánh hoa rơi nước chảy không thể không hoa tích phân vì chính mình chuộc thân tùy tùng chi nhất sao vệ đại tỷ nhìn đến hắn thời điểm liền sóng mắt cũng chưa động một chút ánh mắt phi thường bình tĩnh tựa như đang xem một cục đá tùy tùng nhìn vệ đại tỷ lại kích động đến không được thân hình bất động mà run rẩy hưng phấn mà sắp khóc không ngừng mà lặp lại đại tỷ đầu đại tỷ đầu ô ô ô đại tỷ đầu mê mang mà nhìn hắn nghiêng đầu nghĩ nghĩ vẫn là tưởng không rõ vì thế chỉ vào kia tùy tùng không ngại học hỏi kẻ dưới mà dò hỏi tô lạc hắn ở khóc cái gì a à? một đại nam nhân khóc thành như vậy thật sự hảo sao ong ong văn giống mũi giống nhau ồn muốn chết đại tỷ đầu một bên chửi thầm một bên ghét bỏ mà xua xua tay Tự hồ đó là thối hoắc một đống si phốc tô lạc một cái nhịn không được tức khắc liền cười ra tiếng tới. Vệ đại tỷ quá đáng yêu, những người đó phản bội nàng, tuy rằng nàng không ghi hận, cũng không mang thù, cũng không nghĩ tới muốn trả thù, nhưng là hiện tại nàng lại thật sự báo thù. Bởi vì quên đi cùng làm lơ, là tốt nhất báo thù phương thức chi nhất. Người không quen biết hắn, tô lạc cười hỏi vệ đại tỷ, vệ đại tỷ nhíu nhíu mày, nghĩ nghĩ, thực thật thành gật gật đầu, lại lắc đầu, quen mắt. Trường 2068 qua quan trảm tướng 1 tô lạc còn không có lên tiếng, tùy tùng cũng đã mang theo khóc nước nở. đại tỷ đầu ta là vu a à, ngài như thế nào sẽ không nhớ rõ đâu. ô ô ô ô ngươi cái đầu vệ đại tỷ không cao ngực chừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái lớn tiếng không nhớ rõ liền không nhớ rõ a à, ngươi đây là ở nhắc nhở đại tỷ ta chỉ nhớ không hảo a à. bị vệ đại tỷ một trận quát lớn vu tức khắc bị dọa sợ không dám lại lời nói chỉ có thể mắt trông mong mà nhìn vệ đại tỷ kỳ thật hắn hào tưởng tố khổ a à, từ vệ đại tỷ rời đi sau bọn họ nhật tử liền bắt đầu không dễ chịu lắm, không có vệ đại tỷ hộ giá hộ tống nguyên bản bị bọn họ khi dễ quá người liền bắt đầu liên hợp lại phản khi dễ bọn họ, làm cho bọn họ giống chuột chạy qua đường giống nhau khắp nơi tán loạn. nếu không phải bởi vì thật sự quá không nổi nữa, bọn họ cũng sẽ không bí quá hóa liều. ý đồ thông qua khảo háo phương thức chạy đến hạ du sơn đi a. vu tinh tế cái mũi nhược nhược mà nhìn vệ đại tỷ, đại tỷ đầu ngày ngày còn trở về sao? vệ đại tỷ dùng xem ngốc tử giống nhau ánh mắt xem này hắn. Trở về, ai ngốc ai trở về. Vệ đại tỷ cười lạnh. Đi theo tô lạc ăn sung mặc sướng, có bằng hữu chơi, có giá đánh, hơn nữa bất chi bất giác mà là có thể tăng lên tu vi, còn có so này càng tốt sống sao. Nghĩ vậy, ngốc đại tỷ hung ác mà trừng mắt vu. Phẳng phất vu là chia rẽ nàng theo sát tô lạc độc thủ. Kia thở phì phì hung tợn ánh mắt, xem vu trong lòng thẳng run lên, lại không dám ra nửa cái tự. Tô lạc ở bên nhìn, cảm thấy hào tiêu cực, nàng bất đắc dĩ mà lắc đầu, nhìn vu trong mắt lướt qua một mặt ý cười, hỏi, vừa rồi ngươi ở ho khan cái gì? Giống như có chuyện muốn bộ dáng sao? Vu nhớ tới vừa rồi các nàng hai cái tha đối thoại, bởi vì kích động, lại ho khan lên. Kia hai cái thực vô lương nữ nhân, lẳng lặng mà chờ ở một bên, nhìn hắn ho khan. Vu minh bạch, này hai nữ nhân đều không có đồng tình tâm. Đi, hảo, có lẽ bổn cô nương tâm tình cao hứng, còn có thể thưởng ngươi một viên cấp đại sư linh nguyên đan, làm ngươi có sức lực tồn tại đi ra ngoài. Tô lạc cười tùm tìm bộ dáng, giống rảo hoạt hồ ly. Vu nghe vậy, đôi mắt hơi hơi sáng ngời, ngay sau đó nói, chẳng lẽ các ngươi không cảm giác được một cổ cường đại uy áp sao? Hắn vừa rồi nghe mà minh bạch Tô Lạc tự hồ có. Ngốc đại tỷ lại hoàn toàn không cảm giác được. Tô Lạc không tỏ ý kiến mà nhìn hắn. Vu vì thế liền khoa tay múa chân miêu tả hình dung, đó là một cổ cực đoan cường hãn tinh thần dao động, thật giống như một tòa núi lớn giống nhau bỗng nhiên áp xuống tới. Trong không khí trọng lực đều trọng lực rất nhiều lần hắn nhìn tô lạc cùng ngốc đại tỷ vẻ mặt bình tĩnh thanh âm dần dần thấp mang theo một mặt suy sụp các ngươi thế nhưng không cảm giác được đây là cường giả cùng kẻ yếu khác nhau thật giống như còn lại khảo hạch giả có mấy cái hướng bay nhanh đặng 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 liền chạy lên rồi nhưng là này tầng thứ hai đối với hắn tới chỉ cần đi một bước liền thở hổn hển tô lạc lại hỏi mấu chốt vấn đề về lần này khảo háo sự tình về phương diện kia vu hỏi tùy tiện Tô Lạc sách ra ghế, lôi kéo ngốc đại tỷ cùng nàng cùng nhau ở vu trước mặt ngồi xuống, rất có hứng thú mà chuẩn bị nghe chuyện xưa. Vu vừa thấy Tô Lạc này tư thế, thiếu chút nữa trợn trắng mắt. Hắn cũng coi như là xông qua thật nhiều thứ thí luyện tháp, nhưng là sấm giống vị này xinh đẹp cô nương như vậy thản nhiên tự đắc chưa từng thấy quá, này xem như vô chi giả không sợ sao? Vu bắt đầu nói về này tòa thí luyện tháp quy tắc tới. Chương 2069 Quá quan trảm tướng 2 theo các sơn thí luyện tháp đều không giống nhau, chúng ta này tòa thí luyện tháp chủ yếu vẫn là khảo hạch tinh thần uy áp. Thí luyện tháp tổng cộng 7 tầng, chỉ cần có thể đứng vững tinh thần uy áp không ngừng mà hướng lên trên đi, đi đến tầng thứ 7, như vậy liền tính thành công. Thì ra là thế, Tô Lạc hơi hơi gật đầu. Đi đến tầng thứ hai, nàng bất quá là gần cảm giác được như có như không uy áp, nghĩ đến so rất nhiều người đều phải mạnh hơn rất nhiều. Như vậy ngươi đâu? Tô Lạc hỏi, chỉ cần có thể chống được thí luyện tháp kết thúc, chúng ta đều sẽ bị đưa ra đi, thí luyện tháp thời gian tóm lại là 12 cái khi. Vu thở hồng hộc mà. Tô Lạc gật gật đầu, ném cho hắn một viên cấp đại sư linh nguyên đan, sau đó liền lôi kéo vệ đại tỷ bắt đầu hướng lên trên đi. Tóm lại mới 12 cái khi, càng đến mặt trên, khó khăn càng lớn. Cho nên đến nắm chặt thời gian mới giáo thực mau, hai người liền đến lân ba tầng. Cùng chống rỗng tầng thứ hai so sánh với tầng thứ ba người muốn nhiều rất nhiều. Tô Lạc nhìn ra một chút, ít nhất có mấy trăm người những người này tất cả đều ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên mặt xuất hiện tinh mịn mồ hôi, sắc mặt phi thường tái nhợt. Bọn họ ở vận công chống cự này cổ khổng lồ tinh thần uy áp. Tô Lạc cũng không có lập tức rời đi, nàng nhắm mắt lại, cảm thụ được này cổ nhiên tinh thần lực uy áp. Này cổ uy áp không biết từ đâu ra tới, tựa hồ đều đều phân bố ở toàn bộ tầng thứ ba. Tô Lạc tùy ý này cổ tinh thần lực vọt vào thân thể của nàng. Sau đó nàng phát hiện này cổ uy áp phi thường thuần tịnh cho người ta một loại như đến hải dương mềm mại cảm giác. Tô Lạc phát hiện nàng trong đầu tinh thần lực phát ra một đạo ong tiếng vang, lại ngưng thần quan sát khi nàng thế nhưng phát hiện chính mình tinh thần lực có tiến bộ tuy rằng chỉ có như vậy tinh tế một chút. Tô Lạc nghiêng đầu đi hỏi Ngốc Đại tỷ có hay không cảm giác được tinh thần lực dao động. Ngốc Đại tỷ từ trong không gian lấy ra một cây đùi gà, một bên tư tư có vị mà gặm, một bên mê mang mà nhìn Tô Lạc, không có a, à, đó là thứ gì? Ăn ngon sao? Tô Lạc tầng thứ ba tinh thần uy áp đối với ngốc đại tỷ tới thế nhưng vẫn là xem nhẹ bất kể a à, tô là quả thực hết chỗ nói rồi nàng tồn tại đà kích này đàn tầng thứ ba người nhưng là ngốc đại tỷ tồn tại có từng không có đà kích đến nàng tô lạc lắc đầu lôi kéo ngốc đại tỷ đi thôi đi tầng thứ tư nhìn xem tầng thứ ba tinh thần uy áp đối nàng tới cũng thực mỏng manh trợ giúp không lớn cái này làm cho tô lạc đối mặt trên mấy tầng tràn ngập chờ mong theo sát tô lạc liền thượng lân bốn tầng mới vừa đi vào tô lạc bước chân liền dừng một chút bởi vì tầng thứ tư cùng tầng thứ ba so sánh với tinh thần uy áp tức khắc cường đại rồi rất nhiều thậm chí ngay cả nàng liền cảm giác được hơi hơi khác thường tô lạc theo bản năng mà đi xem ngốc đại tỷ ngốc đại tỷ ném đùi gà xương cốt đánh cái hát xì như thế nào có điểm lãnh nga tô lạc vô ngữ tô lạc không hề đi xem ngốc đại tỷ mà là đem ánh mắt thả xuống ở tầng thứ tư không gian trịnh này một tầng nhân số như cũ không ít nhìn qua cũng có hơn trăm người Tô Lạc cảm ứng một chút tinh thần uy áp nhìn những người này, thầm nghĩ trong lòng, có thể chống đỡ được tầng thứ tư tinh thần lực. Cho dù chỉ là miễn cưỡng ngồi ở chỗ kia, cũng đã cụ bị thống lĩnh năm sao thực lực. So sánh mà nói, Tô Lạc hiện tại thực lực tuy rằng chỉ có thống lĩnh lục tinh, nhưng là ai kêu Tô Lạc vận khí nghịch đâu? Nàng có một cái tùy thân không gian, cho nên nàng tinh thần lực là viễn siêu cùng giai tầng, cho dù cùng Vệ Đại tỷ so cũng chỉ là thoáng kém cỏi một chút mà thôi. Tô Lạc tiến vào động tĩnh không lớn, nhưng là lại cũng bởi vậy kinh động một ít người. Chương 2070 quá quan trảm tướng ba. Những người này nhìn đến Tô Lạc có chút mày thật sâu nhăn lại. Bởi vì bọn họ liền hô hấp đều khó khăn, chạm đều không đứng được so sánh với dưới. Này hai nữ nhân thoạt nhìn thật sự là quá nhẹ nhàng, thật giống như sân vắng tản bộ giống nhau. Đại tỷ đầu, trong đám người có người nhận ra ngốc đại tỷ kinh hỉ đan sen mà hô to đại kiếm Tô Lạc theo ánh mắt nhìn lại, không ngoài sở liệu cái này kinh hỉ đan sen người lại là ngốc đại tỷ đã từng thủ hạ. Cùng lúc đó, có nhiều hơn người nhận ra ngốc đại tỷ Ngốc đại tỷ đã từng là toàn bộ phía cuối sơn mộng yếp, rất nhiều người đều bị nàng đánh cướp quá, cho nên đối nàng tâm tồn sợ hãi. Hiện giờ nhìn đến vệ đại tỷ như nguy nga núi lớn giống nhau vững vàng mà đứng ở kia, có chút nhân tâm trung hiện lên một tia kinh sợ. Bởi vì từ vệ đại tỷ sau khi biến mất, bọn họ chính là tham dự vây ẩu nàng thủ hạ, không biết nàng có thể hay không báo thù a à, lúc này, cái kia kinh hỉ đan sen người cố nén trụ thống khổ sông tới. Kích động mà chiều ngốc đại tỷ đánh tới ai ngờ ngốc đại tỷ chán ghét nhíu nhíu mày trực tiếp một chân đá tới phốc cái này bi thôi hai tử còn không có ôm lấy vệ đại tỷ đùi đâu đã bị xa xa mà đá bay hơn nữa ngốc đại tỷ đó là sinh thần lực a một chân đá qua đi lực đạo đến nhiều trọng a cũng may nơi này trọng lực là bên ngoài vài lần cho nên vị này đáng thương tùy tùng bị đá phi sau thân thể tựa như chậm động tác hồi phóng giống nhau chậm rãi sau này thổi đi sau đó chậm rãi rơi xuống đất tô lạc nhìn đến này tình hình thiếu chút nữa cười ra tới Lúc này, Ngốc Đại tỷ phịch một tiếng đem chày gỗ hướng ngầm một phóng. Sau đó chợt quát một tiếng, ai dám trở lên tới nhận thân, liền chờ lại ăn yêm lão vệ một bổng. Ngốc Đại tỷ thật sự là bị này nhóm người làm cho phiền không thắng phiền. Nhìn đến Ngốc Đại tỷ bực bội bộ dáng, nguyên bản ngo ngoe dục dịch muốn tìm hậu trường tùy tùng nhóm tức khắc héo, một đám cuộn tròn thân mình cùng tôm hùm dường như. Căn bản không dám ngẩng đầu xem Ngốc Đại tỷ, Tô Lạc vì Ngốc Đại tỷ hành động vỗ tay tại đây thực lực vi tôn thế giới, ngốc đại tỷ căn bản không cần theo chân bọn họ nói nhảm cái gì, trực tiếp đem thực lực bày ra tới, những cái đó ác linh liền sẽ tự động lui tan. Tầng thứ tư, không có gì nhưng lưu luyến, tô lạc liền mang theo ngốc đại tỷ đi vào tầng thứ năm. Tầng thứ năm mới rốt cuộc làm tô là cảm giác được áp lực. Ở chỗ này, tinh thần uy áp tự nhiên là lại trọng nhưng là này còn không đến mức làm tô lạc ghé mắt làm nàng nhíu mày chính là. Nàng nhìn đến trên mặt đất đông oai tây ngã xuống đất nằm mấy chục cá nhân bọn họ tất cả đều trọng thương, đe dọa, uể oải không phấn chấn. Hơn nữa, chiến đấu còn ở tiếp tục tiến hành. Này xem ra là hai cái thế lực ở so đấu. Đương nhiên, này hai cái thế lực. Tô Lạc cũng không quá rõ ràng. Tô Lạc không nghĩ tham dự trận này hỗn chiến, vì thế, đang muốn mang theo vệ đại tỷ đi lên tầng thứ sáu. Nhưng là nàng còn chưa đi vài bước, liền có năm người đem nàng con đường phía trước ngăn lại. Tô Lạc ngẩng đầu nhìn lại, này năm người mỗi người thân hình cường tráng mà biêu hãn, mặt mang sát khí, nhìn qua phi thường hung hãn tránh ra, tô lạc lạnh lùng mà ném ra hai chữ. Trừ bỏ hồng hưng giúp cùng vũ lâm phái, ai cũng không chuẩn đi lên tầng thứ sáu. Một đạo lãnh ngạo thanh âm tự năm người lúc sau truyền đến. Năm người nghe được thanh âm này, tự động tách ra hai bài. Trung gian lộ ra một đạo hai người thông qua nói. Tô lạc nhìn trước mắt người này, ánh mắt hơi lóe. Đây là một cái nhìn qua hơn 20 tuổi nam nhân, đương nhiên chân chính nhiều ít tuổi, tô lạc cũng không biết. Bởi vì tới rồi thống lĩnh dài lúc sau, dung nhan cơ hồ có thể cố định bất biến người này nhìn đến Tô Lạc dung mạo, tức khắc chấn kinh rồi, ngay sau đó, trong giọng nói mang theo một tia ái muội, ánh mắt càng là sắc mị mị nhìn Tô Lạc. Chương 2071 Quá quan trảm tướng 4. Tại Hạ Âu Dương Mộ Dung, cô nương tưởng đi lên. Âu Dương Mộ Dung chiều Tô Lạc cười đến thực ái muội. Tô Lạc đôi mắt nửa mị nhíu nhíu mày, lại không lời nói. Âu Dương Mộ Dung chính mình lại ở nơi đó khai, mặt trên đã bị ta hồng hưng giúp cùng Vũ Lâm phái bao cô nương là không thể đi lên, trở lên mặt tinh thần uy áp rất cường đại, va chạm như vậy xinh đẹp cô nương liền không hảo, cô nương không ngại tại đây đợi chút. Chờ đã đến giờ tự nhiên sẽ phóng chúng ta, trước đó ta Âu Dương Mộ Dung bảo đảm, không ai sẽ thương tổn ngươi ân. Âu Dương Mộ Dung đĩnh đặc mà nói, tự hồ thế Tô Lạc làm tốt nhất an bài. Tô Lạc cười nhạo một tiếng, không tỏ ý kiến, chỉ nhàn nhạt mà liếc xéo hắn, như cũ là đơn giản hai chữ, tránh ra. Âu Dương Mộ Dung sắc mặt khẽ biến, nhà đầu chính cái gọi là kẻ thức thời trang tuấn kiệt, không biết tốt xấu nhưng sẽ thiệt thòi lớn nha. Liền tính ngươi thực lực không tối. chính là song quyền khó địch bốn chân, ngươi có thể đánh thắng được chúng ta mọi người. Tô Lạc cười lạnh, các ngươi hai cái bang phái là ở chỗ này thanh tràng lạc. Không dám, ai kêu chúng ta người đông thế mạnh đâu, ngày thường cũng không có dùng võ nơi, này không, lúc này lôi ra tới luyện luyện. Âu Dương Mộ Dung cười hì hì, Tô Lạc hừ lạnh, đi lên có bao nhiêu người? nếu lại có nhiều người như vậy, đối phương vây quanh đi lên nói, nàng cùng ngốc đại tỷ đối phó lên cũng không dễ dàng. Âu Dương Mộ Dung khoe khoang phe phẩy cây quạt, cũng không nhiều lắm, các năm người. Cũng chính là thượng tầng thứ sáu có 10 cái người. Tiền tam danh tiến vào tầng thứ bảy, bắt được chiến kỳ, liền có tư cách tham gia hạ du sơn thí luyện tháp, bất quá cô nương, người liền tính. Tại đây bồi ca ca tâm sự đi. Âu Dương mộ dung tay chiều tô lạc mảnh khảnh bả vai đáp đi. Nhưng mà hắn tay còn không có tới gần tô lạc bả vai phụt, một đạo vang nhỏ, Âu Dương Mộ Dung tay thế nhưng bị đồng thời cắt đứt Tô Lạc thưởng thức trong tay sắc bén xâm hàn chủy thủ, cười ngâm ngâm mà nhìn kêu thảm thiết liên tục Âu Dương Mộ Dung. May mắn nhà của chúng ta Nam cung không ở. Bằng không tước liền không ngừng ngươi này chỉ tay. Tô Lạc thong thả ung dung mà cầm mỏng như cánh ve màu trắng khăn lụa, một tấc một tấc mà ôn nhu mà trà lau nghiên hoa chủy thủ. Dính máu sau vựng nhiễm khai màu trắng khăn lụa, nháy mắt bị liệt hỏa đốt cháy thành cho tẫn. Ngươi, âu dương mộ dung gắt gao chừng mắt tô lạc trong mắt cơ hồ phun ra hòa tới hắn không nghĩ tới tô lạc ra tay sẽ nhanh như vậy tàn nhẫn chuẩn ngũ công tử một đám người nhìn âu dương mộ dung phun huyết tay đồng thời phát ra kinh hô theo sau bọn họ sớm đã đình chỉ chiến đấu nháy mắt chiều tô lạc cùng ngốc đại tỷ bên này vọt tới cùng lúc đó vệ đại tỷ sớm đã che ở tô lạc trước mặt vung lên đại chày gỗ chơi uy vũ sinh phong trong miệng càng là gầm lên muốn chết đều cấp im lại đây nhìn đến vệ đại tỷ không hề cản trở động tác những người này lăng là không dám qua đi bởi vì này một tầng đối với bọn họ mà nói đã thực cố hết sức cường đại trọng lực uy áp khiến cho bọn họ tốc độ càng là chậm vô số lần nhưng là vệ đại tỷ động tác lại như nước chảy mây trôi lưu sướng này sáng tỏ cái gì này minh lân năm tầng hoàn toàn vây không được vị này ngốc đại tỷ nhưng là thẹn quá thành giận âu dương mộ dung lại không tưởng nhiều như vậy hắn lớn tiếng gầm lên sát cấp lão tử giết các nàng Hắn thủ hạ đám kia người hai mặt nhìn nhau, nhưng cuối cùng vẫn là múa may vũ khí xông lên đi. Bang bang bạch bạch một trận loạn hưởng lúc sau, ở đây tất cả mọi người té ngã trên mặt đất, chỉ có vệ đại tỷ cùng Tô Lạc vững vàng mà đứng thẳng đương trường. Chương 2072 quá quan trảm tướng năm. Vệ đại tỷ coi rẻ mà quét rác thượng hoành bảy dựng khẳng này nhóm người liếc mắt một cái, sau đó kiêu ngạo mà đi đến Tô Lạc phía sau. Tô Lạc đạm mạc mà nhìn bị vệ đại tỷ ngoan tấu mà mặt mũi bầm dập Âu Dương Mộ Dung liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, tránh ra. Sau đó, nàng liền giống như vạn chúng chú mục nữ vương tuần tra, chậm gì gì mà đi qua. Âu Dương Mộ Dung nhìn đến Tô Lạc thân ảnh, đáy mắt khiếp sợ thật lâu không có tiêu tán. Như thế nào sẽ phía cuối sơn khi nào xuất hiện như vậy nghịch nhân vật? Hắn như thế nào không biết? Chiến đấu từ bắt đầu đến kết thúc liền một chén trà nhỏ thời gian cũng chưa anh không, không nên là chiến đấu, bởi vì từ đầu chí cuối, cái kia điên nữ nhân đều là ở đánh người, kén đại chày gỗ điên cuồng mà tạp người. Mà cái kia lạ mặt cô nương, nàng liền một ngón tay đều không có động quá. Cái này điên nữ nhân là săn thú đội lão đại, nhưng nàng như thế nào sẽ cam tâm ở kia cô nương bên người lấy bảo tiêu tự cho mình là. Kia cô nương rốt cuộc là cái gì lai lịch, Âu Dương mộ dung nghĩ trăm lần cũng không ra. Hiện tại hắn trừ bỏ phẫn nộ ở ngoài duy nhất lo lắng chính là có hai người kia tham gia, lão đại bọn họ còn có thể thuận lợi mà bắt được tiền tam danh sao. Tầng thứ sáu, đương tô lạc tiến vào tầng thứ sáu khi, nàng phần lưng hơi hơi cong cong, một cổ thái sơn áp đỉnh uy áp như thủy triều vọt tới. Thực hảo, tô lạc khóe miệng cong cong, dơ lên một nụ cười. Như vậy uy áp, rốt cuộc làm nàng có một chút áp lực đâu. Tô lạc thẳng thắn eo, thật sâu phun ra một hơi, nơi này cũng gần chỉ là làm nàng cảm giác được một chút áp lực mà thôi, còn không đáng nàng dừng lại cho nên nàng đầu cũng không chuyển liền phải rời đi, nhưng là lại có người ngăn chờ các nàng. Các ngươi là như thế nào đi lên? Lão ngũ bọn họ đều là sao? Một đạo ngang ngược thanh âm ở Tô Lạc bên tai vang lên. Tô Lạc nghiêng đầu nhìn lại. Đây là một cái thân hình cường trắng cường trắng hán tử, ước chừng 30 tới tuổi tuổi tác, thần sắc hung ác ánh mắt sắc bén, lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tô Lạc. Hắn phía sau có hai người. Lão ngũ, ngươi chẳng lẽ là chỉ Âu Dương Mộ Dung? Tô Lạc thanh lãnh đôi mắt nhàn nhạt mà nhìn hắn, cường tráng đại hán bỗng nhiên có một loại không tốt lắm dự phúc ngươi là hắn lão đại. Tô Lạc Thông thả ung dung mà. Người người đem hắn thế nào? Cường tráng đại hán lúc này mới ý thức được đi vào tầng thứ sáu, này xinh đẹp nha đầu thế nhưng mặt không đỏ khí không xuyễn, một bộ thần thanh khí sảng bộ dáng. Phát hiện này thực sự làm hắn giật mình. Yên tâm đi, không chết được. Tô lạc đạm đạm cười, nếu không nghĩ bước hắn vết xe đổ, liền tránh ra đi. Tránh ra, mơ tưởng mộ dung lão đại cười lạnh đồng thời tiếp đón đối diện vũ lâm phái lão đại họ vũ cô nương này muốn qua đi đâu ngươi có để vũ lâm lão đại cười lạnh đi tới chỉ có ba cái danh ngạch ngươi đâu hai người trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà cười tô lạc nguyên bản muốn cho bọn họ cho nhau động thủ sau đó nàng trai có tranh nhau ngư ông đắc lợi nhưng là hiện tại xem ra này hai phái đánh tuy đánh nhưng lại rất có ăn ý không quá dễ dàng mắc mưu dù sao thực lực phi tôn ở cường đại thực lực trước mặt sở hữu âm mưu quỷ kế đều là hổ giấy. Tô Lạc luôn luôn đều thực thờ phụng những lời này. Vì thế, Tô Lạc đạm mạc mà gợi lên khóe môi, không cho khai đúng không? Vậy chiến đi. Lời còn chưa dứt nàng liền cùng vệ đại tỷ một tả một hữu chiều hai bên công kích qua đi. Tô Lạc lựa chọn mộ dung lão đại mà vệ đại tỷ tắc đuổi theo vũ lâm lão đại mặt sau chạy. Mộ dung lão đại thống lĩnh cửu tinh thực lực cùng lúc trước vệ đại tỷ lần đầu tiên thấy Tô Lạc thời điểm thực lực không sai biệt lắm, chương 2073 quá quan trảm tướng 6. Trải qua thiền tầng ma thú khu tấn trước lúc sau, tô lạc thực lực đại trướng, đã năm đỏ A à mông nước ngô. Gần qua tam chấp sau có thể, mộ dung lão đại khó có thể tin mà trường lớn đôi mắt. Gắt gao nhìn chằm chằm tô lạc. Phía cuối sơn khi nào ra như vậy một cái yêu nghiệt nhân vật. Hắn như thế nào không biết, nhà đầu này nhìn qua chỉ có thống lĩnh lục tinh bộ dáng. Nhưng chiến đấu chân chính thực lực lại làm hắn kế tiếp lui về phía sau. Người là ai, người rốt cuộc là ai? Mộ Dung lão đại Tây Thanh kiệt lực mà gào thét. Tô Lạc Tân tấn thí sinh, tiến vào còn không đủ một tháng. Tô Lạc làm như có thật mà tự giới thiệu lên, Tân tấn thí sinh, sao có thể? Mộ Dung lão đại đôi mắt trừng đến tròn trịa. Tân tấn thí sinh, sao có thể ngắn ngủn một tháng trong vòng liền siêu việt hắn cái này ở phía cuối sơn bá chủ địa vị Mộ Dung lão đại. Này còn có để người sống. Cùng lúc đó, Mộ Dung lão đại ánh mắt chiều Vũ Lâm lão đại nhìn lại, chỉ xem một cái, khiến cho hắn có một loại trong lòng run sợ cảm giác. Cùng hắn so sánh với, Vũ Lâm lão đại thật sự là quá thảm. Hắn bị cái kia điên nữ nhân đánh không chút sức lực chống cự. Kế tiếp bại lui không, còn thực không biết cố gắng mà chạy trốn. Cái kia điên nữ nhân sách theo như vậy trọng chày gỗ, giống như sân vắng tản bộ đi theo phía sau hắn, thoải mái mà đuổi theo. Dừng tay, dừng tay, ta nhận thua, Vũ Lâm lão đại cử đôi tay đầu hàng nhưng là ngốc đại tỷ lại căn bản mà kệ hắn đầu hàng không đầu hàng, tựa như đuổi vịt giống nhau. một cái kính mà đem hắn đi xuống một tầng lâu chạy đến, đáng thương vũ lâm lão đại, cứ như vậy bị đuổi tới lân năm tầng, hảo mất mặt. xem trợn tròn mắt, tô lạc cười hì hì nhìn mộ dung lão đại, mộ dung lão đại hơi há mồm, lại cái gì đều không ra. này hai nữ nhân quả thực là yêu nghiệt a, à? còn có để sống mộ dung lão đại đánh thương lượng ngữ khí cô nương tóm lại có ba cái danh ngạch đâu các ngươi hai cái dư lại một cái về ta bán ta một ân tình như thế nào tô lạc lôi kéo khóe miệng đạm cười mà nhìn hắn vì cái gì muốn bán ngươi một ân tình làm người lưu một đường ngày sau hảo gặp nhau cô nương sẽ không làm như vậy tuyệt đi nếu cô nương dơ cao đánh khẽ toàn bộ hồng hưng giúp ai ngờ mộ dung lão đại lời nói còn không có xong đã bị tô lạc xua xua tay đánh gãy người cảm thấy lần này khảo hạch sau, cô nương ta còn sẽ lưu tại này rách nát phía cuối sơn. Người đây là ở chú ta đâu đi? Tô Lạc hừ lạnh hai tiếng. Mộ dung lão đại thái dương hơi trừ. Phía cuối sơn có bao nhiêu người muốn hắn mộ dung lão đại nhân tình mà không được này nha đầu thúi. Mộ dung lão đại trong lòng tuy khí, nhưng tốt xấu còn có điểm lý trí. Vì thế tiếp tục nịnh nọt mà cười làm lành, như vậy, cô nương nghĩ muốn cái gì? Tô Lạc nghĩ nghĩ, liền nói, thông tấn giác. Vừa nghe cái này, mộ dung lão đại tức khắc suy sụp hạ mặt tới thông tấn giác thứ này căn bản không phải tích phân có thể đổi, hơn nữa cũng đoạt không đến, bởi vì một khi chói định, cho dù chết cũng vô pháp giải trừ, chỉ có thể tùy theo hủy diệt. Linh hồn tinh phách, tô lạc lại chậm gì gì hỏi câu. Mộ dung lão đại tức khắc có loại muốn khóc xúc động. Linh hồn tinh phách nhưng thật ra có thể sử dụng tích phân đổi, nhưng không phải hắn cái này cấp bậc có thể đổi ra tới. Hơn nữa yêu cầu tích phân siêu cấp thật tốt không tốt. Vậy không có biện pháp hợp tác rồi, cút đi. Tô lạc chỉ chỉ vệ đại tỷ bảo vệ cho thông đạo mộ dung lão đại đáng thương hề hề mà nhìn tô lạc. Tô lạc không kiên nhẫn mà làm cái thủ thế, thân hình cường trắng vệ đại tỷ thực mau liền sông lên, một phen sách mộ dung lão đại tác dụng chậm, bước nhanh đi ra ngoài, đem hắn hướng dưới lầu ném. chương 2074 quá quan trảm tướng 7. To như vậy tầng thứ 6, cũng chỉ dư lại tô lạc cùng vệ đại tỷ hai người. Nhìn trống rỗng tầng thứ 6, tô lạc cười, chẳng lẽ này hai cái băng phái muốn thanh tràng. Đặt bao hết cảm giác quả nhiên thực không tồi đâu. Tô Lạc cùng vệ đại tỷ bước nhanh thượng lân bảy tầng. Lần này có lẽ là này tòa thí luyện tháp từ trước tới nay nhất chống trải một lần đi. Tầng thứ sáu thế nhưng chỉ có hai người, tầng thứ bảy cũng gần chỉ có hai người. Bước vào tầng thứ bảy, Tô Lạc bước chân hơi hơi dừng lại. Bởi vì nàng có thể cảm giác được một cổ khổng lồ tinh thần uy áp nghênh diện đánh úp lại kia từng luồng khủng bố dao động tản ra ra tới tựa hồ muốn đem thân thể của nàng xoa nát. Tô Lạc sắc mặt một mảnh tái nhợt, linh hồn bị hao tổn mặt trái áp lực nháy mắt bị phóng đại vô số lần. Tô Lạc che lại phần đầu, mày gắt gao nhăn lại. Vệ đại tỷ bị Tô Lạc phản ứng hoảng sợ, vội vàng hỏi, "Làm sao vậy? Rất khó chịu sao?" Nàng là biết Tô Lạc phía trước chịu quá nặng thiểm, Tô Lạc xua xua tay, ý bảo không có việc gì. Đi đem chiến kỳ cầm, Tô Lạc phân phó vệ đại tỷ. Nơi này tinh thần uy áp rất lớn, mới vừa đi vào thời điểm, Tô Lạc thiếu chút nữa bị trọng áp đạn mà bay ngược đi ra ngoài. May mắn nàng thúc dục linh lực mới đưa bước chân bàn thạch đứng ở tại chỗ này lộ giống như có điểm không dễ đi a, à, vệ đại tỷ một chân thâm một chân thiền mà hướng nhất trung tâm chiến kỳ đi đến. Chiến kỳ cắm ở một tòa cao cao trên ngọn núi, nếu muốn lấy đi, cần thiết đến từng bước một trèo lên đi lên. Tô Lạc cũng không có vội vã đi lên, nàng đứng ở tại chỗ tùy ý này cổ tinh thần uy áp cọ rửa thân thể của nàng. Dây lát, nàng chậm rãi mở trong trèo hai tròng mắt theo sau, bước ra lân một bước. Nơi này tinh thần lực so tầng thứ sáu phiên vô số lần, cực đánh cuộc dính chủ, thật giống như đi ở mật ong đôi giống nhau, rất khó đi tới đối với vệ đại tỷ tới. Nơi này tinh thần uy áp làm nàng đồng dạng cảm giác được một ít khó khăn, cho nên nàng đi rất chậm, lại rất ổn. Không bao lâu, Tô Lạc liền cùng nàng sóng vai mà đi, hai cái tha bước chân cực kỳ thong thả, nhưng phá lệ kiên định. Tầng thứ năm, Vũ Lâm lão đại cùng mộ dung lão đại hai người hai mặt nhìn nhau. Theo sau, hai người rất có ăn ý mà hướng lên trên hướng. Dù sao kia hai cái nữ kẻ điên lấy trước hai gã, này không còn có một cái danh ngạch sao. Vì thế, hai người phong giống nhau hướng tầng thứ bảy hướng nhưng là vừa mới vọt vào đi phanh. Một đạo thật mạnh lực đàn hồi đem hai cái tha thân thể hung hăng mà bắn bay đi ra ngoài, theo bậc thang lộc cộc lộc cộc mà đi xuống lăn đi, quăng ngã hôn mê qua đi. Tầng thứ năm, vô số người đều lòng còn sợ hãi mà nhìn này hai cái lão đại, lại quá ngẩng đầu dùng ngưỡng mộ ánh mắt nhìn tầng thứ bảy. Kia hai nữ nhân, hảo cường đại tầng thứ bảy. Lưỡng đạo thân ảnh, trầm mặc không nói đi trước, nện bước kiên định mà chiều trung ương chiến kỳ tới gần. Ngắn ngủn một ngàn bước, hai người lại đi rồi có nửa canh giờ. Tô Lạc mồ hôi trên trán như mặt nước chảy xuôi mà xuống, môi khô nứt mà không có chút máu, sống lưng hơi hơi uốn lượn. Nàng linh hồn bị thương tệ đoan, tại đây một khắc bùng nổ. Đau đến nàng toàn thân run rẩy. Tô Lạc hai mắt che kín tơ máu, nhưng là ánh mắt lại như nhau dĩ vãng kiên định. Tí tách một tia vết máu từ tế bào trung dũng đi, ngưng tụ thành huyết tích cùng mồ hôi hỗn hợp đến cùng nhau. Sau đó từng viên lăn xuống mặt đất. Mặt đất độ ấm thực hảo, cơ hồ vừa rơi xuống đất liền bốc hơi thành hơi nước. Tô Lạc một đường đi qua, trên mặt đất là tinh tinh điểm điểm màu đỏ huyết điểm dấu vết, nhìn qua nhìn thấy ghê người. Vệ đại tỷ cúi đầu, thấy như vậy một màn, tức khắc đau lòng đến không được, nàng kiên định mà nhìn Tô Lạc ta cõng ngươi. Có vệ đại tỷ cõng, Tô Lạc là có thể nhẹ nhàng rất nhiều. Chương 2075 quá quan trảm tướng 8. Nhưng là Tô Lạc khóe miệng lại cố hết sức mà dơ lên một nụ cười nhẹ, mấy không thể thấy mà lắc đầu, không thể. Đây là hạng nhất khảo hạch cho dù nàng thân bị trọng thương, cũng không thể gian lận mà vùng mà qua. Hơn nữa nơi này tinh thần uy áp tuy rằng sắp đem nàng trà đạp hỏng mất nhưng lại cũng làm thân thể của nàng đã chịu lễ rửa tội, quan trọng nhất vẫn là khảo nghiệm nàng ý chí lực. Con đường này cần thiết dựa nàng chính mình đi xuống đi. Một cổ kịch liệt đau từ lồng ngực lan tràn đến sọ não, ngay cả hai lỗ tai đều ầm ầm vang lên, ù tai không ngừng, tầm mắt càng ngày càng mơ hồ liền ở đạt tới cực hạn trong nháy mắt. Phanh, tô là cảm giác được trong cơ thể kia căn tuyến chặt đứt. Theo sau, thân thể hơi hơi buông lỏng. Tô Lạc khóe miệng dơ lên một mặt ý cười. Quả nhiên như thế, phía trước ở ma thú khu thời điểm ăn kia viên tấn chức đan lúc sau. Thực lực của nàng nguyên bản có thể tấn chức đến thống lĩnh thất tinh, nhưng là nửa đường bị thanh y quấy dày, cho nên gần nhất dừng lại ở lục tinh đỉnh. Không nghĩ tới trải qua này phiên tinh thần lực uy áp lễ rửa tội, kia căn huyền rốt cuộc đứt đoạn, Tô Lạc cũng nhất cử tiến vào thống lĩnh thất tinh. Nếu muốn bàn về tấn chức tốc độ, thật đúng là không ai có thể cùng Tô Lạc so. Tô Lạc đem linh lực ở trong cơ thể tuần hoàn một vòng, thân thể chậm rãi thẳng thắn, nguyên bản căng chặt mặt cũng thả lỏng không ít. Tấn chức đến thất tinh, đến lúc đó nàng sấm hạ du sơn thời điểm, nắm chắc cũng nhiều vài phần. Đem sung sướng nỗi lòng áp xuống đi, Tô Lạc nghiêm mặt ngưng thần đối phó trước mắt trạng huống. Lúc này, nàng cùng vệ đại tỷ đã đi vào chiến kỳ phía dưới, ngửa đầu nhìn mặt trên kia cái chiến kỳ. Chiến kỳ cắm ở chừng hai người cao núi giả thượng, không phải dễ dàng như vậy có thể gỡ xuống tới núi giả không cao, ở ngày thường, hơi chút túng nhảy một chút là có thể đi lên. Nhưng là nơi này là tầng thứ bảy, hơn nữa càng tiếp cận trung tâm, kia cổ bài xích lực liền càng cường. Một cái không lưu ý là có thể đem khoán phi. Phải làm sao bây giờ mới có thể bắt được? Túng nhảy khẳng định là không được. Liền ở tô lạc do dự thời điểm, vệ đại tỷ đã ngồi xổm xuống đi, vỗ vỗ tô lạc chân, chạm đi lên. Vệ đại tỷ ngày thường tuy rằng ngốc nhưng là thời khắc mấu chốt lại một chút đều không ngốc nàng cái này chú ý đơn giản trắng ra lại phi thường hữu hiệu. Tô Lạc nghĩ nghĩ, rốt cuộc vẫn là gật đầu đồng ý. Nàng đứng ở vệ đại tỷ dày rộng trên vai, sau đó vệ đại tỷ đứng lên, Tô Lạc thân thể đã bị nâng lên tới. Nhưng là Tô Lạc sắc mặt lại trở nên dị thường tái nhợt. Khó trách chiến kỳ sẽ cắm tại đây mặt trên, nguyên lai like càng tiếp cận chiến kỳ, uy áp càng là khủng bố, Tô Lạc vòng eo cơ hồ bị hung hăng bẻ gãy. Thân thể của nàng cốt bách phát ra một trận rất kỳ quái thanh âm. Vệ đại tỷ lo lắng mà không được, đang muốn đem Tô Lạc buông đi, nhưng là lại bị Tô Lạc thanh ngăn cản, không cần thất bại trong gang tấc. Tô Lạc Phi thường rõ ràng, nàng thể lực chỉ cho phép nàng tiến hành một lần, lại đến một lần nàng tuyệt đối chịu không nổi. Tô Lạc tay run dày, gian nan mà chiều chiến kỳ rũi đi, liền ở tiếp xúc đến chiến kỳ khoảnh khắc một đạo bạch quang bùng lên mà ra. Dị thường chói mắt, Tô Lạc theo bản năng mà dùng tay che đậy đôi mắt nếu lại chậm hơn một tia, nàng đôi mắt liền phải hạt rớt. Theo sau, Tô Lạc chỉ cảm thấy một trận toàn mà chuyển, trước mắt từng trận biến thành màu đen chờ nàng lần thứ hai mở mắt ra khi lại phát hiện chung quanh cảnh tượng đã đã xảy ra biến hóa nơi này căn bản không phải tầng thứ bảy mà là phía trước nàng bị giết tiệt sư thái ngăn lại cái kia quảng trường lúc này trên quảng trường hội tụ rất nhiều người những người này tất cả đều hấp hối tinh thần uể oải lại đồng thời đem khiếp sợ ánh mắt nhìn tô lạc cùng ngốc đại tỷ này rốt cuộc là chuyện như thế nào nàng là thành công vẫn là thất bại tô lạc trong đầu lóe một cái cực đại dấu chấm hỏi Chương 2076 quá quan trảm tướng 8. Ngốc đại tỷ không ngừng mà loạn trọng Tô Lạc hai tay, tự nhiên ngươi thế nào? Cũng không nên chết a, à? không chết được, Tô Lạc suy yếu mà xua xua tay. Lúc này, Sở Hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở các nàng trên mặt. Tô Lạc phát hiện chính mình toàn thân cơ hồ không có sức lực, vì thế thấp giọng hỏi Ngốc đại tỷ, đây là có chuyện gì? Các nàng bị truyền tống ra tới, kia đại biểu cho nhiệm vụ là hoàn thành vẫn là thất bại? nàng chỉ nhớ rõ tay nàng mới vừa tiếp xúc đến chiến kỳ sau đó cả người cơ hồ ngất đi rồi ngốc đại tỷ lắc đầu bởi vì không có việc gì làm ngốc đại tỷ dứt khoát từ chữ vật không gian chung lấy ra một cái túi to ăn thịt vùi đầu ở nàng thế giới của chính mình nhàn nhã vui mừng mà gặm xương cốt biểu tình phi thường chuyên chú tô lạc cơ hồ xem thẳng mắt nàng bỗng nhiên phát hiện chính mình hảo hâm mộ ngốc đại tỷ mặc kệ gặp được khi nào nàng phản ứng đầu tiên chính là mờ mịt lắc đầu sau đó ăn lại khó chịu liền sách theo côn bổng đi ra ngoài đánh một vòng, kinh sợ nhất bang tiêu. Nhân sinh như vậy, thật là làm người hướng tới A. Liền ở tô lạc. Điểm, trên quảng trường mọi người xem tô lạc ánh mắt càng thêm nóng bỏng, một đám hạ giọng khe khẽ nói nhỏ. Chính là hai người kia sao? Đem hồng hưng giúp cùng vũ lâm lão đại cấp đá đến dưới lầu đi. Hẳn là là được, kia ngốc đại tỷ khi nào lợi hại như vậy? Thế nhưng so mộ dung lão đại cùng vũ lâm lão đại đều lợi hại lợi hại hơn chính là cái kia thật xinh đẹp nha đầu, nghe là vừa tiến một tháng không đến tân tấn thí sinh đâu, thế nhưng có thể đi đánh tầng thứ bảy, quá làm người bội phục. Giúp cùng Vũ Lâm giúp nguyên bản đánh nhất định phải được chú ý, hiện tại hảo, hai cái lão đại còn nằm trên mặt đất hôn mê bất tỉnh đâu. Nghe là bọn họ sau lại lén lút thượng bảy tầng thời điểm, bị kia kêu tô là cô nương cấp đá. Tô lạc mang tai thanh linh, đêm này đó thanh âm nghe được rành mạch, không khỏi mà âm thầm cười khổ. Nàng nhưng không đá kia cái gì hai cái lão đại, bất quá nhìn dáng vẻ, đối phương là đem thù ghi tạc trên người hắn. Còn giận nhiều không ngứa, nợ nhiều không lo, Tô Lạc hiện tại là địch nhân nhiều, không ngứa cũng không lo. Đúng lúc này, trong không khí chuyển đến một đạo khác thường dao động. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện. Nhìn đến trước mắt cái này trung niên nữ nhân, Tô Lạc trong đầu lại hiện lên diệt tuyệt sư thái bộ dáng nữ nhân này sụ mặt bộ dáng thật đúng là rất giống đâu. Nhìn đến nữ nhân này, Tô Lạc không khỏi mà có chút đau đầu lên. Thí luyện tháp quản lý nhân viên, nàng lại đây làm gì? Hơn nữa, cái này diệt tiệt sư thái còn từng bước một mà hướng tới tô lạc bên này đi tới. Đây là muốn làm gì? Tô lạc đôi mắt trầm ám, lôi kéo một bên hết sức chuyên chú vùi đầu gặm đùi gà vệ đại tỷ. Diệt tiệt sư thái yên lặng đứng ở tô lạc trước mặt thần sắc của nàng như cũ bản khắc mà nghiêm túc. Chỉ thấy nàng thanh khụ một tiếng, chúc mừng các ngươi, thông qua thí luyện tháp khảo hạch. Đồng thời cũng đạt được tham gia hạ du sơn thí luyện tháp khảo háo cơ hội nàng thanh âm như cũ lãnh ngạnh nhưng là tô lạc thế nhưng phát hiện ánh mắt của nàng cùng trong giọng nói ác ý tựa hồ giảm bớt tô lạc yên lặng nhìn chằm chằm nàng xem muốn biết nàng trong hồ lô bán chính là cái gì dược diệt tuyệt sư thái bị nhìn chằm chằm đến mà cùng xấu hổ ho khan một tiếng đệ đi lên một thứ đây là ngươi khảo hạch khen thưởng vật phẩm cầm đi đi khen thưởng khảo hạch vật phẩm tô lạc nhìn kia chỉ hộp gấm trong mắt hiện lên một mặt vui mừng nàng chính là vì này khảo hạch khen thưởng mới chuẩn bị ở linh hồn bị hao tổn không có chữa trị dưới tình huống tham gia thi đấu, vạn hạnh, rốt cuộc bắt được. Chờ có cơ hội liền đưa cho tử nghiên thu được. chương 2077 quá quan trảm tướng 9 Tô lạc cao cao hưng ngực tiếp nhận hộp gấm, theo bản năng mà mở ra, nhưng mà ngay sau đó, nàng ánh mắt liền đông lạnh ở. Đây là có chuyện gì? Tô lạc đôi mắt như ngưng kết băng xương. Phẳng phất mạo nhẹ nhẹ hàn khí, lúc này này xong băng mắt chính gắt gao nhìn chằm chằm diệt tuyệt sư thái. Diệt tuyệt sư thái trong lòng run lên, theo bản năng mà lui về phía sau một bước. Thật đáng sợ ánh mắt, phảng phất kia đen nhánh đồng mắt có thể đem nhân tâm đế che giấu chỗ sâu nhất hắc ám cấp câu ra tới giống nhau. Diệt tuyệt sư thái chỉ cảm thấy trên trán mồ hôi lạnh nhẹ nhẹ mà ra bên ngoài mạo. Tô lạc gầm lên một tiếng. Diệt tuyệt sư thái siết chặt nắm tay, lấy hết can đảm, lạnh thanh âm nói, đây là mặt trên phát xuống dưới, ta như thế nào sẽ biết. Ai cho ngươi, tô lạc ánh mắt lạnh lùng mà chừng mắt nàng lạc lạc công tử diệt tuyệt sư thái mang theo âm dung nói lạc dịch trần như thế nào sẽ là hắn tô lạc trong mắt hiện lên một mặt dị sắc ánh mắt như cũ nhìn chằm chằm diệt tuyệt sư thái không bỏ theo sau tháp sáng thông tấn giác trực tiếp cùng lạc dịch trần liên hệ thượng lạc sư huynh khen thưởng vật phẩm không nên là thông tấn giác sao tô lạc nhớ rõ lạc dịch trần tự mình cho nàng đánh tin tức một hồi lâu lạc dịch trần bên kia tin tức truyền đến người yêu cầu linh hồn tinh phách bảy chữ lạnh như băng không nhiều lắm thêm một cái ký hiệu bất quá này bảy chữ cũng làm tô lạc biết thông tấn giác thế nhưng thật là lạc dịch trần cấp đổi đi ta thật sự thực yêu cầu thông tấn giác tô lạc nhéo màu xanh lục thông tấn giác đốt ngón tay căn căn trở nên trắng còn có cơ hội lạnh như băng bốn chữ cái gì cơ hội tô lạc ngữ khí không tốt hạ du sơn nhớ kỹ ngươi quá nói tô lạc lãnh mắt chừng mắt thông tấn giác phảng phất đó chính là lạc dịch trần bản nhân theo tiếp xúc nhiều, Tô Lạc càng ngày càng phát hiện Lạc Dịch Trần là mê giống nhau người, hắn tu vi cao thâm khó đoán, địa vị càng là siêu nhiên vật ngoại, làm nàng nắm lấy không ra. Bất quá, chờ nàng vào trước 100 danh, vào mới huấn luyện danh chân chính trung tâm, tổng có thể biết được đi. Tô Lạc trong lòng như thế nghĩ. Diệt tuyệt sư thái nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái, rốt cuộc vẫn là hảo tâm mà nhắc nhở một câu, Tô cô nương, này đi hạ du sơn chừng vạn dặm xa, chỉ hoãn canh giờ đã có thể không đuổi kịp khảo hạch. Tô Lạc mày hơi hơi nhăn lại, Diệt Tiệt sư thái phía trước đối nàng ác ý tràn đầy, hiện tại lại hảo tâm đề điểm nàng, lại là vì sao? Ma xui quỷ khiến mà Tô Lạc đột nhiên hỏi một câu, nói cho vị kia tránh ở tháp tiêm bắn tên người có bản lĩnh phải hảo hảo cất giấu, nói cách khác hừ. Diệt Tiệt sư thái cứng đờ mặt có trong nháy mắt trắng bệch. Diệt Tiệt sư thái quả nhiên biết, Tô Lạc trong lòng cười lạnh, nàng này thử một chút, thế nhưng khiến cho nàng thử ra tới đâu. Nếu ngươi cũng đủ tranh đua, như vậy hắn sẽ là ngươi lần này khảo háo mạnh nhất đối thủ diệt tuyệt sư thái do dự nửa, rốt cuộc ba phải cái nào cũng được nói. Những lời này, đã lấy lòng lạc dịch trần bảo hộ hạ tô lạc, lại không đến mức lộ ra quá nhiều tin tức đắc tội người kia, diệt tuyệt sư thái cho chính mình cơ chí điểm tán. Cũng đủ tranh đua mới có thể cơ hội làm cái kia tha đối thủ. Tô lạc khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh. Cái này cầm đi, diệt tuyệt sư thái cho tô lạc hai quả ngọc giác, đây là thông quan tín vật cầm cái này tín vật mới có thể tham gia hạ du sơn khảo hạch tuy rằng có cơ hội tham gia Hạ Du Sơn khảo hạch nhưng là mỗi năm có thể khảo đến Hạ Du Sơn đi, cũng gần chỉ có một hai người. Diệt tuyệt sư thái ánh mắt u lãnh mà nhìn tô lạc. Cầm diệt tuyệt sư thái cấp tín vật lúc sau, tô lạc cười lạnh một tiếng, mang theo vệ đại tỷ đi nhanh rời đi. Lần này khảo háo mạnh nhất đối thủ sao? Chính là ai lại biết nàng đối thủ không chỉ có riêng chỉ là Hạ Du Sơn người đâu? chương 2078 Hạ Du Sơn 1 bởi vì có kim thuyền, cho nên qua đi hạ du sơn dọc theo đường đi, tô lạc cùng ngốc đại tỷ không cần một nắng hai xương lên đường. Ở phía cuối sơn trổ hết tài năng, mang theo chúng tha hâm mộ ghen tị hận, cũng mang theo tràn đầy chờ mong, tô lạc cùng ngốc đại tỷ tại hạ du sơn tòa nhà hình tháp trước rơi xuống kim thuyền. Lúc này, đã suốt qua đi một. Bởi vì là sáng sớm, cho nên tòa nhà hình tháp trước trên quảng trường trống rỗng một mảnh, không dân cư. Tô lạc thu kim thuyền, tiếp tục tiến vào nàng chữa trị trạng thái. Linh hồn tinh phách thật sự là thứ tốt, tuy rằng chỉ có một viên, nhưng gần một thời gian lại làm nàng bị hao tổn linh hồn có rõ ràng chữa trị Tô Lạc tin tưởng. Chỉ cần cho nàng cũng đủ linh hồn tinh phách, nàng thương thực mau liền sẽ hảo lên. Lúc này, này viên linh hồn tinh phách chính xủy ở Tô Lạc trong lòng ngực, hơn nữa bởi vì này dọc theo đường đi ở kim trên thuyền tu luyện Tô Lạc đã dùng đi một nửa. Tô Lạc đi lên quang não cha quá, nếu muốn mua được linh hồn tinh phách cái thứ nhất điều kiện liền không phải hiện tại nàng có thể đạt tới chỉ có mới huấn luyện danh trước 100 danh thí sinh mới có tư cách mua sắm. Trừ cái này ra, bọn họ còn có khác đặc quyền. Kia từng điều màu xám triển lãm phẩm, làm tô lạc xem đến cơ hồ muốn nhỏ giọt nước miếng. Lần này, cần thiết muốn vào trước 100, tô lạc cho chính mình nắm tay. Nhưng là trừ bỏ tô lạc ngoại, không ai sẽ đoán được nàng mục tiêu không chỉ là hạ du sơn, hơn nữa vẫn là trung du sơn, thậm chí thượng du sơn. Tuy rằng Tô Lạc ở phía cuối sơn trổ hết tài năng, nhưng là bởi vì phía cuối sơn vẫn luôn bị xem thường, hơn nữa đều là tự do ở 300 danh ở ngoài. Cho nên cho dù thượng thành phía cuối sơn đệ nhất đệ nhị Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ lại vẫn như cũ không có thượng Long Bảng. Bởi vì Long Bảng đếm ngược đệ nhất danh, là đệ 300 tên. Chỉ có tham gia hạ du sơn thí luyện tháp cùng những người đó cùng nhau so qua lúc sau. Hệ thống mới có thể căn cứ bọn họ bản thân thực lực cùng ở thí luyện trong tháp biểu hiện cấp gia cuối cùng xếp hạng lúc này thời gian thượng sớm khảo háo người đều còn không có lại đây tô lạc ngồi trên mặt đất hai chân khoanh chân thực mau lại tiến vào nhập định trạng thái hạ du sơn người thực lực so phía cuối sơn muốn tốt hơn rất nhiều này một quan tuyệt đối không phải giống phía cuối sơn thí luyện tháp dễ dàng như vậy quá tô lạc đã làm tốt chuẩn bị tâm lý theo thời gian một chút một chút quá khứ sáng sớm hắc ám qua đi nắng sớm sơ thấu xuyên qua hơi mỏng sương sớm quất hoàng sắc mông lung quang mang tưới xuống đại địa giống như một kiện màu vàng nhạt xa y giống nhau khoác ở tô lạc trên người. lúc này tô lạc hai tròng mắt nhắm chặt đắm chìm ở nàng thế giới của chính mình chung đối ngoại giới biến hóa không hề sở giác. có thể nhìn thấy trên mặt nàng thấm ra một mặt hơi mỏng mồ hôi lạnh. nguyên bản đường cong rào hảo đỏ tươi môi anh đào lúc này tái nhợt mà tiết sắc. vệ đại tỷ sách theo chày gỗ quay chung quanh tô lạc một quyền một quyền tuần tra ánh mắt tinh quang lấp lánh tâm mà đề phòng ngốc đại tỷ thật ngây thơ tự do tản mạn chỉ biết gặm đùi gà nhưng là tô lạc tu luyện thời điểm ngốc đại tỷ lại so với ai đều nghiêm túc một đôi mắt hổ sắc bén như chim ưng lúc này chỉ cần ai dám can đảm đối tô lạc lộ ra một tia ác ý ngốc đại tỷ đều sẽ không chút do dự một chày gỗ tạp qua đi thời gian cứ như vậy dần dần qua đi khoảng cách khảo tốn thời gian càng ngày càng gần thưa thớt dần dần có thí sinh lại đây này đó thí sinh nhìn đến ngốc đại tỷ giống như một tòa điêu khắc chạm thăng đại chày gỗ sử tại nàng trước người, ánh mắt tinh quang sáng quắc, giống như tuần tra lãnh địa nữ vương như vậy khí phách. Nhìn đến như vậy ngốc đại tỷ, bắt nạt kẻ yếu thói, hư tật xấu ở này đó thí sinh thượng biểu hiện không thể nghi ngờ. Chương 2079 Hạ Du Sơn 2. Vì thế bọn họ theo bản năng mà liền hướng bên cạnh đi đến. Dù sao quảng trường rất lớn, liếc mắt một cái vọng không đến quấy, nơi nào không vị trí ngồi. Tìm vị trí lúc sau, này đó thí sinh cũng không nhàn rỗi, một đám hai chân khoanh chân nhắm mắt tu luyện. Nếu tô lạc nhìn đến, không biết có thể hay không ha ha cười. Bởi vì này cùng nàng kiếp trước những cái đó lâm thời ôm chân Phật khảo thí trước vài phút còn liều mạng bối từ đơn thí sinh. Cũng không có cái gì khác biệt. Kể từ đó, tô lạc biểu hiện cũng không tính hạc trong bầy gà, ngược lại là ngốc đại tỷ, này phó uy phong lẫm lẫm bộ dáng, cấp rất nhiều người để lại thật sâu ấn tượng. Dần dần, thí sinh càng ngày càng nhiều, bốn phía cũng càng ngày càng ồn áo như thế ồn ào hoàn cảnh thật sự không thích hợp tiếp tục tu luyện, cho nên rất nhiều thí sinh đều mở to mắt. Đúng lúc này, một đám người tự giữa không trung bay tới. Cầm đầu chính là một vị đầu bạc lão giả. Lão giả ước chừng bảy tám chục tuổi, dâu tóc bạc trắng lại hạc phát đồng nhan, nhìn qua tinh thần phấn chấn, một chút không hiện lão thái. Hắn phía sau đi theo bốn vị đồng tử. Một đám bất quá 11-12 tuổi, mặt mày thanh tú, cốt cách thanh kỳ, nhìn đều là hạt giống tốt nhìn đến lão giả nguyên bản trên mặt đất đứng hoặc là ngồi người xôn xao một tiếng toàn bộ đứng dậy bọn họ thái độ cung kính mà chiều lão giả hành lễ lão giả mặt mày mỉm cười có vẻ phá lệ hiền từ một tháng một lần khảo hạch liền phải bắt đầu rồi hiện tại hắn ánh mắt ở thí sinh trên mặt nhất nhất đảo qua bỗng nhiên trên mặt hắn tươi cười dừng một chút mày hơi hơi nhăn lại ở đây thí sinh lực chú ý đều ở lão giả trên người bọn họ thấy lão giả ánh mắt yên lặng nhìn nào đó riêng vị trí đỉnh mày gắt gao nhăn lại không vui chi tình bộc lộ ra ngoài vì thế xôn xao một tiếng, đại gia ánh mắt toàn bộ hướng tới cái kia vị trí nhìn lại. Cái kia vị trí thực hảo nhận, bởi vì nơi đó chỉ có một tự cố đả tọa cô nương, còn có một cái điêu khắc dạng sử đại tỷ. Các nàng là ai a? À? Hảo sinh lạ mặt a, à? các ngươi nhận thức sao? Thật đúng là chưa thấy qua a, à? nơi nào toát ra tới? Không phải là phía cuối sơn bên kia lại đây đi. Sát, khi nào phía cuối sơn lại đây thí sinh như vậy nghiêu? Trước kia thấy chúng ta không phải run run dày dày liền đại khí cũng không dám ra sao? hiện tại trông coi giả đại nhân tới nàng thế nhưng còn dám ngồi nhắm mắt tu luyện này không phải tìm chết tiết tấu sao xem trông coi giả đại nhân như thế nào trừng phạt nàng không chỉ có không đem chúng ta hạ du sơn người xem ở trong mắt thế nhưng liền trông coi giả đại nhân cũng không bỏ ở trong mắt hảo thực hảo liền tính trông coi giả đại nhân không giáo huấn nàng chờ vào thí luyện tháp lúc sau lão tử muốn nàng đẹp một đám người từ lúc bắt đầu khe khẽ nói nhỏ đến sau lại trắng trận táo bạo mà phóng lời nói nhưng là mặc kệ bọn họ như thế nào, như thế nào uy hiếp, tô lạc như cũ như bàn thạch giống nhau ngồi ở tại chỗ, hai tròng mắt nhắm chặt ngũ cảm khép kín. Đối ngoại giới phát sinh hết thầy không hề biết cũng không hề sở giác càng là không hề phản ứng. Này liền giống như một đám người đối với cục đá lầm nhầm lầm nhầm mắng tới mắng đi, nhưng là cục đá lăng là không có động một chút giống nhau, thật sự làm người buồn bực. Trong coi giả đại nhân nhìn tô lạc ánh mắt hiện lên một tia không tốt, bất quá tốc độ thực mau, dây lát lại là cái kia hiền từ lão nhân. Chờ mọi người đem tô lạc mắng xong, lão nhân này mới thanh khụ một tiếng, khoan ống tay áo bãi vung lên, bên nói cũng liền không nhiều lắm, mỗi tháng đều sẽ khảo hạch một lần. Quy củ đại gia cũng đều hiểu, cũng liền không cần nhiều. Đầu bạc lão nhân trực tiếp đem tô lạc cùng vệ đại tỷ này hai từ phía cuối sơn lại đây thí sinh cấp xem nhẹ, hắn thanh khụ một tiếng, thanh âm trở nên nghiêm túc, hiện tại xếp hàng tiến hành rút thăm. chiều đến nào tổ đó là nào tổ, bắt đầu. Chương 2080 Hạ Du Sơn 3 hắn vô nghĩa xác thật không nhiều lắm, xong lúc sau, liền phất tay áo đứng ở một bên, dư lại sự tình liền từ hắn bốn cái đồng phụ trách. Bốn cái đồng mỗi người đều lãnh một cái tinh xảo túi. Trong túi phóng từng miếng ngọc giác. Những cái đó thí sinh đều cưỡi xe nhẹ đi đường quen đi lên, một đám thuần thục rút ra túi tiền, sau đó đem máu tê tích, tích đi vào. Vệ đại tỷ một đôi mắt tròn xoe nhìn đám kia vô cùng náo nhiệt thí sinh, lại nghiêng đầu nhìn xem không hề có cảm giác như cũ đắm chìm ở tu luyện trung tô lạc trong lúc nhất thời mắt mang mê mang. Rất là khó hiểu nàng loại này mê mang trạng huống hạ du sơn người rất quen thuộc cũng thực có thể lý giải nhưng là bọn họ lại không có một người tiến lên đi nói cho vệ đại tỷ không chỉ có là bởi vì các nàng ngay từ đầu liền đắc tội trông coi giả đại nhân chính yếu vẫn là hạ du sơn người xưa nay khinh thường phía cuối sơn người ngọc giác thượng có phần tổ tổ hào còn có mỗi người chủ đến con số những cái đó thí sinh đem chính mình máu tê tích tiến ngọc giác thượng sau đó liền cảm ứng được chính mình tổ viên tồn tại thực tự nhiên mà mọi người đều đi đến cùng nhau Hạ Du Sơn cư trú chính là long bằng 200 đến 300 danh thí sinh. Mặt khác hơn nữa phía cuối Sơn ba danh, bất quá bởi vì có mấy cái thí sinh ra ngoài làm nhiệm vụ, còn có mấy cái thí sinh đang ở tấn chức mấu chốt thời kỳ. Cho nên lần này Hạ Du Sơn thí sinh chỉ có 95 cái, trở lên tô là cùng vệ đại tỷ tính toán đâu ra đấy là 98 cái. Mà một tổ là 10 cá nhân. Cho nên, lần này khảo hạch tổng cộng phân 10 tổ, cuối cùng một tổ chỉ có 8 cá nhân chờ đến tuyệt đại bộ phận thí sinh tiến vào sau, vệ đại tỷ vẫn là bồi tô lạc ở kia ngồi. Tô lạc cũng vẫn là không có thức tỉnh dấu vết. Lúc này, toàn bộ quảng trường cũng chỉ dư lại 6 cái thí sinh, cộng thêm tô lạc cùng vệ đại tỷ. Thấy vệ đại tỷ không có đi lên ý tứ, trong đó một vị đồng tử đôi mắt hiện lên một tia cười lạnh. Theo sau liền thu hồi túi chuẩn bị rời đi. Đúng lúc này, có một cái đứng ở vệ đại tỷ bên người cách đó không xa thiếu niên dùng đè thấp thanh âm cả giận nói, còn không mau đi lấy báo danh ngọc giác. Đã muộn các ngươi liền không có biện pháp khảo thiếu niên chưa thấy quang ngu xuẩn như vậy người. Ngàn dặm xa xôi đuổi tới quảng trường, lại liền ngọc giác đều không đi lấy, còn ngây ngốc mà chờ nhân ra phân cho ngươi sao. Thiếu niên cũng không phải thật sự hào tâm nhắc nhở, mà là hắn vận khí kém, phân tới rồi cuối cùng một tổ. Hơn nữa này tổ tính toán đâu ra đầy mới sáu cá nhân, như vậy đội ngũ như thế nào đánh quá người khác. Cho nên tuy rằng khinh thường phía cuối sơn lại đây người. Nhưng nghĩ có thể kéo đảm đương pháo hôi lót đế cũng là hảo, cho nên mới sẽ hào tâm mở miệng cấp vệ đại tỷ nhắc nhở vệ đại tỷ tuy rằng ngốc nhưng có đôi khi cũng sẽ linh quang chợt lóe nghe xong thiếu niên nhắc nhở sau nàng nhìn xem tô lạc nghĩ lại phía trước diệt tuyệt sư thái cũng đúng vậy cái gì báo danh không báo danh sự vì thế chỉ thấy nàng oạch một tiếng chiều kia đồng tử vọt tới đồng tử đang muốn đem túi thu hồi lại bỗng nhiên cảm giác được chính mình tay như là bị kìm sắt kiềm trụ đau hắn nghe răng trợn mắt chờ hắn phục hồi tinh thần lại khi đã liền túi đều bị vệ đại tỷ đoạt đi vệ đại tỷ lấy ra hai quả ngọc giác sau đó đem túi nện ở đồng tử trên mặt lại vèo một tiếng thân ảnh đã bắn tới tô lạc bên người đi này một trong quá trình tốc độ quả thực mau đến không thể tưởng tượng phát sinh ở búng tay chi gian đồng tử ngơ ngác mà từ trên mặt lay hạ túi lúc này mới phản ứng lại đây chính mình hẳn là sinh khí vì thế hắn oán hận mà nói thầm cái này rách nát đội ngũ có thể thắng trừ phi lão mở mắt phi Trong coi giả đại nhân liếc mắt nhìn hắn lại không ngăn cản hắn mắng nhưng nhàn nhạt mà cười cười thô bỉ người hà tất cùng các nàng chấp nhạt chương 2081 Hạ Du Sơn 4. Theo sau, hắn liền khoanh tay mà đứng, nhìn lên không, tựa hồ nơi đó cất giấu vô tận huyền bí. Vệ đại tỷ học phía trước những người đó, dùng chính mình một giọt huyết dung tiến ngọc giác, lúc sau. Nàng chỉ cảm thấy đầu óc chợt lóe nhiều một cổ những thứ khác. Sau đó, nàng bào chế đúng cách, lấy ra tinh tế châm, bắt lấy tô lạc tay, ở nàng mượt mà trắng nõn ngón tay thượng chọc ra một chút máu. Dù vậy, tô lạc như cũ không có thức tỉnh dấu hiệu phía trước nhắc nhở vệ đại tỷ thiếu niên nhịn không được nhíu mày, đều như vậy, còn mang đi vào làm gì? Đem nàng ném ở chỗ này tính, chúng ta đi mau. Hắn liền phải đi kéo ngốc đại tỷ. Ngốc đại tỷ vừa nghe muốn đem tô lạc ném tại đây, tức khắc nổi giận, mắt hổ lóe hàn quang, bắt lấy kia thiếu niên chợt quát một tiếng, lại một lần, đem ai ném tại đây. Lời còn chưa dứt, vị này gầy trơ cả xương thiếu niên liền bị vệ đại tỷ một cái té ngã tạp bay đi, đầu thật mạnh khái trên mặt đất tạp ra một đạo đại đại lỗ thủng. Thật đúng là lực lớn vô cùng nữ nhân có cái này thần kỳ ngốc đại tỷ, xem ra lần này tiến thí luyện tháp cũng không phải ổn thua không thắng sao. Trong đội ngũ còn lại 5 người đều ở trong lòng âm thầm mà nghĩ, kích động mà nắm tay. Ánh mắt thiểm thiểm phát quang mà nhìn vệ đại tỷ. Thiếu niên kia buồn bực mà bò dậy, tưởng giận lại không dám giận, chỉ có thể thở phì phì mà đi trở về đội ngũ chung, dùng hung tợn mà ánh mắt chừng mắt vệ đại tỷ. Vệ đại tỷ nghĩ nghĩ, liền từ không gian chung lấy ra một bó dây thừng, đem tô lạc đặt ở chính mình trên lưng, sau đó lấy dây thừng đem tô lạc cùng chính mình chặt chẽ buộc chặt trụ bó phi thường rắn chắc nhìn đến vệ đại tỷ đem tô lạc buộc chặt muốn mang đi vào mọi người sôi nổi khuyên can đại tỷ ngươi này làm sao khổ đâu cô nương này hiện tại chính nhập định đâu miễn cưỡng mang đi vào chẳng phải là chịu chết chính là a à, đại tỷ ngươi như vậy mạnh mẽ mang đi vào đối vị cô nương này không những không có chỗ tốt hơn nữa tất cả đều là chỗ hỏng hơn nữa mang theo như vậy một cái chói buộc ngài lão thực lực căn bản phát huy không ra sao nếu không ta liền trước đem nàng gửi ở bên ngoài chờ chúng ta thắng ngài lại đi tiếp trở về vệ đại tỷ mày gắt gao nhăn lại nhăn mà có thể kẹp chết một con con kiến tuyệt đối không thể ném xuống tự nhiên vệ đại tỷ thật mạnh một chày gỗ sử tại trên mặt đất phát ra một trận ầm 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 tiếng vang sau đó nàng đại khí hào hùng mà tuyên bố tự nhiên nếu không đi kia lão nương cũng không đi sáu đồng bọn tất cả đều trợn tròn mắt trên đời như thế nào sẽ có ngu như vậy đại tỷ ở cái này máu lạnh vô tình thế giới nào có cái gì tình nghĩa đáng nói chẳng lẽ nàng không biết bằng hữu chính là dùng để phản bội sao sáu đồng bọn hao hết miệng lưỡi muốn cho vệ đại tỷ ném xuống tô lạc cái này trói buộc nhưng là vệ đại tỷ cảm thấy bọn họ phiền thấu ánh mắt lạnh băng mà đảo qua một vòng toàn bộ câm miệng không nghĩ đi liền rời khỏi sau đó vệ đại tỷ đi đầu bước vững vàng bước nhanh phi giống nhau vọt vào thí luyện tháp mặt sau năm cái đồng bọn toàn bộ hai mặt nhìn nhau làm sao bây giờ giàu trộn bọn họ bất đắc dĩ lại cũng chỉ đến tiếp thu mang theo tô lạc cái này trói buộc sự thật lần này thí luyện tháp cùng lần trước không giống nhau Lần trước là cá nhân tái, nhưng là lần này lại là đoàn đội tái, sau đó hệ thống sẽ căn cứ mỗi cái tha suất lực tình huống. Trải qua tinh vi tính toán cùng thống kê, hạch toán ra hắn xếp hạng. Không ai dám nghi ngờ hệ thống chân thật tính. Thí luyện tháp như cũ là 7 tầng, cùng phía cuối sơn cá nhân tái tương phản, nơi này là tổ chức thành đoàn thể tác. Hơn nữa tiến vào thí luyện tháp sau sẽ phát hiện bên trong rất lớn, đại không tìm giới hạn, tùy thời đều sẽ gặp được các loại trạng huống. Chương 2082 Hạ Du Sơn năm. Tiến vào thí luyện tháp lúc sau, vệ đại tỷ vẫn luôn cõng Tô Lạc nơi nơi lắc lư, mà còn lại 6 đồng bọn tắc không ngừng mà xuất công xuất lực phụ trách mở đường. Tô Lạc ghé vào vệ đại tỷ trên lưng, hai mắt nhắm nghiền, như cũ là nhập định trạng thái, nàng quanh thân ngẫu nhiên sẽ có một đạo lưu quang chợt lóe mà qua. Bất quá tốc độ thực mau người khác đều phát hiện không được tầng thứ nhất mới vừa đi vào thời điểm liền có 20 đầu bát giác man nghiêu đấu đá lung tung mà chạy như bay lại đây đỉnh đầu kia đấu giác hàn quang lấp lánh sắc bén dị thường nếu là thường lui tới vệ đại tỷ sớm đã múa may đại chày gỗ vọt vào đi nhưng là hiện tại bởi vì tô lạc cố kỵ đến cái này yếu ớt nha đầu sẽ bị thương cho nên nàng liền rất nhàn nhã mà đứng ở vòng chiến ở ngoài đông nhìn xem tây nhìn xem còn lại sáu cá nhân bạo vọt vào đi một đám hung ác vô cùng bộ mặt giữ tợn mà chém giết thực mau hai đầu bị chém giết xong hoàn thành một tầng nhiệm vụ lúc sau, sáu đồng bọn nửa hít mắt mắt lập lòe bọn họ lẫn nhau mới hiểu tin tức, hướng tới tô lạc mà vệ đại tỷ, dùng môi ngữ không tiếng động mà phun ra hai chữ, ngốc bước. Bởi vì rất đơn giản, phía trước mấy tầng, đó là cho đại gia đưa phân. Tựa như tầng này, tổng cộng 20 chỉ bát giác man nghiêu, mỗi sát một con hệ thống liền sẽ cấp nhớ thượng một phân, phi thường hảo kiếm. Nhưng là ngốc đại tỷ lại hoàn toàn không biết loại tình huống này, bạch bạch đưa phân nàng cũng không cần, chỉ ở một bên xem diễn sáu cá nhân liếc nhau trong mắt hiện lên một mặt cười nhạo sau đó bọn họ rất có ăn ý mà ai cũng không nói cho ngốc đại tỷ bọn họ tự động xem nhẹ tám người một tổ cũng hảo ít nhất thiếu người cùng chúng ta đoạt phân ai chúng ta một tổ tám người rõ ràng là bảy người hảo sao có người chỉ chỉ vệ đại tỷ phía sau tựa hồ hôn mê bất tỉnh tô lạc cái gì bảy người rõ ràng sáu cá nhân hảo sao cái kia ngốc đại tỷ cũng liền vừa thấy diễn sáu cá nhân chia sẻ mười cái tha phân không tồi không tồi lần này chúng ta kiếm quá độ kia cũng phải nhìn xem có thể hay không đi đến cuối cùng, bằng không chúng ta điểm vẫn là sẽ lót đế. Mọi người đàm luận gian, đã đến lân hai tầng. Tầng thứ hai, như cũ là bát giác man nghiêu, này đó bát giác man nghiêu thực lực tuy rằng không có gia tăng, nhưng là số lượng lại gia tăng rồi không ít. Này một tầng, suốt 40 chỉ bát giác man nghiêu. Dựa theo hệ thống phân phối, mỗi người phân đến 4 con. Nhưng là hiện tại, vệ đại tỷ liên tiếp quay đầu lại quan sát tô lạc, không có đi lên đoạt quái ý tứ, vì thế này 40 chỉ bát giác man nghiêu toàn bộ về này 6 cá nhân. Trong lúc nhất thời, chiến đấu thanh khởi, nhiệt huyết mà kịch liệt. Vệ đại tỷ lại mang theo Tô Lạc nhàn nhàn mà ngồi ở một bên, thậm chí nàng còn nhàm chán mà ngáp một cái, một tay sử tại đầu gối ngủ gà ngủ gật còn phát ra xì sụp tiếng vang. Thí luyện tháp trước, không biết khi nào, thế nhưng nhiều vài người, một cái là trong coi giả đại nhân. Trong đó một người, tuổi ước chừng 30 có hơn, ánh mắt âm trầm, thần sắc lãnh ngạo, nhìn tháp nội tình huống, khóe miệng khinh thường mà gợi lên. Còn có một cái khác lão giả, hạc phát đồng nhan, khuôn mặt mượt mà, nhìn qua gương mặt hiền từ, vạt áo phiêu phiêu trung mang theo vài phần tiên phong đạo cốt. Chỉ thấy lão giả vung tay lên, tức khắc thí luyện ngoài tháp vách tường chậm rãi xuất hiện một cái khổng lồ màn hình, mà lúc này cái này thật lớn màn hình bị điểm trung bình thành 10 bộ phận. Mỗi cái tổ tình huống đều rõ ràng mà xuất hiện ở mặt trên. Cùng lúc đó, ở màn hình phía bên phải, có một cái thứ tự bài giáo mỗi quá 3 giây, màn hình liền sẽ đổi mới một lần, mà mặt trên tên liền sẽ từ trên xuống dưới không ngừng mà phập phòng, biến hóa. Thứ tự biến hóa phi thường trực quan chương 2. Hạ Du Sơn 6. Lúc này, 30 có hơn hán tử nhìn cuối cùng một khối màn hình, khóe miệng khinh thường càng thêm rõ ràng, phía cuối sơn càng ngày càng không được, lần này vưu gì, một đám rác rưởi Lão giả đôi tay giao phụ ở phía sau, theo hán tử nói, ánh mắt chuyển rời đến cuối cùng một khối màn hình, đương hắn nhìn đến dựa vào trên vách tường ngủ gật vệ đại tỷ, còn có hôn mê bất tỉnh Tô Lạc Khi, Thái Dương hơi hơi run dày. Hắn lão nhân ra nhiều năm như vậy, này vẫn là lần đầu tiên nhìn đến tiến vào thí luyện trong tháp ngủ cùng hôn mê, thật là làm hắn lão nhân ra mở rộng tầm mắt a à, kia hai tên gọi là gì? Lão giả tò mò hỏi. Cuối cùng hai gã, chính mình xem đi, hắn tử cười lạnh. Cuối cùng hai gã, lão giả ánh mắt nhìn phía màn hình phía bên phải tên, trực tiếp dừng hình ảnh ở cuối cùng. Kia khối trên màn hình xếp hạng theo thứ tự là từ 201 đến 300 danh cuối cùng có hai cái màu đỏ tươi tên, phân biệt là vệ hoa cùng tô lạc, các nàng tên phía trước không có bài tự hào. Bởi vì hai người kia là phía cuối thượng lại đây, hơn nữa tiến vào thí luyện tháp sau không có ra quá một chiêu nửa thức cho nên hệ thống phán đoán các nàng như cũ không có tên. Có ý tứ, thực sự có ý tứ. Lão giả vỗ về tròm dâu, nhìn trong màn hình hô hô ngủ nhiều hai người, thâm trong mắt hiện lên một mặt hứng thú. Ninh lão, liền hai người kia, ngài còn cảm thấy có ý tứ. Chiếu ta liền hai ngu xuẩn. Hán tử cười lạnh. Lãnh Tiêu, ngươi có phải hay không theo chân bọn họ hay có thu oán a? À? Lời nói quá khắc nghiệt, Ninh lão chậm gì gì mà liếc mắt nhìn hắn. Lãnh Tiêu hừ hừ hai tiếng, lại không trả lời. Có thu oán sao? Tự nhiên là có thu oán, nếu không phải có thu oán, hắn hà tất tự mình lại đây một chuyến nhìn xem này hai cái tha sâu cạn. Nguyên bản nhìn các nàng ở phía cuối sơn trổ hết tài năng. Hắn thật đúng là đem đối phương đương nhân vật xem, ai biết lại là hai đỡ không dậy nổi a à đấu, làm hắn uổng phí tâm tư lãnh tiêu quyết định nếu là tầng thứ ba các nàng vẫn là như vậy ngu xuẩn. Hắn liền trực tiếp vất tay áo tử chạy lấy người. Trong coi giả đại nhân cười nhìn ninh lão liếc mắt một cái, đạm thanh nói, lão phu cảm thấy lãnh tiêu lời nói cũng không khắc nhiệt chỗ, bất quá việc nào ra việc đó thôi. Ninh lão tức giận mà trừng mắt nhìn trong coi giả đại nhân liếc mắt một cái. Lão nhân này xưa nay lòng dạ hẹp hòi, chẳng lẽ là kia hai nhà đầu đắc tội lão nhân này? Ninh lão cười lạnh, nếu không, đánh cuộc một keo ta lão nhân liền cảm thấy, này hai nhà đầu lần này tiền tam danh ngạch có thể chiếm đi hai cái. Phóc, ninh cách ngôn âm vừa ra, trong coi giả đại nhân cùng lãnh tiêu tất cả đều cười phun. Lãnh tiêu càng là khoa trương, hắn cười đến ngã trước ngã sau, một bàn tay vỗ về thiếu chút nữa rút gần bụng, một bàn tay chỉ vào màn hình, liền này hai ngu xuẩn, ngài lão tiền tam. Lời này quả thực là trượt xuống to lớn kê, thật lập tức du sơn cũng chưa người sao. Cứ nhiên này hai cái phía cuối sơn lại đây nhà đầu thúi sẽ lấy tiền tam. Trong coi giả đại nhân cảm thấy buồn cười lại có thể giận, thần sắc bất thiện trừng mắt ninh lão. Ninh lão buồn cười mà liếc hai người kia liếc mắt một cái, nghiêm trang gật đầu, lão phu liền cảm thấy này hai nha đầu hiện tại là ở dấu rốt thế nào? Có dám hay không đánh cuộc một phen? Đánh cuộc, làm gì không đánh cuộc? Có thể thắng ninh lão một lần, chính là lớn lao vinh hạnh. Lãnh tiêu cười lạnh liên tục, ninh lão nhìn phía trong coi giả đại nhân, người sau banh mặt gật đầu nói. Không biết ninh lão muốn đánh cuộc gì? Linh hồn tinh phách lão liếc hai người liếc mắt một cái, nếu lão phu thua, cho các ngươi một người một viên tông sư cấp đan dược, nếu các ngươi thua, một người một viên linh hồn tinh phách. Hảo, trong coi giả đại nhân cùng lãnh tiêu trăm miệng một lời gật đầu. Chương 2084 Hạ Du Sơn 7. Lão phu đánh cuộc kia hai nhà đầu khẳng định có thể lấy tiền tam. Ta đánh cuộc kia hai ngu xuẩn quá không lân năm quan. Lãnh Tiêu Thanh âm lãnh lệ, Trong coi giả đại nhân nhớ lại ngốc đại tỷ tốc độ thoáng tự hỏi hạ, liền kia lão phu liền đánh cuộc các nàng quá không lân sáu quan đi. Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ không biết bên ngoài người đã lấy các nàng đánh đánh cuộc, hiện tại các nàng như cũ ngủ không biết đêm nay là đêm nào. Chiến đấu giữa sân, có người nhìn cái này góc, đáy mắt hiện lên độc ác quang mang. Không phải người khác, đúng là cái kia bị vệ đại tỷ một cái tát sốc phi thiếu niên, lúc này hắn dùng ác độc ánh mắt quét vệ đại tỷ liếc mắt một cái, đáy mắt tràn đầy đều là tính kế hàn quang làm trò trông coi giả đại tha mặt bị sốc phi loại này vô cùng nhục nhã hắn minh khác trong lòng vĩnh viễn đều sẽ không quên hiện tại hắn liền suy nghĩ báo thù vệ đại tỷ thực lực hắn kiến thức quá hắn cũng sẽ không ngu xuẩn chính mình động thủ nhưng là hiện tại nhìn bên người bát giác man nghiêu thiếu niên khóe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười lạnh thiếu niên xuống tay ngoan độc liên tiếp bị thương bốn đầu bát giác man nghiêu sau đó giống thả diều giống nhau lôi kéo bốn đầu bát giác man nghiêu phi giống nhau chiều ngốc đại tỷ cái kia góc chạy trốn qua đi Lúc này, thiếu niên chính một trận gió tựa mà chiều ngốc đại tỷ phóng đi, hắn giấu ở ống tay áo trung thủy thủ hiện lên một đạo sắc bén hàn quang. Chỉ cần đổ máu, bát giác man nghiêu liền sẽ điên rồi giống nhau chiều trong một góc hai người phóng đi, đến lúc đó kia hai người không phải chết cũng là chết. Ngoài tháp, lãnh tiêu lại cười lạnh lên, không hổ là phía cuối sơn lại đây, rác rưởi Xem ra không cần lãng phí thời gian nhìn đến thứ năm đóng, này quan các nàng liền khiêng không được. Trông coi giả đại nhân tỏ vẻ tán đồng gật gật đầu sự thật thật sẽ như bọn họ dự đoán như vậy sao? Ninh luôn không tin, cho nên giờ phút này hắn chính chuyên chú mà nhìn tháp nội tình huống. Liền ở kia thiếu niên khoảng cách vệ đại tỷ còn có ba trượng khoảng cách hết sức. Cảm tiến đến, ngốc đại tỷ bá một tiếng văng ra hai mắt. Một đôi mắt tinh lượng như tinh quăng, nơi nào còn có mới vừa tỉnh ngủ mông lung hoang mang. Phanh, ngốc đại tỷ theo bản năng mà dơ đại chày gỗ đi phía trước một chọc. Ngốc đại tỷ nguy hiểm hết sức, nơi nào còn cô thượng sức lực đại lại ngày thường nếu không phải tô lạc nhắc nhở nàng cũng là hoàn toàn không cổ đại chày gỗ đằng trước chọc chúng cái kia thiếu niên bụng hải ngốc đại tỷ hai chân trầm xuống khí dự điền sở hữu sức lực đều oanh đi lên sau đó đáng thương thiếu niên bi kịch bởi vì nàng bị ngốc đại tỷ đào cắm một chút sau đó thân mình giống như cắt đứt quan hệ diều giống nhau sau này ném tới a à, giữa không trung thiếu niên phát ra thê lương mà bi thảm tiếng quát tháo các đồng bọn sôi nổi bớt thời giờ chiều hắn nhìn lại cũng không biết ngốc đại tỷ là cố ý vẫn là vô tình. Chỉ thấy thiếu niên thân mình bị thật mạnh tạp dừng ở bát giác man nghiêu trên đầu. Bốn con bát giác man nghiêu, buôn tập lại đây tốc độ kiểu gì cực nhanh. Một đám đều là vùi đầu đi phía trước chạy như điên, vì thế. Thiếu niên thân mình bị hung hăng mà đào cắm vào man nghiêu phần đầu giác thượng. Bát giác man nghiêu bị thình lình xảy ra công kích sợ tới mức một trận run run, theo sau liền cuồng táo. Bởi vì nó giác bị đâm chặt đứt nửa thanh, này còn có thể nhẫn lòng dạ hẹp hòi bát giác man như kiên quyết không thể nhận a. À. Vì thế, chỉ thấy nó dồn khí đan điền, giống một tiếng giận kêu, đầu hướng bên phải thật mạnh. Đáng thương thiếu niên tức khắc bị ném mà hung hăng đụng vào trên vách tường, lại theo sát nhanh chóng tạp rơi xuống đất mặt. Bởi vì mất máu quá nhiều, hơn nữa như vậy tạp lạc thiếu niên trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, trước mắt từng trận biến thành màu đen, tai điếc ù tay, cái gì đều nghe không thấy. Chương 2085 Hạ Du Sơn 8, tươi máu hung hăng mà kích thích bát giác man nghiêu trong cơ thể bạo ngược tâm huyết vì thế này bốn con bát giác man nghiêu chiều thiếu niên vây quanh đi lên sắc bén dâu bén nhọn răng nanh thô trắng bốn con thân thể cao lớn bốn con bát giác man nghiêu chiều đáng thương gầy yếu thiếu niên phát động công kích lúc này thiếu niên thật sự rất muốn khóc giống cái gì gọi là hại người phản hại mình cái gì gọi là vác đá nện vào chân mình đây là a mắt thấy thiếu niên liền phải bị xé rách thành mảnh nhỏ lúc này thiếu niên trong đầu vang lên một câu hệ thống lạnh như băng mà dò hỏi, lần này khảo hạch tiếp tục vẫn là từ bỏ. Tiếp tục nói, bị đánh chết đã bị đánh chết. Thiếu niên vội không ngừng lựa chọn hai chữ, từ bỏ. Sau đó, chỉ thấy một đạo bạch quang hiện lên, thiếu niên thân thể nháy mắt biến mất tại chỗ, sau đó xuất hiện ở ban đầu rút thăm trên quảng trường. Thiếu niên trên người quần áo tả tơi, máu tươi đầm đìa, hấp hối thiếu chút nữa chết đi. Ninh lão liếc thiếu niên liếc mắt một cái, đáy mắt hiện lên một tia đạm mạc. Trong coi giả đại nhân cùng lãnh Tiêu Lạnh lùng chừng mắt nhìn thiếu niên liếc mắt một cái, trong miệng thầm mắng ngu xuẩn. Thiếu niên không biết chính mình như thế nào trên đài cao ba vị đại thần, hắn thực không biết cố gắng mà đôi mắt một bế, đương trường ngất. Sau đó, sớm có hộ vệ đội đi lên, dùng cáng đem hắn nâng đi. Thí luyện tháp khảo hạch vẫn là thực có nhân tính hóa, bởi vì mỗi tháng đều sẽ khảo hạch một lần, nếu ở thí luyện trong tháp tử vong, kia sẽ là thật đáng tiếc một sự kiện. Liền tính là mới cũng chịu không nổi như vậy hao tổn, cho nên tối cao tầng liền bày ra như vậy một cái quy định ngoài cơ hội. Đương nhiên, chỉ cần lựa chọn đi ra ngoài, lần này đi vào sở kiếm tiền tích phân liền sẽ thanh linh, xếp hạng liền sẽ lót đế. Tháp nội, bát giác man nghiêu mất đi mục tiêu, một đám như cũ tức giận đến không được nổi trận lôi đình bởi vì chúng nó khí còn không có ra xong đâu. Vì thế, chúng nó liền lựa chọn gần đây nguyên tắc quay đầu liền chiều ngốc đại tỷ phóng đi. Ngốc đại tỷ thấy này đó bát giác man nghiêu xông tới, nàng tâm rực rực mà đem tô lạc từ trên người cởi xuống tới, bởi vì nàng sợ chạy động thời điểm sẽ ảnh hưởng đến tô lạc tu luyện đem tô lạc giàn xếp hảo, vệ đại tỷ hoạt động một chút gần cốt, cốt cách rốp rốp vang cái không ngừng. Đúng lúc này, bát giác man như tới rồi. Thái, vệ đại tỷ nổi giận gầm lên một tiếng. Thân hình nhanh chóng nhảy khởi, trong tay đại chày gỗ từ trên xuống dưới cuồng tạp một hồi. Chỉ một trận bùm bùm tiếng vang liên miên không rớt. Chờ tiếng vang đình chỉ sau, kia đáng thương bốn con bát giác man nghiêu, đã không thấy, trên mặt đất là từng khối đại nhục đoàn. Khổng lồ cường trắng bát giác man nghiêu, thế nhưng trực tiếp bị tạp thành nhục đoàn này, này đường trường liền đem này dư năm cái đồng bọn cấp kinh sợ ở. Thịt chất tinh tế mà đều đều, giống như ở máy trộn rào quá giống nhau. Nếu tô lạc giờ phút này tỉnh, nàng nhất định sẽ đem lần sau làm văn thắn thời điểm chặt thịt nhân việc toàn ném cho ngốc đại tỷ. Không chỉ có kia năm cái đồng bọn bị kinh sợ trụ. Ngoài tháp ba người, lúc này sắc mặt lại cũng các không giống nhau. Ninh lão đắc ý dương dương, lão phu liền sao, có thể từ phía cuối sơn trổ hết tài năng, sao có thể như vậy kém. Nhìn một cái, nhìn một cái, vừa ra tay liền đem kia thiếu niên bắn cho bay. Trong coi giả đại nhân cùng lãnh tiêu sắc mặt căng chặt toàn bộ hành trình mặt đen, cuối cùng lãnh tiêu phun ra một câu lạnh băng nói, chờ đến thứ năm quan ngài lão lại đến đắc ý đi. Thời gian một chút một chút qua đi. Tháp nội, tầng thứ hai bát giác mệnh, đã toàn bộ rửa sạch xong. chương 2086 Hạ Du Sơn 9 Bởi vì vệ đại tỷ ra tay, cho nên tên nàng rốt cuộc xuất hiện bài tự, 299 danh mà Tô Lạc lại như cũ không có thứ tự. Trải qua cửa thứ hai vệ đại tỷ kia bưu hãn một xoa lúc sau, còn lại 5 người đều có chút không dám trêu chọc nàng, liền tính sau lưng chửi thầm, cũng chỉ dám khe khẽ nói nhỏ mà không dám lớn tiếng. Cửa thứ ba, vệ đại tỷ như cũ không có ra tay, Tô Lạc cũng vẫn là không có thức tỉnh. Nhìn đại gia chiến đấu, vệ đại tỷ đem Tô Lạc đặt ở góc tường, nàng chính mình một bên xem một bên xoa tay hầm hè. Tầng thứ ba so với tầng thứ hai tới, khó khăn quả thực phiên bội như cũ là bát giác man nghiêu, nhưng là lần này thế nhưng có 80 chỉ. Nếu là khác tổ còn hảo, một người 8 chỉ, miễn miễn cưỡng cưỡng có lẽ có thể. Ở bài trừ rất ngốc đại tỷ cùng tô lạc này hay không tham dự chiến đấu nhân viên ngoại, tính toán đâu ra đấy hiện tại cũng chỉ có 5 cái sức chiến đấu. Hơn nữa, này 5 người còn đều là hạ du trong núi thực lực tính kém, bằng không cũng sẽ không bị phân đến cuối cùng một tổ sao. 5 người nếu muốn đánh thắng 80 chỉ bát giác man nghiêu, sao có thể chẳng được bao lâu, này năm người đã bị mênh mông cuộn cuộn bát giác man nghiêu vây khốn chủ. Tiếng kêu thảm thiết liên miên không dứt máu tươi bão táp mà ra. Lúc này, bọn họ rốt cuộc nghĩ đến ngốc đại tỷ. Vì thế, một đám liều mạng mà hướng ngốc đại tỷ gào kiếm. Ngốc đại tỷ. Tỉ... Lại, trên trán mồ hôi lạnh càng lưu càng nhiều, biết là những cái đó tạp âm quấy dày đến tô lạc, vì thế nàng che lại tô lạc lỗ tai. Xoay người hướng những người đó giống giận, câm miệng ngốc đại tỷ một giống, toàn trường lặng im, ngay cả bát giác man nghiêu đều bị chấn đến màng tai sinh đau. Thức được chính mình bị nhân loại giống giận. Đây chính là vô cùng nhục nhã, vì thế chúng nó sôi nổi quay đầu chiều ngốc đại tỷ vọt tới. Vừa lúc, ngốc đại tỷ vốn dĩ liền sợ chính mình rời đi sau tô lạc sẽ bị bát giác man nghiêu ăn luôn, cho nên không dám rời đi một bước, nhưng là hiện tại là bát giác man nghiêu chính mình chạy tới. Nàng chỉ cần bảo vệ cho cái này góc là được vì thế không ngừng mà có bát giác man vọt vào tới không ngừng mà bị ngốc đại tỷ dùng đại chày gỗ quét đi ra ngoài ngoài tháp lãnh tiêu môi mỏng gợi lên một mặt lạnh lẽo tứ chi phát đạt đầu óc đơn giản ngu xuẩn đến cực điểm trong coi giả đại nhân khóe miệng dương ý vị không rõ cười hắn tỏ vẻ tán đồng lãnh tiêu quan điểm hơi hơi gật đầu một cái tha thể lực cùng linh lực cuối cùng là hữu hạn nữ nhân này thật sự quá mức ngu xuẩn chỉ sợ căng không được bao lâu liền sẽ thoát lực mà chết Ninh lão cười lạnh, chân chính ngu xuẩn chính là các ngươi, y lão phu xem, này 80 chỉ bát giác man như còn chưa đủ nàng chơi, lại đến 800 vẫn còn không sai biệt lắm. Ha ha, trông coi giả đại nhân cùng lãnh tiêu cười lạnh liên tục. Tháp nội. Vệ đại tỷ kén đại chày gỗ, nàng cũng không phải là một chút một chút học đi ra ngoài, nàng là trực tiếp xoay tròn, một cái đại sát chiêu thả ra đi, ít nhất có hai ba chỉ bát giác suối quẩy bị ném đi. Ngã trên mặt đất ngao ngao kêu cái không ngừng, sau đó thân hình dần dần biến mất tại chỗ vì thế, vệ đại tỷ chán chung không ngừng mà lập lòe nước cờ tự. 2, 3, 3, 4 không ngừng mà có con số ở nàng trong đầu nhảy lên, nhảy ngốc đại tỷ mắt đầy sao xẹt đầu váng mắt hoa. Sau đó, ngoài tháp trên màn hình, ngốc đại tỷ tên thịt 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 mà hướng lên trên trướng, cơ hồ không đổi mới một lần đều có thể dâng lên một cái thứ tự. 296, 294, 290280, 276, 273 trong lúc nhất thời, ngoài tháp yên tĩnh không tiếng động, liền gió thổi lạc lá cây thanh âm đều rõ ràng có thể nghe. Ngoài tháp quan khán, trừ bỏ kia ba vị ngoại, còn có bị không ngừng quét ra tới bị thương giả, còn có thương tích viên cứu giúp giả, hộ vệ giả. chương 2087 Hạ Du Sơn 10 Lúc này, bọn họ tất cả đều trợn mắt há hốc mồm mà nhìn cái kia thứ tự thịt 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 hướng lên trên nhảy nhót tên, phẳng phất cái tên kia có vô tận lực hấp dẫn, đưa bọn họ tầm mắt gián trụ tháp nội ngốc đại tỷ bị kia không ngừng toát ra tới con số làm cho tâm phiền ý loạn thêm thêm ngươi muội thêm ngốc đại tỷ vung tay lên tựa hồ tưởng trở về kia không ngừng nhảy ra con số nhưng là kia con số cũng không biết sao lại thế này như cũ không ngừng mà nhảy ra tới ta có phải hay không mau chết lạp ngốc đại tỷ vỗ vỗ chính mình đầu không tiếng động mà quay đầu hỏi tô lạc nhưng là tô lạc lại hai mắt nhắm nghiền như cũ đắm chìm ở chữa trị linh hồn của nàng chung căn bản không đếm xìa tới nàng ô ô ô làm sao bây giờ chẳng lẽ thật muốn đã chết ngốc đại tỷ tự oán tự ngài càng nghĩ càng sợ hãi nàng đùi gà ẩn giấu suốt một bao tải đâu sao lại có thể chết đều là các ngươi đáng giận ngốc đại tỷ đại chày gỗ một lóng tay những cái đó bát giác man nghiêu nàng nhớ rất rõ ràng này đó xử bát quái vọt tới lúc sau nàng chán thượng còn bắt đầu nhảy con số giết các ngươi toàn bộ giết chết ngốc đại tỷ khí cực trong tay đại chày gỗ vũ mà mạnh mẽ oai phong uy lực càng là cường đại mấy lần sau đó, nàng trên đầu con số nhảy nhót càng nhanh. 5, 6, 5. Vì thế, ngốc đại tỷ nghiến răng nghiến lợi, ở một mảnh con số loạn nhảy chung, rốt cuộc đem 80 chỉ bát giác man như toàn bộ giết chết. Kia năm cái đồng bọn toàn bộ trợn tròn mắt, miệng khẽ nhách, dùng xem thần tiên giống nhau ánh mắt nhìn ngốc đại tỷ. Bọn họ biết ngốc đại tỷ sức lực đại, nhưng là sức lực lớn đến loại trình độ này. Thật là thực làm người tuyệt vọng a à ngoài tháp mọi người cũng đều khó có thể tin mà nhìn đệ thập tổ cái này màn hình mỗi người ngưng thần bình tức thẳng đến ngốc đại tỷ cuối cùng nhất chiêu đáy gi... mắt cuối cùng tám chỉ theo tiếng ngã xuống đất khí tuyệt bỏ mình này này ni ma lãnh tiêu mắng không nổi nữa này điên nữ nhân vẫn là người sao người có lớn như vậy sức lực sao thưa thưa dâu dê cười ha ha lão phu không phải sao các nàng ngay từ đầu là ở dấu tài, giả heo ăn thịt hổ đâu, người nhìn một cái, lợi hại đi hiện tại hối hận còn không thể có. Hối hận, Ninh luôn đang cười đi. Lãnh tiêu cười lạnh liên tục Ninh lão vừa rồi kia lời nói chỉ đúng phân nửa. Nga, Ninh lão một bộ chăm chú lắng nghe tư thế. Kia họ vệ ngốc đại tỷ sắc thật lực lớn vô cùng nhưng là quang trường sức lực không dài đầu. Thực lực lại cường có thể cường đi nơi nào? Huống chi, nàng hiện tại có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là nàng ném không khai nàng phía sau cái kia cô nương. Lãnh tiêu đạm cười, cho nên ta như cũ tin tưởng vững chắc các nàng quá không được năm tầng. Không đâm nam tường không quay đầu lại, vậy rửa mắt mong chờ đi. Ninh lão cười tùm tỉm mà nhìn tháp nội nhắm mắt tu luyện tô lạc. So với vệ đại tỷ, hắn kỳ thật càng chờ mong cái này nha đầu bùng nổ đâu, nhưng là thực đáng tiếc, hiện tại tất cả mọi người đem nàng trở thành trói buộc, thật có thể nói là là bảo châu phủ bụi trần A. Thật hy vọng sớm một chút bộc phát ra nàng lộng lẫy quang mang lúc này, vệ đại tỷ thứ tự đã bay lên đến 260 danh, so có chút bò đến tầng thứ 5 người thứ tự còn cao, bởi vì nàng một mình một người chém giết 80 chỉ bát giác man nghiêu. Điểm đều tính ở nàng một người trên người. Mà cho tới bây giờ, tô lạc tên như cũ ở cuối cùng một người, lẻ loi, làm người chỉ chỉ trỏ trỏ, nhìn qua thật đáng thương, chỉ tiếc đương sự như cũ đắm chìm ở tu luyện giữa. Cũng không biết khi nào sẽ tỉnh, có thể hay không khảo hạch sau khi kết thúc, nàng còn vẫn chưa tỉnh lại chương 2088 phong hoa vô song 1 Nếu thật là như vậy, kia tô lạc liền thành sử thượng đệ nhất cái đếm ngược đệ nhất danh đi vào, lại đếm ngược đệ nhất danh ra tới thí sinh, rơi vào một đời cười nhạo chi danh. Bởi vì có ngốc đại tỷ ở, cho nên tầng thứ tư, ở mọi người còn không có phản ứng lại đây thời điểm, ngốc đại tỷ cũng đã mang theo bọn họ đi qua. Đứng ở tầng thứ 5 trong không gian, năm cái đồng bọn hai mặt nhìn nhau. Mau, thật sự là quá nhanh, mau cơ hồ làm cho bọn họ không kịp phản ứng được không? bất quá ngốc đại tỷ thực lực lúc này được đến tổ viên tán thành tuy rằng không có minh nhưng là mọi người đều đem nàng trở thành tổ trưởng dẫn đầu cũng chỉ có ngốc đại tỷ chính mình còn mờ mịt không biết các đồng bọn tuy rằng tán thành ngốc đại tỷ nhưng là này cũng không đại biểu bọn họ đồng dạng tán thành tô lạc ngốc đại tỷ mang theo tô lạc đi ở phía trước mặt sau này năm người cố tình lạc hậu vài bước bắt đầu khe khẽ nói nhỏ ngốc đại tỷ thực lực thực không tồi chúng ta có thể yếu thế sau đó ôm nàng đùi đi theo nàng có thịt ăn đây là đương nhiên, bất quá thật đúng là không nghĩ tới, phía cuối sơn thế nhưng ẩn tàng rồi lợi hại như vậy một nhân vật ấn nơi này lợi hại như thế nào sẽ hiện tại mới đến khảo hạ du sơn đâu. Nhân gia điệu thấp được chưa? Bất quá lời nói trở về, ngốc đại tỷ được đến chúng ta tán thành, chính là nàng sau lưng cõng cô nương lại là cái đại đại trói buộc, nếu không có nàng nếu không có nàng. Ngốc đại tỷ liền sẽ chuyên tâm cho chúng ta mở đường. Những lời này vừa ra, mọi người nhất trí đồng ý, sau đó bọn họ trao đổi một cái lẫn nhau mới hiểu thần sắc người không vì mình chu mà diệt vì xếp hạng liều mạng. Bởi vì xếp hạng càng dựa trước, được đến tích phân càng nhiều, tương ứng, khen thưởng cũng liền càng phong phú. Vô số nhân vi khảo hạch mà điên cuồng, không nghĩ khảo hảo thứ tự thí sinh không phải hảo thí sinh. Tầng thứ 5, bởi vì mỗi lần khảo hạch ra tới khảo đề đều không giống nhau. Cho nên hạ du sơn những người này cũng không biết từ tầng thứ nhất đến tầng thứ bảy hội ngộ thấy cái gì. Nhưng là bọn họ biết, đến lân năm tầng lúc sau, sở hữu đơn độc thí luyện phòng, sẽ tiến hành xác nhập cũng chính là sở hữu thí sinh đều sẽ xuất hiện ở cùng cái không gian nội, mà không phải giống phía trước như vậy tách ra. Cùng lúc đó, ngoài tháp nguyên bản phân cách từ 10 khối màn hình cũng sẽ hội tụ thành một khối thật lớn màn hình. Đến lần năm tầng, đoàn người chậm rãi dừng lại bước chân. Bốn phía người không ít, thưa thớt chiếm cứ góc, nhưng là giờ phút này lại là yên tĩnh không tiếng động. Như vậy nhiều người, lại tĩnh đến cơ hồ không có sinh vật hơi thở. Này cho người ta một loại thực quỷ dị cảm giác năm cái đồng bọn hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy sống lưng phát lạnh toàn thân cứng đờ không biết mới là nhất sợ hãi bởi vì tràn ngập vô tận hiện tượng lực cùng vô số khả năng tính cùng bọn họ thấp thỏm bất an so sánh với vệ đại tỷ quả thực giống ra tới du lịch chỉ thấy nàng bên nếu vô dung tuyển cái nhất hẻo lánh góc vị trí trước đem tô lạc dàn xếp nàng tinh tế mà quan sát tô lạc thấy nàng thần sắc khôi phục bình tĩnh sắc mặt cũng dần dần xuất hiện huyết sắc lúc này mới an tâm một ít sau đó nàng chính mình ngồi ở tô lạc bên ngoài bàn chân lấy ra một cái phình phình túi kia túi chẳng lẽ là vũ khí năm cái hỏa nhóm dùng sùng bài ánh mắt nhìn ngốc đại tỷ có ngốc đại tỷ này một túi vũ khí nói vậy bọn họ sẽ an toàn rất nhiều theo bản năng bọn họ mấy cái tung ta tung tăng tất cả đều chạy đến ngốc đại tỷ chung quanh đại tỷ đại tỷ chúng ta bảo hộ ngài có người chân chó mà nịnh nót nhưng là thực mau thực mau hắn liền cười không nổi bởi vì hắn trơ mắt mà nhìn ngốc đại tỷ từ túi lấy ra một cây đùi gà đùi gà. Chương 2089 Phong hoa vô song 2. Không phải vũ khí sao lúc này ngốc đại tỷ hai lỗ tai không nghe thấy ngoài cửa sổ sự, vùi đầu chỉ gặp đại đùi gà, gặp đến kia kêu một cái bộ mặt giữ tợn a, đúng lúc này, bỗng nhiên một đạo bạch quang chợt lóe mà qua. A, à, quỷ a, à. trong đó một người hét lên một tiếng. Theo sau, lại là hai luồng ma chơi gào thét thổi qua. Theo sát lại là bốn đoàn ma chơi. Lúc này ở đây ít nhất lại 50 cá nhân ma chơi cả đời nhị, nhị sinh 4, 4 sinh 8. Sau đó vô cùng vô tận sinh sản thật nhiều thật nhiều quỷ hòa. Hơn nữa này đó ngọn lửa tuyệt không phải bình thường ngọn lửa, chúng nó bí mật mang theo một cổ hủy diệt hắc ám khí tức chiếu dọi một chương trương trắng bạch gương mặt. Ma chơi vô khác biệt công kích. Sát, mau sát, này đó nhưng tất cả đều là điểm A. Điểm càng cao xếp hạng càng cao, khen thưởng liền càng phong phú A, còn chờ cái gì? Không biết ai giống lớn một tiếng nháy mắt nguyên bản còn do dự thí sinh ánh mắt lóe tinh lượng quang mang thao túng vũ khí cùng ma chơi chiến đấu thành một đoàn tầng thứ năm không gian rất lớn đại liếc mắt một cái vọng không đến cuối 50 cá nhân phân bố ở bên trong như cũ có vẻ phi thường chống trải cho nên trong khoảng thời gian ngắn không ai chú ý tới trong một góc ngóc đại tỷ cùng tô lạc tô lạc này tổ năm cái đồng bọn lúc này cũng đều chạy ra đi sát ma chơi bởi vì này đại biểu cho điểm cùng xếp hạng ai không giết ai là ngốc tử hơn nữa loại này cãi cọ ồn ào trường hợp dễ dàng nhất trộm cáp, Trường hợp thực hỗn loạn, loạn rối tinh rối mù. Băng thủy thuộc tính cùng hỏa thuộc tính nhiên tương khắc, đây là tiêu diệt ma chơi một loại phương thức, trừ cái này ra còn có một loại thuộc tính, đó chính là hỏa thuộc tính. Chỉ có so ma chơi càng cao cấp bậc hỏa thuộc tính mới có thể nhiên áp chế nó. Có so ma chơi cấp bậc càng cao hỏa thuộc tính sao? Có, vẫn lạc hồng liên chính là, nhưng là hiện tại tô lạc hôn mê bất tỉnh, vẫn lạc hồng liên căn bản không ai có thể sử dụng. Dần dần, thí sinh bên này xuất hiện đồi bại chi thế trong sân nơi nơi là bị ma chơi trước thiệm thí sinh. Ma chơi mang theo hỏa độc nhập thể lúc sau, phi thường thống khổ, cho nên trong sân không ngừng mà có người toàn mang mang ngọn lửa, không ngừng mà ôm đầu gào kiếm mắt thấy tánh mạng khó giữ được. Vì thế này đó thí sinh một đám lựa chọn từ bỏ lựa chọn. Vèo vèo vèo. Từng đạo bạch quang hiện lên, rất nhiều thí sinh đều hóa thành một đạo bạch quang, xuất hiện ở quảng trường phía trên. Lúc này, trong sân dư lại người đã chỉ có 20 tới cái mà ma chơi lại càng đổi càng nhiều càng ngày càng nhiều nhiều đến vô cùng vô tận bốn phương tám hướng đều là ngọn lửa đúng lúc này bốn phía bỗng nhiên một mảnh hắc ám duỗi tay không thấy năm ngón tay sao lại thế này đây là làm sao vậy ma chơi đâu ma chơi giống như không thấy chờ hắc ám tan đi gặp lại quang minh hết sức rất nhiều người đều trợn tròn mắt bởi vì phía trước còn vô cùng vô tận quỷ hòa thế nhưng tất cả đều không thấy địch nhân toàn bộ lui tán cái này làm cho bọn họ mừng như điên đồng thời lại sinh ra một tia bất an cảm xúc bởi vì bọn họ không biết khi nào ma chơi còn sẽ đột nhiên nhảy ra tới mọi người ở đây bực bội bất an thời điểm có người phát hiện gặp đùi gà ngốc đại tỷ cùng nhắm mắt tu luyện tô lạc sát hai người kia là chuyện như thế nào thế nhưng còn có tâm tình ở chỗ này gặp đùi gà nàng là ngốc bức sao thật đúng là đừng từ chiến đấu bắt đầu sau này điên nữ nhân liền vẫn luôn ở gặp đùi gà Chúng ta mệt chết mệt sống mà cùng ma chơi chiến đấu, chúng ta tổ vài cái huynh đệ đều bởi vậy trọng thương rời khỏi, này hai nữ nhân cư nhiên xen lẫn trong nơi này gặp đùi gà. Làm mau đâu đây là? Hỗn kinh nghiệm bái, chẳng lẽ người không biết sao? Mỗi quá một tầng đều sẽ có tương ứng khen thưởng a, các nàng đây là chờ chúng ta quá quan sau, tiếp tục cùng chúng ta đi sáu tầng đâu. Chương 2090 Phong hoa vô song 3. Trong lúc nhất thời, vô số chỉ trích thanh âm đều rơi xuống vệ đại tỷ cùng Tô Lạc trên người vệ đại tỷ vẻ mặt mờ mịt gặm đùi gà làm sao vậy chẳng lẽ còn không cho gặm đùi gà không nghĩ ra vệ đại tỷ dứt khoát tiếp tục gặm xương cốt theo bọn họ díu rít đi sát nữ nhân này là kẻ điếc vẫn là da mặt so tường thành còn dày hơn nàng đều sẽ không mặt đỏ sao không được không thể làm các nàng đi theo cọ kinh nghiệm lão tử cùng các nàng không thân chẳng quen ai muốn dưỡng các nàng a à? chính là nếu muốn cùng chúng ta thượng sáu tầng cần thiết xuất công suất lực bằng không, liền đem các nàng quăng ra ngoài, ném đến bên ngoài trên quảng trường đi. Như thế nào ném, giống như không có cửa sổ A. À? Người ngốc bức sao, công kích đến các nàng mau chết tự nhiên sẽ xuất hiện lựa chọn A, à? liền cái này đều quên mất sao. Những người này không có xem qua ngốc đại tỷ ra chiêu. Cho nên căn bản tưởng tượng không đến một người độc đấu 80 chỉ 8 chân man nghiêu vệ đại tỷ có bao nhiêu nghiêu bức chính cái gọi là hoạn quả mà hoạn không đều, bọn họ chính là bởi vì chính mình xuất công xuất lực kia hai nữ nhân không có thành tựu cho nên trong lòng cực độ không cân bằng. Lúc này, ngốc đại tỷ bên người mấy cái các đồng bọn trợn tròn mắt, bọn họ ý đồ giải thích các ngươi hiểu lầm, chúng ta đội trưởng kỳ thật rất lợi hại. Nàng lão nhân ra chỉ là còn không có ra tay đây là đại lời nói thật. Nhưng là đại lời nói thật cố tình không ai tin, còn không có ra tay. Ha 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 ha, thật là đại chê cười, như vậy vớt điểm thời điểm không ra tay chẳng lẽ nàng còn phải chờ tới bị quăng ra ngoài lại vớt điểm sao ta xem không phải không ra tay là không dám ra tay đi trả lại các người đội trưởng đâu các người đội trưởng liền này đức hạnh chẳng lẽ các người tổ cũng chỉ dư lại bảy người trong đó còn một cái ngốc một cái ngốc các huynh đệ này không thể nhận a à, không thể làm các nàng bạch bạch cọ kinh nghiệm a à. các huynh đệ liên hợp lại đem các nàng ném văng ra ném văng ra ném văng ra ném văng ra trong lúc nhất thời sóng chiều mãnh liệt nguyên bản quay chung quanh ngốc đại tỷ bên người năm người hai mặt nhìn nhau sau đó bọn họ do dự mặt thấp thỏm mặt chậm rãi bán ra bước chân vèo một tiếng xuyên tiến trong đám người đi trốn không còn thấy bóng dáng tăm hơi lúc này ngốc đại tỷ chính cầm gặp một nửa đùi gà dùng mờ mịt ánh mắt nhìn này đàn ngốc ích mắt thấy chiến đấu sắp chạm vào là nổ ngay bỗng nhiên một đạo kịch liệt thanh âm vang lên mặt đất tùy theo run lên run lên động đất mọi người quay đầu lại hướng tới thanh âm nơi phát ra phương hướng nhìn lại chỉ liếc mắt một cái liền có hai người vèo một tiếng đốt sáng lên từ bỏ lựa chọn bá một đạo bạch quang biến mất vô tung vô ảnh sợ chính mình sinh tồn không kịp bởi vậy có thể thấy được tới đồ vật có bao nhiêu khủng bố a à đó là thứ gì chỉ thấy một cái khổng lồ đủ để hủy diệt hết thảy hỏa cầu lấy một loại chậm rãi tư thế chậm rãi lăn ra đây hỏa cầu tốc độ càng lúc càng nhanh càng lúc càng nhanh lấy nghiền áp hết thảy hủy diệt vạn vật tư thái không ngừng mà chiều đám người lăn tới hỏa cầu có bao nhiêu đại nếu Tô Lạc có thể xem nói, đại khái sẽ dùng ba tầng lâu như vậy đi tới hình dung đi. Triệt, mau bỏ đi. Lúc này, tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên, giờ này khắc này bọn họ rốt cuộc minh bạch phía trước quỷ hỏa không phải biến mất mà là dung hợp. Từ đơn cái ma chơi, dung hợp thành toàn bộ đoàn thể, thực lực càng thêm cường đại. Hỏa cầu lấy siêu mau tốc độ lăn tới, mà những cái đó thí sinh sớm đã như chim sợ cành cong khắp nơi phi tán. Nhưng là hỏa cầu tốc độ lại không có biến hóa, như cũ hướng tới nguyên lai phương hướng nơi đó, có tô lạc còn có ngốc đại tỷ. chương 2091 Phong Hoa Vô Song 4 Nhìn chết các nàng, nghiền chết các nàng, các thí sinh trong lòng không ngừng mà cầu nguyện, nhưng là, hỏa cầu ở khoảng cách tô lạc trước mặt 10 trượng thời điểm. Thế nhưng ngạnh sinh sinh mà dừng lại. Nó tự hồ vươn mang theo ngọn lửa cái mũi, nhích tới nhích lui, cuối cùng, nó tự hồ co rúm lại một chút, lăn lộn phương hướng bắt đầu thay đổi đây là có chuyện gì? Chẳng lẽ là gặp quỷ sao? rõ ràng có mục tiêu vì cái gì không công kích. Rất nhiều người trong lòng đều mang theo nghi vấn, chán thượng lập lè cực đại dấu chấm hỏi, nghĩ trăm lần cũng không ra. Kỳ thật ngay cả vệ đại tỷ cũng không hiểu ra sao đâu. Nàng đang chuẩn bị đem tô lạc chạy đến an toàn địa phương đi, nàng chính nhìn đông nhìn tây tìm cùng loại gác mái địa phương đem tô lạc đem gác xó, nhưng ai biết, như vậy khổng lồ hỏa cầu. Thế nhưng quay người chạy. Thấy không chính mình chuyện gì, vệ đại tỷ dứt khoát tiếp tục gặp đùi gà, xem kịch vui hỏa cầu xoay chuyển phương hướng nhưng là giờ phút này nó lại tản mát ra giữ tận lửa giận. Sau đó nó toàn bộ hỏa cầu thế nhưng bay lên tới, bay lên tới hỏa cầu tốc độ càng là mau đến kinh người. Nó không lan, chỉ thấy nó không ngừng mà xoay tròn, đông một chút tây một chút. Bởi vì nó thật sự quá khổng lồ cho nên luôn có trốn tránh không kịp thí sinh bị đụng vào. Vì thế tiếng kêu thảm thiết liên tiếp không ngừng liên miên không dứt nghe người sờn tóc gáy chỉ cần bị đụng vào, nhất định sẽ bị nghiền áp, toàn thân đều sẽ cháy, giống như một cái đốt cháy hỏa người. Cuối cùng, này đó hỏa người tất cả đều hóa thành một đám bạch quang. Bá 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 lóe bay nhanh. Quảng trường bên ngoài, một đám bị đốt thành cháy đen thân thể đột nhiên gian xuất hiện, ngã xuống trên mặt đất, một cái nện ở một cái khác trên người, tựa như điệp la hán giống nhau. Tiếng kêu thảm thiết như cũ không rớt. Lúc này, ninh lão mày hứng thú gợi lên. Vừa rồi hỏa cầu ở tô lạc trước mặt ngạnh sinh sinh mà xoay chuyển phương hướng, đây là vì cái gì đâu. Ninh lão tưởng không rõ, nhưng càng là như thế, hắn đối tô lạc lòng hiếu kỳ lại càng lớn. Lần này khảo hạch so dĩ vãng bất cứ lần nào đều phải nghiêm khắc a. À, ninh lão cười như không cười mà ngó trong coi giả đại nhân liếc mắt một cái. Hạ du sơn chính là từ trong coi giả đại nhân tự mình lựa chọn khó dễ trình độ. Có khó khăn cấp tinh anh cấp cùng địa ngục cấp ba loại trình độ thực hiển nhiên trong coi giả đại nhân trước mấy tầng lựa chọn khó khăn cấp mà từ tầng thứ năm bắt đầu lại lựa chọn lâm ngục cấp trông coi giả đại nhân đối mặt ninh lão đáy mắt mạn cười không để bụng gật đầu tháng trước quá thư giãn là nên cho bọn họ gắt gao gân cốt nghiêm khắc điểm là hẳn là ninh lão liếc liêu ý lãnh tiêu liếc mắt một cái vuốt dâu dê đáy mắt hiện lên một mặt không chút để ý cười hai người như vậy ăn ý muốn không có hợp tác ai tin đâu lúc này tháp nội không khí đã tới rồi phi thường khẩn trương trạng thái nguyên lai còn có hơn 20 cá nhân nhưng là lúc này thế nhưng chỉ có mười mấy người Tô Lạc kia tổ năm cái đồng bọn cũng đã bị nghiền áp chỉ còn lại có hai cái. Hỏa cầu như cũ không kiêng nể gì mà vô khác nhau bắn phá. Lúc này, có người bỗng nhiên ngưỡng thét dài, nếu chúng ta tại đây một quan toàn quân bị diệt như vậy, kế tiếp 3 năm, thí luyện tháp liền sẽ đóng cửa, ai đều đừng nghĩ khảo hạch. Đây là đối chúng ta toàn quân bị diệt trừng phạt. Không thể nhận thua, không thể bị động mà bị chèn ép, chúng ta cần thiết muốn đoàn kết, cần thiết nếu muốn biện pháp tới A. Không thể dùng lực, chỉ có thể dùng trí thắng được, mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng muốn có một cái nhiễm đạt tầng thứ bảy nói cách khác, sau này 3 năm lúc sau. Chúng ta cũng chưa biện pháp khảo a, này nếu là truyền ra đi, chúng ta Hạ Du Sơn chẳng phải là bị người sống sờ sờ cấp cười chết. Chương 2092 Phong Hoa vô song năm. Nhưng là cần thiết muốn hủy diệt cái này hỏa cầu, mới có thể tới tầng thứ 6a, làm sao bây giờ a? Này hỏa cầu rất lợi hại, căn bản không người có thể địch sao? Đúng lúc này Tô Lạc đầu ngón tay hơi hơi giật giật. Linh hồn chữa trị còn dư lại cuối cùng giai đoạn, nhưng là nàng thần trí đã có điểm thanh tính. Đại gia Tê thanh kiệt lực giống giận những lời này đó, nàng mỗi một câu đều nghe được rõ ràng. Đương nhiên, phía trước đại gia tức giận mắng muốn đem nàng cùng ngốc đại tỷ quăng ra ngoài nói, nàng cũng ghi nhớ trong lòng. Như thế thua ở tầng thứ 5, 3 năm nội đều không thể khảo hạch. Này quy củ thật đúng là biến thái a, nếu có thể Tô Lạc thật muốn làm những người này 3 năm nội đều không thể khảo hạch nhưng là không được a à, không thông quan liền không có thông tấn giác kia nàng chẳng phải là mệt lớn. Cái kia hỏa cầu rất lợi hại, ngốc đại tỷ có thể đánh, nhưng là rất có thể sẽ lưỡng bại câu thương. Bỗng nhiên, tô lạc đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Nàng nhớ rõ vừa rồi kia hỏa cầu lăn đến nàng trước người mười trượng khoảng cách thời điểm, bỗng nhiên dừng lại, sau đó quay người chạy đi sự. Chuyện này, người khác hết thầy cũng không biết sao lại thế này, nhưng là tô lạc biết bởi vì nàng nghe được vẫn lạc hồng liên nói thầm một tiếng. Thứ gì, cũng dám ở ra trước mặt diễu võ dương oai, sớm muộn gì đem ngươi ăn luôn. Những lời này, Tô Lạc nhớ rất rõ ràng. Cũng chính là cái kia khổng lồ hỏa cầu, nó sợ vẫn lạc hồng liên. Nó khắc tinh chính là vẫn lạc hồng liên. Tô Lạc ở trong lòng hỏi thí hải, ăn kia đồ vật với ngươi có chỗ lợi. Đại bổ A, hồng liên nước miếng chảy ròng Ngươi có thể đánh quá nó. Ý tứ được không? Ăn hòa tinh thạch lúc sau, ra đã từ trẻ con kỳ vượt qua đến trẻ nhỏ kỳ được không? Hồng Liên kiều chân bắt chéo, đắc ý mà run a run a, nếu là ai nhìn đến. Một cái ăn mặc yếm phá hài tử ở nơi đó run chân bắt chéo, không được khiếp sợ chết. Nếu vẫn lạc Hồng Liên như vậy tự tin, như vậy tô lạc liền phóng nó đi ra ngoài. Lúc này, rất nhiều người chán bắt đầu thanh tỉnh. Bọn họ bỗng nhiên nghĩ đến, phía trước đại hỏa cầu lăn đến trong một góc kia hai nữ nhân trước mặt thời điểm bỗng nhiên xoay chuyển phương hướng, rất có khả năng, nơi này có vấn đề vì bảo mệnh, bọn họ hoàn toàn quên mất bọn họ phía trước quá nói, một đám liều mạng mà chiều vệ đại tỷ phía sau tệ đi. Vệ đại tỷ nhíu nhíu mày, không cao ngực chừng mắt bọn họ. Lúc này, đại hỏa cầu đã thay đổi phương hướng, nhanh chóng chiều cái này phương hướng mà đến. Nó, muốn thắng. Cho nên cho dù nhiên sợ hãi vẫn lạc hồng liên phóng xuất ra tới siêu cường hỏa thuộc tính uy áp lại vẫn là lăn lại đây. Phải biết rằng, ở ngọn lửa giữa cũng là phân cấp bậc. Phân vương giả, vẫn lạc hồng liên chính là trong ngọn lửa vương giả ở chúng tha xô so xô so đầy đầy hạ lúc này vệ đại tỷ đã ném đùi gạt toàn bộ đứng dậy bởi vì nàng biết đây là bất chiến đấu đã không được vẫn lạc hồng liên hóa thành một viên sao băng bay nhanh mà xúc tiến vệ đại tỷ đại chày gỗ thượng phương nào yêu nghiệt thả ăn yêm lão vệ một bổng vệ đại tỷ giơ đại chày gỗ phi thân dựng lên chiều đại hỏa cầu nổ bắn ra mà đi liền ở vệ đại tỷ chày gỗ nổ bắn ra qua đi hết sức đại hỏa cầu cả người run dày cái không ngừng giống như run rẩy tử động kinh dường như sau đó, nó thế nhưng thế nhưng xoay người liền chạy. Lúc này, đè ép ở vệ đại tỷ phía sau những người đó, tập thể, toàn bộ, tất cả đều trợn tròn mắt. Này mẹ nó rốt cuộc là chuyện như thế nào a à? Liền như vậy một chày gỗ kia hùng hổ sát khí hướng khổng lồ hòa cầu, mẹ nó thế nhưng giống cái hai tử giường như chạy. Liền ở bọn họ khiếp sợ chung. Chúng ta vệ đại tỷ khí thế như hồng, giống như một vị siêu nhiên vật ngoại tuyệt đỉnh cường già. chương 2093 Phong Hoa Vô Song 6 chỉ thấy nàng vèo một tiếng, giờ đại chày gỗ theo sát mà thượng, theo đuổi không bỏ. Đại hỏa cầu vèo 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 chạy bay nhanh, vệ đại tỷ dơ chày gỗ bá 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 truy hăng say. Trong lúc nhất thời, chống chảy tầng thứ năm, mãn nơi sân đều là này hai truy đuổi thân ảnh. Lúc này, bốn phía yên tĩnh đáng sợ, này mẹ nó đến tột cùng là chuyện như thế nào a à? Là đại hỏa cầu bỗng nhiên chúng ta, vẫn là kia ngốc đại tỷ quần lót ngoại xuyên. Cái kia gặp đùi gà ngốc đại tỷ thế nhưng như thế thâm tàng bất lộ cho nên nàng phía trước chỉ lo gặp đùi gà là khinh thường cùng bọn họ làm bạn khinh thường cùng bọn họ chiến đấu chính là vị này đại tỷ rõ ràng là phía cuối sơn mới vừa thăng lên tới a sao có thể sẽ lợi hại đến cái loại này trình độ như vậy có phải hay không đại hỏa cầu kỳ thật không như vậy đáng sợ hoặc là đại hỏa cầu hiện giờ đã tới rồi nỏ mạnh hết đà trong lúc nhất thời mọi người nghị luận sôi nổi trong lòng trong đầu tràn ngập các loại không tin cùng hoài nghi đúng lúc này đại hỏa cầu bỗng nhiên bộc phát ra một trận oanh lôi thanh ánh lửa bạch trước rất nhiều người theo bản năng mà nhắm mắt lại đôi mắt đau quá trước mắt một trận biến thành màu đen lão tử mau nhìn không thấy mẹ nó đại hỏa cầu thật lợi hại a à, chỉ một cái đối mặt lão tử này đôi mắt cơ hồ phế đi vệ đại tỷ đôi mắt cũng cơ hồ bị bỏng rát đúng lúc này bỗng nhiên một đạo màu đỏ cam ánh lửa hướng dựng lên giống như một đạo cầu vòng mau như hoàn toàn đi vào đại hỏa cầu giữa ngoài tháp vô số nhâm đại hai mắt, nhìn trước mắt này khó có thể tin một màn, này có lẽ bọn họ cả đời đều khó có thể tái kiến một màn. Chỉ thấy kia nói tế gầy yếu màu cam ngọn lửa, bắn vào đại hỏa cầu lúc sau, đại hỏa cầu giống như bị người hung hăng bóp chặt cổ, vừa động đều không động đậy nổi. Đại hỏa cầu dường như tứ chi run rẩy tròn tròn hình cầu lăn qua lăn lại, giống như thống khổ mà kêu rên, thê lương gầm rú. Một màn này, tự hồ vĩnh viễn dừng hình ảnh ở nơi đó. Thời gian tự hồ qua thật lâu, lại tự hồ chỉ qua đi một giây chỉ nghe thấy một đạo kịch liệt tiếng gầm rú, oanh xôn sao lạp. Ba tầng lâu cao đại hỏa cầu, nháy mắt sập trên mặt đất, vô số quỷ hỏa chen trúc mà ra, nhưng là không chờ chúng nó bay ra bao lâu, lại thấy này đó ma chơi giống như mất đi cánh đom đóm. Rồi nổi ngã quỵ trên mặt đất. Cư nhiên, cư nhiên. Lãnh tiêu ánh mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm cái kia đại hỏa cầu, trong ánh mắt tràn ngập khó có thể tin, theo sau lập lè độc ác quang mang. Ngốc đại tỷ thực lực, hắn tuy rằng không hoàn toàn rõ ràng, nhưng cũng nghiền ngẫm cái đại khái, hắn biết lấy ngốc đại tỷ thực lực. Nàng căn bản không có khả năng nhẹ nhàng như vậy liền thắng đại hỏa cầu. Vừa rồi hắn thấy rõ minh bạch rõ ràng là kia chi đại chày gỗ từ bên trong bay ra một đạo màu đỏ cam quỷ dị ngọn lửa. Này đại chày gỗ, chính là thứ tốt A à Lãnh tiêu ánh mắt tham lam mà nhìn ngốc đại tỷ trong tay kia căn đại chày gỗ, trong mắt hiện lên thế ở tất nhiên quang mang. Cùng lúc đó, trông coi giả đại nhân nhìn chằm chằm ngốc đại tỷ chày gỗ, trong mắt cũng hiện lên đồng dạng quang mang cùng hàn ý tháp nội vệ đại tỷ nhìn ầm ầm ngã xuống đất quái vật khổng lồ, lại nhìn xem chiếm cứ ở chính mình chày gỗ thượng kia nói tế ngọn lửa, khóe miệng bỗng nhiên vỡ ra cười, tươi cười dị thường sán lạn. Vẫn lạc hồng liên chính là nàng lão bằng hữu tuy rằng ngay từ đầu, nàng chính mình cũng bị khi dễ hảo thảm. Vệ đại tỷ sách theo đại chày gỗ, bước đi hồi tại chỗ. Giờ phút này, còn thừa 10 cái người, xem vệ đại tỷ ánh mắt, mang theo vạn phần kính ngưỡng cùng cúng bái, thiếu chút nữa liền phải tam hô chín khấu miệng xưng vạn tuế chương 2094 phong hoa vô song 7. Nhìn này đó lóe mắt lấp lánh ánh mắt ngốc đại tỷ bàn tay vung lên, lan. Trong lúc nhất thời, ngốc đại tỷ bà khí chắc lậu, làm người hổ khu chấn động. Nhưng là, những người này lại đỉnh áp lực vuốt mông ngựa. Đại đại đại, đại tỷ ngài thật là lợi hại a Chính là a đại tỷ ngài siêu lợi hại. Như vậy một chày gỗ tạp qua đi, đại hỏa cầu liền bang một tiếng chia năm sẻ bảy. Đại tỷ, có ngài ở, chúng ta lần này tuyệt đối có thể đăng đỉnh tầng thứ bảy A ngài chính là cái này. Người này đôi tay dơ ngón tay cái lên, ở trước ngực chạm vào ở bên nhau. Ngốc đại tỷ nhẹ nhàng bâng quơ mà đảo qua bọn họ liếc mắt một cái, xoay người cõng lên tô lạc. Bước nhanh chiều tầng thứ sáu đi đến, vừa đi, nàng còn một bên cùng tô lạc phun tàu, bọn họ khi ta ngốc đâu. Lúc này, vẫn lạc hồng liên cắn nuốt đại hỏa cầu tinh hạch sau, đã xúc tiến tô lạc không gian đi xì sụp ngủ nhiều giác. Tô lạc cũng nhắm mắt vì linh hồn cuối cùng chữa trị làm chuẩn bị đáng thương chính là Tô Lạc đến bây giờ vẫn là đếm ngược đệ nhất danh, mà Ngốc đại tỷ đã vinh lên tới ba danh. Đại tỷ, đại tỷ chậm một chút đi a à đại tỷ, từ từ chúng ta a à đại tỷ. Chúng ta chính là ngài cùng đi a. À. Trong lúc nhất thời, Ngốc đại tỷ thật có thể nói là là tiền hô hậu ủng, thủ hạ thành đàn, mênh mông cuồn cuộn, cùng nữ vương lại có cái gì khác nhau? Tầng thứ 6, yên tĩnh, phi thường yên tĩnh. Mười mấy tha đội ngũ, khi bọn hắn chân đạp lên trên mặt đất khi, lại không có phát ra bất luận cái gì thanh âm. Đây là có chuyện gì? lần này trong coi giả đại nhân bắt đầu chính là địa ngục hình thức. Đại gia tâm điểm, tầng thứ 5 đã như vậy lợi hại, tầng thứ 6, khẳng định càng khủng bố. Nguyên bản đệ 200 linh một danh, như cũ là hiện tại 200 linh một danh, nhưng là hắn bất luận uy vọng vẫn là thực lực, đều ở ngốc đại tỷ lúc sau. Đây là một cái cường tráng hán tử. Hắn phía sau mang theo ba bốn đồng bọn, đây là hắn thành viên tổ chức. Hắn cũng biết nơi này đã ẩn ẩn lấy ngốc đại tỷ cầm đầu, hắn cũng không có tranh, bởi vì một cái ngốc tử cũng không có cho hắn tạo thành rất lớn uy hiếp dù sao đại gia cũng chỉ là lợi dụng ngốc đại tỷ đương pháo hôi mà thôi. Lúc này, hắn ẩn ẩn dừng ở mặt sau, cùng hắn đồng bạn thấp giọng nói thầm. Nghĩ cách đem cái kia nha đầu lộng chết, hoặc là lộng tới ngoài tháp đi, nói cách khác. Ngốc đại tỷ căn bản sẽ không ra đại lực khí, nàng sở hữu thời gian đều dùng đi bảo hộ cái kia phế vật. Đúng vậy, minh bạch, yên tĩnh không gian chung, bỗng nhiên nhớ tới một đạo du dương tiếng sáo. Dưới chân, bỗng nhiên một trận đất rung núi truyền. Theo sau, chỉ thấy bốn phía vật đổi sao rời lại mở mắt ra khi tất cả mọi người trợn tròn mắt đây là nơi nào nơi này là tầng thứ sáu sao phía trước một mảnh đầm lầy sao lại thế này muốn như thế nào qua đi nhìn phía trước vô biên vô hạn đầm lầy mọi người tất cả đều trợn tròn mắt mà lúc này bọn họ thế nhưng chỉ là đứng ở một cây tinh tế hoa sen diệp thượng hơi chút động nhất động liền sẽ ngã xuống bỗng nhiên một trận tiếng kêu thảm thiết vang lên a à, mọi người theo bản năng mà toàn bộ chiều cái kia phương hướng nhìn lại đó là tô lạc cùng tổ một cái thí sinh. Lúc này hắn trên chân đang bị một con bạch cốt đá lởm chởm bén nhọn móng vuốt bắt lấy. Chỉ thấy kia chỉ móng vuốt trong dây lát dùng sức đi xuống một xả. Ai cũng không nghĩ tới kia chỉ móng vuốt thế nhưng như vậy lợi hại, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy. Tên kia thí sinh thế nhưng bị xả một cái lảo đảo, sau đó thân hình khống chế không được hướng đầm lầy ngã quỵ. Ngã đi vào lúc sau, hắn thân hình thế nhưng nhanh chóng đi xuống chìm bởi vì hắn mắt cá chân giờ phút này đang ở kia con quái vật trong tay, mà quái vật liền ở đầm lầy bên trong. chương 2095 Phong Hoa Vô Song 8 Mọi người muốn cấp cứu, cũng đã không còn kịp rồi, bọn họ chỉ có thể kéo lấy kia tha mấy cây tóc ti, trừ cái này ra, cái gì cũng chưa vớt đến. Thực mau, đầm lầy liền khôi phục bình tĩnh. Bình tĩnh mà phảng phất chưa từng có phát sinh quá cái gì. Trong lúc nhất thời, đại gia tất cả đều im tiếng, theo sau, sống lưng cứng đờ, một cổ hàn ý từ bàn chân nhanh chóng hướng ngực nhảy đi. Thật là đáng sợ, kia quái vật tốc độ đến tột cùng mau đến loại nào trình độ. Thế nhưng làm cho bọn họ liền sức chống cự đều không có. Trong lúc nhất thời, mỗi người cảm thấy bất an, mỗi người đều sợ hãi, trên mặt lộ ra sợ hãi chi sắc. Theo bản năng, tất cả mọi người chiều vệ đại tỷ nhìn lại. Nếu là hiện tại ở ngốc đại tỷ trên lưng người là bọn họ, nên có bao nhiêu hảo a à? Ngốc đại tỷ đã sẽ gương cho binh sĩ bảo hộ chính mình đi. Rất nhiều người nhìn Tô Lạc ánh mắt trở nên thực bất hữu thiện. Lúc này, Vệ đại tỷ chính cõng Tô Lạc, ánh mắt hơi hơi nhăn lại. Vừa rồi kia một màn, nàng đã thấy được, trước mắt tuy rằng là một mảnh đầm lầy, nhưng là ngẫu nhiên còn sẽ xuất hiện như vậy một hai cây hoa sen, có hoa sen lá cây. Nàng là có thể tá lực đả lực mà bay qua đi. Vệ đại tỷ hạ quyết tâm, nhất định phải đem Tô Lạc mang đi ra ngoài nhưng mà đúng lúc này, một đạo vô hình băng nhận chiều tô lạc trên người dây thường đâm tới. Bởi vì vệ đại tỷ toàn bộ lực chú ý đều ở phía trước cho nên cũng không có chú ý tới, đem tô lạc cùng nàng buộc chặt ở bên nhau dây thường. Đang ở bị có chút người lặng yên không một tiếng động mà tua nhỏ. Nhanh nhanh, còn có ba vòng hai vòng. Cuối cùng một vòng dây thường rất nhiều người đôi mắt tinh lượng. Cuối cùng một vòng tử dây thường bị trong dây lát ngăn cách. Rơi xuống, mau rơi xuống. Rất nhiều người đều chờ mong nhìn một màn này chỉ cần tô lạc ngã xuống phía dưới chính là hắc ám đầm lầy nàng tuyệt đối sẽ ở nháy mắt bị hắc ám cắn nuốt không có một chút đường sống nhưng là ai biết sẽ như vậy xảo liền tại đây một khắc bỗng nhiên một móng vuốt chiều tô đặt chân gót chộp tới cảm giác được nguy hiểm vệ đại tỷ nháy mắt đem tô lạc dịch đến trước người Gì, dây thừng đâu vệ đại tỷ nhìn tô lạc lại nhìn xem rỗng tách phía sau dây thừng chỗ nào vậy dây thừng đương nhiên là rơi xuống đến đầm lầy bị hóa thành một quán bột phấn Lúc này, Vệ Đại tỷ phía sau đám kia người một đám khuôn mặt căng chặt, khẩn trương hề hề. Cũng may Vệ Đại tỷ là cái thô tuyến điều, không có như vậy thâm tâm kế, cũng không có hướng khác phương diện tưởng. Không có dây thừng, Vệ Đại tỷ liền ôm Tô Lạc đem nàng hộ mà càng chu toàn. Ngốc Đại tỷ phía sau đám kia người tức khắc trợn tròn mắt. Bị hộ ở trong ngực này muốn như thế nào xuống tay a? Căn bản không hạ thủ được hảo sao? Mắt thấy Vệ Đại tỷ muốn ôm Tô Lạc rời đi, mọi người tức khắc nóng này Ngốc Đại tỷ đi rồi, bọn họ làm sao bây giờ a à? vì thế một đám sôi nổi khuyên giải ngốc đại tỷ đại tỷ người như thế nào tốt như vậy tính tình a à? người như vậy cũng quá thành thật đi rõ ràng thực lực như vậy mạnh mẽ làm gì muốn mang theo như vậy một cái chói buộc a à? chính là a à, nếu không phải mang theo như vậy một cái chất thải công nghiệp ngài đã sớm dẫn theo chúng ta vọt tới tầng thứ bảy đâu ngài đã sớm là chúng ta hạ du sơn đệ nhất danh đâu đã sớm có thể đi khảo hạch chung du sơn vệ đại tỷ sắc mặt dần dần trầm hạ tới mọi người thấy, rồi nổi ra tốc khuyên giải ngữ tốc, đại tỷ, ngài cũng đừng trách chúng ta rong dài, chúng ta thật sự là xem bất quá đi a, à, chúng ta không nhắc nhở ngài. Trong lòng thật sự là băn khoăn a. À. Đúng vậy, ngài xem ngài trong lòng ngực kia cô nương, kỳ thật nàng căn bản là không có hôn mê, lại làm bộ hôn mê, chỉ đi theo ngài cọ kinh nghiệm tới, như vậy cô nương thế lực lại có dã tâm. Lòng dạ như vậy thâm, ngài đây là bị lừa a. À. Chương 2096 Phong Hoa vô song 9 đúng vậy, nàng tiếp cận ngài, khẳng định là có mục đích khác, không chừng xem ngài người hảo, lấy ngài đương hầu chơi đâu, ngài chạy nhanh mà tỉnh tỉnh đi, đừng bị người bán còn giúp nhân số tiền A. Một đám người, càng khuyên càng hăng say, mồm mép đều mau phá. Nhưng là giờ phút này, vệ đại tỷ xem bọn họ ánh mắt, dần dần ẩn chứa màu đỏ tươi, thiêu đốt hai thốc màu đỏ tươi ngọn lửa. Nàng dơ chày gỗ, chỉ vào này nhóm người, xoay tròn một vòng, sụ mặt gần từng chữ một mặt các ngươi, ai đều không thể, tự nhiên nói bậy, nếu không, chết. Tô lạc chậm rãi mở to mắt, từ vệ đại tỷ đầu vai xuống dưới. Nàng ánh mắt bình tĩnh mà nhìn quét một vòng, lạnh lùng mà nhìn, khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười lạnh. Tự nhiên, ngươi tỉnh láp, vệ đại tỷ kinh hỉ liên tục, còn có điểm chân mềm, yêu cầu điểm thời gian khôi phục, tô lạc khẽ gật đầu. Vậy là tốt rồi, ngươi tỉnh thì tốt rồi, ngươi cũng không biết, ngươi hôn mê bất tỉnh thời điểm, ta này trong lòng miễn bàn có bao nhiêu luống cuống. Vệ đại tỷ xưa nay có chuyện thẳng, cảm xúc đều biểu hiện ở trên mặt cái gì tâm sự đều tăng không được. Hoàng, như vậy cường đại ngốc đại tỷ sẽ hoàng. Vui đùa cái gì vậy? Mọi người sôi nổi lắc đầu tỏ vẻ không tin. Tô Lạc lại cười nhìn vệ đại tỷ liếc mắt một cái, vỗ vỗ nàng dày rộng đầu vai, an ủi nói. Không có việc gì, hiện tại ta tỉnh, đừng hoảng hốt. Ân, ngốc đại tỷ tươi cười ngọt nị, cao cao hưng ngực đáp ứng rồi. Mọi người toàn bộ đều có một loại sắp ngất cảm giác. Cô nương này thật đương chính mình là một nhân vật A. À. tuy nhiên thượng vị già tư thái đối đãi ngốc đại tỷ mà ngốc đại tỷ cũng là thật khờ cư nhiên bị đắn đo như vậy chuẩn thế nhưng còn đem đối phương trở thành người tâm phúc lúc này mọi người đều phi thường hâm mộ hâm mộ mau điên mất rồi bởi vì có ngốc đại tỷ như vậy cái siêu cấp nghe lời hung mãnh tay đấm đó là cỡ nào hạnh phúc một sự kiện a à, bỗng nhiên một đạo bén nhọn tiếng vang vang lên lại chỉ lợi chảo vươn mọi người đồng tâm hiệp lực mới giúp vị kia đáng thương người bị hại đem lợi chảo chọc đi xuống bỗng nhiên, vị kia đệ hai trăm linh một danh tà ác mà nhìn tô lạc liếc mắt một cái, cười lạnh một tiếng, cô nương, này dọc theo đường đi ngươi đều hôn mê lại đây, một chút sức lực cũng chưa ra. Chẳng lẽ không cảm thấy ngượng ngùng sao? Lời này vừa nói ra, tức khắc bốn phía một mảnh yên tĩnh, ngay sau đó, mọi người tất cả đều ra nhập tham thảo. Chính là A, à, ngươi chính là một chút sức lực cũng chưa ra A, à, niệm ở ngươi phía trước hôn mê cũng liền thôi, hiện tại ngươi đều tỉnh, chẳng lẽ không nên vì toàn bộ đoàn đội nhiều ra một phân lực sao? cô nương làm người muốn giảng lương tâm, người liền như vậy thản nhiên mà tiếp thu chúng ta trợ giúp một chút đều không cảm thấy áy náy, da mặt dày cũng không phải như vậy hậu pháp a à. người liền lụy ngốc đại tỷ lâu như vậy, ngốc đại tỷ trạch tâm nhân hậu không so đo nhưng là chính ngươi tổng nên trong lòng hiểu rõ a à. vì thế sở hữu chỉ trích tất cả đều chỉ hướng tô lạc phảng phất nàng là hạ đệ nhất đại phôi đàn giống nhau tô lạc đôi mắt nửa híp chậm rãi nhìn quét chung quanh một vòng những người này xem ánh mắt của nàng mang theo hài hước trào phúng còn có tràn đầy ghen ghét thật là có ý tứ. Bất quá bọn họ xác thật có một việc đúng rồi. Hiện tại đã tầng thứ sáu, này một tầng tầng nàng xác thật là hôn mê đi lên, chưa từng dùng qua một lần tay, tay chân đều có chút mới lạ đâu, là nên vận động vận động. Như vậy, các ngươi nên làm cái gì bây giờ đâu? Tô lạc đôi mắt mỉm cười, ánh mắt linh động như một dòng thanh tuyền. Nàng đôi tay giao phụ ở phía sau, ngẩng đầu nhìn lên sao trời. Phảng phất thăm dò nơi đó vô tận bí mật. Chương 2097 Phong hoa vô song 10. Nàng trên mặt mang theo không chút để ý cười, vạt áo theo gió nhẹ nhàng phiêu phiêu, phảng phất dục thuận gió trở lại tiên tử, mỹ làm người hít thở không thông. Như vậy khí độ, như vậy dung mạo, như vậy linh động, mỹ kinh tâm động phách. Giờ khắc này, những cái đó nguyên bản chỉ trích nàng người sôi nổi ngậm miệng không nói, phảng phất nhiều một câu đều là đối nàng khinh nhờn. Tô Lạc bớt thời giờ ngó bọn họ liếc mắt một cái. Nhướng mày mà cười, a, à, các ngươi tưởng thế nào? này dọc theo đường đi, mang nàng đi lên ngốc đại tỷ, nàng ân tình này liền tính muốn còn cũng là còn ngốc đại tỷ, cùng này đó ngu xuẩn nhưng không quan hệ. Huống chi, chỉ bằng thứ năm quan nàng tế gia vẫn lạc hồng liên, cứu đại gia với nước lửa bên trong, chỉ là ân tình này, bọn họ nên ba quý chín lại chiều nàng bái tạ, còn nhân tình đâu. Thật là đại chê cười. Chỉ là những lời này, tô lạc lười đến cùng những người này. Đối phương lặng im hồi lâu, ghé vào cùng nhau lầm nhầm lầm nhầm mà thương lượng hồi lâu lúc sau, vị kia đệ hai trăm linh một danh mới rốt cuộc đem kết quả ra tới nếu cô nương cảm thấy chính mình rất lợi hại, như vậy, này một quan liền giao cho cô nương, như thế nào? Tô lạc ánh mắt nhất nhất ở mọi người trên mặt đảo qua, xem đến bọn họ tất cả đều thấp hèn đầu không dám cùng nàng đối diện mới thôi, sau đó nàng mới khinh phiêu phiêu mà ném ra một câu. Đây là các ngươi thương nghị kết quả, là, đệ hai trăm linh một hào kêu đến đặc biệt vang dội. Như vậy hảo đi, như các ngươi mong muốn. Tô lạc cười ha hả mà vỗ vỗ tay, chụp đi nguyên bản liền không tồn tại bụi bạm, liền tại đây là, bỗng nhiên, một trận đất dung núi truyền. Một trận du dương thanh âm vang lên. Thanh âm càng ngày càng lành lót tới rồi mặt sau, quả thực có đâm thủng mang tai tư thế. Đầu đau quá ta linh hồn giống như sắp thoát ly mà ra. a à, ta mau khống chế không được chính mình, thật giống như chính mình rất muốn dảo bước tiến lên này đầm lầy giống nhau này tha thanh âm mang theo khóc nước nở. Hắn dùng chỉ thủ một chút một chút, một chút cắt chính mình chân bộ. Tiết một chút máu tê chảy ra mới có thể làm hắn có hơi chút như vậy một giây thanh tỉnh. Tô Lạc đáy mắt lướt qua một mặt cười lạnh. Trải qua thời gian dài như vậy linh hồn chữa trị lúc sau, phía trước ám thương tuy rằng không có hoàn toàn phục hồi như cũ, nhưng là nhờ họa được phúc, hấp thu đi vào linh hồn tinh phách. Làm linh hồn của nàng có nhảy vọt tiến bộ. Tô lạc hai tròng mắt hơi hơi khép kín, xanh miết như ngọc trắng nõn ngón tay tự không gian chung một chảo, lấy ra một cái bạch ngọc cái còi Thông chạm canh gác. Đến tự du long bí cảnh, lúc trước tự nhiên cùng bác thần ảnh mấy cái bị ma âm khống chế được cơ hồ muốn nhảy xuống dung nham huyền nhai thời điểm. Tô Lạc chính là dùng thông chạm canh gác đưa bọn họ đánh thức. Khi đó Tô Lạc linh hồn còn thực yếu ớt cho nên cơ hồ lọt vào đối phương phản phệ, hiện tại lại không giống nhau. Tô Lạc đem thông chạm canh gác để vào trong miệng ngưng tụ linh hồn chi lực. Theo sau, một đạo bén nhọn thanh âm phá không mà ra. Trong phút chốc, mà vì này biến sắc. Bén nhọn tiếng còi, đem du dương tiêu cầm cùng minh phá hư hầu như không còn. Dần dần bốc lên sương mù dày đặc cũng trở nên loãng, có tan đi tư thế. Đúng lúc này, trong giây lát, một đạo hung mãnh ma thú, bí mật mang theo lôi đình vạn quân chi thế, trong giây lát chiều tô lạc cuồng phát lại đây. Ngốc đại tỷ liền đứng ở tô lạc bên người, thấy thế, đại chày gỗ không chút do dự chiều nó chán thượng ném tới. Chỉ nghe được một trận loảng xoảng tiếng vang, ma thú miệng thế nhưng bị hung hăng mà tạp sụp đi xuống một khối to, sau đó, ma thú hung tợn mà đem hàm răng hỗn huyết nhổ ra. Tô lạc chiều ngốc đại tỷ giơ ngón tay cái lên, này một chày gỗ, uy lực cường đại đến làm người ghé mắt. Không chỉ có tô lạc, không chỉ có ở đây các đồng bọn, ngoài tháp cũng đồng dạng chấn kinh rồi một nhóm người. chương 2098 vạn người kính ngưỡng một Ninh lão đắc ý dương dương mà vuốt tròm dâu, chiều trông coi giả đại nhân cùng lãnh tiêu ý cười rung rung mà các ngươi nhìn ta liền này hai nhà đầu thâm tàng bất lộ đi. Một hai phải cùng ta lão nhân đánh đố, lúc này thua, đau lòng muốn chết đi. Còn không có quá tầng thứ sáu, thắng bại còn chưa cũng biết. Trông coi giả đại nhân cứng đờ khuôn mặt, nhà còn không nhận thua đâu này tầng thứ sáu khảo chính là linh hồn chi lực ta coi kia nhà đầu linh hồn chi lực cường đại thực sáu âm ác ma hoàn toàn lấy nàng không có biện pháp sao không là kia nhà đầu lấy sáu âm ác ma không có biện pháp lãnh tiêu lạnh băng mà trào phúng thanh âm vang lên quá quan duy nhất điều kiện đó là giết chết sáu âm ác ma nhưng là hiện tại chỉ cần sáu âm ác ma chạy thoát này nhóm người cũng chỉ có thể dừng bước với tầng thứ sáu sáu âm ác ma trốn sao lúc này vô số người trong lòng đều toát ra như vậy một cái dấu chấm hỏi có người hy vọng sáu âm ác ma chạy thoát, nhưng là tuyệt đại đa số người đều hy vọng sáu âm ác ma chạy thoát không được. Bởi vì nếu chi đội ngũ này thật sự dừng bước với tầng thứ sáu, không ai hoàn thành nhiệm vụ nói, như vậy, sáu tháng trong vòng bọn họ cũng chưa biện pháp tham gia khảo hạch. Bởi vì thí luyện tháp sẽ tự động đóng cửa sáu tháng. Trong coi giả đại nhân lúc này thần sắc cao thâm khó đoán, phức tạp mạc danh. Nếu bởi vì hắn lựa chọn địa ngục hình thức mà sinh ra thí luyện tháp đóng cửa sáu tháng hậu quả. Với hắn danh vọng là một lần rất lớn đả kích nhưng là, nếu tô lạc quá lân 6 tầng, kia hắn phía trước cùng ninh lão đánh đố đã có thể thua. Cho nên hiện tại hắn nội tâm như thế nào dày vò, cũng chỉ có chính hắn đã biết. Ngoài tháp xếp hạng trên cơ bản đã ổn định xuống dưới, chỉ là tô lạc lại như cũ chỉ là kia đếm ngược đệ nhất danh. Tháp nội, ngốc đại tỷ kia một chày gỗ, đem 6 âm ác ma đánh máu tươi bão táp. Nó vốn dĩ liền nhất am hiểu âm luật thao tác, hiện tại âm luật bị tô lạc phá lúc sau, nó lực công kích liền không đủ nhìn. Vì thế, nó xoay người định bỏ trốn mất dạng mau xem nó chạy, mau đuổi theo a, không thể làm nó chạy mất. cái này mặt đều là đáng chết đầm lầy, một chút nơi đặt chân đều không có ai dám đi xuống a. trong đội ngũ nghị luận sôi nổi, đệ hai trăm linh một danh càng là khoa trương mà hô to đại kiếm, ngốc đại tỉ múa may đại chày gỗ oán hận mà nhìn ở giữa không trung biên chạy còn biên quay đầu lại khoe ra sáu âm ác ma. khảo hạch là có thời gian hạn chế, hiện tại thời gian đã qua hơn phân nửa. cùng sáu âm ác ma đối háo đi xuống không phải sáng suốt lựa chọn nhưng là tất cả mọi người lấy sáu âm ác ma không có biện pháp. Đúng lúc này, ai cũng không chú ý tới, tô lạc đỏ thắm môi mỏng thượng chậm rãi bớt lên một mặt cười lạnh. Chỉ thấy nàng vung tay lên, hai chỉ bánh xe xuất hiện ở nàng tay trịnh một con hỏa hồng sắc, một con màu lam nhạt. Mà lúc này tô lạc chính thong thả ung dung mà đem này hai cái bánh xe hướng chính mình trên đùi trói lại. Gì, đây là cái gì? Ngốc đại tỷ dùng con dấu chọc bánh xe. Phong hỏa luân tô lạc nhếch miệng cười. Lúc này, ngoài tháp ninh lão khóe miệng hơi hơi vừa kéo trong coi giả đại nhân cười lạnh mà liếc ninh lão liếc mắt một cái, phong hỏa luân. Ha hà, ninh lão khi nào canh chừng cano đưa cho kia nha đầu. Ninh lão tức giận mà chừng hắn liếc mắt một cái, ai không biết lúc trước lão phu đem này đối phong hỏa luân đặt ở mới huấn luyện doanh khảo hạch chắc đi. Nhà đầu này thật đúng là không rơi không, thi cử đều có thể đem này bảo bối cấp thuận đi. Ninh lão tuy rằng oán giận, nhưng là giờ phút này trên mặt hắn lại không những không có không vui, đáy mắt ngược lại còn có một mặt không ra hứng thú. Phong hỏa luân, thực hảo có phong hỏa luân, kia khắp nơi đầm lầy lại tính cái gì? chương 2099 vạn người kính ngưỡng 2 Nhìn đến tô lạc thong thả ung dung mà hướng chính mình trên đùi chói phong hỏa luân, còn lại kia mười mấy người hai mặt nhìn nhau. Bọn họ năm đó đều là trải qua quá mới huấn luyện doanh khảo hạch. Tự nhiên cũng đều xem qua kia lực công kích cường đại tháp sắt con rối Này phong hỏa luân là đệ linh một hào run dày thanh âm, thì được tới thời điểm thuận tay lấy như thế nào chẳng lẽ các ngươi không có sao tô lạc nhướng mày không để bụng mà đó là khảo hạch con dối ngươi như thế nào có thể lấy trên người hắn đồ vật đệ hai trăm linh một hào khó có thể tin mà hô to đại kiếm tô lạc đôi tay một quắn đôi mắt vô tội mà mờ mịt cũng không ai không thể a à. ra tới thời điểm cũng không ai thu về a à. đương nhiên không ai thu về bởi vì tam trưởng lão bị đại trưởng lão răn dậy một đốn người khác càng là sẽ không nhiều lời chung quanh một đám người tất cả đều mờ mịt chẳng lẽ khảo háo vật phẩm là có thể lấy sao? Mọi người ở đây mờ mịt gian, tô lạc sớm đã mặc xong rồi phong hỏa luân. Phong hệ bánh xe có thể đem người nâng lên, hỏa hệ bánh xe phát động mãnh liệt công kích, hỗ trợ lẫn nhau. Thiếu một thứ cũng không được. Có này hai cái bánh xe, với tô lạc mà nói quả thực như hổ thêm cánh. Chỉ nghe thấy vèo một thanh âm vang lên, tô lạc thân hình hóa thành một đạo bạch quang, nhanh chóng chiều nơi xa nổ bắn ra mà đi. Mà lúc này, ở giữa không trung đắc ý dương dương sáu âm ác ma mới phát hiện tô lạc tồn tại nó trừ bỏ sẽ linh hồn công kích ma âm ở ngoài kỳ thật phi thường ra giòn phòng ngự rất thấp công kích cũng không cường cũng chỉ có tốc độ còn có thể xem tô lạc bàn tay mở ra thừa ảnh kiếm lẳng lặng xuất hiện ăn ta nhất kiếm tô lạc dơ thừa ảnh kiếm hùng hổ mà đuổi giết sáu âm ác ma quay đầu lại nhìn đến tô lạc này hung ác bộ dáng nhất thời trong lòng sợ hãi theo bản năng mà liên tưởng hướng đầm lầy toàn nơi đó là nó mặt chỉ cần chui vào đi đối phương tuyệt đối tìm không ra nhưng là tô lạc há có thể như nó mong muốn một đạo kiếm phong tự nó dưới thân quét ngang qua đi, đáng thương sáu âm ác ma cũng chỉ có thể liều mạng mà hướng lên trên không du, bởi vì lại ăn thượng một cái chớp mắt. Nó thân thể liền sẽ bị chém thành hai nửa. Ngao ngao, sáu âm ác ma quay đầu lại, hung ác mà chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục chạy trốn. Còn dám chạy, xem ngươi chạy trốn nơi đâu. Tô lạc dơ thừa ảnh kiếm, mãn chàng đuổi giết, trong lúc nhất thời ngươi truy ta đuổi, truy náo nhiệt phi phàm. Tô lạc đôi mắt dần dần nửa nheo lại tới như vậy truy đi xuống không phải biện pháp bởi vì mặt trên còn có tầng thứ bảy. Nàng cần thiết lưu lại cũng đủ nhiều thời giờ cùng tinh lực đi ứng phó tầng thứ bảy nguy hiểm. Tô lạc đôi mắt hơi đổi, xem chuẩn sáu âm ác ma đi tới phương hướng, trong lòng nhanh chóng tiến hành tinh chuẩn tính toán, thực mau, nàng đôi mắt hiện lên một mặt ánh sáng. Lóe, tô lạc quát lạnh một tiếng, theo sau, nàng thân hình liền nhanh chóng biến mất. Gì, người đâu? Không phải là rớt đến đầm lầy đi đi. Không có khả năng, rõ ràng là ở giữa không trung biến mất như thế nào sẽ rớt đến đầm lầy đi. Lúc này, ngoài tháp người lại là biết hàng nhiều. Thuấn Di, nhà đầu này thế nhưng sẽ đánh rơi đã lâu Thuấn Di kỹ năng. Ninh lão hơi hơi lắp bắp kinh hãi. Hắn đã đủ đối nha đầu này xem với con mắt khác. Lại không nghĩ rằng nha đầu này cho hắn kinh hỉ xa xa không ngừng hắn hiểu biết những cái đó. Thuấn Di cần thiết là không gian hệ nguyên tố, hơn nữa rất có khả năng còn sẽ trọng lực thuật. Lãnh tiêu thanh âm trầm thấp có một cổ không ra âm trầm hàn ý lúc này lãnh tiêu đôi mắt dần dần nheo lại từ nguyên bản coi khinh, dần dần bắt đầu coi trọng. Sẽ thuấn di, có khả năng là không gian pháp sư, có khả năng sẽ trọng lực thuật như thế tới, sư đệ là thật sự chết ở nhà đầu này trong tay. chương 2100 vạn người kính ngưỡng ba. Tự hồ là ở ứng hòa lãnh tiêu đáy lòng phòng đoán. Tháp nội, đương tô lạc lại lần nữa xuất hiện thời điểm, nàng thân hình đã vững vàng mà xuất hiện ở sáu âm ác ma trước người trăm mét chỗ, chờ sáu âm ác ma phát hiện tô lạc thời điểm nó khoảng cách tô lạc đã chỉ có 10 mét khoảng cách nhưng nó thân hình uốn éo nhanh chóng quay đầu hiểm hiểm né qua tô lạc muốn chạy không dễ dàng như vậy tô lạc hừ lạnh một tiếng trọng lực không gian trọng lực không gian trong suốt vô sắc nhưng là lại chặt chẽ đem sáu âm ác ma bao phủ trụ đem nó tốc độ suy yếu không ngừng một chút hai điểm cùng lúc đó tô lạc sớm đã phi thân tiến vào trọng lực không gian trong tay thừa ảnh kiếm cao cao giơ lên ngao sáu âm ác ma đáy mắt xuất huyết xưa nay chưa từng có hoảng sợ. Bởi vì nó từ tô lạc trong mắt thấy được tử vong bóng ma. Nó sắp chết điên cuồng hét lên thanh âm kiểu gì uy mãnh. Hủy diệt tính kiểu gì to lớn, cho nên ở nó còn không có tới kịp hô lên tới phía trước. Lạch cạch sáu âm ác ma đầu đã bị thừa ảnh kiếm hung hăng đánh xuống. Tròn vào đầu lộc cộc lộc cộc mà lăn xuống mặt đất phát ra một trận loảng xoảng tiếng vang. Trong lúc nhất thời, chung quanh yên tĩnh không tiếng động, tất cả mọi người sùng bái mà nhìn tô lạc nhanh như vậy tốc độ, như vậy cường công kích, như vậy dứt khoát quả quyết mà nhất kiếm. Này thật là cái kia bọn họ trong miệng dọc theo đường đi dựa vào người khác hôn mê kéo rút đi lên tô lạc sao? Càng khủng bố chính là, bọn họ phía trước thế nhưng còn ghét bỏ tô lạc cùng ngốc đại tỷ, còn gọi huyên náo đem các nàng ném xuống đi, còn rõng rạc mà các nàng thiếu chính mình thật nhiều. Tô lạc này vừa ra tay, giống như một cái vang dội cây tát bạch 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 đánh những người này đầu váng mắt hoa, đầu phát trướng này mặt đánh quá rõ ràng bọn họ mỗi cái tha trên mặt đều nóng rát chỉ cần vừa nhớ tới biết đối tô lạc cùng ngốc đại tỷ lời nói việc làm bọn họ đều hận không thể đem đầu vùi vào đầm lầy đương trịnh cùng lúc đó ngoài tháp cũng khiến cho một trận oanh động trọng lực thuật thế nhưng thật là không gian trọng lực thuật lãnh tiêu ống tay áo chung tay chặt chẽ nắm lên lòng bàn tay bị véo ra bốn cái hình bán nguyệt dấu vết không nghĩ tới nhà đầu này thế nhưng thâm tàng bất lộ a à, phía trước thật đúng là nhìn lầm đâu đúng lúc này trong đám người bỗng nhiên bộc phát ra một đạo tiếng kinh hô Mau, mau xem Tô Lạc tên. Sát, lập tức từ đếm ngược đệ nhất bay lên đến 230. Có hay không khoa trương như vậy a? À? Cô nương này có phải hay không thật sự giả heo ăn thịt hổ a? À? Phía trước 5 tầng, một chút cũng chưa gia tăng, hiện tại lập tức tăng lên 70 danh a 70 tên. Nhìn đến Tô Lạc kia trong giây lát nhảy đi lên tên, rất nhiều người đều kinh hô không thôi, cảm giác được khó có thể tin. Nhưng sự thật chính là sự thật, ai cũng vô pháp thay đổi bọn họ không biết để cho bọn họ khó có thể tin sự còn không có phát sinh đâu tháp nội ở mọi người phức tạp trong ánh mắt tô lạc giống như chín tiên tử hạ phàm trần chậm rãi rơi xuống đất ở nàng rơi xuống đất một cái chớp mắt cảnh tượng một trận thay đổi lại mở mắt ra khi đã là tầng thứ bảy đệ hai trăm linh một danh tưởng vọt tới đằng trước đi nhưng là tô lạc lại hơi hơi gợi lên không chút để ý mà xem xét hắn liếc mắt một cái hai trăm linh một cảm giác được sống lưng phát lạnh thân hình cứng đờ theo bản năng mà xoay người xem tô lạc tầng thứ bảy nguy hiểm mọc thành cụm ngươi có nắm chắc đem đại gia mang ly hiểm cảnh tô lạc chậm gì gì hỏi hai trăm linh một cảm giác được khóe môi khô khốc lời này hắn thật đúng là không dám nhưng là ta có thể tô lạc thong thả ung dung mà tiền đề là nếu ngươi có thể để cho ra ngươi kia không biết cái gọi là đội trưởng thân phận chương hai nghìn một trăm linh một vạn người kính ngưỡng bốn hai trăm linh một bởi vì là tháng trước đệ nhất danh tuy rằng đánh sâu vào chung du sơn thất bại mà hồi nhưng là nên có uy vọng còn không có mất đi cho nên lần này khảo hạch chung hắn nghiễm nhiên liền lấy lãnh tụ tự cho mình là dẫn theo mọi người một đường lang bạt đi lên nhưng ai sẽ biết lần này thế nhưng mở ra chính là địa ngục hình thức vì thế hắn trực tiếp liền chật vật lúc này ở đây sở hữu tha ánh mắt đều nhìn chằm chằm hai trăm linh một trong mắt hàm nghĩa không nói cũng hiểu trải qua tầng thứ 5 cùng tầng thứ sáu vệ đại tỷ cùng tô lạc biểu hiện lúc sau bọn họ càng nguyện ý tin tưởng vệ đại tỷ cùng tô lạc mà không phải 201. trăm một trong lòng cũng rõ ràng cho nên chỉ có thể oán hận mà chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái nắm tay nắm chặt trong lòng âm thầm hạ quyết định chờ có cơ hội nhất định phải cấp tô lạc đẹp nhưng cuối cùng hắn vẫn là lui về phía sau vài bước đứng ở tô lạc lúc sau đem chỉ huy vị trí nhường cho tô lạc tô lạc đương nhiên mà tiếp nhận rồi đội trưởng chức vụ dẫn theo tùy tùng nhóm hướng tầng thứ bảy bên trong đi bỗng nhiên nàng bước chân dừng lại nghiêng đầu dò hỏi tùy tùng đúng rồi tầng thứ bảy hội ngộ thấy cái gì ma thú những lời này tức khắc làm mọi người bước chân lảo đảo cơ hồ hai chân mềm mại ngã xuống còn có trong đó một vị phản ứng mau vội vàng nói cho tô lạc nếu không có gì bất ngờ xảy ra nói sẽ là chín mắt ma nhện thánh giai năm sao chín mắt ma nhện lại có một vị thấu đi lên, bổ sung một chút, nhưng lần này là địa ngục hình thức, cho nên chín mắt ma nhện thực lực đại khái sẽ rất mạnh. Đến nỗi cường tới trình độ nào, bọn họ tỏ vẻ khó có thể tưởng tượng, nhưng nếu tham chiếu tầng thứ 5 tầng thứ 6 nói, kia căn bản chính là toàn quân bị diệt tiết tấu. Các ngươi tên gọi là gì? Tô Lạc Nhàn nhạt hỏi câu. Ta kêu dung quân, chiến sĩ. Ta là nghiêm mạc, băng hệ pháp sư. Tô Lạc gật gật đầu, tỏ vẻ hiểu biết. Lúc này, hai trăm linh một ngó tô lạc y liếc mắt một cái, lại xua xua tay, nếu đã là tầng thứ bảy, vậy toàn lực ứng phó đi, liền tính thua. Tháng sau lại đến khảo đó là... Xác thật, hiện tại các nàng đi đến tầng thứ bảy, đã sẽ không động bất động liền dùng đóng cửa thí luyện tháp tới làm trừng phạt. Tô lạc nhướng mày tà hắn liếc mắt một cái, theo sau, ánh mắt ở mọi người trên mặt nhất nhất đảo qua, cười lạnh nói, nếu ai đánh nhận thua chủ ý, hiện tại nhân lúc còn sớm cho ta rời khỏi. Nếu là đến lúc đó cố ý nhận thua, sở hữu chướng đi ra ngoài cùng nhau tính bởi vì nàng có chính mình an bài, những người này nếu quấy rối, nàng kế hoạch liền sẽ chấp hành không đi xuống. Hai trăm linh một bị nàng nhìn lướt qua, trong lòng lạnh cam cam. Bên cạnh người nắm tay càng là nắm chặt, buông xuống đôi mắt đem hắn đáy mắt ác độc che giấu. Phía trước xuất hiện một cái chín mắt ma nhện huyệt động. Nhưng là này chín mắt ma nhện huyệt động, nhìn qua chừng hai tầng lâu như vậy cao, xem người đôi mắt say xe. Tô lạc không chút do dự mang đội đi vào đi. Đội ngũ trung, Tô Lạc cùng vệ đại tỷ đi tuốt đàng trước mặt mà còn lại người theo ở phía sau. Tô Lạc bớt thời giờ nhìn hạ chính mình Ngọc giác. 270 danh, không được a. À. Nàng nếu là tưởng hoàn thành lần này khảo hạch sau đi dựa Trung Du Sơn, cần thiết muốn tiền tam thứ tự, nhưng là hiện tại thật là kém quá xa. Chủ yếu vẫn là phía trước năm tầng, nàng một chút sức lực cũng chưa ra, lúc này mới làm tên như vậy Lạc Hậu. Tô Lạc hạ quyết tâm, nhất định phải thừa dịp này tầng thứ bảy đem Lạc Hậu thứ tự cấp kéo lên đi. Đương nhiên, này cũng ý nghĩa, nàng muốn làm rất nhiều sống, hoặc là này tầng thứ bảy sẽ trở thành nàng một cái tha biểu diễn. Đúng lúc này, tô lạc thân hình bỗng nhiên đứng yên. Bởi vì nàng nhìn đến phía trước cách đó không xa, liên tiếp cũng chỉ hỏa hồng sắc chín mắt ma nhện, quay chung quanh ở bên nhau, phun ra màu xanh lục sợi tơ. chương 2102 vạn người kính ngưỡng năm Dung Quân đôi mắt gắt gao nhăn lại, phía trước phù đài là chúng ta nhất định phải đi qua chi lộ, nhưng lại chỉ dung một người thông qua vấn đề là có chín chỉ chín mắt ma nhện a. À. Vậy phải làm sao bây giờ? Một cái đi chọn chín chỉ chín mắt ma nhện, này khó khăn rất lớn a, à, dù sao hắn là không hoàn thành. Nghiêm mặt căng chặt mặt cũng lộ ra một mặt ngượng nghịu, cùng Dung Quân cùng nhau lắc đầu. Hai trăm linh một cười nhạo một tiếng, đội trưởng đại nhân không phải rất lợi hại sao? nếu có thể nhất kiếm đánh chết sáu âm ma thú nói vậy đối chín mắt ma nhện hắn khiêu khích nói còn không có lời nói liền thấy tô lạc nắm thừa ảnh kiếm đi nhanh tiến lên vì thế hai trăm linh một nói mới một nửa liền mắc kẹt mắt thấy tô lạc đi lên dung quân cùng nghiêm mặc mấy cái sắc mặt khẽ biến chạy nhanh tiếp đón đại gia cùng nhau thượng tranh thủ tốc chiến tốc thắng bằng không sẽ dẫn ra càng nhiều chín mắt ma nhện nhưng là hắn thân hình còn chưa động liền thấy vệ đại tỷ đại chày gỗ đi phía trước một hoành ngăn lại sở hữu tha đường đi làm gì dung quân khó hiểu mà chừng mắt ngốc đại tỷ này đại tỷ não tàn bệnh lại phát tác đi bọn họ chính là đi hỗ trợ vệ đại tỷ trầm mặc mà nhìn bọn hắn chầm chằm lắc đầu lão đại một người không được mau tránh ra người rốt cuộc có phải hay không nàng bằng hữu a à? dung quân nóng này nếu là lão đại xảy ra chuyện này quan bọn họ cũng đừng nghĩ tới nhưng là lúc này còn lại người bỗng nhiên phát ra một đạo đều nhịp tiếng kinh hô kinh dung quân triều tô lạc nhìn lại lại liếc mắt một cái lại làm hắn như điêu khắc đứng lại chỉ thấy tô lạc nhanh chóng bạo tiến lên trong tay thừa ảnh kiếm hoành kén một vòng vẽ ra một cái bóng kiếm ba con chín mắt ma nhện toàn bộ chúng kiếm ngã xuống đất bỏ mình lúc này tô lạc đã tiến vào chín mắt ma nhện vòng vây chỉ thấy nàng thân hình hướng lên trên một hướng sau đó trong giây lát đầu chiều hạ tư thế hạ trùy cùng lúc đó thừa ảnh kiếm lại lần nữa xoay tròn vẽ ra một vòng tròn hình kkk lại là liên tiếp ba con chín mắt ma nhện rốt cuộc khí tuyệt bỏ mình lúc này, rơi xuống đất tô lạc thân thể dán mặt đất sau này trượt tránh thoát chín mắt ma nhện mạnh nhất công kích. Chờ nàng túng nhảy lên tới khi thừa ảnh kiếm đi phía trước một thứ. Răng rác. Lại một con chín mắt ma nhện bỏ mình. Mắt thấy còn thừa hai chỉ chín mắt ma nhện liên hợp lại công kích nàng, tô lạc khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Thân hình vọt đến bên trái kia chỉ chín mắt ma nhện phía sau, thừa ảnh kiếm rũ ra một cái kiếm hoa, hướng tới nó phía sau lưng đâm tới. Ca. Thừa ảnh kiếm xuyên qua kia chỉ chín mắt ma nhện, nháy mắt xuyên thấu phía trước kia chỉ chín mắt ma nhện thân thể, liền đem chúng nó xuyến đến cùng nhau. Tuy rằng nhìn tự hồ qua thật lâu, nhưng trên thực tế, này hết thảy chỉ phát sinh ở tia chớp chi gian, thậm chí liền chớp mắt công phu đều không đến. Tô Lạc thong thả ung dung mà rút về thừa ảnh kiếm, ngoái đầu nhìn lại chiều khán giả cười, tươi cười vân đạm phong khinh. Nhưng là này cười, lại cười đến các đồng bọn trong gió hỗn độn. Giống như rút gân, Nima này vẫn là người sao? Quá nhanh có hay không? một cái đi chọn chín chỉ chín mắt ma nhện còn chưa tính thế nhưng còn nhẹ nhàng như vậy này thật là một vị thống lĩnh thất tinh người sao có thể hay không là thánh giai thất tinh a à? bị tô lạc như vậy một kích thích đại gia trong óc đều vựng vựng hồ hồ hỗn độn cực kỳ chỉ có hai trăm linh một hắn tay chặt chẽ nắm thành nắm tay mở u bàn tay thượng gân xanh căn căn đột bạo thình thịch thẳng nhảy người như vậy hắn thật sự muốn lựa chọn đương địch nhân sao như vậy thực lực hắn thật sự có nắm chắc sao trong lúc nhất thời, hai trăm linh một lâm vào thật sâu mê mang. lúc này đối mặt chúng tha hỗn độn, tô lạc chỉ đạm đạm cười, đi thôi. chương hai nghìn một trăm linh ba vạn người kính ngưỡng sáu. lúc này ngoài tháp một trận xôn xao, sát tô lạc thứ tự động động từ hai trăm ba mươi đến hai trăm hai mươi lăm. này Nima sao lại thế này? mặt trên không phải còn có mười mấy người sao? như thế nào liền nàng một người thứ tự động đâu? còn lại người đều đã chết sao? không biết a à, oa dừa các ngươi xem, tô lạc tên lại động lại động, lần này là 222A, hảo nhị con số, này Nima đừng tha thứ tự như thế nào động cũng chưa động A, có phải hay không hệ thống đại thần ra vấn đề? Dựa, Nima sao lại thế này? Tô lạc thứ tự lại đi tới, lại đi tới, 219A. Sát, còn lại người đứng làm gì? Xem biểu diễn sao? Đương người xem sao? Bọn họ đi vào là khảo háo. Không phải xem diễn A Nima ngoài tháp người hùng hùng hổ hổ nói cái gì đều có nhưng là tổng kết lên liền một câu bọn họ bị tô lạc chấn động tới rồi bọn họ tại hạ du sơn ngây người lâu như vậy ai mà không làm từng bước một chút một chút từ tầng dưới chót bỏ lên trên đi nhưng là cái này tô lạc ni ma không biết đời trước có phải hay không yêu nghiệt đầu thai a này thượng vị tốc độ chật 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 từ lúc bắt đầu thời điểm nàng vẫn là một đường hôn mê đi lên tất cả mọi người đối nàng tràn ngập miệt thị cùng khinh thường nhưng là ai có thể biết cô nương này thế nhưng sẽ như thế hoa lệ nghịch tập tuyệt địa đại phản kích. Này và mặt đánh cũng quá sung sướng có hay không? Ngoài tháp tất cả mọi người duỗi trường cổ, ngưng thần bình tức, không hề chớp mắt mặt kích động mà, hưng phấn mà nhìn chằm chằm màn hình kia thanh linh thân ảnh, chỉ cảm thấy nàng nhất cử nhất động. Nhất tần nhất tiếu đều tràn ngập không thể tưởng tượng Mỹ phúc tháp nội. Trừ bỏ tô lạc ngoại, còn lại các đồng bọn thật là chạm chân đều toan, nhưng vẫn là chỉ có thể đưa người xem, thật sự là bọn họ đội trưởng thực lực quá cường, hơn nữa quá yêu cá nhân biểu diễn lão đại ngài có mệt hay không a à? muốn hay không nghỉ ngơi một chút dung quân cười ha hả hỏi nhìn lão đại sát này đó chín mắt ma nhện cùng sát giấy giường như hắn cũng tay ngừa a à. tô lạc bị mười chỉ chín mắt ma nhện vây công nhưng thập phần thành thạo nàng còn bớt thời giờ cùng dung quân lời nói đằng trước ngủ lâu lắm hiện tại gân cốt còn không có hoạt động khai đâu như thế nào sẽ mệt tô lạc lúc này đáp tức khắc làm những người này cười gượng không thôi ngày thường bọn họ một trọi một cùng chín mắt ma nhện một mình đấu đều thiếu chút nữa lo liệu không hết quá nhiều việc, lão đại một người đối phó mười chỉ chín mắt ma nhện. Thế nhưng còn không có hoạt động khai, này tranh lệch có phải hay không có điểm đại. Đúng lúc này, bỗng nhiên, tô lạc đôi mắt hơi hơi vừa nhíu. Các người nghỉ ngơi tốt không có. Tô lạc liếc ngang quét bọn họ. Hảo hảo, đều nhàn mốc meo. Đại gia sôi nổi như thế. Vậy là tốt rồi. Chín mắt ma nhện lĩnh chủ ra tới, hỗ trợ ổn định nó. Tô Lạc những lời này thời điểm, chín mắt ma nhện lĩnh chủ còn không có ra tới, cho nên đại gia vẻ mặt mờ mịt, nhưng là bọn họ thực mau liền phản ứng lại đây. Bởi vì lúc này một đạo bén nhọn tiếng vang cơ hồ đâm thủng bọn họ mang tai. Là cửu trọng nhện độc, Dung Quân nhìn kia phun ra nồng đậm màu xanh lục xương mù, sắc mặt đột biến. Này ở khó khăn hình thức chung, đã là trung cực BPSS. Không nghĩ tới ở chỗ này thế nhưng chỉ là lĩnh chủ. Nghiêm mạc trong mắt hiện lên một tia ngưng trọng. Mau phục đan dược hai trăm linh một kinh hô một tiếng đồng thời lấy ra một cái dược bình đây là hắn thu mua nhân tâm phương thức siêu cấp thuốc giải độc tô lạc không chút để ý mà liếc hai trăm linh một liếc mắt một cái tùy tay chiều dung quân quăng một cái dược bình cấp đại sư giải độc đan mỗi người một viên tốc độ chương hai nghìn một trăm linh bốn vạn người kính ngưỡng bảy cấp đại sư giải độc đan còn mỗi người một viên có phải hay không thật sự a à? như vậy có thể hay không quá xa xỉ mọi người tuy rằng mãn đầu óc nghi vấn nhưng lại nhất trí đối tô lạc tràn ngập hảo phúc bởi vì trên đại lục luyện dược sư thật sự quá ít cấp đại sư trở lên đan dược tất cả đều là dù ra giá cũng không có người bán có tích phân cũng mua không được đã có cấp đại sư giải độc đan tự nhiên ai cũng sẽ không lựa chọn đi dùng siêu cấp giải độc đan vì thế hai trăm linh một kia bình giải độc đan đã bị chính hắn gắt gao nắm chặt ở trong tay cơ hồ tạo thành bột phấn nhưng là giờ này khác này ai còn sẽ chú ý tới hắn cảm xúc Tô Lạc Thanh lãnh thanh âm vang lên, đại tỷ, vị trí này chạm hảo. Dung quân tả phía trước 5 mét chỗ, nghiêm mạc hữu phía trước 5 mét chỗ, ở cửu trọng nhện độc thủ lĩnh vọt tới phía trước, Tô Lạc đã đâu vào đấy mà đem vị trí đều an bài hảo. Nhưng là nhìn đến bên cạnh chỗ ngây ngốc đứng 201 Tô Lạc tức giận mà đầy hắn một phen, nếu muốn chơi liền bảo vệ cho cửa nách, không nghĩ đánh liền biên nhi đi chơi. 201 có từng bị người như thế khinh mạn quá. Trong lúc nhất thời đôi mắt trợn tròn, gắt gao chừng mắt Tô Lạc. Tô lạc nhún vai, ánh mắt cũng chưa cho hắn liếc mắt một cái, sớm đã chạy tới hấp dẫn cửu trọng nhện độc thủ lĩnh cửu hận đáng giá. Cửu trọng độc cây thủ lĩnh thực lực rất mạnh, còn không có cuồng hóa nó ít nhất cũng ở thánh chủ tam tinh. Tô lạc một đường tiến lên. Cửu trọng độc cây nói cho ước chừng có ba mét, so tô lạc còn muốn cao thượng rất nhiều. Tô lạc thân hình một lùn, lấy ra chỉ thủ hướng nó bàn chân thượng băm đi cửu trọng nhện độc phòng ngự rất cường đại tô lạc dùng thừa ảnh kiếm căn bản phá không được nó phòng cho nên sửa dụng chủy thủ mà là vẫn là đi thứ nó toàn thân phòng ngự yếu nhất đủ bộ chỉ nghe răng rắc một thanh âm vang lên kia chỉ chân thế nhưng ngạnh sinh sinh mà bị tô lạc băm tiếp theo nửa mặt khác một nửa tắc như cũ treo ở cửu trọng độc cây đủ bộ cửu trọng nhện độc phẫn nộ mà đương trường chu lên theo sau chiều tô lạc phía sau theo đuổi không bỏ này cửu trọng nhện độc thể tích khổng lồ nhưng là tốc độ lại một chút đều không chậm đủ bộ nhanh chóng vũ động trong miệng không ngừng phun hỏa hận không thể đem tô lạc thiêu đốt đương trường tô lạc cũng không có dẫn cửu trọng độc cây qua đi ngốc đại tỷ bên kia mà là một người chạy vội mang theo cửu trọng độc cây chơi đùa tô lạc lợi dụng thuấn di tiện lợi trong chốc lát đông trong chốc lát tây mắt thấy bị cửu trọng nhện độc phải bắt được lập tức tới cái thuấn di trong phút chốc đã không thấy tăm hơi chỉ để lại lửa giận hướng cửu trọng nhện độc hơn nữa tô lạc nàng còn thực nghịch ngợm mỗi lần đều cố ý vòng đến cửu trọng độc cây thủ lĩnh dưới thân băm hạ nó một chân ở nó bạo nộ lúc sau tô lạc liền sẽ nhanh chóng dán mặt đất trượt mà chạy nàng đào vong tốc độ luôn luôn là thực mau vì thế ở đây người liền thấy tô lạc ở phía trước nhanh chóng trốn a trốn đáng thương cửu trọng nhện độc thủ lĩnh thở phì phì mà mặt sau truy a truy vấn đề là nó thế nhưng còn đuổi không kịp a không chỉ có đuổi không kịp nó trên người còn đang không ngừng mà quay thải a Tô Lạc sở dĩ vô dụng thừa ảnh kiếm đem nó nhất kiếm thọc cái đại lỗ thủng, chính là bởi vì Tô Lạc rất rõ ràng, không có trải qua cường hóa thừa ảnh kiếm, ở công kích thượng cũng không chiếm cứ ưu thế. Cho nên nàng mới dùng loại này gần như vô lại biện pháp. Tuy rằng vô lại, nhưng là lại rất hữu hiệu. Không bao lâu, cửu trọng nhện độc thủ lĩnh tám chân đã bị Tô Lạc chém chỉ còn lại có một con. Vì thế này chỉ đáng thương cửu trọng nhện độc liền thành một con què chân cửu trọng nhện độc. Các đồng bọn sôi nổi dùng thần kỳ ánh mắt nhìn Tô Lạc. Quá nghiêu bẻ có hay không? đây là nhà bọn họ tổ trưởng đại nhân một cái tha biểu diễn A. chương 2105 vạn người kính ngưỡng 8. Đội trưởng kêu chúng ta chạm hảo vị trí là làm chúng ta càng tốt xem diễn sao. Dung quân nhược nhược hỏi, nghiêm mạc còn đừng thực sự có cái này khả năng tính. Bởi vì từ đầu đến cuối, đội trưởng đại nhân đều chỉ là một người ở cùng cửu trọng nhẹ độc chơi đùa. Này nếu là đặt ở phía trước khó khăn cấp phiên bản, có phải hay không có thể cho rằng, đội trưởng một người liền có thể xe phiên cuối cùng thủ lĩnh đại boss A. Dung quân dùng một loại cúng bái ánh mắt nhìn nhà mình không ngừng nhảy nhót đội trưởng. Nghiêm mạc nếu nàng lực công kích lại cường một chút nói. Nghiêm mạc lúc này đã đã nhìn ra tô lạc đoàn bản ở lực công kích. Nàng tốc độ, nhanh nhẹn đều đã đạt tới một loại người khác khó có thể với tới độ cao, nhưng là bởi vì cấp bậc có hạn chế, cho nên lực công kích trước sau không cường. Nghe nàng mới mười mấy tuổi A, như vậy tuổi tác có như vậy thành tựu quả thực dung quân lắc đầu. Đừng nhìn dung quân bọn họ mỗi người thoạt nhìn tuổi còn trẻ, nhưng trên thực tế có thể tiến vào mới huấn luyện doanh, cơ hồ tuổi đều ở 30 tuổi trở lên, đương nhiên không thiếu có cá biệt phú dị bẩm. Mười mấy tuổi liền đi vào, tỷ như vô ưu tiên tử. Đến hạ du sơn, kỳ thật rất nhiều người tuổi đều ở 50 có hơn, nhưng là bởi vì tới rồi thống lĩnh dài lúc sau, liền có thể lựa chọn dung mạo là phủ định cách. Cho nên bọn họ rất nhiều người đều bảo trì tuổi trẻ dung mạo, chợt vừa thấy cơ hồ biện không ra tuổi nhưng là tô lạc lại là hàng thật giá thật mười mấy tuổi, cùng những người này so sánh với, nàng chính là cái hai. Như vậy tuổi tác có như vậy thành tựu, quả thực thật là đáng sợ. Tương lai thành tựu, quả thực khó có thể đánh giá. Chính là phía trước vô ưu tiên tử, theo ý ta tới, cùng chúng ta đội trưởng so sánh với, cũng là có điều không bằng A, dung quân nhìn cùng cửu trọng nhện độc chơi đùa tô lạc thật dài thở dài một hơi. Trường giang sóng sau đè sóng trước, bọn họ này đó trước lãng đều phải chết ở trên bờ cát. Hiện tại người trẻ tuổi, phú cường đáng sợ liền tại đây là bỗng nhiên tô lạc thanh lãnh thanh âm vang lên mỗi người vào vị trí của mình dự bị công kích công kích cái gì mục tiêu ở nơi nào mọi người tất cả đều kinh ngạc nhìn tô lạc trong mắt lóng lánh nghi vấn chỉ có ngốc đại tỷ một người nghe lời mà dọn xong công kích tư thế nhưng vào lúc này beng một đạo trọng vật hung hăng tạp hướng mặt đất mà vị trí liền ở chúng tha trung gian bởi vì phía trước bọn họ dựa theo tô lạc phân phó là xếp thành vòng tròn hình rơi xuống đất không phải khác, đúng là kia chỉ bị tô là cơ hồ chơi hư liêu cửu trọng nhện độc. Liền ở nó tạp rơi xuống đất mặt trong nháy mắt, sớm đã xoa tay hầm hè tay ngứa mà không được vệ đại tỷ dồn khí đan điền, một tiếng gầm lên, thân hình cao cao túng nhảy dựng lên. Sau đó một cái mông đôn đi xuống ngồi, răng rác. Đáng thương cửu trọng nhện độc bị ngốc đại tỷ một cái mông đôn cấp ngồi nằm sấp xuống, cùng lúc đó, ngốc đại tỷ đại chày gỗ hung hăng tạp hướng nó đầu. Tô lạc sớm đã chờ ở một bên, nàng sớm đã rút ra thừa ảnh kiếm, dùng suốt đời cường đại nhất nhất chiêu thứ hướng cửu trọng nhện độc. ở hai người hợp lực dưới cửu trọng nhện độc miệng sùi bọt mép, chết không thể chết lại. từ tô lạc hô lên công kích đến cửu trọng nhện độc học máu bỏ mình, này một quá trình cơ hồ liền ở trong nháy mắt. đương tô lạc lời nói mới vừa kêu xong, chiến đấu cũng liền đi theo kết thúc. bên tha các đồng bọn hai mặt nhìn nhau, căn bản phản ứng không kịp. này Nima có thể hay không quá nhanh linh a? À? dù sao cũng phải cho bọn hắn một chút phản ứng thời gian đi. Còn có thể hay không cùng nhau vui sướng chơi đùa. chương 2106 vạn người kính ngưỡng 9 Nhà bọn họ đội trưởng nhất như bẻ chính là, nàng thế nhưng có thể vẫn luôn thao tác tù hận giá trị, đã làm nó hận đến ngứa răng nổi trận lôi đình. Rồi lại khống chế được không cho cửu trọng nhện độc cuồng hóa. Này phân bản lĩnh, thật sự làm người tưởng không bội phục cũng không được. Bọn họ theo bản năng mà lấy ra trong tay ngọc giác. Nhìn mặt trên thứ tự đứng hàng, mọi người đều rất có một loại muốn khóc xúc động, 210 danh, đội trưởng đã 210 danh. Ngay cả ngốc đại tỷ, bởi vì kia nhất Chiêu Thái Sơn áp đỉnh, nàng đã đem tấn chức đến 202 danh. Đội trưởng, chúng ta cũng muốn chơi." Dung Quân mang theo khóc nước nở, "Kia hành a, đi theo ta, bảo đảm làm ngươi đánh cái thống khoái." Tô Lạc cười hì hì vẫy tay nhìn đến đội trưởng nhà mình kia thanh linh trong mắt chợt lóe mà qua rảo hoạt dung quân bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự phúc bất quá vì xếp hạng hắn quyết định liều mạng hắn là xếp hạng hai trăm linh tư danh có rất lớn khả năng tranh đoạt tiền tam trải qua phía trước tô lạc một loạt cá nhân biểu diễn sau hiện tại tô lạc ở trong đội ngũ đã chiếm cứ tuyệt đối dẫn đầu vị trí ngay cả hai trăm linh một tuy rằng trong lòng oán hận nhưng là lại cũng không thể không bội phục tô lạc lấy thống lĩnh thất tinh thực lực lại đem thánh giai tam tinh cửu trọng nhện độc xong ngược cái này làm cho hắn trong lòng tràn ngập kiêng kỵ hơn nữa không dám dễ dàng phản bội thâm nhập sau, thực mau đó là đạo thứ hai chạm kiểm soát đi vào lúc sau đại gia liền gặp được lân nhị sóng chín mắt nhện độc thực hiển nhiên này sóng chín mắt nhện độc so với phía trước kia sóng thể tích muốn lớn hơn rất nhiều tô lạc thô sơ giản lược đảo qua liền nhìn cái rõ ràng đạm thanh nói nơi này ước chừng có ba mươi chỉ chín mắt nhện độc nếu các ngươi muốn chơi liền tận tình mà chơi đùa đi Vừa dứt lời, nàng cũng đã múa may thừa ảnh kiếm vọt vào đi cùng lúc đó, Ngốc Đại tỷ đi theo nàng phía sau, cũng bay nhanh mà vọt vào đi kêu đánh kêu giết. Này đó chín mắt nhẹ độc, mỗi một con đều có thống lĩnh đỉnh thực lực cũng không phải như vậy dễ đối phó. Tô Lạc các đồng đội mỗi người vớt thượng một con là có thể đủ đánh thật lâu. Nhưng là Tô Lạc cùng Ngốc Đại tỷ lại bất đồng, các nàng chính là chủ lực a, à, các đội viên phân đi 10 chỉ, dư lại 20 chỉ cũng liền toàn dựa các nàng hai cái. Ngoài tháp Lãnh Tiêu Từ nhìn đến loại này biến dị chín mắt nhện độc lúc sau, trong mắt liền mang theo hứng thú cười, tay phải chỉ vuốt ve ngón giữa tay trái thượng nhẫn, tươi cười âm trầm, lại không đạt đáy mắt. Cười cái gì đâu, nhìn quá thấm người, Ninh lão tức giận mà liếc mắt nhìn hắn. Lãnh Tiêu không chút để ý mà gợi lên môi mỏng, thần sắc lương bạc ta đang cười, Tô Lạc Nha đầu này chung quy phải thất bại trong gang tấc. Nga, Ninh lão cười như không cười mà nhìn hắn một cái. Lời này giải thích thế nào? lãnh tiêu ánh mắt nhìn chằm chằm màn hình phía bên phải tô lạc tên đôi mắt nửa híp khóe mắt hơi hơi gợi lên biến dị chín mắt nhện độc chính là sát bất tận nha cái này sao ngươi nhiều lo lắng kia nhà đầu khẳng định nha biện pháp ninh lão thần sắc nhàn nhạt ninh lão liền như vậy tin tưởng kia nhà đầu thúi lãnh tiêu đôi mắt ám trầm ninh lão vuốt cầm trong mắt hiện lên một tia hứng thú lão phu tin kia nhà đầu bất quá nhất tin vẫn là lão phu hữu nga lãnh tiêu mắt mang nghi vấn nhưng là ninh lão thực hiển nhiên không có nói cho chính hắn vị kia hữu là ai hắn chỉ đạm đạm cười tiếp tục hứng thú giặt rào mà nhìn về phía màn hình nguyên bản chỉ là chịu hữu chi thác tùy tiện đến xem không nghĩ tới lại vẫn thật làm hắn nhìn đến một vị từ từ dâng lên tân tinh vị kia ngốc đại tỷ tạm thời không đề cập tới chỉ là vị kia lạc nha đầu tấm tắc không hổ là thành chủ đại nhân tự mình đưa vào tới người chính là không giống nhau a à, xem ra vô yêu kia nha đầu thực mau liền vô yêu không đứng dậy đâu chương 2107 vạn người kính ngưỡng mười. Tháp nội, tô lạc hạng nặng lực chú ý đều đặt ở biến dị chín mắt nhện độc trên người. Tuy rằng nàng biểu hiện ra ngoài thực nhẹ nhàng, nhưng trên thực tế đối địch lúc sau. Nàng lại một chút đều nhẹ nhàng không đứng dậy. Này đó chín mắt nhện độc lực công kích rất mạnh, nếu không phải có trọng lực không gian đem chúng nó tốc độ suy yếu, chỉ sợ hiện tại bị vây ẩu chính là tô lạc. Nhưng là mặc dù có trọng lực không gian hỗ trợ tô lạc lúc này cũng có vẻ có chút chật vật lúc này mười chỉ biến dị chín mắt nhện độc quay chung quanh ở tô lạc bên người đem nàng vây mà xoay quanh tô lạc biết nếu còn như vậy bị vây công đi xuống người thua tuyệt đối là nàng một khi đã như vậy vậy lựa chọn từng cái đánh bại đi tô lạc một cái thuấn di thân hình nhanh chóng vọt đến trong đó một con biến dị chín mắt nhện độc phía sau thừa ảnh kiếm trực tiếp liền đâm vào đi chờ rút ra hết sức tô lạc nhẹ nhàng nhẹ nhàng thở ra còn hảo cuối cùng là diệt một con diệt một con liền ít đi một con, càng đến sau lại nàng áp lực sẽ càng nhẹ. Nghĩ như thế, tô lạc trên mặt liền xuất hiện một mặt nhàn nhạt ý cười. Nhưng là thực mau, nàng tươi cười liền cứng đờ ở khóe miệng. Bởi vì nàng phát hiện kia chỉ bị nàng giết chết chín mắt nhện độc mông phía dưới, thế nhưng xuất hiện bốn viên nắm tay đại trứng trứng. Tô lạc đôi mắt hơi nhíu, bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự phủ. Nhưng vào lúc này, kia bốn con trứng trứng thế nhưng đồng thời vỡ ra, từng con chín mắt nhện độc từ bên trong nhảy nhót ra tới hơn nữa này đó chín mắt nhện độc đừng nhìn nhưng là nguyên nhân chính là vì hơn nữa nhảy nhót tới nhảy nhót đi muốn đâm chúng mục tiêu rất khó tô lạc hỏa cầu tạp qua đi lại bị chúng nó tránh đi sát tốc độ này thật là tuyệt đúng lúc này khác chín mắt nhện độc lại dây lát gian chiều tô lạc công kích lại đây thực mau liền đem tô lạc vây khốn ở bên trong này đó phiền toái còn chưa tính còn lại chín mắt nhện độc thế nhưng cũng đều bắt đầu đẻ trứng chỉ thấy chúng nó mông một dầu, xôn xao ba bốn quả trứng trứng đã đi xuống, sau đó răng rắc răng rắc trứng trứng liền phạt, chín mắt nhện độc liền vui sướng mà nhảy nhót ra tới, gia nhập vòng chiến. Tô lạc này ni ma thật là sinh sản quá nhanh, cơ hồ mau thành họa A. Tô lạc đụng tới vấn đề này, người khác tự nhiên cũng đụng phải, bởi vì này đó biến dị chín mắt nhện độc tất cả đều sẽ đẻ trứng sao. Dung quân chiều tô lạc hô to, đội trưởng, đội trưởng, chúng nó sẽ đẻ trứng trứng A. Hơn nữa trứng trong trứng nhảy ra tới nhện độc trong miệng hàm chứa kịch độc A này đó nhện độc bởi vì cái đầu nhảy nhót còn chuyên môn thích hướng tha trên đùi táp tới làm cho bọn họ liên tục có hại kế tiếp bại lui cơ hồ mau không được a tô lạc đầu đều đau nàng tình huống hiện tại so với bọn hắn càng nghiêm trọng hảo sao bọn họ mỗi người đều chỉ có một con chín mắt nhện độc nhưng là tô lạc phía trước lập tức vòng 10 chỉ a 10 chỉ luận đẻ trứng ấp trứng số lượng tô lạc bên này là bọn họ gấp 10 lần a bọn họ đội trưởng cũng không phải thần tiên a tô lạc chảo chảo đầu cần thiết nhanh lên nghĩ ra biện pháp tới đội trưởng, thời gian không nhiều lắm, chỉ có nửa cái khi, nửa cái thời điểm nếu chiến thắng không được. Chúng ta nhiệm vụ liền sẽ thất bại a à, dung quân hô to. Đúng lúc này, bỗng nhiên bên cạnh truyền đến một tiếng thảm kiếm. Tô lạc ngoái đầu nhìn lại nhìn lại, thế nhưng là 201. Thấy tô lạc vọng lại đây, hai trăm linh một chậm rãi gợi lên một mặt tả ác cười lạnh, đội trưởng đại nhân, thật không phải với ta thân chung kịch độc. Kiên trì không nổi nữa, này liền đi trước một bước hai trăm linh một đã sớm hạ quyết tâm hắn biết tô lạc lần này nhất định phải được nhưng là hắn lại không phải đã không có lần này tháng sau chính là hành sau hơn nữa hiện tại rời khỏi tuyệt đối có thể phá hư tô lạc kế hoạch cho nên hắn không chút do dự liền chấp hành sau đó hắn điểm rời khỏi thân hình chợt lóe tiếp theo đó là một đạo bạch quang hiện lên người đã ra thí luyện tháp cùng lúc đó hai trăm linh một mấy cái huynh đệ liền tiếp đón đều không cùng tô lạc đánh một cái một đám trực tiếp đều ấn rời khỏi chương 2108 kinh diễm toàn trường 1. Trong lúc nhất thời, toàn trường cũng chỉ dư lại 5 người. Tô Lạc, Ngốc Đại Tỷ, Dung Quân, Nghiêm Mạc còn có một cái thân hình lùn đinh. Dựa, bọn họ là chuyện như thế nào? Sao lại có thể ở ngay lúc này rời khỏi? Rốt cuộc có hay không cái nhìn đại cục A? À? Đáng giận, Dung Quân khó thở, mấy cái nắm tay nện ở trên vách tường. Nguyên bản nỗ lực nỗ lực còn có thắng cơ hội, hiện tại lại hoàn toàn đã không có, hắn như thế nào có thể không khí? Nghiêm mạc tuy rằng không có lời nói, nhưng là môi mỏng gắt gao nhấp. Hiển nhiên cũng phi thường không vui. Đinh nắm tay gắt gao nhéo lên, khí mà đầy mặt run dày. Vì bọn họ hạ du sơn lão đại cảm thấy cảm thấy thẹn. Lúc này, ngoài tháp người đối mặt hai trăm linh một lựa chọn, cũng tất cả đều trợn tròn mắt thẳng đến nhìn đến hai trăm linh một bình an không việc gì mà xuất hiện ở bọn họ trước mặt khi. Chúng ta thần sắc các không giống nhau. Này hai trăm linh một làm việc cũng quá không đáng tin cậy đi tốt xấu là cuối cùng một tầng a đua đều không đua trực tiếp liền lui người như vậy có thể làm chúng ta hạ du sơn đệ nhất danh ta mẹ nó cảm giác được hào cảm thấy thẹn a chính là a này nếu là truyền ra đi nhưng không bị người cười đến rụng răng sao trước mấy quan mọi người đều nhìn đâu nếu không phải phía cuối sơn lại đây kia hai người ta này thì luyện tháp phải bị đóng cửa ba năm a lời nói cũng không thể như vậy sao ai kêu kia hai người nổi bật cực kỳ này không nhận người ghen ghét sao hai trăm linh một cách làm ta còn là có thể lý giải nếu mọi người đều không hoàn thành nhiệm vụ vậy không cho kia hai người hoàn thành nhân chi thường tình sao vì thế rất nhiều người trắng trợn táo bạo mà ở hai trăm linh một trước mặt thảo luận mở ra hai trăm linh một tự giác mặt mũi không quan hệ đang muốn mang theo một đám thủ hạ vội vàng rời đi nhưng là lại thấy ninh lão kêu hắn một tiếng liền như vậy đi rồi không muốn biết bọn họ là như thế nào thông quan ninh lão đôi tay giao phụ nơi tay tươi cười hòa ái dễ gần nhưng là trong mắt lại có một mặt trào phúng như có như không mà hiện lên thông quan hai trăm linh một đứng lại xoay người ánh mắt nhìn thẳng ninh lão ninh lão bình tĩnh gật đầu đương nhiên có thể thông quan a à, chẳng lẽ ngươi cho rằng không có ngươi các nàng liền quá không được đóng hai trăm linh một thân hình cứng đờ theo sau ánh mắt lạnh lùng mà trừng mắt ninh lão ninh lão nhất thời hứng khởi đạm cười nói không bằng chúng ta đánh cuộc Trong coi giả đại nhân cùng lãnh tiêu đều vô ngữ mà nhìn ninh lão này chết lão nhân không đánh đố sẽ chết a à vừa rồi liền từ hai người bọn họ trong tay cầm hai khối linh hồn tinh phách hiện tại còn muốn ngăn lộ cướp bóc ninh lão cười nhìn hai trăm linh một khóe miệng trào phúng mà gợi lên liền đánh cuộc các nàng có thể hay không quá quan một khối linh hồn tinh phách như thế nào một bồi nhị nếu lão phu thua liền bồi cho ngươi hai viên hai trăm linh một nắm tay gắt gao nắm chặt khởi thầm nghĩ này chết lão nhân là ở cố ý kích hắn sao hắn xác thật có linh hồn tinh phách nhưng là này cái chút năm hắn cũng liền gần chỉ tích cóp như vậy một khối mà thôi hiện tại thật muốn lấy ra tới đánh cuộc sao nếu thua hắn sẽ đau lòng chết hoặc là ngươi cảm thấy các nàng thông suốt quan ninh lão quay đầu đi hỏi trông coi giả đại nhân đây là các ngươi hạ du sơn lão đại cũng quá hai trăm linh một vốn dĩ chính là huyết khí phương cương bảo thủ tính tình nơi nào chịu được cái này kích vì thế hắn lạnh lùng cười lấy ra một quả linh hồn tinh phách hảo đánh cuộc liền đánh cuộc Ai sợ ai a? À? Ninh cáo già đôi mắt hiện lên một tia giảo hoạt ý cười. Nguyên bản hắn muốn chính mình chuẩn bị ba viên linh hồn tinh phách đâu, hiện tại hảo, xem trong chốc lát diễn là có thể lừa dối đến ba viên, cũng thật thế hắn tỉnh tiền a. À. Ninh lão cười tùm tìm tầm mắt nhìn tô lạc tên, dù bận vận ung dung mà loát hắn kia thưa thất bạch dương cần. chương 2109 Kinh Diễm Toàn Trường 2 Cùng bên ngoài náo nhiệt so sánh với, tháp nội không khí lại rất áp lực, áp lực chung mang theo tuyệt vọng cuối cùng một hàng vài người đều nhìn tô lạc dung quân trước hết lời nói đội trưởng này đó biến dị chín mắt nhện độc chúng ta chị không được a à, nếu không chúng ta cũng từ bỏ đi dung quân cảm thấy nguyên bản như vậy nhiều người đều chị không được hiện tại cũng chỉ dư lại 5 người sao có thể sẽ thắng vì thế hắn trong lòng liền có lui bước chi ý cùng lúc đó nghiêm mạc cũng yên lặng nhìn tô lạc môi mỏng nhấp thành một cái bạch tuyến lúc này hắn đối chuyện này cũng không ôm hy vọng năm người nhiều như vậy chỉ chín mắt nhện độc này căn bản là không có khả năng hoàn thành nhiệm vụ a vẫn là từ bỏ tính nhưng thật ra ngốc đại tỷ vẫn như cũ vẻ mặt vô ưu vô lự biểu tình bởi vì nàng cái gì đều không cần suy nghĩ cái gì đều không cần đi lo lắng nàng chỉ cần dựa theo tô lạc chỉ thị đi làm là được tô lạc là nàng đại não tô lạc ngón tay chỉ hướng chỉ ra chính là nàng đại chày gỗ sở tạp chỗ tô lạc nhàn nhạt nhìn bọn họ các ngươi đây là cảm thấy chúng ta tuyệt đối sẽ thua lạc vinh cân đối nhiên mặc hai mặt nhìn nhau đều đến loại trình độ này chẳng lẽ bọn họ còn có thắng cơ hội sao đội trưởng đây là đang cười sao bọn họ không có trả lời tô lạc nói nhưng là trong mắt lại xác thật là cái kia ý tứ ai biết tô lạc lại vân đạm phong khinh mà cười các ngươi cũng quá không tự tin không có kia mấy cái ngu xuẩn với chúng ta mà nói lại là lợi lớn hơn tệ a à, dung quân đại não cơ hồ lập tức như thế nào nghe đội trưởng ý tứ mấy người kia chạy ngược lại là chuyện tốt Tô Lạc tự hồ đoán chúng tâm tư của hắn, cười tùm tìm mà, đương nhiên là chuyện tốt a à, đã không có bọn họ lúc sau. Các người đội trưởng ta liền không cần lại phân ra một tia lực chú ý đi chú ý bọn họ có thể hay không sau lưng thọc dao nhỏ, chẳng lẽ này không phải chuyện tốt sao? Chính là dung quân nuốt nuốt nước miếng, gian nan mà nhìn Tô Lạc lại lần nữa cường điệu, chúng ta chỉ có 5 người a à, chín mắt nhện độc lại có cây sao nhiều. Lúc này, Dung Quân cùng Nghiêm Mạc Yên lặng nhìn trước mắt càng ngày càng nhiều chín mắt nhện độc chiều bọn họ tụ lại mà đến, đối Tô Lạc nói phi thường mà không xác định đúng lúc này chín mắt nhện độc nhanh chóng chiều bọn họ chen chúc tới từng con khổng lồ mà hung mãnh trong mắt lóe hung ác mà đói khát quang mang tựa như tô lạc bọn họ lấy sát chín mắt nhện độc vì mục tiêu giống nhau này đó chín mắt nhện độc cũng tất cả đều là lấy giết sạch nhân loại vì mục tiêu dung quân mấy cái kế tiếp lui về phía sau trên mặt xuất hiện sợ hãi biểu tình ngoài tháp rất nhiều người đều lộ ra tiếc hận biểu tình ai bọn họ thật vất vả mới bỏ đến tầng thứ bảy cái này xem như thất bại trong gang tấc đi thật sự là quá đáng tiếc. Nếu hai trăm linh một bọn họ còn ở, không chừng còn có thể có thắng cơ hội. Hiện tại tô lạc các nàng tưởng thắng, trừ phi lão mở mắt. Ngoài tháp người đều cảm thấy tô lạc lần này xong đời. Hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tô lạc chính mình cũng nghĩ như vậy sao? Lúc này tô lạc khóe miệng lại chậm rãi gợi lên một mặt cười lạnh độ cung, đáy mắt chiến ý nồng đậm dâng lên. Bên cạnh dung quân lại gấp đến độ không được. Đội trưởng, làm sao bây giờ? Chúng ta sắp bị vây quanh nhiều như vậy chín mắt nhện độc dung quân thật là ngẫm lại đều cảm thấy chân mềm a, à, các ngươi mấy cái công kích không được, nhưng là tốc độ đều không tối. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn bọn họ, bởi vì nàng biết mấy người này đều là phong hệ. Chính là chúng ta cũng chạy không được vài phút a, à, hơn nữa quang chạy có ích lợi gì? Dung Quân mau khóc cảm thấy chính mình này thuộc tính một chút đều không tốt. Chương 2110 kinh diễm toàn trường 3. Có thể chạy vài phần đã hảo. Tô Lạc đạm đạm cười, chỉ huy dung quân, phía trước có 30 chỉ, bởi vì bị giết 10 chỉ, cho nên còn có 20 chỉ. Nhưng là ta cùng đại tỷ hai người trong khoảng thời gian ngắn khẳng định giết không được nhiều như vậy, cho nên kế tiếp các ngươi muốn nghe ta an bài. Tô Lạc bình tĩnh mà nhìn dung quân, hiện tại, ngươi mang đi 5 con chín mắt nhện độc, không cần ngươi công kích, ngươi cần phải làm là dùng sức chạy, chạy 3 phút, được chưa? Dung quân nhìn đám kia chín mắt nhện độc, lại nhìn xem Tô Lạc đối thượng tô lạc cặp kia như bị thủy tầm quá thanh linh nhãn mắt hắn trong lòng bỗng nhiên yên ổn xuống dưới một phách bộ ngực lớn tiếng còn không phải là ba phút sao ra nếu liền này đều trị không được còn không bằng ăn si tính thực hảo mau đi tô lạc tốc độ phân phó dung quân nửa tin nửa ngờ mà dẫn dắt chín mắt nhện độc đi hắn mơ hồ có thể đoán ra tô lạc ý tưởng bọn họ mang theo đại bộ phận chín mắt nhện độc rời đi như vậy nàng cùng ngốc đại tỷ áp lực liền sẽ hạ thấp nàng đây là ở phân mà sát chi chính là ba phút gần chỉ có ba phút nàng có thể làm cái gì có thể sát xong một con sao đối với tô lạc biện pháp này dung quân cảm thấy không đáng tin cậy nhưng là không đáng tin cậy lại có thể thế nào hiện tại đây là duy nhất biện pháp dung quân một bên phun tàu một bên nhanh chóng chạy vội bởi vì này năm con chín mắt nhện độc cũng không phải là vui đùa chơi a à, chúng nó tốc độ cũng phi thường mau đâu dung quân mang đi năm con sau đó tô lạc lại làm nghiêm mà cùng đinh cũng phân biệt mang đi năm con chín mắt nhện độc không cần bọn họ sát, bọn họ duy nhất cần phải làm là mang chúng nó thả diều. Chạy thượng 5 phút thì tốt rồi, dù sao nơi sân rất lớn, tùy tiện chạy đi. Bị mang đi 15 chỉ lúc sau, hiện tại tô lạc cùng ngốc đại tỷ trước mắt cũng chỉ có 5 con. Hảo, thực hảo, lúc này ngốc đại tỷ đã xoa tay hầm hè, chỉ còn tô lạc một tiếng phân phó. Tô lạc cười nhìn ngốc đại tỷ, chỉ một câu, phát động mạnh nhất công kích toàn lực ứng phó, tranh thủ tốc chiến tốc thắng. Ngốc đại tỷ chơi chính là những lời này được mệnh lệnh lúc sau, ngốc đại tỷ cả người giống như tản ra quang huy, múa may đại chày gỗ oa oa kêu to mà liền xông lên đi. Lúc này, Tô Lạc cũng cố kỵ không được như vậy nhiều. Nàng cũng toàn lực ứng phó. May mắn lúc này vẫn Lạc Hồng Liên đã thức tỉnh, hơn nữa trải qua phía trước cắn nuốt sáu âm ma thú tinh hạch sau, nó thực lực lại cường đại rất nhiều. Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ phối hợp phi thường ăn ý, Tô lạc dùng trọng lực không gian bao lại một con chín mắt nhện độc vẫn lạc hồng liên phun ra một ngụm ngọn lửa thiêu chín mắt nhện độc mờ mịt lại cuồng nộ. Đúng lúc này, ngốc đại tỷ một cái đại chày gỗ chiều nó trên đầu ném tới. Tô lạc phải làm chính là quấy nhiễu, mà ngốc đại tỷ làm chính là cuồng sát. Như thế phối hợp dưới, treo cổ chín mắt nhện độc tốc độ liền cọ 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 mà hướng lên trên trướng phi thường tốc độ. Không chỉ có sát quay tốc độ hướng lên trên trướng, Tô lạc thứ tự cũng ảo ảo xôn xao mà đi theo trướng. Ba phút thời gian một quá. Dung quân chạy như điên tới. Lúc này Dung quân đã chạy một vòng. Bộ dáng của hắn nhìn qua phi thường chật vật. Quần áo bị đốt chọi, sợi tóc hỗn độn, đầy đầu đều là mồ hôi đầm đìa, hơn nữa xem hắn thất tha thất thểu, hắn phía sau chín mắt nhện độc cơ hồ sắp đem hắn bắt được. Cách thật xa, Dung Quân liền chiều Tô Lạc la to, "Lão đại mau cứu mạng a. Ta sắp bị bắt được, sắp bị phun đã chết, bởi vì này đó chín mắt nhện độc cũng phun hỏa a, mà là hỏa thế hung mãnh." Phun Dung Quân sau lưng quần áo đã bị thiêu trống trơn chương 2111 kinh diễm toàn trường 4. Lúc này, Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ đã đem phía trước năm con chín mắt nhện độc giết sạch rồi, lại còn có có nhàn tâm dựa vào kia liêu đâu. Nhìn đến dung quân bộ dáng này, Tô Lạc trực tiếp liền cười phun. Sát, các ngươi thế nhưng còn có tâm tình cười. Ta sắp bị thiêu chết. Dung quân liều mạng chiều Tô Lạc các nàng chạy như điên. Đường hắn nhìn đến trên mặt đất thẳng tắp nằm đã chết thấu liêu chín mắt nhện độc khi, đôi mắt đều trợn tròn. Ba phút, gần 3 phút liền giết chết 5 con, này ni ma tốc độ có thể hay không quá nhanh. Thực lực có thể hay không quá cường đại. Tô lạc cùng ngốc đại tỷ tiến lên tiếp nhận dung quân sau lưng kia 5 con chín mắt nhện độc. Như cũ là phía trước phối hợp tống cổ. Tô lạc dùng trọng lực không gian cùng vẫn lạc hồng liên làm đối phương mất đi lý trí, sau đó ngốc đại tỷ xông lên đi đối với chín mắt nhện độc đầu một hồi cuồng táp. Những cái đó chín mắt nhện độc bị tạp óc vỡ toang, máu tươi bão táp. Xem dung quân một trận ê răng dạ dày đau thở hồng hộc mà hắn chiều ngốc đại tỷ giơ ngón tay cái lên. Vị này đại tỷ thật là hắn gặp qua người chung, nhất bạo lực một vị, quá khó lường. Tô Lạc bên này lại giết hai chỉ chín mắt nhện độc sau, bên kia Nghiêm Mạc dẫn dắt thả diều đội ngũ cũng đã trở lại. Cùng Dung Quân chật vật tưởng so, Nghiêm Mạc tình huống muốn hảo rất nhiều. Không có như vậy chật vật. Bất quá Tô Lạc nhìn Nghiêm Mạc kia vẻ mặt tái nhợt, liền biết hắn lần này phòng trừng cũng quá sức. Tô Lạc chỉ huy Dung Quân, chạy nhanh, giúp ngươi anh em một chút, lần này không cần bao lâu lưu lại hai chỉ dư lại ba con vòng một phút là đủ rồi lúc này dung quân đối tô lạc cùng ngốc đại tỷ đã tin tưởng tăng gấp bội vừa nghe chỉ cần một phút tức khắc liền đem bộ ngực chụp bang bang vang đội trưởng xem ta vì thế hắn hai lời không tiếp nhận nghiêm mạc bổng mang theo đám kia ngây ngốc chín mắt nhện độc vòng quanh vì thế nghiêm mạc liền có thời gian hơi sự nghỉ ngơi xuyễn khẩu khí cùng dung quân phía trước biểu hiện giống nhau ở nhìn đến tô lạc cùng ngốc đại tỷ phối hợp ăn ý chém giết hành động kia kinh tha hiệu xuất sâu hắn cũng trợn tròn mắt này cũng quá nhanh đi này đó chín mắt nhện độc cũng không phải là bình thường ma thú a mà là thánh giai a thánh giai a như thế nào ở các nàng trong tay liền cùng tiết củ cải cùng cải trắng giống nhau đơn giản đâu nghiêm mặc bị thật sâu mà chấn động ở chờ đinh đem đội ngũ mang về tới thời điểm tô lạc cùng ngốc đại tỷ đã đem trong tay chín mắt nhện độc đều cấp rửa sạch sạch sẽ vì thế thuận tay liền đem đinh trong tay chín mắt nhện độc cấp tiếp nhận tiếp tục chém giết đinh nhìn trong chốc lát thẳng cứng lưỡi không chỉ có đinh bọn họ chấn động lúc này ngoài tháp những người đó tất cả đều bị tô lạc cùng ngốc đại tỷ phi tha tốc độ cấp chấn mà trợn tròn mắt này nima có phải hay không thật sự a à? lão tử đôi mắt không ra vấn đề đi vẫn là hệ thống màn hình ra vấn đề nhanh như vậy liền sát hơn phân nửa người đôi mắt không thành vấn đề hệ thống đại thần cũng không thành vấn đề có vấn đề chính là kia hai sao có thể nhanh như vậy đâu? Lúc này hai trăm linh một cần phải khóc à, trong lúc nhất thời, sở hữu ánh mắt đều ngắm nhìn ở hai trăm linh một trên mặt. Hai trăm linh một lúc này khuôn mặt như hàn băng bao phủ, sắc mặt xanh mét. Giận đến suýt chút bạo khiêu. Đáng giận. Nguyên lai like ngay từ đầu các nàng hai vẫn luôn ở che giấu thực lực, đây là cố ý xem hắn xấu mặt sao. Giờ khắc này, hai trăm linh một đối tô lạc hận ý lại tăng thêm ba phần, thành không chết không ngừng chết gánh. Lúc này, Tháp Nội, Tô Lạc cùng Ngốc Đại tỷ đã phối hợp đem sở hữu chín mắt nhện độc toàn cấp giết sạch rồi. "Lão đại, đại giết sạch rồi, này đó xử lý như thế nào a? À? Chúng nó miệng thực độc a." À? Dung Quân gấp đến độ nhảy nhót. Chương 2112 kinh diễm toàn trường năm. Tô Lạc ném ra mấy viên đan dược chạy nhanh ăn. "Đây là cái gì đan dược? Quái đẹp đâu?" Dung Quân nhìn trong tay đan dược còn có tâm tình nghiên cứu. Hoàng cấp giải độc đan. Tô Lạc một bên xử lý này đó bọ chó giống nhau chín mắt nhện độc, một bên tức giận mà hừ hừ. Hoàng, hoàng cấp giải độc đan dung quân thiếu chút nữa một mông ngồi dưới đất. Còn không phải là hoàng cấp giải độc đan sao? Tô Lạc nhàn nhạt mà. Bên kia, Ngốc đại tỷ đã rốt rốt đem hoàng cấp giải độc đan đương đường đậu ăn sạch. Dung Quân, khi nào hoàng cấp giải độc đan đã giá rẻ đến tùy tiện liền đưa tha trình độ? Loại này đan dược không nên là bảo bối thu hồi tới, liền trí thân đều không nói cho nông nỗi sao? Tô Lạc tức giận mà liếc nhìn hắn một cái, còn không mau dùng. Muốn chết sao? Dung quân nói không sai, này đó bọ chó giống nhau chín mắt nhện độc, độc cực kỳ. Lại còn có như vậy, ở bên chân nhảy nhót, một không tâm liền sẽ bị cắn trúng một ngụm. Cấp đại sư giải độc đan căn bản không gì dùng. Bất quá lúc này Tô Lạc cũng rất là cảm khái. Những cái đó đại chín mắt nhện độc cũng quá sẽ sinh sản đi. Mới như vậy trong chốc lát thời gian, thế nhưng liền sinh ra hàng trăm hàng ngàn quả trứng trứng mà này đó chứng chứng phu hóa tốc độ cũng làm tô lạc khóe miệng trực trừ trừ. Này đó quả thực là dây phu hóa a, à, không đợi nàng đem này đó chứng chứng xử lý, cũng đã phu hóa ra tới. Hơn nữa phu hóa ra tới lúc sau, chúng nó thực lực thế nhưng cũng không tệ lắm. Chính yếu là tốc độ kia phong giống nhau trốn tránh tốc độ thật sự làm tô lạc đau đầu cực kỳ. Ngoài tháp, lần này, rất nhiều người là thật sự chấn kinh rồi. Bọn họ phía trước cho rằng tô lạc lần này thua định rồi, tuyệt đối không có phiên bàn cơ hội ai cũng không nghĩ tới. Tô lạc cuối cùng thế nhưng dùng phân mà hóa chi biện pháp đem địch nhân từng cái đánh bại. Hơn nữa tô lạc đấu pháp còn vì bọn họ tương lai sấm quan cung cấp thực tốt linh cảm, nói rõ lượng lộ. Trong lúc nhất thời rất nhiều người đối tô lạc bội phục cực kỳ nhưng cũng có không phục. Lúc này nhảy nhót ra tới. Người này chính là giận cực liêu 201. Là, bọn họ xác thật giết sạch rồi đại chín mắt nhện độc nhưng kia thì thế nào? Hiện tại nhưng là thời gian chỉ còn lại có không đến 10 phút bọn họ hiện tại mỗi người mặt lộ vẻ mệt mỏi, có thể ở quy định thời gian nội đem chín mắt nhện độc đều giết chết sao? Lời này vừa ra mọi người đều không xác định, bởi vì đổi thành bọn họ nói, kia khẳng định là không hoàn thành. 10 phút giết sạch hơn 1 ngàn chỉ chín mắt nhện độc. Này khả năng sao? Các nàng làm đến sao? Rất nhiều nhân tâm trung đều phát ra như vậy nghi vấn. Vì thế bọn họ lại chờ mong phức tạp ánh mắt nhìn màn hình lúc này tháp nội dung quân nhìn bên chân nhảy tới nhảy lui chín mắt nhện độc hận không thể lấy ánh mắt đóng đinh chúng nó này đó quái vật quá độc thật là đáng sợ hơn nữa mục tiêu lại sẽ nhảy nhót rất khó giết lúc này dung quân vội vàng nhìn tô lạc lão đại thời gian mau tới rồi làm sao bây giờ nha còn có nhiều như vậy quái thú đâu nghiêm mạc nhàn nhạt mà nhìn tô lạc trong thanh âm mang theo một tia nhụt chí chúng ta căn bản là sát không riêng này đó Đinh Dũ hai vai, nắm tay gắt gao nắm lên, trong mắt lộ ra khổ sở cảm xúc thật sự phải thất bại trong gang tấc sao? Rõ ràng chúng ta như vậy nỗ lực, một cổ bi thiệm cảm xúc tràn ngập ở tầng thứ bảy trịnh. Ai biết lúc này, tô lạc lại làm giấy lên khóe môi cười cười. Các ngươi làm gì đâu? Còn không đến tuyệt vọng thời điểm, các ngươi một đám như vậy ủ rũ cho ai xem a? À. Còn chưa tới tuyệt vọng thời điểm, dung quân nhìn tô lạc vội vàng mà trợn tròn đôi mắt đội trưởng, ngươi khẳng định có biện pháp có phải hay không? Chương 2113 kinh diễm toàn trường 6. Trải qua ngắn ngủi ở chung, Dung Quân đối Tô Lạc cúng bái trình độ thẳng tắp bay lên. Đối Tô Lạc, hắn có một cổ mù quáng tự tin. Tô Lạc buông tay, không có cách nào vậy nghĩ cách nha. Không có điều kiện vậy sáng tạo điều kiện nha, chẳng lẽ không phải như vậy sao? Những lời này liêu với Bạch A, à, vấn đề là có biện pháp nào? Sáng tạo thế nào điều kiện a? À? Thời gian lại qua đi một phút a à đại tỷ, Dung Quân gấp đến độ ở trong lòng cuồng phun táo. Tô Lạc Như cũng bình tĩnh thông dong mà cười cười, đầu ngón tay chỉ phía trước cái kia hẹp hòi nói, "Nhìn, biện pháp liền ở kia." Phía trước tiến vào thời điểm Tô Lạc liền cẩn thận quan sát quá toàn bộ bên trong bố cục hoàn cảnh, nàng sớm mà liền đối sở hữu địa hình hiểu rõ với ngực. Đó là một ngọn núi nửa đường, liền dường như một cái đường hầm giống nhau, liên thông toàn bộ sơn bụng, nhưng là lại rất hẹp hòi, nhìn ra chỉ dung một người thông qua phía trước bởi vì quái vật đều thực khổng lồ, căn bản vào không được cái kia nói, cho nên dung quân bọn họ cũng không có dẫn chín mắt nhện độc hướng nơi đó biên chạy. Lúc này tô lạc chỉ hướng cái kia thông đạo, dung quân nghe xong trong lòng lại đặc biệt mờ mịt. Cái kia nói có thể làm gì dùng nha? Dung quân mờ mịt nghiêm mặc nghiên mặt mắt mờ mịt. Tháp nội người mờ mịt, ngoài tháp người cũng đồng dạng mờ mịt. Ai cũng không rõ ràng lắm tô lạc trong hồ lô bán chính là cái gì dược nhưng là nguyên nhân chính là vì không nghĩ ra, cho nên bọn họ mới tò mò, nguyên nhân chính là cho thỏa đáng kỳ, cho nên giờ phút này sở hữu lực chú ý đều thả xuống ở tô lạc trên mặt. Tưởng từ trên mặt nàng nhìn ra một chút suy nghĩ. Tô lạc giờ phút này lại đối dung quân mấy cách các ngươi vất vả, ngồi này nghỉ ngơi đi, kế tiếp sự liền giao cho chúng ta. Thời gian đều gấp gáp thành như vậy, này còn có thể ngồi xuống nghỉ ngơi a à? Dung quân nóng này, đội trưởng, chúng ta không nghỉ ngơi, có thể hỗ trợ sát mấy chỉ liền sát mấy chỉ đi. Nghiêm mà cùng đinh cũng như thế. Ai ngờ tô lạc lại cười xua xua tay, không cần như thế. Này đó bọ chó tốc độ mau thực, người muốn công kích đến mục tiêu rất khó, như vậy sát giết đến sáng mai thượng cũng giết không xong. Kia muốn như thế nào sát a? À? Dung quân đầy mặt nghi vấn. Tô lạc cười cười, xoay người lấy ra một lọ thủy đưa cho ngốc đại tỷ, sau đó ở nàng bên tai nói nhỏ dặn dò vài câu, hiểu chưa? Minh bạch. Ngốc đại tỷ lớn tiếng đáp lời. Sau đó nàng đem kia bình thủy một khai, dầm một tiếng sái chính mình trên đầu trên mặt ngốc đại tỷ như vậy dứt khoát bút tích tức khác làm mọi người xem càng nghi hoặc. Này ngốc đại tỷ làm gì đâu, như thế nào hướng chính mình trên mặt sái thủy A. À? Trọng điểm là sái thủy sau nàng muốn làm sao A. À? Mang theo mọi việc như thế nghi vấn, sở hữu tầm mắt cùng lực chú ý lúc này tất cả đều tập trung đến ngốc đại tỷ trên người. Vì thế, mang theo sở hữu tha nghi vấn, ngốc đại tỷ bận việc khai. Nàng cũng không làm khác, chính là vui mừng mà mãn nơi sân khai chạy rất nhiều người đều xem ngốc tử giống nhau nhìn ngốc đại tỷ, này ngốc đại tỷ sẽ không lúc này vừa vặn phát bệnh đi. Này vui vẻ tựa mà chạy vội, là muốn làm gì đâu. Nhưng là thực mau, bọn họ liền biết ngốc đại tỷ đây là đang làm gì. Bởi vì ngốc đại tỷ ở vui sướng mà toàn trường chạy động hết sức, vô số chín mắt nhện độc đều tung ta tung tăng mà đi theo ngốc đại tỷ phía sau, thất tha thất hiểu, nhắm mắt theo đuôi mà đi theo chạy hơn nữa, chỉ đội ngũ này ở dần 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 mở rộng, cuối cùng toàn trường sở hữu chín mắt nhện độc liền cùng bị tẩy não dường như toàn bộ bài đội truy ở ngóc đại tỷ phía sau. Lúc này, tất cả mọi người choáng váng. Này Nima rốt cuộc là như thế nào làm được? Chín mắt nhện độc lực công kích không cường, nhưng là tốc độ lại rất mau, trốn tránh mau muốn sát chúng nó liền rất khó, nhưng là hiện tại. chương 2114 Kinh Diễm Toàn Trường 7 Hiện tại chúng nó tập trung thành một đoàn, vậy thực hào treo cổ A, à, nhưng lạc ngốc đại tỷ lại không có quay đầu lại công kích chúng nó, tô lạc cũng không có làm như vậy. Ngốc đại tỷ ở vòng một vòng, đâu đi rồi sở hữu chín mắt nhện độc lúc sau, sau đó bước nhanh chiều cái kia hẹp hòi nói chạy tới. Cảnh tượng như vậy, liền cùng chủ nhiệm lớp mang theo một đám thí hài chạy bộ dường như. Nhìn này đó rậm rạp quấy, rất nhiều người trong lòng đều phát mau A. À. Nhưng là Dung Quân vừa thấy như vậy, tức khắc hưng phấn cực kỳ, xoa tay hầm hè mà đối Tô Lạc, đội trưởng, còn chờ cái gì? Chúng ta chạy nhanh giết đi. Hiện tại này đó quái đều thành xếp thành đôi, xoát lên liền mau nhiều, không giống phía trước, nắm tay đánh qua đi đối phương liền nhảy nhót chạy đi rồi, nhưng không đem chính mình buồn bực chết. Tô Lạc định liệu trước mà cười cười, thời điểm còn chưa tới, chờ một chút. Chính là hiện tại không có thời gian a, à, chỉ có cuối cùng 5 phút đội trưởng. Dung Quân nhớ rõ thẳng dậm chân hắn liền tưởng không rõ, đội trưởng tuổi, sao có thể như vậy lão thần khắp nơi. Khí định thần nhàn. 5 phút sau, vậy là đủ rồi, Tô Lạc Thanh âm như cũ bình tĩnh thong dong, nhìn không ra một tia nôn nóng chi sắc. Dung Quân tưởng khuyên, lại nghĩ không ra cái gì từ khuyên. Cho nên hắn chỉ là vội vàng mà nhìn những cái đó chín mắt nhện độc kết bè kết đội vào hẹp hòi nói. Lúc này ngoài tháp nhân tâm đều ngạc nhiên cực kỳ. Bọn họ loáng thoáng đoán được Tô Lạc tính toán, nhưng là bọn họ như thế nào đều không thể tưởng được. Tô Lạc đến tột cùng là như thế nào làm được có thể làm này đó quái xếp thành đội mà đi theo cái kia ngốc đại tỷ mặt sau chạy. Tự hồ là kia bình thủy nổi lên tác dụng, rất nhiều người ở trong lòng yên lặng nghĩ, kia thủy đến tột cùng là cái gì thủy, thế nhưng có như vậy thần kỳ hiệu quả. Lúc này ngốc đại tỷ đã chạy đến thông đạo kia đầu đi, đứng yên lúc sau, nàng liền đem sở hữu chín mắt nhện độc chặn lại ở bên trong, sau đó lớn tiếng chiều tô tên là gọi, tự nhiên, chuẩn bị xong. Tô lạc cuối cùng ngắm trước mắt gian, 3 phút, vừa vặn tốt, Tô Lạc gật gật đầu, sau đó bước nhanh đi vào này đầu cửa thông đạo đứng yên. Bên này Tô Lạc thấy được những cái đó bọ chó chín mắt nhện độc cơ hồ toàn nhét vào đi, toàn bộ thông đạo bị tễ tràn đầy. Đen nhìn nghịt một mảnh. Bắt đầu, Tô Lạc chiều ngốc đại tỷ. Được rồi, ngốc đại tỷ hưng phấn cực kỳ. Chỉ thấy nàng hai chân trầm xuống, khí thủ đan điền ấp ủ một cổ mãnh liệt lôi vân gió lốc. Thực mau, một đạo màu trắng quang cầu xuất hiện ở nàng trước ngực màu trắng quang cầu tản mát ra cực nóng mà lại sắc bén quang mang, chiếu dọi người đôi mắt không dám nhìn thẳng. Rời non lấp biển, chỉ thấy ngốc đại tỷ nổi giận gầm lên một tiếng, đôi tay đem màu trắng quang cầu hướng trong thông đạo đẩy. Theo ngốc đại tỷ này một quang cầu phóng xuất ra đi, sở hữu năng lượng chiều thông đạo nội bạo hướng mà đi. Bên trong tễ tràn đầy, thành xếp thành bài chín mắt nhện độc. Liền cùng bài tarot giống nhau, một người tiếp một người mà sau này đảo đi kia trường hợp nhìn liền coca hơn nữa phía trước sau này đảo trực tiếp liền ngăn chặn mặt sau, như vậy một tầng tầng áp xuống đi, mặt sau căn bản là khởi không tới. Không chỉ có khởi không tới, còn dịch bất động. Bởi vì này thông đạo thực hẹp hòi, phía trước bị ngốc đại tỷ lấp kín, mặt sau bị tô lạc thủ, này căn bản chính là bắt ba ba trong dọ sao. Lúc này, tô lạc chậm rãi cười, nàng gợi lên khóe môi, ở trong đầu hỏi vẫn lạc hồng liên, chuẩn bị tốt sao, trong thanh âm mang theo một mặt hưng phấn. Chuẩn bị xong, tùy thời chuẩn bị xuất phát vẫn lạc hồng liên kích động, béo tay đi phía trước vung lên. chương 2115 kinh diễm toàn trường 8. Như vậy, đi thôi, chú ý nắm chặt thời gian. Tô lạc nhìn xem thời gian, chỉ còn lại có 2 phút. Được rồi, hồng liên nháy mắt hóa thành bản thể, một sợi màu đỏ cam ngọn lửa. Chỉ thấy này lũ màu đỏ cam ngọn lửa tốc độ cực nhanh, một đạo khói nhẹ chiều hẹp hòi thông đạo nội phóng đi, tốc độ mau giống như đạn pháo. Hồng Liên, mà ra đời hết sức đệ nhất lũ ngọn lửa lại đã tới rồi trẻ nhỏ kỳ kia thực lực kiểu gì làm cho người ta sợ hãi. Chỉ thấy nó phi giống nhau vọt vào đi, mà nó nơi đi qua, ngọn lửa mạn bay múa, nguyên bản bọ chó chín mắt nhện độc nháy mắt bị thiêu thành tiêu hôi. Chờ hồng liên từ tô lạc này đầu chạy như bay đến ngốc đại tỷ kia đầu khi thông đạo nội kia rậm rạp chín mắt nhện độc đã toàn bộ đốt cháy sạch sẽ. Tí tách, thời gian một giây một giây qua đi. Ngoài tháp người lại nhìn không thấy trong thông đạo mặt cảnh tượng, bọn họ chỉ nhìn đến tô lạc cùng ngốc đại tỷ hai ngốc nữ đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích vì thế sôi nổi nghị luận khai, không phải đã quan đi vào sao, như thế nào không giết a à? Này mắt thấy thời gian cũng chỉ dư lại một phút a à, lại không giết cũng đã muộn. Chẳng lẽ nơi này biên còn có cái gì kỳ quạc, tháp nội, dung quân cũng hỏi tô lạc như thế nào không giết a à? Tô lạc thực bình tĩnh hàng vỉa hè tay, vô tội mà chớp chớp mắt, đã sát xong rồi a à, a à dung quân đôi mắt trừng thật sự đại. Sát xong rồi, khi nào, dung quân bước nhanh chạy tới, sau đó thông qua thông đạo này đầu, hắn giờ phút này có thể nhìn đến đối diện ngốc đại tỷ. Đến nỗi trong thông đạo, trừ bỏ một đống cho tàn, cái gì đều không có lưu lại. Ngọa táo, dung quân kích động mà thiếu chút nữa nhảy lên. Đây là khi nào thiêu A, hắn liền đứng ở tô lạc cách đó không xa thế nhưng một chút đều không có phát hiện. Liền ở dung quân kích động mà ngoài tháp mọi người khó hiểu thời điểm, bỗng nhiên. Chỉ nghe được toàn bộ thí luyện tháp phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Đây là. Đúng lúc này, tô lạc thứ tự điên cuồng mà hướng lên trên nhảy cọ cọ cọ, 205.204 tỷ 203 triệu 202 một sát. Gặp qua thứ tự bạo trướng, nhưng chưa thấy qua tiền 10 thứ tự có thể bạo trướng nhanh như vậy a à, này xôn sao trướng thật làm nhân tâm nhảy ra tốc kinh hoàng không thôi a à, 201. Đệ 201 danh A ta sát, muốn hay không như vậy Nhiêu x a nàng chính là mới từ phía cuối sơn khảo lại đây a à, Mới từ phía cuối sơn khảo lại đây, vốn dĩ không nên từ chúng ta này tầng dưới chót bò dậy sao chính là thế nhưng trực tiếp chạy đệ nhất đi hơn nữa nàng theo sát là có thể đi khảo chung du sơn nàng sẽ không liền chung du sơn đều khảo qua đi sau đó trực tiếp thi đậu du sơn đi ta sát gặp qua nghiêu còn không có gặp qua như vậy nghiêu ích hống hống a à, ngoài tháp rất nhiều người đều kích động bởi vì như vậy lịch sử tính một màn bọn họ khả năng suốt cuộc đời đều rốt cuộc nhìn không tới lúc này có người bỗng nhiên phản ứng lại đây ui 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 chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện sao cuối cùng thời khắc tô lạc nàng không phải vẫn luôn ngây ngốc mà đứng ở kia cái gì cũng chưa động sao. Như thế nào liền hoàn thành nhiệm vụ đâu, đúng vậy đây là có chuyện gì. Rất nhiều người chán thượng đều treo cực đại dấu chấm hỏi. Nhưng là nếu tô lạc mấy cái không, bọn họ khả năng cả đời cũng không biết cái này đáp án, sau này. Này cũng thành hạ du sơn trong lịch sử 10 đại bí ẩn chi nhất. 10 đại bí ẩn chi nhị, chính là ngốc đại tỷ kia có thể hấp dẫn chín mắt nhện độc thủy, đến tột cùng là cái gì thủy ở phía sau khảo thí chung, xác thật cũng có thí sinh học tô lạc các nàng như vậy làm, chính là bọn họ lại như thế nào cũng chưa biện pháp đem sở hữu chín mắt nhện độc dẫn tới thông đạo đi. Đương nhiên đây là lời phía sau. chương 2116 Hoàng Tước ở phía sau 1 Tô lạc biểu hiện làm rất nhiều người đều chấn động một lần lại một lần. Đầu tiên là ngốc đại tỷ vô làm cùng tô lạc tu luyện, tao ngộ vô số tha khinh bỉ cùng phỉ nhổ, sau đó lại là ngốc đại tỷ quật khởi, làm rất nhiều người ghé mắt, cuối cùng tô lạc trổ hết tài năng, thành hạ du sơn đệ nhất này hết thảy thật giống như một bộ xuất sắc tên vở kịch quả thực là lên xuống phập phòng xuất sắc không ngừng a à, ngoài tháp này đó quần chúng nhóm bọn họ cũng đi theo tâm tình xoay vô số lần thẳng đến cuối cùng hệ thống đại thần tuyên bố tô lạc thứ tự chờ tô lạc đoàn người từ thí luyện trong tháp đi ra thời điểm toàn trường toàn trường ánh mắt tất cả đều tập trung ở nàng trên người mọi người xem hắn ánh mắt bao hàm các loại thần kỳ phi thường phức tạp theo sát chính là khe khẽ nói nhỏ này tô lạc hảo sinh lợi hại nghe nàng mới mười mấy tuổi như vậy tuổi tác thế nhưng đã có như vậy thành tựu đúng vậy hoàn toàn không thể tưởng được hắn ngay từ đầu biểu hiện như vậy không tốt sau lại thế nhưng sẽ như vậy ngoài dự đoán chúng ta vài thập niên cũng không tất quá một ngọn núi chính là nàng một tháng thế nhưng liền quá hai tòa sơn a nếu lại quá một ngọn núi nói bắt được quán quân liên tục ba lần kia tên nàng sẽ bị vĩnh viễn minh khắc ở vinh dự bảng thượng vô ưu tiên tử lúc trước cũng rất lợi hại nhưng là cùng tô lạc so nói tựa hồ có chút khiếm khuyết. Đúng vậy, vô ưu tiên tử tuy rằng cũng lợi hại, nhưng là nhân ra là một tháng quá một ngọn núi. Hoàn toàn không giống tô lạc như vậy liên tục không ngừng mà quá a à. Như vậy, tô lạc thế nhưng so vô ưu tiên tử còn muốn lợi hại lạc. Kia đảo chưa chắc, vô ưu tiên tử hiện tại đã là trước 50 danh, lần này khảo hạch không chừng còn sẽ tiến bộ. Tô lạc hiện tại mới 200 linh một danh lạc, còn kém hảo xa đâu. Trong lúc nhất thời, đại gia thảo luận đặc biệt kịch liệt. Bọn họ đem tô lạc phủng phi thường phi thường cao, nói đều là các loại ca ngợi những lời này tô lạc đều nghe vào trong tay nếu là giống nhau tha lời nói giờ phút này khẳng định liền lâng lâng liền tính lại bình tĩnh người cũng luôn có hư vinh chi tâm nột có thể không thích nghe người khích lệ sao nhưng lạc khó được chính là tô lạc từ nội tâm đến biểu tình như cũ là nhất quán bình tĩnh thong dong sắc mặt không có một tia biến hóa đáy mắt không có một chút gợn sóng vẫn là như vậy giếng cổ không gợn sóng thật giống như bọn họ đàm luận người cùng nàng không có một chút quan hệ ninh lão nhìn như vậy tô lạc trong mắt mang theo một tia ý cười hữu ánh mắt sắc thật không tồi sao, làm hắn lão nhân ra tự mình ra tay đưa linh hồn tinh phách đảo cũng miễn cưỡng quá khứ. Lúc này, tô lạc trên mặt mang theo nhàn nhạt tươi cười, thẳng tắp hướng tới ninh lão bên kia đi đến. Nàng bước chân nhẹ nhàng, góc váy không có phiêu động một phân, tốc độ lại không chậm. Tô lạc đứng ở trong coi giả đại nhân trước mặt, nhàn nhạt mà cười, ánh mắt thẳng tắp mà nhìn hắn. Trong coi giả đại nhân ánh mắt hơi hơi nhăn lại, có việc. Tô lạc khóe miệng hơi cong, hạ du sơn này quan xem như qua sao. Tự nhiên, trông coi giả đại nhân lời ít mà ý nhiều. Nghe, là từng có quan lễ vật trông coi giả đại nhân chẳng lẽ là đã quên đi. Tô Lạc sáng sớm liền biết vị này trông coi giả đại nhân đối nàng không có hảo cảm. Cho nên nàng cũng sẽ không dùng tất cung tất kính thái độ. Trông coi giả đại nhân đại khái chưa thấy qua to gan như vậy thí sinh, trong lúc nhất thời mày gắt gao nhăn lại. Ninh lão vỗ về tròm dâu cười ha ha, đúng vậy, là nên có khen thưởng A, à, như thế nào không lấy ra tới, làm chúng ta đại gia cũng nhìn một cái là thứ gì bái dù sao không phải ngươi, cất giấu làm gì đâu. Đại gia cũng đều hiếu kỳ, thấy ninh lão như vậy, vì thế bá 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 sở hữu ánh mắt đều tụ tập đến trong coi giả đại nhân trên người, đem trong coi giả đại nhân xem thiếu chút nữa thẹn quá thành giận. chương 2117 Hoàng Tước ở phía sau 2 Sát, lão tử còn không phải là muốn đánh áp chèn ép kia nhà đầu thúi sao? Đến nỗi một đám đều dùng khiển trách ánh mắt nhìn lão tử sao? Trong coi giả đại nhân tức giận mà hư hừ, hừ chiều bên người đồng tử ý bảo, đồng tử đại biểu hắn sư phụ không vui mà chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái chậm gì gì mà từ trong túi lấy ra một cái hộp đưa cho tô lạc tô lạc lòng tràn đầy vui mừng mà tiếp nhận mở ra vừa thấy thực hảo lạc sư huynh quả thực không có lửa hắn thế nhưng thật sự thông tấn giác có này cái thông tấn giác lúc sau nàng liền có thể thường xuyên cùng tử nghiên bọn họ liên hệ đến lúc đó liền có thể tùy thời biết bọn họ trạng huống cũng liền không cần giống như bây giờ lo lắng bọn họ Cầm thông tấn giác lúc sau, Tô Lạc xoay người đã muốn đi, nhưng là lại bị Ninh lão gọi lại. Nhà đầu từ từ, Ninh lão vung tay lên, tam khối linh hồn tinh phách liền vào Tô Lạc trong tay. Này Tô Lạc bỗng nhiên ngẩng đầu, thật sâu đôi mắt nhìn Ninh lão, vẻ mặt có chút khó hiểu. Nàng xác thật còn cần ba viên linh hồn tinh phách mới có thể đủ đem linh hồn chữa trị, nhưng là Ninh luôn làm sao mà biết được. Hắn lại vì cái gì muốn đưa chính mình? Còn vừa lúc chính là ba viên, xôn sao? nhìn ninh lão không chút do dự đưa đi ba viên linh hồn tinh phách rất nhiều người đều hít hà một hơi ninh lão cùng nha đầu này cái gì quan hệ a à? như thế nào sẽ đưa như vậy quý trọng lễ vật phải biết rằng linh hồn tinh phách bọn họ hiện tại trực tiếp chính là không tư cách mua sắm bảo bối hàng ngũ a à. trong lúc nhất thời mọi người nhìn tô lạc ánh mắt đều mang theo thật sâu phức tạp ninh vốn ban đầu đạm đạm cười này ba viên là thế ngươi đánh cuộc tới chỉ lo nhận lấy chính là đánh cuộc tới tô lạc đôi mắt sáng lên nhạ, ninh tay già đời chỉ điểm điểm sắc mặt xanh mét trông coi già đại nhân cùng sắc mặt đỏ lên lãnh tiêu cười, trong đó hai viên là hai vị này cống hiến, bọn họ một cái ngươi quá không lân năm quan. Một cái đánh cuộc ngươi quá không lân sáu quan, đến nỗi cuối cùng một viên. Ninh lão ngón tay lại điểm ở hai trăm linh một thượng, triều tô lạc cười nói, cuối cùng một viên là vị này coi tiền như rác cống hiến, hắn đánh cuộc ngươi sẽ ở tầng thứ bảy bị đuổi ra khỏi nhà tấm tác. Này kết quả cũng thật vả mặt a hai trăm linh một nắm tay nắm chặt hận không thể nhào lên đi cắn ninh lão một ngụm đánh người không vào mặt ninh lão kia lời nói lại giống đối với hắn mặt bạch 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 trừ cái không ngừng cái này làm cho hắn về sau còn lấy cái gì thể diện tại hạ du sơn hỗn nghĩ vậy hai trăm linh một phẫn nộ mà độc ác ánh mắt hung hăng xẻo tô lạc liếc mắt một cái trông coi giả đại nhân cùng lãnh tiêu sắc mặt cũng rất khó xem thua linh hồn tinh phách chỉ là thịt đau nhẫn nhẫn cũng liền đi qua nhưng ai nguyện ý trước công chúng bị người chỉ vào đầu coi tiền như giác a à? ninh lão cũng là chuyển biến tốt liền thu sau đó hắn liền cười tủm tỉm mà nhìn tô lạc phải không đều là dựa vào ngươi mới thắng nhưng không phải thuộc về ngươi đồ vật sao lão phu nhưng một chút không ra bên ngoài lấy a à, tô lạc tức khắc cười này ninh lão nhưng thật ra đĩnh hảo ngoạn đâu tô lạc hơi hơi câu môi nếu như thế ta đây liền nhận lấy chỉ không biết ngài vì sao phải giúp ta đầu tiên là có hữu gửi gắm bất quá đang xem ngươi nhà đầu này biểu diễn lúc sau sao ninh lão vuốt ve dâu dê cười tủm tỉm mà gật đầu liền tính không có hữu gửi gắm lão phu cũng sẽ không bùn xìn như vậy hàm xúc khen ngợi tô lạc thích nhất đâu vì thế nàng tâm tình biến hảo khóe miệng giơ lên không biết ngài hữu là cô nương trong lòng hiểu rõ ninh lão tựa bỗng nhiên nhớ tới cái gì đôi mắt tức khắc đại lượng sau đó nhìn chằm chằm trong coi giả đại nhân xem trông coi giả đại nhân bị xem cả người không thoải mái, oán hận mà xẻo hắn liếc mắt một cái, làm gì đâu. chương 2118 Hoàng Tước ở phía sau ba. Ninh lão hử lạnh, ngươi có phải hay không quên mất thứ gì? Thứ gì, trông coi giả đại nhân ra vẻ không biết. Hà hà, cư nhiên còn muốn người nhắc nhở, ngươi có phải hay không cảm thấy nhà đầu gì cũng không hiểu, liền dễ khi dễ a à. Lời nói ta phóng này, người khác ngươi có thể khi dễ ta nha đầu này. Bất giáo ninh lão khí phách mười phần mà, trông coi giả đại nhân tròng trắng mắt vừa lật đã muốn đi người rút thăm trúng thưởng ninh lão lạnh lùng mà nhắc nhở tân nhân liền quá hai quan địa ngục hình thức khen thưởng rút thăm trúng thưởng cơ hội một lần ta họ bạch đây chính là mấy trăm năm trước đính hạ quy củ người đừng tưởng rằng nhiều năm không làm quá loại này khen thưởng liền tự động cấp xem nhẹ a à. trông coi giả đại nhân thở phì phì mà chừng mắt ninh lão ninh lão lại còn ở lại nhảy lại không phải từ ngươi trong túi đào bảo bối ngươi khi cái gì a à, có làm tốt tha cơ hội ngươi không làm ngốc a à ngươi trông coi giả đại nhân tức giận đến thiếu chút nữa xỉu qua đi lão tử chính là xem này nha đầu thúi không vừa mắt chính là không nghĩ làm nàng tăng cường thực lực thế nào trông coi giả đại nhân thở phì phì mà chừng mắt ninh lão lại cuối cùng vẫn là không có thất thố đến đem những lời này hô lên khẩu ninh lão cười tùm tỉm mà nhưng đây là quy củ a à, ngươi nếu là vi phạm quy củ ta cũng không thể đương bạch thấy thế nào cũng đến hướng trưởng lão hội bên kia đi một đường ninh lão vỗ vỗ chính mình chân thực rõ ràng thị uy Tô Lạc cười hì hì nhìn Ninh lão, đối Ninh lão ấn tượng càng ngày càng tốt. Tô Lạc nhớ tới đưa chính mình đệ nhất viên linh hồn tinh phách Lạc Dịch Trần, tâm thần chợt lóe, này đáng yêu lão nhân, chẳng lẽ thật là Lạc Dịch Trần phái tới? Này xương, ở Ninh lão độc miệng công kích hạ, Sở Hữu mọi người tò mò ánh mắt nhìn chăm chú hạ, trông coi giả đại nhân không có biện pháp, không thể không thừa nhận. Hắn lạnh nhạt mà ngó Tô Lạc liếc mắt một cái, lại ý bảo hắn thị đồng thị đồng đau mình mà chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái sau đó từ hắn cái kia bảo bối trong túi tâm rực rực mà phủng ra một tòa trung hình thạch đài sau đó ý bảo tô lạc tô lạc liếc mắt một cái mở mịt ánh mắt theo bản năng mà nhìn phía ninh lão lạc sư huynh thật sự quá chi kịch tặng ninh lão như vậy cái lão tư lịch lại đây nếu nói cách khác trông coi giả đại nhân khẳng định sẽ đem lần này cơ hội cấp tham ô đi tô lạc ở trong lòng oán hận mà tưởng ninh lão thực tẫn trách mà cấp tô lạc phổ cập tri thức nhà đầu ngươi là tân tấn thí sinh năm đó thành chủ đại nhân có quy định nếu là tân tấn trong một tháng thí sinh liên tục thi đậu đi liền nhiều một lần rút thăm chúng thưởng cơ hội lần này là hạ du sơn nếu lúc sau ngươi khảo qua chung du sơn nhớ rõ còn có một lần rút thăm chúng thưởng cơ hội nhưng đừng bị người tham ô đi nga ninh lão lời này cũng thật trắng ra tựa như một cái bàn tay hung hăng phiến ở trong coi giả đại nhân miệng thượng bởi vì nếu không có ninh lão, lần này vẫn là sẽ mở thưởng, nhưng là rút thăm chúng thưởng người sẽ đổi thành trong coi giả đại nhân, làm hắn bạch bạch đến một lần rút thăm chúng thưởng cơ hội. Bởi vì rất nhiều năm không có tân sinh liên tục khảo hạch quá hai tòa sơn sự, hạ du sơn thí sinh lại thay đổi một đám lại một đám, đối chuyện này có ấn tượng cũng đều mơ hồ. Cũng mất công có ninh lão nhắc nhở. Tô lạc gật gật đầu, đa tạ tiền bối nhắc nhở, ta nhớ kỹ. Ninh lão gật gật đầu, lại tiếp tục giới thiệu này tòa thạch đài, nơi này có một cái đĩa quay, mà nơi này Ninh lão chỉ vào cái kia xảo màn hình, đối Tô Lạc nói, người chuyển tới cái gì? Nơi này liền sẽ xuất hiện tên. Đều có cái gì bảo bối a? À? Tô Lạc hứng thú giặt rào hỏi. Nàng thích chứ rút thăm chúng thưởng. Hãy còn nhớ rõ lúc trước ở Du Long bí cảnh cửa thứ nhất, nàng chính là chứ danh hồng tay, rút thăm chúng thưởng trừ đến tay rút gân. Cuối cùng đem sở hữu đồ vật đều thắng về nhà có hay không? chương 2119 hoàng tước ở phía sau 4. Ninh lão cười tủm tỉm mà loát sơn dương dâu bạc trắng, kém cỏi nhất sau là một vạn tích phân. Một vạn tích phân a à đối với người khác tới có lẽ rất nhiều, nhưng là đối tô lạc tới, một vạn tích phân xác thật không có gì lực hấp dẫn, bất quá là bán một dược tiền. Hoặc là ở ma thú khu một lao động tiền mà thôi. Kia tốt nhất đâu, tô lạc đôi mắt sáng lấp lánh, chớp chớp, đẹp cực kỳ. Ninh lão dù bận vận ung dung mà thanh khụ hai tiếng, bán hạ cái nút sau, mới, này tốt nhất đương thuộc năm khối thái cổ cốt 2. Thái cổ cốt 2, thứ gì, Tô Lạc hoàn toàn mờ mịt nàng trong trí nhớ không phương diện này tin tức. Thái cổ cốt 2 chia làm, trí tuệ đầu lâu, lực lượng xương cánh tay, tốc độ xương đùi. Tổng cộng 5 khối, Ninh lão tinh tế mà cấp Tô Lạc giải, thấy Tô Lạc nghe không chút để ý mà tức khắc đôi mắt trừng, nha đầu, ngươi nhưng đừng nhìn chúng nó, đây chính là bảo bối a. Trước này trí tuệ đầu lâu, cùng ký chủ dung hợp sau, trí tuệ sẽ đạt tới xưa nay chưa từng có độ cao. Tô Lạc tức khắc có hứng thú, đôi mắt lóe sáng. Lại tỉ như này lực lượng xương cánh tay đi, chỉ cần dung hợp xương cánh tay, lực công kích nháy mắt bùng nổ a. À. Đó là có thể càng nhất giai đem người đánh bay a, à, lợi hại không? Càng nhất giai, cũng chính là thống lĩnh nhất giai có thể đánh bay thánh chủ nhất giai. Này tuyệt đối là thứ tốt a. À. Tô Lạc hiện tại kém cỏi nhất chính là lực công kích a. À. Đối mặt so nàng nhiều vài tinh người, nàng đều phá không được đối phương phòng ngự, điểm này thực phiền nhân nếu là có này lực lượng xương cánh tay tô lạc sắp nước miếng chảy dòng ba nghìn thước chúng ta lại tốc độ này xương đùi có tốc độ này xương đùi a à, nếu là người thường kia tốc độ mau cơ hồ có thể đuổi kịp thuấn di nếu là vốn là sẽ thuấn di kia sẽ như thế nào tô lạc kích động vậy sẽ lão nhân ta cũng không biết a à, ninh lão đôi tay một quán, lão nhân sống nhiều năm như vậy còn không có gặp qua đâu nếu không nhà đầu tương lai ngươi nếu được đến tốc độ xương đùi đi vài bước cấp lão ra ra nhìn một cái tô lạc nàng còn tưởng rằng ninh lão nhân gì đều biết đâu. tô lạc cùng ninh lão nhân một sướng một đáp, một cái sinh động, một cái nghe nghiêm túc, thẳng đem trong coi giả đại nhân cấp tức điên. còn trừ không trừ, không trừ nói liền tính, trong coi giả đại nhân thở phì phì mà hướng bọn họ ồn áo. lúc này ở đây người cũng tất cả đều nhìn tô lạc, bọn họ vừa rồi cũng đều ở tập trung tinh thần mà nghe ninh lão nhân giảng giải đâu, nghe cũng đều là chảy dòng nước miếng, hận không thể hóa thân tô lạc đi lên trừ nó cái mười vạn tám nghìn thứ. Ninh lão vỗ vỗ Tô Lạc gầy bả vai, nhà đầu cố lên a, à, chủ nó một khối thái cổ cốt hài ra tới. Bất luận là trí tuệ đầu lâu vẫn là lực lượng xương cánh tay, tốc độ xương đùi kia nhưng đều là bảo bối a. À. Ân, Tô Lạc tin tưởng 10 phần. Trong coi giả đại nhân khí cái ngưỡng đảo, còn trí tuệ đầu lâu đâu, còn tưởng lực lượng xương cánh tay, tốc độ xương đùi. Ha ha, trong coi giả đại nhân cười lạnh mấy tiếng, này đó bảo bối chính là ngàn vạn phần có một xác suất tưởng chủ đến. Kiếp sau đi. Nhưng còn không phải là sao? nhiều năm như vậy, bởi vì các loại phía chính phủ khen thưởng, tại đây hệ thống trừ quá khen người không có một vạn cũng có mấy ngàn. Nhưng là còn chưa từng người trừ chung quá thái cổ cốt hài đâu, này nha đầu thúi liền trừ một lần, còn tưởng trừ chung. Mỹ đi. Lúc này, bốn phía một mảnh yên tĩnh. Rút thăm trúng thưởng, đại gia nhất chờ mong chính là kỳ tích bởi vì có này phân khả năng tính. Sở hữu vô số người đều mang theo hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn chằm chằm thạch đài, nhìn chằm chằm tô lạc. Chương 2120 hoàng tước ở phía sau năm. Cùng đại gia kích động so sánh với Tô Lạc cái này đương sự lại có vẻ càng thêm vân đạm phong khinh. Nàng vươn tay, vốn định tùy ý mà ấn xuống đi. Rốt cuộc nàng chính mình đối kia cái gì thái cổ cốt hài cũng không ôm hy vọng sao, không nghe trông coi giả đại nhân sao? Ngàn vạn phần có một xác suất a, à. liền ở Tô Lạc dự bị tùy ý ấn xuống đi thời điểm, nghiêng đầu liền nhìn đến một bên ngốc đại tỷ. Ngốc đại tỷ trong mắt lóe nóng lòng muốn thử quang mang. Tô Lạc bỗng nhiên nhớ tới, ở thí luyện tháp thời điểm, trước năm tầng, Ngốc Đại tỷ nhiều lần cứu nàng với nguy nan bên trong. Nếu không có Ngốc Đại tỷ che chở, nàng căn bản liền thí luyện tháp môn còn không thể nào vào được. Nàng tâm thần vừa động, sau đó liền lui về phía sau một bước. Ở mọi người kinh ngạc trong ánh mắt, Tô Lạc chiều Ngốc Đại tỷ cười gật đầu, "Ngươi đi." Theo Tô Lạc lời này rơi xuống đất tức khắc, ở đây người đều hít hà một hơi. Đây chính là có khả năng chiều đến thái cổ cốt hài rút thăm chúng thưởng A, thế nhưng để cho người khác đi rút thăm chúng thưởng, có hay không ngu như vậy a à? người đứng xem đều dùng một loại khó có thể lý giải ánh mắt nhìn tô lạc đều cảm thấy nàng đầu óc khẳng định bị chín mắt nhện độc cấp độc hư rồi ngược lại là ngốc đại tỷ nàng hoàn toàn không có một chút tâm lý gánh nặng tô lạc kêu nàng đi nàng thật đúng là liền lên rồi nàng biên trừ còn biên quay đầu đối tô lạc ta chỉ giúp ngươi trừ a à? trừ đến đồ vật về ngươi a à? ân, ngươi tùy tiện trừ trù, cũng không nóng nảy, dù sao cũng sẽ không trù đến thái cổ tô lạc tươi cười theo kia trên màn hình xuất hiện tự, tức khắc cứng đờ ở, nhìn tô lạc này biểu tình. Đại nhân tất cả đều có một loại thật không tốt dự phúc. Trong coi giả đại nhân tiến lên một bước. Đường hắn nhìn đến mặt trên tên khi tức khắc cả người giống bị người đóng băng trụ giống nhau, cùng cái điêu khắc giống nhau đứng, đôi mắt chừng đến tròn trịa, chừng mắt ngốc đại tỷ. Yết hầu cũng giống bị người bóp chặt giống nhau, lăng là một chữ đều không ra. Người đứng xem nhóm đều nóng nảy này rốt cuộc là chuyện như thế nào a à? trừ thứ gì a à? như thế nào trong coi giả đại nhân cùng khắc băng dường như ninh lão cùng chúng gió dường như trực trừ trừ các ngươi nhưng thật ra câu nói a à? rất nhiều người đều nỗ lực mà tưởng đi phía trước tễ lúc này ninh lão thanh khụ một tiếng ống tay áo ngăn làm cái im tiếng động tác đúng lúc này lọc cọc lọc cọc một đạo rõ ràng tiếng vang truyền đến theo sau chính là một khối xương cốt lăn ra tới như thế nào là khối lạn xương cốt a à? ngốc đại tỷ bắt lấy kia khối xương cốt, hận không thể đem chi nện ở trên mặt đất, sau đó nàng xoay người, ủy ủy khuất khuất mà nhéo góc áo. Ngượng ngùng mà ngó Tô Lạc liếc mắt một cái lại nhanh chóng cúi đầu, tự nhiên thực xin lỗi. Ách, Tô Lạc cảm thấy chính mình mau phát không ra thanh âm. Thực xin lỗi, giúp ngươi chủ khối lạn xương cốt ngốc đại tỷ lã trả trực khóc. Tô Lạc, Ninh lão, trông coi giả đại nhân. Nếu không lần này không tính, chúng ta lại trừ một lần. Ngốc đại tỷ bỗng nhiên đôi mắt sáng ngời. Nhưng đừng tô lạc nóng nảy một tay đem ngốc đại tỷ trong miệng lạn xương cốt đoạt lấy tới che trong lòng ngực sau đó khen ngốc đại tỷ người này vận may thật là tuyệt quả nhiên thượng đế đóng một cánh cửa liền sẽ mở ra một phiến cửa sổ sao hóa ra vừa rồi ninh lão phổ cập khoa học nửa ta ngốc đại tỷ một chữ cũng chưa nghe đi vào a còn nhân ra bảo bối là lạn xương cốt làm ơn đây chính là vừa rồi ninh lão trong miệng lực lượng xương cánh tay a tô lạc hiện tại nhất nhất yêu cầu bảo bối hảo sao đãi mọi người thấy rõ tô lạc trong tay lạn xương cốt sau đại gia tức khắc liền kích động mà trong gió hỗn độn một đám đều cùng động kinh dường như cả người run cái không ngừng trên tràn ứa ra hãn chương 2.121 hoàng tước ở phía sau 6. sát lực lượng xương cánh tay a Nima là lực lượng xương cánh tay ngọa tào như thế nào liền trừ chúng đâu như thế nào liền trừ chúng đâu như thế nào như thế nào tích liền cấp trừ chúng đâu không phải ngàn vạn phần có một xác xuất sao như thế nào người ngốc đại tỷ tùy tiện vừa kéo liền cấp trừ trừ chúng A? À? Này rốt cuộc là như thế nào một loại vận khí A? À? Còn có để người sống? Các loại hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn chằm chằm tô lạc cùng ngốc đại tỷ, này nhóm người hận không thể sông lên đem này khối xương cốt cấp gạm rớt. Trong coi giả đại nhân nhìn tô lạc trong lòng ngực kia khối thái cổ xương cánh tay, đôi mắt đỏ đậm, cơ hồ muốn bạo sông ra tới này khối lực lượng xương cánh tay vốn là hắn, vốn là hắn trông coi giả đại nhân giấu ở ống tay áo chung người từng đợt run rẩy móng tay lực lượng gắt gao véo tiến lòng bàn tay. Mới miễn cưỡng đem hắn đáy lòng tham lam cấp đè nén xuống. Này khối thái cổ xương cánh tay, hắn nhất định phải được. Lúc này, trông coi giả đại nhân xem tô lạc ánh mắt mang theo một cổ xưa nay chưa từng có ác độc. Tô lạc cảm giác được này cổ ánh mắt sau lưng tham lam, đáy lòng hơi hơi phát lạnh chính cái gọi là tài không thể để lộ ra, lần này vẫn là quá cao điệu a, à, nhưng là không có biện pháp, rút thăm chúng thưởng sao, nàng tưởng tàng đều tàng không đứng dậy. Thứ này thật sự quá nhận người ghét tô lạc theo bản năng mà liền muốn đem đồ vật bị thu được không gian đi, nhưng là lúc này, lại phát sinh linh ngoài ý muốn. Cô nương, này khối lực lượng xương cánh tay đối ta tới rất quan trọng, ngươi ra cái giới đi. Lãnh tiêu lạnh băng thanh âm vang lên. Tô lạc đôi mắt nhìn lại, xem tiến cặp kia lạnh lẽo hàn quang trịnh lãnh tiêu, cũng là nhất định phải được sao. Tô Lạc còn chưa trả lời, trông coi giả đại tha thanh âm cũng đi theo vang lên. Ta ra 50 vạn tích phân, cô nương ngươi xem coi thế nào. 50 vạn tích phân, tống cổ khất cái đâu. Tô Lạc tức giận mà trừng mắt nhìn trong coi giả đại nhân liếc mắt một cái. 50 vạn tích phân, dựa theo Tô Lạc phép tính. Kia chỉ là nàng 50 làm công thu vào mà thôi. Cũng không biết là chuyện như thế nào. Theo này hai cái tha ra giá, theo sát liền có vô số người cùng phong ra giá. Bởi vì Tô Lạc lần này quá quan trấn kinh rồi rất nhiều người. Cho nên có hảo chút chung du sơn người lại đây bên này quan khán. Cho nên những người này cũng theo sát ra giá, 60 vạn tích phân, lão tử ra 70 vạn tích phân. 100 vạn, lão tử ra 100 vạn tích phân, ai dám cùng ta so? Lão tử không ngừng ra 100 vạn tích phân, còn ra một kiện bảo bối. Lão tử vô số người phía sau tiếp trước mà chiều tô lạc ra giá, trường hợp cãi cọ ồn ào, lộn xộn, loạn cực kỳ. Tô Lạc đôi mắt trộm ngắm, nhìn đến trông coi giả đại nhân trong mắt nhất định phải được tham lam, còn có hai trăm linh một trong mắt hận ý, hai người kia tô là cảm giác được sinh mệnh uy hiếp. Còn có lãnh tiêu. Tô lạc đôi mắt hơi hơi chợt lóe. hôm nay nếu nàng đem lực lượng cánh tay lấy đi, như vậy, nàng liền trực tiếp thành công địch thành những người này trong mắt mục tiêu. Điểm này với nàng mà nói thực bất lợi. Như vậy, muốn như thế nào làm đâu? Hai trăm linh một cùng trông coi giả đại nhân lãnh tiêu bỗng nhiên, tô lạc đôi mắt hơi hơi vừa chuyển, tức khắc liền này ra ý hay hiện tại sự tình đã phát triển đến loại tình trạng này. Sao không tới cái họa thủy đông dẫn đâu? Nghĩ vậy một chút tô lạc tâm tình tức khắc liền phi dương lên. Này nếu là làm hảo tuyệt đối là một mũi tên N điêu sự A, tô lạc lập tức đứng ở trên thạch đài, thanh âm thanh lãnh, đỉnh. Như vậy loạn ta như thế nào nghe được rõ ràng các ngươi cái gì? Theo tô lạc nói âm rơi xuống, bốn phía tức khắc một mảnh yên tĩnh. Thấy mọi người đều yên tĩnh, tô lạc khóe miệng hơi hơi gợi lên, muốn từ trong tay ta sức mua lượng xương cánh tay cũng không phải không có khả năng. Chương 2122 Hoàng Tước ở phía sau 7. Tô Lạc lời này vừa ra tức khắc toàn trường kích động. Muốn bán, tên ngốc này bao có thế nhưng thật sự muốn ra sức lượng xương cánh tay. A a a a, mọi người tất cả đều kích động, kích động mà mau điên rồi. Nhưng là Tô Lạc cao cao đứng ở trên thạch đài, ánh mắt thanh lãnh mà nhìn mọi người, các ngươi nhiều người như vậy, bán ai mới hảo? Đương nhiên là ai ra giá cao thì được lạc. Có người hỏi, ai ra giá cao thì được nhưng là ngươi được ngươi dám ôm trở về sao tô lạc cười lạnh tới rồi yên lặng nơi buồn côn một gõ nhưng không phải bị cướp bóc sao mọi người tưởng tượng nhưng còn không phải là như vậy sao kia phải làm sao bây giờ có người hỏi các ngươi đem giá cả viết trên giấy ra nhiều ít tích phân tích phân không đủ lấy chính mình trên người bảo vật lót thượng cũng đúng tóm lại không thể giở trò bịp bợm chờ ta xem qua giá cả sau tự nhiên sẽ có quyết đoán Tô Lạc đạm đạm cười, đến lúc đó, ta ở thí luyện tháp nội, các ngươi xếp hàng theo thứ tự đi vào, như vậy. Ta với ai giao dịch nhưng không phải ai cũng đoán không ra tới sao. Như thế một, mọi người đều cảm thấy không tối. Sắc thật, mọi người đều đi vào một lần, hơn nữa là đơn độc đi vào, Tô Lạc với ai giao dịch, ai lại sẽ biết đâu. Biện pháp này thật là tuyệt diệu a à. Vì thế, có trí giả đến, đều sôi nổi viết xuống báo giá biểu giao cho Ninh Lão. Ninh Lão cười như không cười mà nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái lấy nàng đối nha đầu này hiểu biết, nàng cũng không phải là sẽ ra sức lượng xương cánh tay tính tình, nàng làm như vậy. Rốt cuộc có cái gì thâm ý đâu. Ninh lão vừa nghĩ, biên xem xét trong coi giả đại nhân liếc mắt một cái. Ninh lão đánh bạc mặt già làm nghĩa công, đem này đó báo giá biểu thu thập lên sau, liền cấp tô lạc đưa đi. Thật dày một chồng, nhìn ra có thượng trăm phân. Như thế nào sẽ nhiều người như vậy a? À? tô lạc đôi mắt hiện lên một tia hứng thú, xem ra này khối lực lượng xương cánh tay đối đại gia lực hấp dẫn rất lớn sao. Nơi này kín người đánh mãn tính thêm lên cũng bất quá hơn trăm cá nhân đâu. Ninh lão tức giận mà hừ hừ, đây chính là bảo bối, trí bảo, hiểu hay không? Nhưng đừng nhất thời não nhiệt cấp bán đi. Tô lạc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, trong mắt hiện lên một tia thâm ý. Ninh lão lại theo sát tán một câu, người chủ ý này tương đương không tồi, kể từ đó, bọn họ không biết này khối lực lượng xương cánh tay bán cho ai, tự nhiên cũng đoán không được. Người có phải hay không ai cũng không bán, mà là chính mình lưu lại bởi vì nơi này hơn trăm người không có khả năng mỗi một cái đều bài tra quá sao tô lạc lại cười hì hì tiếp một câu ninh lão nhân ta đây chính là thiệt tình tưởng bán đi a à? ninh lão nguyên bản còn vui tươi hớn hở mặt tức khắc liền nóng này bạch hồ cần đều nhếch lên tới thiếu chút nữa dậm chân ngươi cái gì thật muốn bán đi như vậy cao tích phân vì cái gì không bán tô lạc chỉ vào kia thật dày một chồng báo giá đơn cấp ninh lão xem nhìn một cái vị này cỡ nào tích tài đại khí thô a à? vừa ra khỏi miệng chính là 200 vạn tích phân A, cũng không biết có bắt hay không ra tới. Vị này chính là 150 vạn tích phân, nhưng là phụ ra một kiện ẩn thân áo choàng A, thật là quá làm người chảy nước miếng. Ai ra, chúng ta trong coi giả đại nhân cũng báo giá đâu, tuy rằng chỉ báo 130 vạn tích phân, chính là này ngài nhìn một cái này ký tên, bút lực mạnh mẽ, nét chữ cứng tắp, tức giận giá trị tiêu cao A. Thật là làm người rất sợ hãi A. Nhà, cái kia âm dương quái khí lãnh tiêu thế nhưng cũng báo danh ra đến xem hắn ra cái gì giới. Hắc vị này có ý tứ, liền một cái ký tên, gì tích phân cũng không điền, chỗ trống đâu? Này có ý tứ gì a? À? Tô Lạc nhìn lãnh tiêu đơn tử, vuốt cầm tự hỏi. Chương 2123 Hoàng tước ở phía sau 8. Ninh lão tức giận mà trừng mắt nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái, có ý tứ gì? Hắc ăn hắc ý tứ bái. Tô Lạc minh bạch, bất quá minh bạch về minh bạch cái này trình tự vẫn là phải đi. Vì thế Tô Lạc nhất nhất đem người kêu tiến vào mỗi người ngốc thời gian đều không sai biệt lắm, đều là một phút. Nhưng là đi ra ngoài thời điểm, mỗi cái tha biểu tình đều là thở phì phì, nổi giận đùng đùng. Cơ hồ một cái khuôn mẫu trên có khắc ra tới giống nhau, đã có thể thật làm người đoán không ra đến tột cùng bán cho ai. Tô lạc bán cho ai đâu? Đương nhiên là bán cho ra giá 200 vạn tích phân cái kia coi tiền như rác lạp. Hơn nữa cái kia coi tiền như rác tô lạc cũng nhận thức đâu. Chính là vị kia cùng năng có thu oán 201. Tô Lạc không biết trăm linh một lại là như vậy giàu có A, 200 vạn tích phân A, hắn thế nhưng lấy ra tới liền lấy ra tới. Tô Lạc bắt được 200 vạn tích phân sau, hai lời không? Liền cho nàng linh sủng nhóm rất lớn tiêu phí đi lên. Chúng nó tuy rằng cũng ăn cơm ăn thịt nhưng là này đó bình thường đồ ăn không có linh khí, nếu muốn bổ sung chúng nó linh khí cần thiết cho chúng nó ăn chuyên môn linh sủng đồ ăn. Tỷ như tam vạn tích phân một quả thuần linh quả, tỷ như năm vạn tích phân một quả hòa tinh thạch. 200 vạn tích phân nhìn rất nhiều, nhưng là hoa lên thật sự thực mau. Tô lạc cấp trồn tía cùng linh hồ phân biệt mua 20 cái thuần linh quả, như vậy chúng nó liền căng thật lâu. Sau đó cấp vẫn lạc hồng liên bán 20 cái hỏa tinh thạch. Lần này thí luyện tháp nó chính là ra đại lực đâu, mà xuống trung du sơn thí luyện tháp còn cần nó đại đại ra tới. Cho nên 20 cái hỏa tinh thạch là cần thiết. 40 cái thuần linh quả, hoa 120 vạn tích phân. 20 cái hỏa tinh thạch, hoa 100 vạn tích phân. Tô lạc từ kia coi tiền như rác trong tay lấy 200 vạn tích phân toàn bộ tiêu hết còn chưa đủ. Tô lạc nguyên bản ở ma thú khu vất vả kiếm tới tích phân cũng tất cả đều lót đi vào. Tô lạc cơ hồ muốn nước mát. Linh sủng thật không phải người bình thường có thể dưỡng khởi A. Tô lạc mua xong rồi mới nhớ tới ai nha quên cấp biến dị tương tư thụ mua điểm đồ vật. Lần trước cũng đã xem nhẹ nó, lần này thế nhưng lại quên mất tô lạc thật mạnh chiều chính mình chán vỗ vỗ hoạn bần mà hoạn không đều nàng sợ biến dị tương tư thụ chịu ủy khuất a bất quá tô lạc thực mau lại bình thường trở lại nếu kế hoạch thành công nói nàng buổi tối là có thể được đến không ít tích phân cho nên không nóng này hai trăm linh một cũng không nghĩ tới chính mình thế nhưng sẽ mua được này khối lực lượng xương cánh tay hắn căn bản không có trở lại chỗ ở bởi vì hắn sợ tô lạc đem tin tức tiết lộ đi ra ngoài cho nên suốt đêm tới rồi trung cấp ma thú khu tìm một cái hẻo lánh sơn động bắt đầu luyện hóa này khối lực lượng xương cánh tay. Tô Lạc sẽ đem tin tức này để lộ ra đi sao? Đương nhiên sẽ là. Nhưng là chính cái gọi là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, Tô Lạc nếu muốn làm này hoàng tước kia nàng tự nhiên sẽ không nói cho rất nhiều. Cho nên, nàng chỉ là đem tin tức này nói cho trông coi giả đại nhân cùng lãnh tiêu. Ở trong coi giả đại nhân tiến vào thời điểm, Tô Lạc xảo trá hắn 10 vạn tích phân, sau đó đem tin tức này cấp bán đi lãnh tiêu nói người này một cổ từ âm dương quái khí, tô lạc liền cùng hắn lời nói đều ngại không kính, cho nên chỉ ám chỉ một chút, có thể hay không hiểu liền xem chính hắn tạo hóa. Nhưng là lãnh tiêu tính tình phi thường tự mình, ích kỷ, thả bảo thủ, cho nên hắn tương đối có khuynh hướng tin tưởng tô lạc không có đem cốt hài bán đi. Nhưng là tô lạc lại ngay trước mặt hắn, tiêu phí 200 vạn tích phân, mua 40 cái thuần linh quả cùng hòa tinh thạch, đương trường liền đem vị đại nhân này cấp dọa sợ. Nhà đầu này là không đương ra không biết củi gạo quý, thật là thật lớn bút tích a à chương 2124 Hoàng Tước ở phía sau 9. 200 vạn tích phân, chính là hắn lãnh tiêu toàn bộ tài sản, nhà đầu này lại gần chỉ là cấp linh sủng mua ăn. Này Minh cái gì, này Minh tích phân tới quá dễ dàng, cho nên nàng không hiểu đến quý trọng. Muốn tô lạc chính mình có thể kiếm được 200 vạn tích phân lãnh tiêu cười lạnh, đây là tuyệt đối không có khả năng sự. Cho nên lần này, hắn có khuynh hướng tô lạc thật sự đem lực lượng xương cánh tay cấp bán đi. Muốn đi theo dõi 200 linh một sao? trong coi giả đại nhân cùng lãnh tiêu thương lượng lúc sau quyết định, bọn họ binh chia làm hai đường, từ trong coi giả đại nhân theo dõi 201 mà tô lạc tắc từ lãnh tiêu theo dõi. Rốt cuộc, bọn họ vẫn là hoài nghi tô lạc không có đem lực lượng xương cánh tay cấp bán đi. Tô lạc hỏi ninh lão, này đi chung du sơn yêu cầu bao lâu? Ninh lão nhìn nhìn tô lạc chân, bấm tay tính toán, sau liền bắt đầu chung du sơn khảo hạch, lấy người cước trình, hiện tại đi nói. Hẳn là còn sẽ có một hai cái canh giờ có dư. Tô Lạc hỏi lại, cũng chính là nếu ta buổi tối đi, liền tới không kịp chạy đến tham gia thi đấu. Xác thật như thế, cho nên a, à, ngươi chạy nhanh dọn dẹp một chút đi thôi, lại muộn liền chậm trễ chuyện này. Ninh lão mới vừa khuyên xong liền nhớ tới Tô Lạc đem lực lượng xương cánh tay cấp bán đi. Mày gắt gao nhăn lại, ngươi kia cái gì kế hoạch thời gian tới kịp sao? Nếu là dựa theo lẽ thường tới, khẳng định là không kịp bởi vì hành động kế hoạch định ở buổi tối sao? Tô Lạc cười hì hì thưởng thức một chồng báo giá biểu, không để bụng mà ninh lão tức giận mà trừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái xem ngươi này phó vui vẻ thoải mái bộ dáng liền biết ngươi tính sẵn trong lòng lão phu này liền cáo từ đừng nha ninh lão nhân mấu chốt nhất một bước còn phải ngươi tới làm đâu nếu là ngươi đi rồi ta tìm ai hỗ trợ đi a à, này trời xa đất lạ tô lạc một tay đem ninh lão cấp kéo lại ninh lão thổi dâu trừng mắt cầu người là ngươi này thái độ đều cầu đến trên người hắn thế nhưng còn đem kế hoạch giấu gắt gao Tô Lạc cười hì hì đứng lên, cung cung kính kính mà đem Ninh lão thỉnh đến trên chỗ ngồi ngồi xong, nàng còn nhảy ra một hồ dùng thượng phẩm linh bọt nước nước trà, thân thủ cấp Ninh lão đưa qua đi. Ngài uống ly trà, nhuận nhuận hầu. Này trà cũng không phải là bình thường trà. Tô Lạc không gian lúc trước mới vừa bị mở ra thời điểm, liền có một cổ linh tuyền, còn có một thân cây. Tô Lạc không nghĩ tới, những cái đó thụ trường trường, cuối cùng thế nhưng biến thành cây trà lúc trước làm nàng ô hô ai tai thở dài không biết bao nhiêu lần. Nhưng là sau lại thử hái xuống xào trà phơi sau mới phát hiện, này trà quả thực tốt nghịch a. À. Ninh lão nghe thấy một ngụm tức khắc Bạch Hồ Tử liền nhếch lên tới, đây là cấp kích động a, à, hảo trà. Ninh lão còn không có uống, chỉ là nghe này mùi vị liền thật mạnh một phách cái bàn. Rất lớn khích lệ lên. Đương nhiên là hảo trà, chẳng lẽ không trà ngon ta còn sẽ lấy ra tới chiêu đãi ngài sao? Tô Lạc cười hì hì. Ninh lão tinh tế phẩm một ngụm hương trà, ngay sau đó, đôi mắt đại lượng hắn nhìn tô lạc ánh mắt bao hàm các loại kích động này trà đây chính là thần tiên trà a à? uống một ngụm tư vị phơi quá thần tiên a à? nhà đầu ngươi từ chỗ nào làm đến này trà đương nhiên là có tới chỗ lạc kia chỗ ngồi ngài già đi không được tô lạc xua xua tay nàng không gian người khác đều đi không được kia kia nhưng còn có ninh lão cảm thấy chỉ một ngụm hắn liền nghiện rồi sau này không này trà uống hắn thật sẽ điên mất tô lạc thong thả ung dung mà từ trong không gian sách một bao ra tới là một bao, đó là thật sự một bao, dùng một chương giấy trắng bao lên, nhìn ra thể tích so gạch cua lung bao còn. Chương 2125 Hoàng Tước ở phía sau 10. Liền như vậy một rúm, ngài nếu muốn, liền đều cho ngài ha. Bất quá tô là kéo âm cuối. Ninh lão đứng lên, duỗi duỗi người, thẳng thở dài, ai, tuổi lớn, nhiều năm không có động thủ, lão lạp lão lạp. Xem ra nên nhiều hoạt động hoạt động gân cốt. Tô Lạc chạy nhanh chân chó tựa đi lên gõ bối đấm vai, "Ngài thân thủ hảo đâu, một chút cũng bất lão, bất quá không hoạt động hoạt động, thật sự liền rất lãng phí." "Đúng rồi, này bao lá trà ngài thu hảo." Xem Ninh lão nhân biết điều như vậy, Tô Lạc cũng liền không đắn đo, chạy nhanh mà đem lễ vật cấp đưa ra đi. Kỳ thật liền tính Ninh lão không giúp cái này vội, Tô Lạc cũng sẽ đưa lên lá trà đương tạ lễ. Rốt cuộc Ninh lão không chỉ có tặng nàng ba viên linh hồn tinh phách lại còn có đứng ở nàng bên này, cùng nàng cùng nhau đắc tội trong coi giả đại nhân. Tô Lạc chính là biết đến, trông coi giả đại nhân là mới huấn luyện doanh bên này trưởng lão hội phái xuống dưới, bối cảnh như thực. Tới tới, này hồ thủy cũng cho ngươi bị chứ, dùng cái này bọt nước trà kia mới tán dương đâu. Tô Lạc cười hì hì đưa lên thượng phẩm linh thủy, Ninh lão liếc linh thủy liếc mắt một cái, bỗng nhiên đôi mắt vừa chuyển, phía trước ở tầng thứ bảy. Tô Lạc nhiều thông minh a, à, vừa nghe lời này, tức khắc liền cười, ngài lão đoán được liên tính, người khác khiến cho bọn họ đoán đi thôi. Ninh lão nhìn cái này cổ linh tinh quái nhà đầu tức giận đạn nàng một cái bạo lật được rồi được rồi đi muốn lao động lão nhân ta này đem xương cốt muốn làm cái gì cũng không cầu ngài khác khiến cho ngài đi theo kia kêu lãnh tiêu so cái võ thiết cái tha gì đó luận võ luận bàn hiện tại Ninh lão nghi hoặc cực kỳ ân chờ hạ ta liền sẽ cùng vệ đại tỷ xuất phát đi Chung Du sơn nếu không đoán sai nói lãnh tiêu nhất định sẽ đi theo chúng ta phía sau đến lúc đó ngài liền đi ra ngoài cùng lãnh tiêu hảo hảo tâm sự bái lời nói lời nói việc nhà gì đó tô lạc cười tủm tỉm mà kiến nghị còn lời nói cái việc nhà đâu cùng kia bối có cái gì hảo liêu ninh lão chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái bất quá hắn còn đi theo nhắc nhở tô lạc một câu kia họ lãnh tử ở trung du sơn là lão đại ngây người rất nhiều năm lần này có ngươi ở hắn khẳng định sẽ tham gia khảo hạch thực lực của hắn đã là trước một trăm danh thực lực đến lúc đó ngươi nói cách khác ở phía sau Tô Lạc tóm lại là muốn cùng Lãnh Tiêu đối thượng. Tô Lạc nhíu mày, ngay sau đó lại buông xuống, còn tưởng rằng hắn nhiều lợi hại đâu, nguyên lai còn ngốc tại Trung Du Sơn a. Ninh lão tức giận mà trừng mắt nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái, người nhưng đừng nhìn Trung Du Sơn thí luyện tháp, nơi đó quy tắc cùng Hạ Du Sơn cùng phía cuối sơn đều không giống nhau. Nơi đó khảo háo là đoàn đội tái, ta xem ngươi kế tiếp muốn trường kỳ lưu tại Trung Du Sơn. Đoàn đội tái, đó là như thế nào cái hồi sự? Tô Lạc lập tức bị hấp dẫn lực chú ý, Ninh lão vì thế lại cấp Tô Lạc Phổ cập khoa học Trung Du Sơn thí luyện tháp, cũng không như này hai tòa sơn giống nhau một tầng một tầng hướng lên trên bò, sau đó bò đến tầng thứ bảy, nơi đó nói, cũng chỉ có một tầng, một tầng Tô Lạc khó có thể tin mà tăng lớn âm lượng. Đúng vậy, chỉ có một tầng, nhưng là khảo háo là đoàn đội hợp tác năng lực. Dự thi mỗi người trên người đều có ngọc giác, sau đó cái này thi đấu quy tắc là ai đoạt ngọc giác nhiều, ai điểm liền cao. Nói cách khác, xếp hạng liền cao. Ninh lão nhìn tô lạc trong mắt lộ ra một mặt nhàn nhạt sầu lo cái kia lãnh tiêu ở Trung Du Sơn chính là nổi danh lão đại, thủ hạ một đống lớn, đến lúc đó thắng mặt chính là rất lớn, đến nỗi tô lạc, nàng xem như mới đến. Huống hồ tại hạ Du Sơn lại xông ra lớn như vậy thanh danh, chỉ sợ đi vào liền sẽ bị vây ẩu, dây tiếp theo liền sẽ bị đá bay ra tới. Không thể không, Ninh lão lo lắng cùng lãnh tiêu kế hoạch là không mưu mà hợp. Chương 2126 cho đại gia nói cái hảo ngoạn sự. Chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cấp chương 2128 đệ chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự 2128 chương cho đại gia cái hảo ngoạn sự cho đại gia cái hảo ngoạn sự đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 21 28 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cấp chương 2128 đệ chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự 2128 chương cho đại gia cái hảo ngoạn sự cho đại gia cái hảo ngoạn sự đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 21 28 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cấp chương 2128 đệ chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự 2128 chương cho đại gia cái hảo ngoạn sự cho đại gia cái hảo ngoạn sự đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đã ra cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cấp chương 2128 đệ chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự 2128 chương cho đại ra cái hảo ngoạn sự cho đại gia cái hảo ngoạn sự đại gia cái hảo ngoạn sự, hảo ngoạn sự, hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cấp chương 2128 đệ chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự 2128 chương cho đại gia cái hảo ngoạn sự cho đại gia cái hảo ngoạn sự đại gia cái hảo ngoạn

Ảo ngoạn sự đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự chương 2128 cho đại gia cái hảo ngoạn sự. Chương 2127 ở ác gặp giữ một. Tô Lạc nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy khó khăn, nhưng là hiện tại bãi ở trước mắt còn có một cái vấn đề lớn, vì thế nàng đem bị ninh lão oai rất lâu lại cấp chính trở về, cái kia là sau mới gặp phải vấn đề. Ta hiện tại trước đem lực lượng xương cánh tay chuyện này cấp giải quyết, Nga nga nga, đúng đúng, ngươi nhà đầu này lại có cái quỷ gì chủ ý. Ninh lão hứng thú giặt rào mà nhìn tô lạc. Ngài liền tìm cái kia họ lãnh tâm sự bái. Tô lạc cầm lá trà bao quơ quơ. Ninh lão vô ngữ, lại hỏi lại tô lạc ngươi lại muốn đi vòng vèo trở về. Thời gian thượng đủ sao? Ninh lão biết tô lạc tưởng đi vòng vèo trở về đem lực lượng xương cánh tay cấp tìm về đi. Loại này bảo bối, chỉ có ngốc tử mới có thể bán đi, huống chi lấy tô lạc như vậy cổ linh tinh quái tính tình chỉ sợ sớm tại lực lượng xương cánh tay mới vừa bị rút thăm chúng thưởng rút ra thời điểm cũng đã nghĩ kỹ rồi mặt sau mỗi một bước tô lạc cười hì hì đệ thượng chén trà sau đó vỗ vỗ chính mình ngực ngài cứ yên tâm đi ta trong tay chính là có thần khí đến trễ không được ngươi liền theo đuôi ở phía sau đem lãnh tiêu cấp mang đi liêu là được ninh lão trịnh trọng mà nhìn tô lạc liếc mắt một cái phát hiện nha đầu này vẻ mặt vân đạm phong khinh cười không khỏi thở dài đây là cái có chủ ý nha đầu a vì thế hắn chỉ có thể gật gật đầu lại báo cho Tô Lạc không cần đến trễ. Bởi vì hắn vô cùng chờ mong, nếu Tô Lạc cũng khảo quá Trung Du Sơn nói, đến lúc đó còn có cái rút thăm trúng thưởng, không biết có thể hay không còn trừ đến thái cổ cốt hài đâu. Nếu có thể thấu thành một trình. Lão nhân ngươi suy nghĩ gì? Nước miếng đều chảy ra. Tô Lạc vẻ mặt nghi hoặc, ninh lão một sát khóe miệng, nơi nào có nước miếng. Lúc này mới phát hiện lại bị này cơ linh cổ quái nha đầu thúi cấp lừa. Hừ hừ, ninh lão buồn bực mà quay mặt qua chỗ khác, nâng chung trà lên uống. Tô lạc vỗ vỗ cái bàn, nghi sớm không nên muộn. Lão nhân, ta này đã có thể đi rồi a, à, chú ý đuổi kịp. Tô lạc vung tay lên, ngốc đại tỷ tung ta tung tăng mà lập tức liền đuổi kịp. Hai người ra thí luyện tháp. Lúc sau, một đường bay nhanh mà trong chiều du sơn phương hướng bay đi. Lúc này còn có rất nhiều người tụ tập ở thí luyện tháp chung quanh thật lâu không tiêu tan. Nhìn Tô lạc các nàng rời đi sau, đại gia tầm mắt vẫn luôn dán ở các nàng phía sau. Một đám đều lớn tiếng thảo luận lên. Cô nương này lợi hại a, à, đây là chạy đến Chung Du sơn đi các ngươi cảm thấy nàng có thể bắt được Trung Du Sơn tiền tam sao? Sao có thể, Trung Du Sơn chính là trước 100 danh đến 200 danh mới. Nàng sao có thể bắt được tiền tam danh? Chính là tiền tam danh kia nhưng cơ hồ tương đương chúng ta mới huấn luyện danh 100 danh đâu. Kia chính là nội danh trung tâm, nàng mới vài tuổi A, à, ngươi thật cho rằng nàng là vô ưu tiên tử sao? cũng là nghe nàng là từ bên ngoài đại lục tiến vào chính là vô ưu tiên tử là từ ở luyện ngục trưởng thành đại ở tam trưởng lão chỉ đạo bước tiếp theo một bước trưởng thành lên nội tình thâm hậu không phải bên ngoài cái này kiếm đi nét bút nghiêng cô nương có thể so sánh chính là ta đảo cảm thấy tô lạc tương lai sẽ so vô ưu tiên tử lợi hại này tuyệt đối không có khả năng nàng như thế nào có thể cùng vô ưu tiên tử đánh đồng người vừa rồi không cũng sao tô lạc là ở bên ngoài đại lục lại đây ngươi phải biết rằng bên ngoài đại lục cùng chúng ta nơi này linh khí so sánh với kia chính là kém cỏi quá nhiều, lại. Tô Lạc không có tam trưởng lão như vậy sư phụ đều có thể trưởng thành đến như vậy yêu nghiệt nông nỗi, nếu là ở chúng ta này trải qua danh sư chỉ đạo, các ngươi cảm thấy kết quả sẽ như thế nào? Người này lời nói vừa ra, toàn trường tức khắc tất cả đều lặng im xuống dưới. Chương 2128 ở ác gặp giữ hai Đúng vậy, ở bên ngoài đại lục đều có thể tự động trưởng thành đến trình độ như vậy, lúc này mới tiến vào một tháng A một tháng, ngay cả tục quá hai tòa tam, đệ tam tòa không chừng cũng có thể qua đi. Người này thật không phải thành chủ đại nhân cố ý tìm tới kích thích bọn họ sao? Rất nhiều người đều trầm mặc. Lúc này, có một đạo yên lặng giấu ở tháp sau màu xám thân ảnh. Hắn nghe này đó tha thảo luận, khóe miệng lại bước lên một mặt thị huyết cười lạnh. Thâm sắc áo choàng che khuất hắn toàn bộ đầu, không ai có thể thấy rõ ràng hắn mặt lúc này, hắn đáy mắt châm chọc là như vậy rõ ràng. Muốn quá đệ tam tòa sơn, ha hà, tô lạc, chẳng lẽ ngươi không biết có chút người sẽ ở tham gia khảo háo trên đường quảy rớt sao? Cười lạnh một tiếng, người này lặng yên không một tiếng động mà biến mất tại chỗ, chờ hắn tái xuất hiện thời điểm, phía trước đã chỉ còn lại có một cái điểm đen. Hắn sở đi phương hướng, đúng là cùng tô là cùng cái phương hướng. Tô lạc cùng ngốc đại tỷ một đường trong chiều du sơn chạy như bay mà đi. Ngốc đại tỷ luôn luôn thực bớt việc đổi làm người khác, khẳng định liền sẽ hỏi tô lạc vì cái gì không cưỡi kim thuyền muốn chính mình trốn chạy vất vả như vậy, nhưng là ngốc đại tỷ lại sẽ không. Luôn luôn là tô lạc cái gì nàng liền làm cái đó. Phía trước là liên miên núi non, đập vào mắt là xanh ngắt ướt át lục. Cổ thụ thẳng, cao ngất trong mây tiêu. Muốn đi chung du sơn, cần tiết xuyên qua tòa sơn mạch này. Đúng lúc này, Tô Lạc cảm giác được trên sống lưng có một đôi cực nóng ánh mắt chính nhìn chằm chằm nàng, kia hai mắt quang trung lóng lánh ác độc mà tham lam quang mang, như lang tựa hồ. Hung ác thô bạo, Tô Lạc trong lòng lạnh lùng cười. Này đôi mắt nàng cũng không xa lạ. Từ nàng ra thí luyện tháp lúc sau, này đôi mắt liền ở nàng phía sau như bóng với hình. Lãnh Tiêu, trừ bỏ hắn còn có thể có ai? Sớm tại Lãnh Tiêu xuất hiện thời điểm, Trồn tía liền nói cho Tô Lạc, người này chính là phía trước ở tòa nhà hình tháp trước mai phục chiều nàng bắn tên người. Tô Lạc không biết chính mình nơi nào đắc tội hắn, sẽ làm hắn như thế cừu hận chính mình, nhưng là Tô Lạc lại không sợ. Có địch nhân, giết đó là cần gì phí như vậy nói nhiều. Nhưng là hiện tại rõ ràng không phải cùng lãnh tiêu giao thủ thời điểm. Bởi vì Tô Lạc có thể nhận thấy được lãnh tiêu cường đại. Nếu nàng hiện tại một cái nhịn không được, vô cùng có khả năng cùng lãnh tiêu đánh lưỡng bại câu thương. Như vậy Trung Du Sơn thí luyện tháp một chuyện, nàng liền rất có hại cho nên nàng mới có thể làm ơn ninh lão nhân đem lãnh tiêu cấp tạm thời điều khỏi, kể từ đó, nàng cùng lãnh tiêu chiến đấu sẽ đặt ở thí luyện tháp kia mới là nàng ra tay thời cơ tốt nhất. Tô lạc ở trong lòng yên lặng tính toán một chút thời gian. Nàng đi vào tòa sơn mạch này thời điểm ước chừng đi qua ba cái canh giờ. Ba cái canh giờ sao? Vậy là đủ rồi, chỉ thấy tô lạc cấp ngốc đại tỷ chào hỏi, sau đó túng ngốc đại tỷ. Đột nhiên dùng nhất chiêu thuấn gì? do dự nơi này trọng áp đại tô lạc thuấn di cũng thuấn di không bao xa nhưng là này nhất chiêu lại làm tô lạc nháy mắt biến mất ở lãnh tiêu trong tầm mắt lãnh tiêu vốn dĩ đều tính toán hảo muốn ở chỗ này giải quyết tô lạc nhưng mà ai biết tô lạc thế nhưng trống rỗng đã không thấy tâm hơi lãnh tiêu không nghĩ nhiều hai lời không phải chiều trong rừng tiến lên không có khẳng định là vọt tới phía trước đi gia tốc lãnh tiêu hơi chút suy nghĩ một chút liền cực nhanh về phía trước Lãnh Tiêu vì cái gì không nghi ngờ Tô Lạc sẽ đi vòng vèo trở về đâu? Rất đơn giản sao? Trung Du Sơn khoảng cách nơi này phi thường xa, hiện tại qua đi thời gian vừa vặn tốt. Nếu là lại đi vòng vèo một chuyến, Tô Lạc còn có nghĩ tham gia thí luyện tháp khảo hạch. Cho nên Lãnh Tiêu nghĩa vô phản quan hướng phía trước phương chạy tới. Đường xá thượng còn ra cái Ninh lão. Chương 2129 ở ác gặp giữ ba. Ninh lão lúc này quả thực hóa thân vì làm nhảm, lôi kéo Lãnh Tiêu lại nhải phun tào, thật là thần phiền a, Lãnh Tiêu nhìn xem phía trước không hề tung tích Tô Lạc. Lại nhìn xem bên cạnh thần phiền Ninh lão nhân, trong lòng nghẹn một ngụm tức giận. Này Ninh lão nhân thật là thực rong dài a, còn cố tình thực lực so với hắn cường, phi che ở hắn phía trước, hắn chạy đều chạy bất quá đi. Không vài cái, hắn tốc độ liền hàng cùng đi đường dường như. Như vậy sao có thể truy đến Tô Lạc? Lãnh tiêu trong lòng tức giận đến sắp điên rồi, nhưng là bởi vì đối phương là ninh lão nhân, hắn lại không hào phát tác, chỉ có thể chính mình ở trong lòng khí đến phổi đều phải tác. Lãnh tiêu A, à, ngươi có phải hay không phong hàn A, à, nhìn này sắc mặt. Hồng thành như vậy A, à, muốn hay không cùng các ngươi trong coi giả một câu, lần này Trung Du Sơn khảo hạch ngươi liền không cần tham gia đi. Ngươi nhìn xem ngươi, như thế nào có thể như vậy không yêu quý thân mình đâu. Ngươi một cái Trung Du Sơn lão đại, chạy xuống Du Sơn này góc xó xỉnh làm gì tới. Ninh lão bla bla bla, lãnh tiêu sụ mặt không để ý tới, chỉ lo chính mình đi đường. Ninh lão lại bla bla bla, lãnh tiêu tiếp tục sụ mặt nhanh chóng đi đường, trong lòng yên lặng phun táo. Này chết lão nhân như thế nào còn chưa cút a a a. Nhưng là ninh lão như thế nào sẽ lăn đâu. Hắn bị tô lạc thần tiên trà cùng linh thủy cấp hối lộ, tự nhiên là muốn một đường hộ tống lãnh tiêu đại nhân hồi trung du sơn. Thuận tiện giám sát giám sát có một có người lại khi dễ tự nhiên là giờ này khắc này, lãnh tiêu không thể không đem phía trước kế hoạch thay đổi. Một quán tư duy manh khu làm hắn nhận định tô lạc liền ở hắn phía trước. Tô lạc đang ở vội không ngừng mà hướng trung du sơn lên đường, nhưng hắn nào biết đâu rằng. Tô lạc một cái thuấn di cũng đã xuất hiện ở hắn phía sau, lại một cái thuấn di. Hắn liền tính quay đầu lại cũng liền bóng dáng đều nhìn không tới. Sau đó, tô lạc nhanh chóng lấy ra kia chỉ kim thuyền, dùng linh lực thao tác làm nó biến đại lại biến đại. Chờ biến đến cũng đủ cất chứa hai cái tha thời điểm tô lạc lôi kéo ngốc đại tỷ nhanh chóng tiến vào sau đó thao tác kim thuyền nhanh chóng chiều trở về bay đi tô lạc cũng không có tiến vào hạ du sơn mà là trực tiếp thao tác kim thuyền đi ma thú khu bởi vì nàng sáng sớm liền suy đoán đến hai trăm linh một sẽ không ngoan ngoãn mà lưu tại hạ du sơn trong phòng chờ bị người đánh cướp bởi vì hắn không tin được tô lạc hắn sở liệu không tồi tô lạc xác thật đem tin tức này bán cho trông coi giả đại nhân sao tô lạc lần này đem kim thuyền tốc độ phát huy đến mức tận cùng cho nên thực mau liền chạy trở về nguyên bản tô lạc đi rồi ba cái canh giờ lộ hiện tại chỉ cần một canh giờ liền đi xong rồi. Lúc này màn đêm đã buông xuống. duỗi tay không thấy năm ngón tay, ma thú khu nội im ắng, lộ ra âm trầm khủng bố. Nguyệt hắc phong cao đêm, giết người phóng hỏa A à, tô lạc đem kim thuyền thu hảo. Sau đó lôi kéo ngốc đại tỷ bước nhanh chiều ma thú khu bên trong mà đi, cùng lúc đó, tô lạc đem trồn tía phóng ra. Tô lạc vì cái gì dám đem lực lượng xương cánh tay bán cho 201. Kỳ thật rất đơn giản, sớm tại ngay từ đầu Tô Lạc liền ở lực lượng xương cánh tay thượng động tay chân. Làm chồn tía nhớ kỹ cái này hương vị, như thế một khai, nàng mới có thể hắc ăn hắc sao. trăm linh một lần này phi thường cẩn thận, sở lựa chọn địa phương, đã xem như thâm nhập đến thiển tầng ma thú khu bên trong. Nhưng là lại thâm nhập lại như thế nào? Được đến tin tức tham lam trong coi giả đại nhân cũng sẽ không buông tha hắn. Đường tô là khoảng cách trăm linh một còn có ba dặm khoảng cách thời điểm, tô lạc liền cảm giác được trong không khí bạo ngược lực lượng đây là cường giả đánh nhau mới có thể sinh ra không khí hỗn loạn. Tô Lạc khóe miệng cong cong, gợi lên một mặt ý cười. Hảo, thực hảo, trông coi giả đại nhân quả nhiên không có làm nàng thất vọng đâu. chương 2130 ở Ác Cặp Giữ 4 Nghĩ đến trông coi giả đại nhân liền ở phía trước cách đó không xa Tô Lạc động tác càng thêm tâm rực rực. Nàng thả chậm tốc độ thu liễm linh lực cơ hồ là dán cây cối, gión ra gión rén mà đến gần. Ngốc đại tỷ nhìn đến chiến đấu, kích động hai mắt tỏa ánh sáng, xoa tay hầm hè, hận không thể trực tiếp liền xông lên đi một hồi lạn tạp. Tô Lạc quay đầu nhìn lại ngốc đại tỷ này biểu tình, tức khắc thưởng nàng cái chán một cái bạo lật, hạ giọng ngồi xổm hảo. Ngốc đại tỷ ủy ủy khuất khuất mà ngồi xổm xuống, cường tráng thân mình lại xoắn đến xoắn đi, không cho nàng đi lên đánh thật sự thực tay ngứa a. À. Tô Lạc cảnh cáo nàng, hiện tại còn không phải thời điểm, chờ ta kêu ngươi thời điểm, ngươi lại xông lên đi đánh, nhớ kỹ. Đánh cái nào? nghe có đánh, ngốc đại tỷ nhưng cao hứng, lão cái kia sẽ đem tuổi trẻ cái kia đánh chết ân, đến lúc đó chúng ta xông lên đi đem lão nhân kia cấp đánh chết. Tô Lạc tận lực dùng tiếng thông tục cùng ngốc đại tỷ câu thông. Ân ân ân, ngốc đại tỷ chưa đã thèm mà vươn cổ muốn nhìn một chút tuổi trẻ cái kia cái gì sẽ bị đánh chết. Ngốc đại tỷ nhích tới nhích lui, một khắc không được nhàn. Nhưng là Tô Lạc lại khoanh chân mà ngồi, lẳng lặng mà nhắm mắt lại, hiểu được nơi này địa linh khí. Phía trước một trận bùm bùm chiến đấu thanh, thỉnh thoảng còn sẽ truyền đến một trận đối thoại người rốt cuộc là ai? Có phải hay không Tô Lạc nói cho ngươi? Ân, cái này tiện nữ nhân, cư nhiên thật sự đem lão tử cấp bán, lão tử cho nàng 200 vạn tích phân a 200 vạn. A, à, uy, chúng ta kỳ thật có thể thương lượng một chút. 200 linh một vội vội vàng vàng né nhanh qua một lần công kích chiều đối phương quát. Ngu xuẩn, đối phương xong những lời này, một trưởng phách về phía 200 linh một đầu. Trông coi giả đại nhân, thế nhưng là ngươi hai trăm linh một lúc này rốt cuộc nghe ra đối phương thanh âm, hắn không nghĩ tới thế nhưng là cái kia ra vẻ đạo mạo trong coi giả đại nhân. Nhưng là bởi vì quá mức khiếp sợ, cho nên hắn đầu mộc một chút. Cao thủ so chiêu, sai một ly đi nghìn dặm, nơi nào bao dung hắn ngẩn ngơ. Đúng lúc này, trong coi giả đại tha trưởng lực đã tập đến hắn chán thượng. Hai trăm linh một thân là đã từng hạ du sơn đệ nhất danh, thực lực cũng là không dung liếc, liền ở trong coi giả đại nhân một trường sắp rơi xuống hết sức, hắn thân hình hơi hơi một lùn một cái chỉ thủ thứ hướng trông coi giả đại nhân bụng phanh phốc trông coi giả đại nhân như cũ một trưởng nện ở hai trăm linh một chán thượng đem hắn tạp má chán cơ hồ vỡ vụn nhưng là trông coi giả đại nhân cũng không hào đi nơi nào hắn bị hai trăm linh một đâm một cái chỉ thủ hai trăm linh một thân thể mềm mềm chậm rãi ngã xuống đi ngốc đại tỷ lúc này nhưng hưng phấn nàng một cái bước xa liền phải lao ra đi nhưng ai ngờ lúc này một bên vươn một bàn tay đem ngốc đại tỷ cấp ngăn cản tô lạc nhàn nhạt mặt thời cơ chưa tới chờ một chút, ngốc đại tỉ bẹp miệng nhưng vẫn là ngoan ngoãn mà nghe theo tô lạc an bài. Hai trăm linh một ngã xuống đất sau, nhìn tựa hồ đã khí tiệt bỏ mình. Trong coi giả đại nhân hung hăng rút ra bụng kia chỉ chỉ thủ, chỉ tức giận đến sắc mặt trắng bạch. Nhưng là đương hắn ánh mắt nhìn phía hai trăm linh một thời điểm, khóe miệng gợi lên lạnh nhạt ngoan tuyệt cười. Hắn một phen kéo xuống cái khăn đen. Đem chi vứt bỏ trên mặt đất, sau đó từng bước một chiều hai trăm linh một đi đến, hai trăm linh một nghìn đã chết đi nhưng là trong coi giả đại nhân lại không có thiếu cảnh giác hành động gian mang theo cẩn thận đề phòng tâm rực rực mà tới gần bỗng nhiên lạch cạch một thanh âm vang lên hai trăm linh một trong lòng ngực kia khối lực lượng xương cánh tay tự hắn trong lòng ngực rớt ra tới trong coi giả đại nhân nháy mắt đôi mắt đại lượng nóng cháy mà kích động mà nhìn chằm chằm kia cái lực lượng xương cánh tay ps thượng truyền trương thời điểm soát ra thật nhiều các ngươi đều ở nhắn lại hạnh phúc in đêm khuya gõ chữ một chút đều không cô đơn đâu chương 2131 ở ác gặp giữ năm. Đây chính là thái cổ cốt hài A, à. chỉ cần dung hợp này chỉ cốt hài, thực lực của hắn sẽ đại trướng, đến lúc đó, hắn ở mới huấn luyện doanh địa vị sẽ đại đại tăng lên. Không chừng còn có cơ hội nhập trưởng lão đoàn đâu. Thật lớn ích lợi cùng dụ hoặc khiến cho trông coi giả đại nhân trong lòng phòng bị lơi lỏng vài phần. Hắn nhanh hơn tốc độ, thực mau tới đến 200 linh một trước người. Bất quá tốt xấu hắn còn có vài phần đề phòng, cho nên chờ tay đem kia chủy thủ thứ hướng 200 linh một trái tim nhưng là hai trăm linh một tựa như đã chết giống nhau, vừa động cũng chưa động. Trong coi giả đại nhân đáy mắt lộ ra một mặt cười lạnh, sau đó là đã chết sao? Thực hảo! Sau đó hắn khom lưng nhặt lên kia cái lực lượng xương cánh tay, nhìn nó, đáy mắt lóe mê ly mà lại kích động quang mang. Thật tốt quá! Thật tốt quá! Quả nhiên là lực lượng xương cánh tay A, sinh thời cư nhiên làm lão phu cấp gặp phải, hảo A, hảo A. Trong coi giả đại nhân liền đứng ở hai trăm linh một thi thể bên cạnh yêu thích không buông tay mà vuốt ve lực lượng xương cánh tay trong mắt thâm tình chân thành giống ở hắn yêu nhất người này ngu sẩn a cho hắn mấy cái canh giờ hắn vẫn là luyện hóa không được ha ha trong coi giả đại nhân bắt đầu phỉ nhổ 201, nếu muốn luyện hóa lực lượng xương cánh tay cần thiết muốn tú linh thảo a ngu ngốc không có tú linh thảo ngươi luyện hóa cái con khỉ a trong coi giả đại nhân lần này là thật kích động a bằng không lấy hắn âm hiểm cá tính không có khả năng như vậy làm nhảm phun tàu lải nhảy cái không để yên ngốc đại tỷ ghét bỏ hắn rong dài, rất muốn một cái đạn pháo sông lên đi, nhưng là tô lạc đôi mắt quét nàng liếc mắt một cái, nàng cũng không dám lộn xộn. Cũng không biết vì cái gì, nàng không sợ đất không sợ, liền sợ tô lạc sinh khí không để ý tới nàng. Tự nhiên một ánh mắt bay qua tới, nàng liền bó tay bó chân mà cùng cái tức phụ dường như ngượng ngùng. Bên kia, trông coi giả đại nhân còn ở kích động cái không để yên trong miệng lại nhảy phun tàu cái này đến đem tú linh thảo áp thành nước sốt bôi trên lực lượng xương cánh tay thượng đem tầng này cổ màu xanh đồng sắc cấp xóa sau đó mới có thể luyện hóa a liền biết cái này ngu ngốc không hiểu bạch bạch hoa hai trăm vạn tích phân nhưng tiện nghi ta ha 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 trông coi giả đại nhân nguyên bản tưởng trở về lại luyện hóa nhưng là hắn nghĩ nghĩ liền quyết định ngồi ở tại chỗ luyện hóa tính sớm luyện hóa sớm hảo miễn cho đêm dài lắm mộng lại trở về nói nhiều người nhiều miệng không chừng sẽ ra vấn đề nơi này liền một khối thi thể có thể xảy ra chuyện gì không thể không người ở hưng phấn thời điểm chỉ số thông minh sẽ giảm xuống trông coi giả đại nhân chính là một trong số đó hắn không chút suy nghĩ liền ở hai trăm linh một thi thể bên cạnh ngồi xuống chuẩn bị luyện hóa liền ở tô lạc chuẩn bị chỉ huy ngốc đại tỷ lao ra đi thời điểm bỗng nhiên nàng khóe mắt dư quang liếc đến một màn kinh người vì thế nháy mắt đem ngốc đại tỷ lại kéo về đi ngốc đại tỷ mang theo nghi hoặc ánh mắt nhìn tô lạc tô lạc dùng ngón tay chỉ hướng cái kia phương hướng tô là cùng ngốc đại tỷ các nàng tu vi tới rồi loại trình độ này, đều là mục có thể đêm coi, cùng bạch thị lực không sai biệt lắm. Sau đó ngốc đại tỷ liền nhìn đến, một con mang theo huyết chỉ thủ xuất hiện ở hai trăm linh một trong tay, sau đó này chỉ chỉ thủ chính chậm rãi. Chậm rãi chiều trông coi giả đại tha phía sau lưng di động ngốc đại tỷ đôi mắt tức khắc trừng tròn chĩa. Đó là thi thể A. Bỗng nhiên, cái tay kia phẳng phất dùng hết toàn thân sức lực, nắm chặt chỉ thủ, mở u bàn tay thượng gân xanh căn căn đột bạo sau đó kia chỉ chủy thủ hung hăng đâm vào trong coi giả đại tha phía sau lưng, cái kia tới gần trái tim địa phương. Như vậy gần khoảng cách trong coi giả đại nhân lại là không hề phòng bị thế nhưng thật sự bị đâm trúng. chương 2132 ở Ác Gặp Giữ 6 Liền tại đây một khắc tô lạc một phách ngốc đại tỷ đầu vai, khẽ quát một tiếng, đi. Ngốc đại tỷ một cái theo bản năng phản ứng, nàng tức khắc giống như đạn pháo giống nhau. Kia khổng lồ đại chày gỗ hung hăng mà liền chiều trong coi giả đại nhân chán thượng ném tới dùng ba chữ tới hình dung ngốc đại tỷ này chày gỗ uy lực đó chính là nhanh, chuẩn, tàn nhẫn. Trong coi giả đại nhân phía sau lưng bị chỉ thủ đâm chúng, hắn tức giận giá trị bạo trướng. Hung hăng một quyền liền đem hai trăm linh một thi thể cấp đánh hôi phi yên diệt. Nhưng là không đợi hắn phục hồi tinh thần lại, ngốc đại tỷ đại chày gỗ liền đến, như vậy khổng lồ lực lượng, như vậy gần khoảng cách trong coi giả đại nhân đã phòng ngự không được. Hắn chỉ có thể tránh né. Vèo một tiếng, hắn chiều tô là cái này phương hướng bay vụt mà đến. Cùng lúc đó, Tô Lạc sớm đã tế ra trọng lực không gian, đồng thời, nàng thừa ảnh kiếm liền dùng đôi tay nắm, một cái hướng phía trước phách trống không tư thế. Nàng chính mình tắc vẫn duy trì điêu khắc trạng. Trong đêm đen, hơn nữa trong coi giả đại nhân bị ngốc đại tỷ bức đó là sau thoan tư thế. Sau thoan tư thế đại biểu cái gì? Kia viết thay hắn nhìn không thấy mặt sau tình hình, hắn trong đầu chỉ biết nơi đó là trống rỗng, cái gì đều không có. Nhưng là, phụt, chồng coi giả đại nhân sau này nổ bắn ra thân mình thế nhưng giống thịt khối giống nhau chính mình vọt tới tô lạc thừa ảnh kiếm thượng treo lên đi thật giống như que nướng giống nhau Trong coi giả đại nhân là thịt mà thừa ảnh kiếm giống như là dây thép tô lạc tư thông minh giỏi về tinh tính nàng sớm đã căn cứ trong coi giả đại tha thân cao hình thể tính chuẩn hắn tốc độ cùng trái tim vị trí cho nên thừa ảnh kiếm đặt vị trí thực chuẩn liền như vậy dầm một chút liền đem trong coi giả đại nhân đâm cái lạnh thấu tim tuy rằng đâm cái lạnh thấu tim nhưng là lại không đại biểu trông coi giả đại nhân lập tức liền sẽ chết a à, hắn vẫn là có sức chiến đấu ở tử thần bao phủ bóng ma hạ trông coi giả đại tha tiềm năng bị toàn lực khai phá ra tới có lẽ là biết đây là chính mình trước khi chết cuối cùng một đạo công kích cho nên trông coi giả đại nhân trong tay nháy mắt xuất hiện một cái khổng lồ quang cầu đang lúc hắn giơ cái này quang cầu muốn tạp hướng tô lạc khơ loảng xoảng ngốc đại tỷ chày gỗ đến chỉ thấy ngốc đại tỷ thân hình nhất dược dựng lên, sau lưng cùng một chút thụ thân, thân hình lại lại túng nhảy, sau đó nàng kén đại chày gỗ hung hăng mà nện xuống. Đáng thương trông coi giả đại nhân, hắn lão nhân ra thật vất vả ấp ủ ra bình sinh cường đại nhất một cái đại chiêu, nhưng là xuất sư chưa tiệp thân chết trước a à, còn không có thả ra đi. Chán đã bị ngốc đại tỷ cấp tạp rách nát. Hắn thân hình quơ quơ, mềm mại chiều trên mặt đất đảo đi. Cái kia quang cầu, bởi vì không ai thao tác cho nên loảng xoảng một tiếng nện ở trong coi giả đại tha trên người một tiếng vang lớn trông coi giả đại nhân eo bụng tức khắc bị chính hắn này cuộc đời đệ nhất đại chiêu cấp tập trung sau đó eo bụng bị bỏng cháy cái tinh quang chỉ còn lại có nửa người trên cùng nửa người dưới trông coi giả đại nhân phát ra thống khổ mà bạo nộ hí vang ngốc đại tỷ dùng đại chày gỗ thọc thọc trông coi giả đại nhân đầu sau đó ngẩng đầu xem tô lạc không tạp chuẩn ai muốn hay không lại đến một lần tô lạc khóe môi treo lên nhàn nhạt ý cười lắc đầu Lúc này, thân thể đã chia làm hai đoạn trong coi giả đại nhân đã không đủ sợ hãi, nàng cũng không phải tạp chết hắn, mà là muốn sống không khí sôi động chết hắn, như vậy tương đối hảo chơi sao? Lúc này, trong coi giả đại nhân rốt cuộc từ trong thống khổ hoãn lại đây, hắn liếc mắt một cái liền nhận ra tô lạc. Là ngươi, trên mặt hắn gân xanh đột bạo. Cái này kêu cái gì? Chẳng lẽ là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau sao? Hắn là tự cho là đúng bọ ngựa, mà tô lạc lại là cái kia cuối cùng ngư ông đắc lợi hoàng tước đáng giận a a a a tiếp tục gõ chữ chung lời nói các ngươi có thể đi toái giác lạp đã khuya lạc chương 2133 ở ác gặp giữ bảy tưởng tượng minh bạch cái này trông coi giả đại nhân chỉ cảm thấy lồng ngực một cổ tức giận bão táp đi lên hắn quả thực sắp bị chính hắn cấp sống sờ sờ tức chết rồi như thế nào sẽ là ngươi vì cái gì sẽ là ngươi trông coi giả đại nhân giống giận hắn tưởng đứng lên nhưng là chỉ còn lại có nửa đoạn trên hắn như thế nào có thể đứng đến lên liền tính thật sự có thể đứng lên kia trường hợp nên có bao nhiêu buồn cười ném không dậy nổi cái này mặt trông coi giả đại nhân chỉ có thể nằm trên mặt đất hung tợn mà chừng mắt tô lạc nếu ánh mắt có thể sát tha lời nói tô lạc sớm đã bị phiến thành ngàn tám trăm phiến tô lạc cười tủm tỉm mà nhìn hắn như thế nào rất kỳ quái sao vì cái gì không thể là ta đâu người như thế nào sẽ trở về lãnh tiêu đâu trông coi giả đại nhân không suy xét quá tô lạc sẽ trở về bởi vì lãnh tiêu là theo đuôi tô lạc mà đi hắn biết lãnh tiêu sẽ thần không biết quỷ không hay xử lý tô lạc. Nhưng là hiện tại tô lạc ở chỗ này, như vậy lãnh tiêu đâu? Chẳng lẽ hắn cũng đã xảy ra chuyện? Tô lạc nhìn hắn sắc mặt thay đổi thất thường, cười tùm tỉm mà, ngươi yên tâm đi. Lãnh tiêu thực mau liền sẽ đi xuống bồi ngươi. Như vậy lãnh tiêu còn chưa chết, làm nha đầu này trốn đã trở lại. Trong coi giả đôi mắt chợt lóe, dùng cuối cùng sức lực chừng mắt tô lạc bỗng nhiên cất tiếng cười to, ha ha ha. Ngươi không đuổi kịp chung du sơn khảo hạch trước khi chết rốt cuộc làm hắn tìm được một kiện đáng giá cao tâm sự. Tô Lạc cho dù hiện tại đứng dậy rời đi, lấy nàng tốc độ, căn bản là không đuổi kịp như vậy. Nàng chỉ có thể tháng sau lại tham gia, tháng sau tham gia nói, rút thăm chúng thưởng cơ hội liền không có. Trong coi giả đại nhân càng nghĩ càng cao hứng, bỗng nhiên tịch liệt ho khan lên, ho khan kinh động mà. Hàng người cái đầu, cô nương ta có thành chủ đại nhân tự mình đưa kim thuyền. Còn sẽ không đuổi kịp khảo hạch. Tô Lạc cười tủm tỉm mà ở hắn bên người ngồi xổm xuống, thần sắc nhu hòa, ngữ khí ôn nhu, người thật cảm thấy ta sẽ không đuổi kịp. Trong coi giả đại nhân trong lòng bỗng nhiên có một loại thật không tốt dự cảm, hắn bỗng nhiên cảm thấy hắn lâm chung trước cuối cùng một cái nguyện vọng sẽ ngâm nước nóng. Quả nhiên, Tô Lạc lòng bàn tay bỗng nhiên xuất hiện một cái kim thuyền. Sau đó kim thuyền ở Tô Lạc thao tác hạ chậm rãi, chậm rãi biến đại, cuối cùng biến thành đằng trước nhòn nhọn phía sau hình bầu dục thuyền hình. Trong coi giả đại nhân nhìn một màn này, tức khắc một hơi nghẹn sắc mặt đỏ bừng, cơ hồ ngay sau đó liền phải xỉu qua đi. Đây là kim loại phi thuyền. Trong coi giả đại nhân đã từng ở trưởng lão nơi đó nhìn thấy quá, lúc ấy trưởng lão còn tự đắc kim loại phi thuyền chỉ có thành chủ đại nhân mới có, hắn chính là có một lần lập công lớn. Thành chủ đại nhân ban cho tới. Trong coi giả đại nhân đôi mắt kịch liệt co rút lại, bởi vì hắn chú ý tới, tô lạc này kim loại phi thuyền, thế nhưng so với kia vị trưởng lão còn muốn thượng cấp bậc. Tô Lạc nhặt lên trên mặt đất lực lượng xương cánh tay, còn có kia viên tiêu phí trong coi giả đại nhân 50 vạn tích phân mới đổi đến tú linh thảo, ở trong coi giả đại nhân trước mặt quơ quơ, ai ra. Nhưng đa tạ ngài khẳng khái, bằng không này 50 vạn tích phân ta nhưng ra không dậy nổi a. À. Nhưng là Tô Lạc cảm tạ ngữ, nghe vào trong coi giả đại nhân trong tay, lại tức giận đến hắn thiếu chút nữa nổ lên tới. Ngươi, 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 trong coi giả đại nhân gắt gao chừng mắt Tô Lạc, trên mặt gân xanh căn căn bạo khởi, một hơi vận lên không được, sau đó liền tạp trụ lão nhân này giống như bị tức chết rồi đâu. Ngốc đại tỷ hưng phấn mà chạy đi lên, thở dài lão nhân này hơi thở, quả nhiên toàn không có. Sờ nữa sờ mạch đập cũng không có. Đáng thương lão nhân, thế nhưng thật sự bị tô lạc sống sờ sờ cấp tức chết rồi. Minh Bạch lại viết buồn ngủ quá ơ toái giác 888. mươi 2134 ở Ác Cặp Giữ 8 đáng thương trông coi giả đại nhân, nhìn đã chết đi, nhưng trên thực tế linh hồn còn không có tiêu tán, còn dư lại cuối cùng một chút linh hồn chi khí. Này thật đúng là bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau, tô lạc lần này thu hoạch rất nhiều. Lực lượng xương cánh tay đi qua nàng thiết kế, đầu tiên là thu hoạch 200 nhiều vạn tích phân. Sau đó mượn trông coi giả đại tha tay diệt 201, linh một báo phía trước thù, sau đó lại sấn loạn giết chết trông coi giả đại nhân cuối cùng, Tô Lạc lại lấy về lực lượng xương cánh tay, đồng thời còn nhiều một gốc cây giá trị 50 vạn tích phân tú linh thảo. Kỳ thật, nếu không phải trong coi giả đại nhân cuối cùng thần thần thao thao chính mình ở nơi đó cười nhạo hai linh một không hiểu dùng tú linh thảo, Tô Lạc cũng liền sẽ không nghe lén đến. Cứ như vậy nàng liền cùng hai trăm linh một đồng dạng ngớ ngẩn. Tô Lạc ở trong coi giả đại nhân trên người tìm tòi vừa lật quả nhiên nhìn đến một cái ngân bài. Hắc, cư nhiên còn có thêm vào thu hoạch, lão gia có thể hay không đối chúng ta quá hảo linh. Tô Lạc đắc ý mà hướng ngốc đại tỷ lay động một chút trong tay thẻ bài. Này ngân bài thượng chính là tích phân A. Từ cho nàng kia gào khóc đòi ăn linh sủng nhóm mua sắm đồ ăn sau, Tô Lạc phía trước từ trăm linh một trên người kiếm tích phân đã toàn bộ tiêu hết quang. Nàng hoàn toàn thành nghèo rất nhất tộc, quả thực là một cái tích phân đều lấy không ra. Có thể là lão già đều cảm thấy nàng đáng thương, thế nhưng làm nàng được đến trong coi giả đại tha tích phân. Tới, làm bổn cô nương nhìn xem ngươi có bao nhiêu tích phân. Tô Lạc đôi mắt nửa hít giống như hồ ly như vậy giảo hoát. Trong coi giả đại nhân sau khi chết liền hoàn toàn thành vật vô chủ, tự nhiên liền tiện nghi Tô Lạc. Cũng may trong coi giả đại nhân còn chưa chết thấu, cho nên Tô Lạc dùng hắn vân tay cùng linh lực đem ngân bài thượng toàn bộ tích phân đều chuyển rời đến Tô Lạc kia khối toàn bài thượng. Nhà cũng không tệ lắm sao, còn dư lại 60 vạn tích phân đâu, cái này lại có thể tiêu xài một trận. Tô Lạc trong giọng nói mang theo nhàn nhạt vui sướng. Này vào nhà cướp của gì đó, có thể so chính mình cực cực khổ khổ mà bán dược, hoặc là đi ma thú khu giết ma thú muốn tốc độ nhiều, nhìn một cái, này không lại bạch nhặt 60 vạn tích phân sao? Trông coi giả đại nhân còn chưa có chết thấu, nhìn Tô Lạc này đắc ý kính. Hắn kia cuối cùng một hơi, bị tức giận đến trực tiếp nuốt xuống đi. Này chết lão nhân rốt cuộc chết thấu thấu, vẫn là bị sống sờ sờ tức chết đâu. Tô Lạc khóe miệng cong lên một mặt cười. Tại đây ma thú khu, thi thể đều không cần xử lý, bởi vì tùy thời có ma thú lui tới, thuận tiện tới quét tước chiến trường sau. Đem sở hữu chiến lợi phẩm đều thu thập lên sau, tô lạc tiếp đón ngốc đại tỷ một tiếng. Hai người ngồi trên kim loại phi thuyền, nhanh chóng trong chiều du sơn phương hướng mà đi. Tô lạc vô cùng mà cảm tạ thành chủ đại nhân tặng nàng này con kim thuyền, này thật đúng là xuất gia lữ hành chuẩn bị phương tiện giao thông A kim trên thuyền như cũ là ngốc đại tỷ thao tác nàng thao túng kim thuyền chậm gì gì mà phi bởi vì tô lạc công đạo quá đúng giờ đến là được không cần thiết trước thời gian mà tô lạc chính mình sợ đêm dài lắm mộng lại ra biến cố cho nên lúc này nàng đã ở dung hợp lực lượng xương cánh tay hơn nữa dung hợp thành công sau trung du sơn hành trình tô lạc mới có lớn hơn nữa nắm chắc rốt cuộc trung du sơn không thể so hạ du sơn nơi này đều là 100 đến 200 danh hơn nữa trong đó còn có một cái lãnh tiêu có Tú Linh thảo, Tô Lạc dung hợp tốc độ cũng không chậm. Bất quá mấy cái canh giờ, kia khối lực lượng xương cánh tay đã dung vào một nửa. Chờ Tô Lạc đến Trung Du Sơn thời điểm, lực lượng xương cánh tay đã hoàn toàn dung tiến Tô Lạc cánh tay thượng. Lực lượng xương cánh tay tuy rằng biến mất, nhưng là lại không đại biểu dung hợp hoàn thành, hiện tại nhiều nhất Tô Lạc chỉ có thể sử dụng lực lượng xương cánh tay một phần năm lực lượng. Bắt đầu càng lạp ngồi băng ghế thượng đẳng xem Lạc. Chương 2135 ở ác gặp giữ chín loại này dung hợp là yêu cầu rất nhiều thời gian tới tu luyện cùng lắng động lại, nhưng là Tô Lạc hiện tại nhất thiếu chính là thời gian, bởi vì khảo hạch gần ngay trước mắt. Cho nên Tô Lạc chỉ có thể nuốt cả quả táo mà đem nàng nuốt đi vào, chờ ngày sau chậm rãi dung hợp. Lãnh Tiêu cùng Ninh luôn cùng nhau đến Trung Du Sơn, bọn họ đến thời điểm khoảng cách bắt đầu khảo hạch còn có một canh giờ. Thí luyện tháp phía trước đã đứng không ít rộn ràng nhốn nháo. Ồn ào nhốn nháo, thật giống như khu náo nhiệt giống nhau lãnh tiêu theo bản năng mà tìm kiếm tô lạc nhưng làm hắn thất vọng chính là hắn thế nhưng không có nhìn đến nàng này đã có thể kỳ lãnh tiêu quay đầu liền đi hỏi thủ vệ nhân viên hạ du sơn khảo háo người vào được không có bởi vì là hạ du sơn người cho nên tô lạc các nàng nếu muốn tiến vào cần thiết muốn đưa ra các nàng hạ du sơn thông quan tiền tam danh chứng cứ hắn nhớ rõ lần này cũng chỉ có tô lạc cùng ngốc đại tỷ hai người lại đây khảo hạch đến nỗi đệ tam danh dung quân hắn từ bỏ chuẩn bị thắng sau lại khảo hạch thủ vệ nhân viên lắc đầu chưa từng lãnh tiêu trong mắt hiện lên một tia tàn khốc một phen nhéo thủ vệ nhân viên cổ áo người xác định thủ vệ nhân viên sắc mặt tái nhợt lại vẫn là khẳng định mà lắc đầu xác định bên kia người thật không có tới quá lãnh tiêu một tay đem thủ vệ nhân viên bỏ qua không có tới quá không có tới quá cũng chính là tô lạc còn chưa tới hắn không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà muốn giết nàng kết quả tô lạc thế nhưng còn đầu sau này có thể hay không quá vớ vẩn một chút tựa hồ là ở chứng minh hắn vớ vẩn lúc này tô lạc mang theo ngốc đại tỷ hai người nghênh ngang mà từ cửa tiến vào tiến vào thời điểm còn lấy chứng minh ở thủ vệ nhân viên trước mặt quơ quơ hạ du sơn thủ vệ nhân viên theo bản năng mà đề cao thanh âm gắt gao chừng mắt tô lạc tô lạc hồ nghi mà liếc mắt nhìn hắn hạ du sơn lại đây có như vậy đáng giá kinh hãi quái sao theo này nói kinh hô còn chưa đi xa lãnh tiêu quay đầu lại liếc mắt một cái liền thấy được tô lạc cùng ngốc đại tỷ lãnh tiêu lúc này hắn rất muốn trừ chính mình một miệng, hắn muốn đuổi theo giết nhân ra, kết quả nhân ra lại đi ở hắn mặt sau. Này tính chuyện gì xảy ra nhi a à? lãnh tiêu liền đứng ở kia, âm lãnh ánh mắt thẳng tắp thứ hướng tô lạc. Nhưng là tô lạc trải qua hắn bên người thời điểm, lại dường như không có việc gì mà gặp thoáng qua lãnh tiêu, đứng lại. Lãnh tiêu nhìn tô lạc bóng dáng, thanh âm lạnh lẽo trung mang theo một tia sát khí, người đi đâu nhi? Tô lạc cười như không cười mà câu môi, ngoái đầu nhìn lại nhàn nhạt mà nhìn hắn, người ai a à? người ai a à? những lời này thật đúng là kiêu ngạo a à, lãnh tiêu tại đây trung du khu chính là bài đệ nhất a à. lúc này vây xem quần chúng mỗi người đều rất có hứng thú mà nhìn cái này từ giữa du sơn lại đây không biết sống chết nha đầu ngốc tấm tắc lớn lên sắc thật đẹp nhưng quang mặt dài chứng không dài chán a à, lãnh lão đại nàng cũng dám đắc tội chính là hạ du sơn tiền tam kia lại sao tích lạp. tới chúng ta trung du sơn còn không phải đếm ngược tiền tam kiêu ngạo cái dám a à, đắc tội chúng ta tiêu lão đại đã có thể có nàng nếm mùi đau khổ a à, cô nương này cũng thật không có mát. Lúc này, hai người đối mặt ma chạm, trung gian cách 3 mét khoảng cách. Ở hai người chung quanh, vây xem quần chúng lại càng ngày càng nhiều, bọn họ mỗi người đều mang theo xem diễn tâm tính. Ánh mắt bát quái mà khắp nơi đi bộ, hận không thể hai người kia có thể đương trường đánh lên tới. Bọn họ nghị luận thanh âm cũng không biết thu liễm, một đám phóng đại âm lượng, sợ đương sự nghe không thấy dường như, tràn ngập các loại khiêu khích chương 2136 ở ác gặp giữ 10. Ngốc đại tỷ sách theo đại chày gỗ quơ quơ, ánh mắt lạnh lẽo mà ở này đó người trên mặt đảo qua. Nếu không phải tô lạc ý bảo, nàng đều phải xông lên đi đại làm một hồi. Lãnh tiêu âm lãnh mà xả lên khóe miệng, giết ta huynh đệ, hiện tại nhưng thật ra hỏi ta là ai? Lời này vừa nói ra, tức khắc toàn trường một trận hút không khí thanh. Giết lãnh lão đại huynh đệ, cô nương này đây là tìm đường chết a à, tuyệt đối sẽ chết đến không thể càng chết. Tô Lạc trong lòng cũng là lột bộp một chút, sau đó nháy mắt nàng liền minh bạch. Trong coi giả đại nhân cùng trăm linh một tạc mới chết, nhưng là nàng cùng Lãnh Tiêu kết thù lại tại đây trước, như vậy tính đến tính đi, chính là ở ma thú khu phát sinh sự. Hoa lão đại, Tô Lạc đạm đạm cười, hừ, Lãnh Tiêu nhìn chằm chằm Tô Lạc ánh mắt u lạnh như rắn độc. Như thế tới, lúc trước ngăn cản ta tham gia phía cuối sơn khảo háo người, cũng là ngươi lạc. Kia chi thình linh xảy ra mũi tên, nếu không phải nàng trốn đến mau, sớm đã là một khối thi thể lãnh tiêu đôi tay giao phụ ở phía sau không tỏ ý kiến mà cười lạnh hoa lão đại hắn đáng chết tô lạc chỉ này sáu cái tự sau đó liền không có lại nhiều làm giải thích bởi vì nàng biết nàng cùng lãnh tiêu chi gian đã là chết thù không phải nàng vài câu hoa lão đại trừng phạt đúng tội liền có thể hóa giải liêu cùng với tốn nhiều miệng lưỡi không bằng ra tay thấy thực lực tô lạc trong lòng lạnh lùng cười lãnh tiêu bỗng nhiên động hắn chậm rãi từng bước một chiều tô lạc đi tới cùng tô là gặp thoáng qua thời điểm, cúi xuống thân, dán nàng bên tai một câu, ngươi, chờ chết đi. Theo sau, hắn liền mang theo hắn những cái đó thuộc hạ diễu võ dương oai mà đi rồi. Tô lạc môi mỏng gắt gao nhấp khởi, nhấp thành một cái bạch tuyến. Ngốc đại tỷ lại vô chi giả không sợ, tức giận mắng, đáng giận, tự nhiên, đãi ta đi giết hắn. Tô lạc lại nhàn nhạt lắc đầu, hiện tại nhất nên phiền não chính là thí luyện tháp sự. Trung Du Sơn thí luyện tháp quy tắc thực biến thái nó không giống phía trước tô lạc quá kia hai tòa sơn như vậy từ tầng thứ nhất bò đến tầng thứ bảy hơn nữa là cá nhân tái nhưng là nơi này nó cũng chỉ có một tầng chỉ có một nơi sân một chương bản đồ có đôi khi là vô biên vô hạn đầm lầy có đôi khi là diện tích rộng lớn vô ngần biển rộng có đôi khi đúng rồi không dân cư xa mà tóm lại muốn xem ngay sau đó bản đồ hơn nữa này một quan so chính là đoàn đội chiến nhiều người như vậy, cho nhau đoạt đối phương trên người ngọc giác, nàng cùng ngốc đại tỷ là người từ ngoài đến, lại lại là lãnh tiêu địch nhân ai. Thật là ngẫm lại đều cảm thấy tiền cảnh kham yêu a. À. Ngốc đại tỷ thấy tô lạc sắc mặt thâm trầm, trao mày, vì thế liền rất mạnh mẽ chụp tô lạc bả vai. Tự nhiên, người là thông minh nhất. Ngốc đại tỷ một đôi hắc bạch phân minh mắt to, thuần tịnh mà như Tây Bắc không, chân thành mà tín nhiệm nhìn tô lạc. Tô lạc cười cười. Lại thông minh lại như thế nào? bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, ở tuyệt đối thực lực trước mặt kia đều là hổ giấy a. Một cái lãnh tiêu nói, nàng cùng ngốc đại tỷ có lẽ còn có thể liều chết chiến đấu, nhưng là hắn phía sau đứng một đám người. Hơn nữa mỗi người thực lực không tầm thường thật đúng là hao tổn tâm trí đâu. Bỗng nhiên, tô lạc cảm giác được ngọc giác giật giật. Chẳng lẽ là lạc sư huynh? Cũng đúng, lạc sư huynh kinh nghiệm phong phú, nhưng thật ra có thể cùng hắn thỉnh giáo một vài. Tô lạc cầm lấy kia cái màu xanh lục ngọc giác nhưng mà tiếp theo nháy mắt nàng lại chấn trụ, không phải màu xanh lục ngọc giác phát tới tin tức, như vậy. Tô Lạc thân hình theo bản năng mà run rẩy một chút. Ngốc Đại tỷ chạy nhanh đỡ lấy nàng, khẩn trương nói, "Tự nhiên, ngươi làm sao vậy?" "Ngươi làm sao vậy?" Lúc này, vây xem quần chúng chung, có một người cười nhạo một tiếng, "Còn có thể làm sao vậy?" "Đương nhiên là bị lãnh lão đại nói dọa sợ a." À. Chương 2137 Tình ý miên man 1. Là màu đen thông tấn giác. Nam cung để lại cho nàng kia khối màu đen thông tấn giác. Tô Lạc lập tức tưởng lấy ra tới, nhưng là lại ý thức được hiện tại tình huống không đúng. Bởi vì đó là một quả màu đen thông tấn giác cùng nơi này rõ ràng không hợp nhau, nếu là trước mặt mọi người lấy ra tới chỉ sợ sẽ cành mẹ đẻ cành con. Tô Lạc mang theo ngốc đại tỷ đi vào một chỗ hẻo lánh nơi, sau đó mới tâm rực rực mà lấy ra thông tấn giác mở ra. Nam cung tên là sáng lên, Tô Lạc trên mặt hiện lên một mặt ngây ngô cười, tâm tiếp lên quy tô lạc như cũ là trên địa cầu ngôn ngữ thói quen. Nam cung bên kia dừng một chút tựa hồ hít sâu một hơi. Sau đó ôn nhuận thanh âm chậm rãi truyền đến, tự nhiên. Là Nam cung. Tô lạc trong lòng như lộc loạn đâm, hưng phấn mà mặt phiếm hồng quang, nhưng là ở nghe được này nói làm nàng hồn khiên mộng nhiễu thanh âm khi cái mũi đau xót. Nàng có thật nhiều thật nhiều thật nhiều nói tưởng cùng hắn nói hết, nhưng là trong lúc nhất thời, thiên ngôn vạn ngữ đều hóa thành ba chữ, người hảo sao. Nam cung bên kia tựa hồ truyền đến một trận cười khẽ. Tô Lạc có thể tưởng tượng đến, lúc này hắn khẳng định là khóe miệng hơi hơi gợi lên đã mơ hồ độ tuấn mắt tràn đầy hứng thú giặt rào cười, hắn luôn luôn đều là cái dạng này. Ta thực hảo, chỉ là lo lắng ngươi không tốt. Nam cung kia trương thế gian tuyệt sắc tuấn nhan triển khai, treo chói lọi cười. Ta thực hảo, Tô Lạc nhớ tới từ rời đi Nam cung Lưu Vân lúc sau, nàng mang theo các đồng bọn trải qua các loại khó khăn, vài lần cực kỳ nguy hiểm, xoang mũi hơi hơi chua xót. Nhưng là sở hữu không như ý đều thu liễm lên, chỉ nói chuyện tốt không nói chuyện xấu. Nam Cung Lưu Vân dựa nghiêng trên ven tường, một đôi thâm mắt mờ mịt như sương mù, đẹp đẽ quý giá mặc bào theo gió đong đưa thanh hoa mà cao quý. Hắn nồng đậm lông mi hơi rũ, che khuất đáy mắt hàn ý, thanh âm như cụ ôn nhuận, hảo hảo bảo hộ chính mình, ta tạm thời còn không thể trở về. Tuy rằng là dự kiến chung tin tức nhưng là Tô Lạc vẫn là không khỏi mất mát, nhàn nhạt mà nga một tiếng. Nam Cung Lưu Vân cười khẽ, ngón tay điểm điểm vách tường. Thật giống như thói quen tính xoa nàng đầu giống nhau nhà đầu, chạy nhanh tấn chức đến tông sư cấp ra còn chờ ngươi cứu mạng đâu. Nam cung trong thanh âm lộ ra một tia làm nũng, lười biếng hương vị. Tô lạc gò má đi theo đỏ lên, dỗi nói, câm miệng. Ai, trước mấy phát bệnh, ra sắp đầu đã chết, hôn mê vài đâu. Nam cung lưu vân cùng tô lạc tố khổ, cho nên ngươi mới không hồi ta tin tức sao? Tô lạc lập tức đau lòng hỏi. Nam cung lưu vân phát bệnh thời điểm nàng gặp qua rất nhiều lần, kia trường hợp thật là ngẫm lại nàng đều đau lòng đã chết nam cung lưu vân thanh âm dừng một chút theo sau lại lười biếng mà vang lên bằng không liệt người nhà đầu này cũng thật là nhẫn tâm liền như vậy một câu sau lại cũng liền không đã phát làm hại ra thương tâm lại thương phổi ngươi làm sao bây giờ tô lạc le lưỡi theo sau lại hừ hừ hai tiếng đầu óc nhanh chóng chuyển động thực mau liền phản đem một quân ta như thế nào biết lưu lại ngọc giác người kia thật là ngươi nếu là người khác đâu ngươi hy vọng ta cùng nam nhân khác một đống lời âu yếm sao nam cung lưu vân nghẹn lời Tô Lạc có lý không tha người, người đều đã tỉnh, như thế nào không trở về ta? Vội, vội liền câu nói thời gian đều không có. Nam Cung Lưu Vân ngẩn đầu nhìn nơi xa không, đó là một mảnh thật sâu sương mù dày đặc, hắn đáy mắt lộ ra mạc danh thấy không rõ ánh sáng, sau một lúc lâu mới tính trẻ con giọng cam hận. Không phải đang đợi ngươi trước phát sao? Ta còn chờ ngươi trước phát đâu? Tô lạc lược sinh khí, bất quá ngẫm lại Nam Cung Lưu Vân bệnh phát bộ dáng lòng có mềm mại xuống dưới, đúng rồi chúng ta hai người chi gian sao lại có thể dùng thông tấn giác? Chúng ta không phải cách rất xa sao? Chương 2138 tình ý miên man 2 Nam Cung Lưu Vân đầy mắt hiện lên một mặt hứng thú, khóe miệng gợi lên một mặt cười, rất xa, lại cũng rất gần. Như thế nào, luyện ngục thành cùng quỷ thứ tiếp giáp A, à, nếu không phải lần trước ra nhiệm vụ, hắn cũng sẽ không biết cái này nội tình. Thế nhưng là tiếp giáp. Lần trước người đã cứu ta lúc sau, liền rời đi sao? Tô Lạc đôi mắt lóe sáng, "Nhiệm vụ khẩn cấp." Nam Cung Lưu Vân thanh âm dễ nghe, nhuận cặp tâm tí. Hắn thanh hoa vô song trên mặt, cặp kia so hổ phách còn xinh đẹp ánh mắt nhẹ hiện lên một mặt ám trầm. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Tô Lạc, bởi vì hắn cứu Tô Lạc lại bị đồng bạn phát hiện. Sau lại cử tử nhất sinh mới đưa sở hữu đồng bạn giết chết diệt khẩu, cuối cùng dụ phát chân tật. Hắn cười khẽ cười, thanh âm như nhau nếu ôn nhuận thanh nhã, mang theo một tia bĩ bĩ hư, cao cao ngạo ngạo chọn chân bóng cầm, Ninh lão nhân vẫn là có thể dùng dùng bất quá không cần đối lão nhân kia quá hảo hắn giúp ngươi là còn ra ta nhân tình ninh lão tô lạc như là bị nghẹn một chút ninh luôn nam cung lưu vân người chẳng lẽ không phải lạc dịch trần sao lạc dịch trần hắn nhận thức ngươi nam cung thân hình đột nhiên gian căng chặt thanh âm lãnh túc nháy mắt nghiêm túc lên tô lạc lúc này mới ý thức được chính mình thế nhưng đem trong lòng lời nói cấp ra tới thật sự là quá ngu xuẩn tô lạc buồn bực mà chụp chính mình một đầu này không không có việc gì tìm việc nhi sao Tô Lạc còn không có tưởng hảo như thế nào trả lời. Nam Cung Lưu Vân giống hài tử giống nhau dậm chân, chất vấn nói đã liên châu pháo giống nhau bắn lại đây, các ngươi như thế nào nhận thức? Hắn giúp ngươi làm cái gì? Các ngươi cái gì quan hệ? Vì cái gì ngươi sẽ cảm thấy Ninh lão nhân là người của hắn? Bùm bùm một đống lớn, chất vấn kia kêu một cái nước miếng tung bay. Tô Lạc chưa bao giờ biết Nam Cung Lưu Vân thế nhưng cũng có thể lời nói nhiều như vậy nàng hít sâu một hơi, thực nghiêm túc mà giải thích, hắn giúp quá ta vài lần, bất quá giống như cùng ninh lão nhân giống nhau, là chịu người chi thác mới băng vội. Chịu người chi thác, nam cung lưu vân mày hơi hơi nhăn lại, chịu ai chi thác? Cái này không được rõ lắm lạp, chờ ngươi trở về giúp ta giải thích nghi hoặc lạc. Là... Tô lạc khóe miệng gợi lên một mặt nhợt nhạt nếu gió nhẹ thổi qua không lưu một tia dấu vết cái loại này ý cười. Cười chung mang theo nào đó khiêu khích. Hảo, cấp lão tử chờ, không được câu tam đáp bốn nay tần mai sở có biết hay không? chờ lão tử trở về lập tức đem ngươi này đáng giận nha đầu cấp thu nam cung lưu vân táo bạo uy hiếp tô lạc trên mặt mang theo nhợt nhạt cười vậy ngươi đến đánh thắng được lạc dịch trần mới được nghe hắn rất lợi hại ngươi kia hắc ám nguyên tố tu luyện thế nào được chưa a à? nam cung lưu vân hừ lạnh được chưa không biết thu thập hắn dư giả tô lạc le lưỡi yên lặng mà vì lạc sư huynh bi ai nàng thật không phải cố ý lúc này ngốc đại tỷ ngón tay thọc thọc tô lạc đã đến giờ đã đến giờ mau quẩy rớt bởi vì ngốc đại tỷ nhìn đến rất nhiều người lục tục mà hướng thí luyện tháp đi rồi nàng như vậy ái đánh nhau người nếu là vào không được không giá đánh kia khẳng định cao tâm cao phổi vì thế tô lạc đối nam cung lưu vân kết thúc ngữ ta muốn vào đi khảo hạch chờ ra tới lại nam cung lưu vân đáy mắt quang hoa vựng nhiễm mở ra thanh âm thấp nhuận mang theo một tia ý vị thâm trường cười có nắm chắc thắng không anh tô lạc lời nói thật thật thấy Tô Lạc như vậy thành thật tức khắc đem Nam Cung Lưu Vân chọc cười, hắn ngốc tự nhiên, vẫn là như vậy trắng ra mà thú vị, một chút cũng không biết che giấu. Chương 2139 tình ý miên man ba. Chẳng lẽ người có biện pháp? Tô Lạc khóe miệng hơi trọn, nàng như thế nào cảm thấy, Nam Cung Lưu Vân đối bên người nàng sự rõ như lòng bàn tay đâu. Kẻ hèn biện pháp mà thôi, đầu óc chuyển một chút không phải có sao đây là cao chỉ số thông minh chỗ tốt a à, nam cung lưu vân ra vẻ thở dài vẻ mặt không ra tuấn giật phong lưu không đợi tô lạc hỏi hắn liền lẩm nhẩm lẩm nhẩm hào một hồi mà tô lạc tắc càng nghe đôi mắt càng lượng cuối cùng hận không thể ôm lấy nam cung lưu vân hung hăng hôn một cái cái này chú ý miễn miễn cưỡng cưỡng có thể thử một lần tô lạc trong lòng nhảy nhót trên mặt lại ra vẻ khó xử trong thanh âm lộ ra nhàn nhạt miễn cưỡng nam cung lưu vân bị khí vui vẻ nếu là tô lạc ở hắn trước mặt khẳng định hung hăng trảo lại đây đét mông còn không đợi hắn lời nói, Tô Lạc đã nhanh chóng câu tái kiến. Sau đó liền đem thông tấn giác cấp treo, sau đó dứt khoát lưu loát mà ném vào không gian. Bên kia, Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc kia hôi rớt tên, trong lúc nhất thời giờ khóc giờ cười. Mắt thấy thời gian không sai biệt lắm, Tô Lạc chạy nhanh click mở mang theo quang não. Căn cứ Nam Cung Lưu Vân kia mấy thứ, nhanh chóng chọn lựa mua sắm lên. Cũng may nàng trong tay có từ trong coi giả đại nhân nơi đó ngoa tới 60 vạn tích phân bằng không kẻ nghèo hèn nàng nhưng tiêu phí không dậy nổi. Nhìn một cái mua mấy thứ này, một đám đều quý thái quá, nếu không phải nam cung lưu vân công đạo nhất định phải mua. Nàng thật không hạ thủ được a à, nàng quý. Chờ nàng mua đồ xong, nhìn nhìn lại chính mình toàn bài còn thưa tích phân tô lạc ngưỡng, rơi lệ đầy mặt. Chẳng lẽ nàng thật chính là kẻ nghèo hèn mệnh sao? Vừa mới mới dựa chặn đường đánh cướp thoát khỏi nghèo khó chí mạng, trong nháy mắt lại thành nghèo rất nhất tộc một cái tích phân đều không cho nàng lưu lại a à, tiêu hết lại tiêu hết tô lạc buồn bực mà gãi đầu phát đúng lúc này một đội mênh mông quần cuộn đám người từ tô lạc bên người đi qua bọn họ một đám tinh thần phấn chấn thực lực không tầm thường cầm đầu người kia tô lạc rất quen thuộc lãnh tiêu sao trừ bỏ hắn còn có ai dùng loại này sát tha ánh mắt lạnh lẽo mà nhìn chằm chằm chính mình lãnh tiêu thủ hạ thật không ít a à, nhìn ra ít nhất có hai ba mươi cái đây là một cổ cực kỳ khổng lồ lực lượng Lãnh Tiêu trải qua Tô Lạc bên người khi, khóe miệng bứt lên một mặt lương bạc cười lạnh, nhà đầu thúi, làm tốt chết chuẩn bị sao? Không đợi Tô Lạc lời nói, Lãnh Tiêu liền diễu võ dương oai ngẩng đầu ưỡn ngực mà đi rồi. Hắn phía sau này hai ba mươi cá nhân, mỗi tháng ở trải qua Tô Lạc bên người thời điểm, đều sẽ lặp lại một câu, nhà đầu thúi, làm tốt chết chuẩn bị sao? Ngốc đại tỷ tức giận đến trong mắt thẳng trừng. Nhưng là Tô Lạc lại như cũ bình tĩnh thong rong mà đứng ở kia tuyệt mỹ dung nhan thượng là nhợt nhạt nhàn nhạt như gió nhẹ thổi qua không lưu một tia dấu vết tươi cười chờ bọn họ tiến vào sau tô lạc mới mang theo ngốc đại tỷ đi lấy thân phận nhãn lần này trông coi giả là một cái trung niên nữ nhân nhìn qua bản khắc mà lương bạc cùng phía cuối sơn kia thủ quan diệt tuyệt sư thái hình tượng không sai biệt lắm tô lạc kêu nàng diệt tuyệt sư thái số 2. diệt tuyệt sư thái số 2 lạnh buốt ánh mắt thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm tô lạc giống như một quả cái đinh thật sâu đâm vào giống nhau mang theo rõ ràng địch ý tô lạc đạm đạm cười Xem ra Trung Du Sơn người đối nàng đều thực bất hữu thiện sao? Bất quá kia thì thế nào, nàng cũng không tính toán ở Trung Du Sơn trưởng trụ tới nơi này bất quá là tham gia một chút khảo hạch, chờ thêm này quan tự nhiên là đi thượng Du Sơn. Ngốc đại tỷ thực không khách khí mà từ giữa năm nữ nhân trong tay cướp đi thân phận nhãn, một cái đưa cho Tô Lạc, một cái ở chính mình trong lòng ngực xủy. Diệt Tiệt sư thái số 2 âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm Tô Lạc, trong mắt hiện lên một tia tức giận. Chương 2140 Tình ý miên man 4 Tô Lạc không để bụng, mang theo ngốc đại tỷ nganh ngang đi rồi. Bất quá là trông coi giả đại nhân mà thôi, Hạ Du Sơn trông coi giả đại nhân đều bị nàng giết đâu, có cái gì hảo không dậy nổi. Tô Lạc đứng ở thí luyện tháp phía trước chờ đợi tiến vào. Lúc này, nàng tinh tế mà ở quan sát đoàn người chung quanh. Nơi này loáng thoáng chia làm mười mấy đoàn thể, đương nhiên lớn nhất cái kia, này đây lãnh tiêu là chủ. Đệ nhị đại Tô Lạc ánh mắt hơi lóe, đó là một cái tháp sắt hán giấy thân cao 3 mét có thừa, cả người cơ bắp trình khối trạng, hắn liền như vậy xích trần trụi thượng thân, lộ ra cổ đồng màu da. Cơ bắp một khối lại một khối nổi lên, nhìn qua phi thường lại lực lượng. Tô Lạc tinh tế quan sát, người này là thuộc về lực lượng chiến đấu hình, cùng ngốc đại tỷ là cùng khoản, hơn nữa thực lực của hắn, chỉ sợ muốn ở ngốc đại tỷ phía trên A, Tô Lạc vuốt cằm. Mày hơi hơi nhan lại. Nơi này người, ra ngoài nàng dự kiến cường, nếu không phải có nam cung lưu vân chi chiêu, lần này nàng tưởng đi vào tiền 10 phòng chừng đều quá sức bất quá cũng may có cao nhân chỉ điểm tô lạc đối lần này thì luyện tháp hành trình tràn ngập tin tưởng đúng lúc này kia tháp sắt hán từ ánh mắt đảo qua tô lạc nhìn đến tô lạc kia tế cánh tay tế chân ở lỗ mũi chung lạnh lùng hừ một tiếng mũi đây là hắn đối tô lạc đánh giá ngốc đại tỷ quơ quơ trong tay đại chày gỗ gầm lên ngươi cái này phì đầu heo não tên ngốc to con có dám một trận chiến ngốc đại tỷ phanh một tiếng thật mạnh đem đại chày gỗ nện ở trên mặt đất tháp sắt đại hán khinh thường mà chiều ngốc đại tỷ ném một cái ánh mắt ngạo mạn mà nâng cầm lên quay đầu đi nhân ra tỏ vẻ thực khinh thường ngốc đại tỷ tức khác trong cơn giận dữ giống như bị đoán chúng cái đuôi giống nhau tức giận đến oa oa kêu hận không thể xông lên đi chính là một hồi loạn bổng múa may cũng may tô lạc ngăn lại nàng đừng lộn xộn chờ tiến vào sau tưởng như thế nào đánh như thế nào đánh nơi này cấm chế chiến đấu tô lạc thanh âm không nóng không lạnh không nhẹ không vang nhưng là lại cũng đủ làm tháp sắt đại hán cùng lãnh tiêu nghe được tháp sắt đại hán còn không có cái gì phản ứng lãnh tiêu lại cười nhạo một tiếng chờ tiến vào sau mới vừa đi vào ngôi nhà đầu này liền phải bị đưa ra tới còn tưởng đi vào tưởng như thế nào đánh liền như thế nào đánh thật lớn khẩu khí đâu lãnh tiêu ngạo mạn mà ngó tô lạc liếc mắt một cái trong lòng chửi thầm thực mau thí luyện tháp môn liền khai tô lạc cùng ngốc đại tỷ là đè ép ở trong đám người đi vào mới vừa đi vào tô lạc liền phát hiện bốn phía một mảnh kim hoàng sắc lần này bản đồ thế nhưng là sa mạc một chỗ rộng lớn vô ngần sa mạc. Sa mạc độ ấm rất cao, bốn phía đều là cực nóng cảm giác. Vừa mới đi vào, rất nhiều người liền động thủ. Bởi vì tiên hạ thủ vi cường, hậu hạ thủ tao ương, ai cũng không nghĩ chính mình trở thành đừng tha pháo hôi. Ngốc đại tỷ còn chờ mong cùng tháp sát đại hán tới một lần chiến đấu chân chính đâu, ai ngờ tô lạc thế nhưng giữ chặt tay nàng, phi giống nhau chiều yên lặng chỗ nổ bắn ra mà đi. Ngốc đại tỷ xưa nay nghe lời, chỉ có thể chơ mắt mà đi theo Tô Lạc chạy trốn, nhưng là trong lòng lại không vui, nói thầm nói, không phải muốn đánh nhau sao? Chạy cái gì a? À? Ngốc đại tỷ vừa chạy vừa quay đầu lại. Nguyên bản 100 người đứng thẳng địa phương, giờ phút này đã trở thành chủ chiến trang. Kia quả thực là một hồi tàn nhẫn hỗn chiến, đánh cũng thật đủ có lực a. À? Ngốc đại tỷ xoa tay hầm hè, rất muốn đi lên hỗ trợ đánh a. À? đương nhiên cũng có cùng tô lạc giống nhau bay nhanh hướng bốn phương tám hướng chạy như điên, kia tốc độ mau, quả thực như một đạo ánh sáng hiện lên. Nhưng là tô lạc lại một phen kéo lấy nàng, hạ giọng, trong giọng nói lại xưa nay chưa từng có nghiêm túc chạy mau. Nếu như bị lãnh tiêu kia hơn 20 cá nhân vây quanh quần ẩu, hai ta cá nhân lại lợi hại cũng uổng phí. chương 2141 tình ý miên man năm. Đây là tô lạc ngay từ đầu liền có kế hoạch sớm tại còn không có tiến thí luyện tháp phía trước tô lạc liền kế hoạch đi vào lúc sau chạy nhanh cùng đại bộ đội tách ra cho nên vừa mới đi vào chiến đấu vừa mới khai hỏa tô lạc liền lôi kéo ngốc đại tỷ liều mạng mà đi phía trước chạy ngốc đại tỷ tuy rằng không cam lòng thậm chí còn liên tiếp quay đầu lại quan khán chiến trường nhưng vẫn là thực nghe lời mà bị tô lạc cấp lôi đi lãnh tiêu người ngay từ đầu liền nhìn chằm chằm tô lạc xem một đám chiều tô lạc tới gần nhưng là kia tháp sắt đại hán lại là lãnh tiêu tử địch tô lạc lại cố ý chạm hắn bên người hắn còn tưởng rằng lãnh tiêu muốn vây công hắn cùng hắn huynh đệ đâu. Vì thế, vị này tháp sắt đại hán bàn tay vung lên, các huynh đệ thượng tấu chết con bà nó. Cho nên, lãnh tiêu nhân mã liền đều bị vị này tháp sắt đại ca nhân mã cấp vướng. Nhưng tô lạc phản ứng lại là như vậy mau, vèo một tiếng, một cái ổn định vững chắc thuấn di, nàng cùng ngốc đại tỷ liền biến mất tại chỗ, sau đó liều mạng liều mạng mà hướng phía đông chạy tới. Tuy rằng không biết nơi này địa hình, nhưng là Tô Lạc nhận thấy được phía đông đường núi gập ghềnh, phi thường hẻo lánh, hơn nữa, nơi đó là nguồn nước nhất định phải đi qua nơi. Cho nên nàng kết luận nơi đó là trốn tránh hảo địa phương. Tô Lạc mang theo ngốc đại tỷ một đường chạy như điên, cơ hồ không có đình chỉ quá. Này trương bản đồ vô biên vô hạn, diện tích rộng lớn vô ngần, Tô Lạc chạy hơn phân nửa. Mới rốt cuộc thở hồng hộc mà dừng lại. Ngoài tháp, một đám vây xem quần chúng quả thực bị Tô Lạc kia động tác xem trợn tròn mắt mọi người đều biết chiến đấu tới rồi hậu kỳ rất nhiều người đều sẽ trốn đi cho nên nếu muốn phải được đến càng nhiều thân phận nhãn cần tiết thừa dịp ngay từ đầu mọi người đều tập trung ở một khối thời điểm lúc này mới là cướp lấy thân phận nhãn tốt nhất thời cơ nhưng là bọn họ không nghĩ tới lần này hạ du sơn lại đây hai người thật là quá sợ đã chết này còn không có đánh đâu người cũng đã chạy liền bóng dáng đều không có chẳng lẽ các nàng là tính toán ở sa mạc ngây ngốc tam sau đó bình yên vô sự mà từ thí luyện trong tháp ra tới gan quỷ, một chút dùng cũng chưa anh người không mới từ hạ du sơn lại đây sao? Bất quá mới thống lĩnh thất tinh, ở chúng ta này nhưng xem như lót đế a à. Không chạy chẳng lẽ chờ bị người khác pháo hôi sao? Phía trước không phải, kia kêu tô lạc rất lợi hại sao? Mới vừa thi được tới tân sinh, trong một tháng liên tục qua phía cuối sơn cùng hạ du sơn Nga. Phía cuối sơn cùng hạ du sơn, kia đều là một đám rác rưởi liền quá hai tòa có cái gì hiếm lạ có bản lĩnh liền quá ba tòa A, đem chúng ta chung du sơn cũng đã cho A, ha ha ha. Người đây là đang cười sao? Sao có thể? Rất nhiều người nhìn trong màn hình kia thoát ly quần chúng tô là các nàng, không khỏi mà đều cười rộ lên, trong tiếng cười tràn ngập khinh thường cùng khinh thường. Ở này đó cường giả trong mắt, gan quỷ là nhất bị bọn họ sở khinh thường. Nhưng là thực mau, bọn họ liền trợn tròn mắt. Gì, nàng đây là đang làm cái gì? Hướng trong đất chôn thứ gì? Còn có, nàng hướng trong nước giải thứ gì? nàng rốt cuộc đang làm gì rất nhiều người bị tô lạc hành động làm cho không thể hiểu được lúc này tô lạc phi thường bận rộn nàng tuy rằng nhanh chóng chạy ra nhưng cũng không tính toán cứ như vậy vẫn luôn ngốc đến tam kết thúc sau đó đi ra thí luyện tháp nói như vậy còn không bằng một đầu đâm chết tính ngốc đại tỷ chán đến chết mà ngồi ở xa đôi thượng nhàm chán mà nhìn tô lạc tự nhiên chúng ta muốn làm gì không có giá đánh ngốc đại tỷ có vẻ hữu khí vô lực làm bẫy dập Tô Lạc lời ít mà ý nhiều mà, sau đó nàng hướng ngốc đại tỷ vẫy tay, đừng nhàn rỗi, lại đây giúp một chút. Chương 2142 tình ý miên man 6. Vừa thấy có thể giúp được Tô Lạc, ngốc đại tỷ tức khắc cao hứng, nàng vội vàng từ xa đôi thượng nhảy xuống, hưng phấn mà đứng ở Tô Lạc trước mặt vội vàng hỏi, hỗ trợ cái gì? Hỗ trợ cái gì? Tô Lạc chỉ chỉ trước mặt kia cây khô vàng thụ, đối ngốc đại tỷ nói, tại đây phía dưới đào một cái hố. Ngốc đại tỷ rất cao ngực liền làm chờ ngốc đại tỷ đem hố bào hảo lúc sau. Tô lạc tự không gian chung lấy ra một quả đen như mực mảnh đạn tâm rực rực mà vùi vào đi. Tô lạc bào chế đúng cách mà, ở đi thông nguồn nước trên đường chôn vào không ít mảnh đạn, nọc độc. Ngốc đại tỷ chơi đến hứng khởi, tô lạc sau lại đơn giản đều giao cho nàng. Đem sở hữu bẫy dập đều mai phục xong lúc sau, ngốc đại tỷ bồi tô lạc một khối ngồi ở xa đôi thượng. Nàng sâu kín mà nhìn không, nơi này sẽ có người tới sao? Tô Lạc tìm địa phương phi thường hẻo lánh, vài trăm dặm trong vòng đều nhìn không tới một tia dân cư, liền tính chôn bẫy dập. Thật sự sẽ có người tới sao? Tô Lạc lại nhợt nhạt gợi lên khóe miệng, sa mạc nhiệt độ không khí rất cao, đặc biệt là chính ngọ, sẽ cao đến một loại không thể tưởng tượng trình độ, bọn họ có thể chịu đựng một. Lại chịu đựng không được hai, tam, cho nên tất nhiên sẽ qua tới. Tô Lạc thực chắc chắn. Nơi này sa mạc độ ấm, cũng không phải là nàng ở trên địa cầu kia sa mạc có thể so, quả thực là phiên vô số lần hơn nữa rất nhiều người ở cướp đoạt đừng tha thân vận nhãn lúc sau khẳng định sẽ muốn tìm cái địa phương trốn đi chờ đến thời gian tới rồi lại đi ra ngoài cho nên có rất lớn khả năng tính sẽ hướng nơi này chạy bởi vì nơi này cũng đủ hẻo lánh nếu vận khí tốt còn sẽ phát hiện nguồn nước ngốc đại tỷ cái hiểu cái không gật gật đầu kỳ thật nàng vẫn là không hiểu lắm bất quá nàng cũng không cần phải hiểu nàng chỉ cần xuất lực khí là được tô lạc tìm một chỗ dâm mát chỗ phân phó ngốc đại tỷ nhiều chú ý điểm có người tới cho ta biết Tô Lạc còn phải nắm chặt hết thầy có thể nắm chặt cơ hội, đem nàng kia khối lực lượng xương cánh tay cấp dung hợp đâu, chỉ cần dung hợp xong, thực lực của nàng sẽ có nhảy vọt đề cao. Sẽ đối nàng rất có lợi. Ngốc đại tỷ bị cực nóng thái dương phơi héo héo, nghe lời gật gật đầu. Vì thế, Tô Lạc ở dâm mát chỗ tu luyện, mà Ngốc đại tỷ tắc nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng, đôi mắt ục ục chuyển động, tùy thời vẫn duy trì cảnh giác chi tâm. Thời gian dần dần tới rồi chính ngọ, cực nóng dương quang nướng đại địa trên sa mạc dần dần dâng lên một trận nhàn nhạt xương khói toàn bộ không khí độ ấm phiên bội hướng lên trên nhảy ngốc đại tỷ bị phơi đầu váng mắt hoa chính đánh ngủ gật đâu bỗng nhiên nàng một cái cơ linh tỉnh lại rất xa địa phương một cái điểm đen đang theo bên này bay vụt mà đến quả nhiên như tô lạc sở liệu thật sự có người chính hướng bên này trốn tránh lại đây ngốc đại tỷ hưng phấn cực kỳ chạy nhanh đem tô lạc đánh thức chờ tô lạc mở mắt ra thời điểm người kia khoảng cách nơi này đã chỉ có vài dặm xa lấy tô lạc thị lực đã có thể xem đến rõ ràng một người nam nhân thực lực đại khái ở thánh chủ một tinh không đủ sợ hãi giao cho ngươi tô lạc phân phó ngốc đại tỷ ngốc đại tỷ vừa nghe có giá nhưng dùng đánh tức khắc hưng phấn trong ánh mắt tản ra nồng đậm chiến ý phẳng phất cả người đều tươi sống lên giường như ngốc đại tỷ vẫn luôn ẩn núp ở phía sau núi, chờ người kia chạy như bay quá khứ thời điểm, nàng trực tiếp liền lao tới hướng người sau lưng vừa đứng, hét lớn một tiếng, núi này là ta mở. Cây này do ta trồng, nếu muốn đánh này quá, lưu lại mua mệnh tài. Ngốc đại tỷ giống như một tôn môn thần giống nhau, đứng lặng tại đây người mặt sau. chương 2143 Trung Du Sơn 1 Người này, lớn lên cao cao gầy gầy, nhìn qua văn văn nhược nhược, cùng ngốc đại tỷ so, liền có vẻ ngốc đại tỷ đặc biệt cường tráng người này quay đầu vừa thấy ngốc đại tịt ta sát như vậy uy vũ chạy nhanh chạy a à. vì thế hắn xoay người phi giống nhau hướng phía trước nổ bắn ra mà đi liều mạng chạy tốc độ đương nhiên là bay nhanh nhưng là phía trước bỗng nhiên xuất hiện một thanh lãnh kiếm ngạnh sinh sinh mà đem hắn bước chân cấp dừng lại lúc này mũi kiếm khoảng cách hắn trái tim chỉ có một tấc xa báo thượng tên họ tô lạc không có thu kiếm nhàn nhạt mà nhìn chằm chằm hắn sở lâm đối phương cân nhắc hạ lợi và hại siết chặt bên cạnh người tay cắn môi dưới giọng căm hận nói như vậy Sở Lâm, hiện tại ngươi có thể đem thân phận nhãn giao ra đây." Tô Lạc cười hì hì câu môi. Sở Lâm hung hăng mà chừng mắt Tô Lạc, đầu óc nhanh chóng chuyển động. Trong khoảng thời gian ngắn không có động. Tô Lạc thấy hắn đôi mắt hơi lóe, khóe miệng tươi cười càng thêm sán lạn, ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Sở Lâm. Sở Lâm chỉ cảm thấy vị này khuynh thành tuyệt mỹ cô nương, cặp kia thanh linh đôi mắt cực lượng, sáng ngời phảng phất hắn đáy lòng chỗ sâu nhất bí mật bị một chút một chút câu ra tới. Tô lạc khóe miệng hơi hơi cong lên, thanh âm mang theo một tiếng nghiền ngẫm, xem ra vận khí của ngươi không tồi sao, đoạt lại không ít thân phận nhãn đi. Sở Lâm sắc mặt đỏ lên, hướng nơi này chạy, là muốn tránh lên, chờ đến tam sau khi kết thúc ngây ngang đi ra ngoài đi. Tô lạc cười như không cười mà nhướng mày, Sở Lâm sắc mặt càng hồng, có một loại bị đoán chúng tâm sự thẹn quá thành giận, đều lấy ra tới đi, như vậy còn có thể thiếu chịu một phân tội. Tô lạc thanh âm nhợt nhạt nhàn nhạt, 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 có một loại vân đạm phong khinh cảm giác nhưng là sở lâm há có thể cam tâm hắn phía trước vận khí như vậy hảo xen lẫn trong trong đám người nhặt tiện nghi thế nhưng thật sự đánh bậy đánh bạ bị hắn nhặt hai lần chẳng lẽ hiện tại muốn tất cả đều giao cho trước mắt cô nương này kia phía trước hắn sở hữu nỗ lực chẳng phải là tất cả đều là vì người khác may áo cưới hắn không cam lòng a a a tô lạc thấy hắn đôi mắt lập lòe không chừng quay tròn chuyển động không khỏi mà lạnh lùng cười ý bảo ngốc đại tỷ đi lên ngốc đại tỷ đó là lực lượng hình, cũng không phải là tô lạc như vậy trí tuệ hình quân tử động khẩu bất động thủ. Cho nên ngốc đại tỷ xông lên đi, thô trắng cánh tay một phen sách lên sở lâm. Hung ác quát lớn, nhẹ nhàng chết, vẫn là muốn thống khổ chết thảm. Đương nhiên, ngốc đại tỷ cái gọi là chết, khẳng định không phải thật sự chết. Tại đây thí luyện trong tháp là có rời khỏi hình thức, chỉ cần lựa chọn rời khỏi hình thức. Liền sẽ hóa thành một đạo bạch quăng, bị đưa ra thí luyện tháp. Thấy sở lâm không có đáp lời, ngốc đại tỷ một cái bạo lật tạp hướng hắn đầu cả băng đạn một tiếng giòn vang, Sở Lâm đầu cơ hồ bị tạp thành vỡ vụn. Sở Lâm phẫn nộ khó làm mà chừng mắt ngốc đại tỷ. Hắn biết nay gặp được hai người kia, trốn là trốn không thoát đi, hoặc là bị đánh chết, hoặc là chính mình lựa chọn chết ở ngốc đại tỷ bạo ngược hạ. Sở Lâm cuối cùng vẫn là tuyệt vọng mà tuyển ra rời khỏi hình thức. Loảng xoảng, loảng xoảng, loảng xoảng. Liền ở sở lâm thân hình biến thành một đạo bạch quang lè ra lúc sau, liên tiếp ba đạo tiếng vang, sau đó tô lạc liền nhìn đến tam cái ngọc bài rơi xuống trên mặt đất tam khối thân phận nhãn, ngốc đại tỷ chạy nhanh nhặt lên tới, hưng phấn mà đưa đến tô lạc trong tay. Tô lạc vuốt ve ngọc bội, đáy mắt mang theo nồng đậm ý cười. Xem ra nàng cái này săn thú kế hoạch thực không tồi sao, lúc này mới bất quá nửa, cũng đã thu hoạch ba con thân phận nhãn. Huống chi, nàng mai phục những cái đó bẫy dập nọc độc đến bây giờ còn một cái cũng chưa dùng đến đâu. Chương 2144 Trung Du Sơn 2 đem thân phận nhãn thu hảo lúc sau, Tô Lạc tự mình ra tay, đem nơi này chiến đấu giấu vết ma bình. Bởi vì có thể tiến này thí luyện tháp người, không có một cái ngốc tử. Chỉ cần bị bọn họ nhìn ra một chút manh mối, liền không hảo lừa tới tay. Tô Lạc cấp ngốc đại tỷ ba con đùi gà, hống nàng ngoan ngoãn ngồi ăn, sau đó nàng tiếp tục trở lại dâm mát chỗ, tiếp tục nàng tu luyện. Đệ nhất, Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ vận khí không hảo cũng không xấu, trừ bỏ Sở Lâm kia ba phần thân phận nhãn sau, không còn có khác thu hoạch. Tô Lạc cũng không có để ý, trải qua cả đêm dung hợp, Tô Lạc đối lực lượng xương cánh tay dung hợp lại có tân lĩnh ngộ. Vẫn luôn tu luyện đến giữa trưa, Tô Lạc đôi mắt hơi hơi mở. Trong mắt hiện lên một mặt hứng thú. Lúc này ngốc đại tỷ bị nhiệt chịu không nổi, đem chính mình toàn bộ chôn ở xa đôi phía dưới, chỉ lộ ra cái mũi bộ vị. Tô Lạc thấy vậy, hơi hơi mỉm cười, cũng không thấy nàng như thế nào động, chỉ thấy nàng ống tay áo đảo qua, bao trùm ở ngốc đại tỷ trên người kia một tầng thật dày xa đã bị toàn bộ phất đi. Lộ ra xa hố ngốc đại tỷ ngốc đại tỷ còn không có mở mắt ra, thân thể sớm đã theo bản năng mà nhảy đánh lên, nhanh chóng bày ra chiến đấu tư thế. Tô lạc ôm bụng cười cười to, cười đến bụng đều mau rút gân. Ngốc đại tỷ nghe được tô lạc thanh âm, lúc này mới hoàn toàn tỉnh táo lại, nàng vẫy vẫy đầu, đem đầy đầu cát vàng ném sạch sẽ. Mau thanh tỉnh thanh tỉnh, sinh ý tới cửa. Tô lạc cười hì hì. Bởi vì lại dung hợp một phần ba lực lượng xương cánh tay, cho nên tô lạc tâm tình thực không tối vừa nghe có sinh ý đưa tới cửa, ngốc đại tỷ so tô lạc còn hưng phấn, chạy nhanh hỏi, nơi nào nơi nào. Chấm than. Tô lạc chỉ vào cái kia phương hướng, ngốc đại tỷ vừa thấy, quả nhiên loáng thoáng có cái điểm đen, không, hẳn là ba cái điểm đen. Thế nhưng một lần tới ba người, ngốc đại tỷ chiến ý tức khắc liền đốt. Nhưng là tô lạc lại không có đánh bừa ý tứ. Có thể dùng đơn giản biện pháp thủ thắng, ai sẽ đi lên dùng tánh mạng đua. Vì thế tô lạc chỉ huy ngốc đại tỷ, lần này tới ba người này ba người cần thiết là đồng lõa nói cách khác bọn họ không có khả năng cùng đường ngốc đại tỷ mặc kệ hiểu hay không mặc kệ tô lạc cái gì chỉ một cái kính gật đầu ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm phía trước điểm đen thực hiển nhiên nàng một chữ cũng chưa nghe đi vào tô lạc tức giận mà nhìn ngốc đại tỷ liếc mắt một cái tức khắc cảm thấy cùng nàng giải thích rõ ràng là một kiện thực không cần thiết sự đối với ngốc đại tỷ nàng chỉ cần phân phó liền hảo vì thế tô lạc chỉ vào phía trước cổ thụ vị trí đối ngốc đại tỷ nói còn nhớ rõ chôn bẫy dập vị trí đi cái này nhớ rõ ngốc đại tỷ liên tục gật đầu thực hảo chờ hạ nếu bọn họ không có dẫm chung bẫy dập liền dùng vũ lực bức bách bọn họ dẫm chung bẫy dập hiểu có thể sử dụng vũ lực giải quyết sự đối ngốc đại tỷ tới nàng quá vui làm vì thế tô lạc cùng ngốc đại tỷ liền một trước một sau mai phục lên vì lưu chính là sợ bị người đào tẩu sau đó mật báo mật báo gì đó hiện tại thời cơ còn chưa tới sẽ quấy giày tô lạc chỉnh bàn kế hoạch qua không trong chốc lát kia ba cái điểm đen càng ngày càng gần Lúc này, Tô Lạc cũng thấy rõ ràng thực lực của bọn họ. Một vị thống lĩnh Bát Tinh, một vị thống lĩnh Cửu Tinh, còn có cái Thánh chủ Tam Tinh. Thống lĩnh Bát Tinh cùng thống lĩnh Bát Tinh hai người, rõ ràng là Thánh chủ Tam Tinh cái kia tha tùy tùng, này từ bọn họ vị trí là có thể đủ xem ra tới. Lúc này bọn họ là hiện ra phẩm tự hình lại đây. Thánh chủ Tam Tinh đi ở đằng trước, thống lĩnh Bát Tinh cùng Cửu Tinh đi ở mặt sau, vẻ mặt cung kính thực. Chương 2145 Hạ Du Sơn 3 lúc này bọn họ có một cái điểm giống nhau, đó chính là chán đổ mồ hôi. Sa mạc cực nóng phi thường nghịch, hiện tại lại là chính ngọ, đúng là một giữa nhất nhiệt thời khắc, vội vàng lên đường nói. Tự nhiên sẽ nhiệt chịu không nổi. Này ba người nhìn đến này chỗ bối dương triền núi, sườn dốc phía dưới có một cây cổ thụ, tuy rằng có chút khô vàng, nhưng là kia khổng lồ thân cây vẫn là có thể che đậy ánh mặt trời. Vì thế, vị kia thống lĩnh bát tinh liền liếm mặt hỏi hắn ra lão đại, thần ca, chúng ta đã đi ra đủ xa, lãnh tiêu bên kia người khẳng định truy không chứ, chúng ta nếu không tại đây nghỉ ngơi một chút trên thực tế chân chính tưởng nghỉ ngơi người là thống lĩnh bát tinh thực lực của hắn yếu nhất tự nhiên nhất chịu không nổi nhiệt như vậy một đường đánh đánh giết giết xuống dưới hắn đã phi thường mỏi mệt thấy thánh chủ tam tinh thần sắc như cũ đạm mạc thống lĩnh cửu tinh nhìn nhìn mỏi mệt đồng bọn cũng đi theo kiến nghị lão đại chính ngọ là trong sa mạc nhất nhiệt thời khắc chờ thêm chính ngọ lên đường hiệu suất cũng sẽ cao rất nhiều như thế Thánh chủ Tam Tinh xoay người, nhìn phía sau không có người trải qua, nhìn nhìn lại phía trước một mảnh cát vàng, lạnh lùng gật đầu. Thống lĩnh Cửu Tinh lại nịnh nọt nói, nơi này như vậy hẻo lánh, không chừng còn sẽ có một hai người trải qua đâu, chúng ta không ngại ở chỗ này ôm cây đợi thỏ, không chừng cũng có thu hoạch. Chỗ tối, Tô Lạc mày hơi chọn. Này Thống lĩnh Cửu Tinh thế nhưng cùng nàng nghĩ đến một khối đi, thật đúng là chi kỳ a, à, bất quá đáng tiếc chính là, hắn cũng không biết bọn họ giờ phút này đang bị người khác săn thú thống lĩnh bát tinh ở kia cây cổ thụ dưới trải lên một khối sạch sẽ vải dệt, sau đó đem thánh chủ tam tinh cung kính mà nghênh qua đi ngồi xuống. Một bên cấp thánh chủ tam tinh quạt gió, một bên phun khí. Thánh chủ tam dai lạnh như băng ánh mắt ngó thống lĩnh bát tinh liếc mắt một cái, ngón tay nhắm hướng đông phương bắc hướng một lóng tay, bên này qua đi một dặm nơi có nguồn nước. Nguồn nước, thống lĩnh bát tinh vừa nghe tức khắc kích động. Biết hắn hiện tại khát mà ít hầu mau cháy. Tiến vào phía trước ai cũng không biết sẽ là sa mạc bản đồ cho nên hắn cũng không có dự bị một ít thủy thống lĩnh bát tinh bay nhanh mà buôn tàu. Lúc này, Tô Lạc đôi mắt nửa híp, khóe miệng hơi hơi gợi lên, giống như dưới chân hồ ly. Mang nước sao? Thật sự là quá tốt đâu. Bất quá nháy mắt công phu, thống lĩnh bát tinh cũng đã dùng ống trúc thịnh thủy cấp thánh chủ tam tinh phủng lại đây, hắn một bên ân cần mà hầu hạ. Một bên kích động mà lời nói. Xa mạc ai cũng thật đủ thuần tịnh ngọt thanh a à, uống một ngụm đi xuống, phảng phất sở hữu thời tiết nóng đều biến mất thần ca ngài thử xem. Thánh chủ tam tinh nghe vậy, nhưng thật ra dừng lại tay dùng cánh mũi người người kia thủy. Bỗng nhiên, hắn lạnh lùng cười, bằng một tiếng đem thủy tất cả đều khấu đến kia thống lĩnh bát tinh trên người. Thống lĩnh bát tinh tức khắc bị dọa ngốc, tùy ý bọt nước từ hắn đỉnh đầu đi xuống chảy xuôi, cả người ngơ ngẩn. Thần ca! Thần ca, làm sao vậy? Ta thống lĩnh bát tinh vẻ mặt mờ mịt. Làm sao vậy? Tưởng mưu hại ta, người một vị thống lĩnh bát tinh, thế nhưng tưởng mưu hại lão tử. Người cho rằng lão tử đã chết, người là có thể thành công có phải hay không? thánh chủ tam tinh một phen bóp chặt thống lĩnh bát tinh. Đáng thương thống lĩnh bát tinh hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng là lúc này hắn lại bị thánh chủ tam tinh véo thân thể treo cao, bước chân cách mặt đất. Thống lĩnh cửu tinh căn bản không dám đi lên khuyên, chỉ ngây ngốc đứng ở một bên. Thần ca thần ca thống lĩnh bát tinh không được mà dẫy rùa, hắn tưởng giải thích, hắn thật sự thực vô tội a à, hắn thật sự đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra chuyện gì. chương 2146 Hạ Du Sơn 4 thần ca thần ca ta như thế nào sẽ dám hại ngươi thống lĩnh bát tinh đã bị véo trợn trắng mắt. Không dám mưu hại, ha ha ha, dám ở lão tử trong nước hạ độc cư nhiên còn dám chống chế. Thánh chủ tam tinh cười lạnh, trong tay dùng sức, một tay đem kia đáng thương thống lĩnh bát tinh cấp diệt. Chỉ thấy bạch quang chợt lóe, một khối thân phận nhãn loảng xoảng một tiếng rơi xuống mặt đất. Thánh chủ tam tinh ngón tay một câu, kia cái thân phận nhãn liền đến trong tay hắn, chỉ thấy hắn lạnh lùng cười, dám ở lão tử trước mặt chơi đa dạng, tìm chết chờ lão tử đi ra ngoài, có người đẹp. Thống lĩnh cửu tinh yên lặng mà vì chính mình đồng bọn bi ai một giây đồng hồ, sau đó chạy nhanh ân cần mà hầu hạ thánh chủ tam tinh. Nhưng là thánh chủ tam tinh vừa mới ngồi xuống, bỗng nhiên. Hắn cảm giác được một cổ khác thường sau đó hắn lạnh băng ánh mắt nhìn chằm chằm thống lĩnh cửu tinh. Thống lĩnh cửu tinh bị nhìn chằm chằm địa tâm hoàng không thôi, bộ dáng này thần ca thật sự thật đáng sợ, vì thế hắn lấy hết can đảm, nhược nhược hỏi, thần ca bang. Một cái bàn tay nặng nề mà chiều thống lĩnh cửu tinh trên mặt ném đi thống lĩnh cửu tinh tức khác bị đánh bay đi ra ngoài, cuối cùng té rớt trên mặt đất, đem mặt đất tạp một cái hố. ngốc đại tỷ nhìn mừng rỡ không được. tô lạc đôi mắt đường ngang đi, ngốc đại tỷ theo bản năng mà liền che lại liệt khai cười miệng, gắt gao che lại, rất sợ chính mình cười ra tiếng tới. tô lạc cũng không nghĩ tới chính mình cái này kế hoạch thế nhưng còn sẽ diễn sinh ra như vậy xuất sắc hình ảnh, bất quá như vậy chuyển biến nàng thực thích đâu. lúc này bị đánh ngốc thống lĩnh cửu tinh tre lại nặng nề ngực gian nan mà bò dậy nhưng là còn không có đâu quá hắn đứng vững thánh chủ tam tinh đã một cái phi mau thối nổ bắn ra qua đi bang thống lĩnh cửu tinh thế nhưng bị thánh chủ tam tinh đá trực tiếp một đạo bạch quang liền biến mất tại chỗ sau đó thân phận của hắn nhãn lại xuất hiện ở thánh chủ tam tinh trong tay thánh chủ tam tinh nhìn trong tay oánh bạch sáng trong bạch ngọc trong mắt hiện lên một mặt tàn nhẫn cũng dám ở lão tử trên người hạ độc ngu xuẩn hắn biết nơi này không phải ở lâu nơi vì thế xoay người muốn đi nhưng là lúc này lại phát hiện chính mình trước mặt đứng một người người này thánh chủ tam tinh không quen biết đúng là bởi vì không quen biết cho nên thực hảo suy đoán hạ du sơn lăn lại đây ngốc đại tỷ trong tay nắm đại chày gỗ chỉ vào thánh chủ tam tinh ha ha cuồng tiếu ngu xuẩn ngươi cái này đại ngu xuẩn ha 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 thánh chủ tam tinh tức khắc liền minh bạch minh bạch lúc sau liền thẹn quá thành giận hạ độc chính là ngươi chính là ngươi cô nãi nãi ta Ngốc Đại tỷ đã sớm chờ lâu ngày, lúc này cũng liền không nhiều lời, xông lên đi liền cùng Thánh chủ Tam Tinh bùm bùm đánh lên tới. Ngốc Đại tỷ là Thánh chủ Nhị Tinh, mà người này là Thánh chủ Tam Tinh, theo đạo lý Ngốc Đại tỷ hẳn là sẽ bị hắn áp chế đánh. Nhưng là thực đáng tiếc, chúng ta Ngốc Đại tỷ có được bất tử chi thân, cho nên nàng căn bản là sẽ không bận tâm tự thân, xông lên đi chính là một hồi cuồng oanh lạm tác. Một cái tích mệnh, một cái không muốn sống, cho nên vị này Thánh chủ Tam Tinh thế nhưng cứ như vậy bị Ngốc Đại tỷ áp chế, chỉ có phòng thủ mà không có công kích cái này làm cho hắn nghẹn khuất mau điên rồi nhưng mà làm hắn buồn bực chính là liền ở hắn bị ngốc đại tỷ đánh kế tiếp bại lui xoay người dục trốn hết sức một bên thế nhưng đâm ra một con lạnh băng kiếm kiếm hoa chợt lóe trên người hắn chính là một cái lỗ thủng còn chưa chờ hắn phản ứng lại đây kia cầm kiếm người liền biến mất không thấy sau đó chờ hắn ứng phó ngốc đại tỷ sát chiêu khi kia kiếm hoa lại không biết từ nơi nào quỷ dị mà đâm ra tới trên người hắn lại là một đạo miệng máu chương 2147 Hạ Du Sơn Nam. Mỗi một lần thương thế đều không nghiêm trọng, nhưng là nghiêm trọng chính là. Cái này tha lực công kích rõ ràng không cao, thực lực khẳng định ở hắn dưới. Bởi vì hắn rất khó phá chính mình phòng ngự, cho nên mỗi một lần, đối phương đều sẽ đâm vào cùng cái bộ vị. Cùng cái miệng vết thương thượng. Nhưng là cường hãn nữa thân thể, cũng kinh không được như vậy thứ A, nhất kiếm, nhất kiếm, lại nhất kiếm hắn, phía sau lưng miệng vết thương dần dần mà bị xé rách mở rộng máu tươi chạy như điên mà ra sái lạc ở kim hoàng sắc bờ cát phía trên huyết vũ cuồng sa cũng bất quá như thế thánh chủ tam tinh tức giận đến sắp nổi trận lôi đình cái này tránh ở hắn sau lưng người tựa như một con chán ghét ruồi bọ đuổi cũng đuổi không đi đánh lại không ra chính diện đánh liền cầm kia chi phá kiếm sấn hắn chưa chuẩn bị liền thứ một chút lại thứ một chút hắn cũng rất muốn đem này chỉ đáng giận ruồi bọ cấp chụp chết a à nhưng đáng tiếc chính là mỗi khi hắn phân tâm ở phía sau bối thời điểm đằng trước vị kia kiêu ngạo đại tỷ liền một cái chày gỗ tạp lại đây nếu không phải hắn trốn mau tạp vỡ đầu chảy máu đó là nhẹ vô cùng có khả năng đã bị tạp ra thí luyện tháp làm sao bây giờ giàu trộn thẳng đến giờ khắc này thánh chủ tam tinh mới bắt đầu hối hận sớm biết rằng nói lưu lại kia hai cái tùy tùng thật tốt a à, có bọn họ hai cái vướng kia chỉ đáng giận ruồi bỏ. hắn liền có thể chuyên tâm đối địch hiện tại không được còn như vậy đi xuống, liền tính hắn không có bị ngốc đại tỷ đại chày gỗ cấp tạp chết, cũng sẽ bị mặt sau kia chỉ ruồi bỏ kiếm cấp thứ mất máu quá nhiều mà chết. Thánh chủ tam tinh hạ quyết tâm, đánh không lại lão tử bỏ chạy. Ngốc đại tỷ một cái chày gỗ tạp qua đi. Tô lạc lạnh cam cam lãnh kiếm theo sát đã đâm đi. Như vậy, thánh chủ tam tinh duy nhất có thể chạy trốn phương hướng đó là Tây Bắc. Vì thế, thánh chủ tam tinh bay nhanh mà đi phía trước chạy chạy ra vài bước sau, hắn trong lòng lại có chút lo sợ bất an, kia hai người như thế nào không truy lại đây đâu. Liền ở hắn do dự khoảng cách. Hắn chỉ cảm thấy dưới chân cắt đất buông lòng, bước chân một cái lảo đảo, thân hình không xong mà đi phía trước ngã đi. Cùng lúc đó, hắn cảm giác được dưới chân nóng rát đau. Chờ hắn nhìn đến bàn chân thời điểm, tức khắc hãi hùng khiếp vía, theo bản năng điên cuồng hét lên, ngọa táo hắn ngã đi vào xa hố cũng không thâm hắn thân hình chợt lóe là có thể đi ra ngoài nhưng vấn đề là hiện tại hắn bàn chân thế nhưng lấy một loại không thể tưởng tượng tốc độ bắt đầu hư thối a à, thánh chủ tam tinh tự nhận chính mình ăn qua rất nhiều khổ tự nhận chính mình rất có nghị lực nhưng là giờ khác này hắn lại tê tâm liệt phế mà kêu thảm thiết lên giờ phút này hắn không chỉ có là sinh lý thượng đau cùng nghiêm trọng chính là tâm lý thượng đau tùy ý ai thấy chính mình chân lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hư thối, thực mau lộ ra sâm sâm bạch cốt, loại này kích thích cũng đủ hắn nhớ cả đời. Hơn nữa hư thối tốc độ phi thường mau, chỉ không lâu sau, đã từ bàn chân đến chân. Hơn nữa, mặt khác một chân, nhưng bắt đầu hư thối. Không, không, không ngừng mặt khác một chân, còn có hắn mông hắn toàn thân. Hắn có thể tưởng tượng đến, thực mau thân thể hắn liền sẽ hư thối thành một đống bạch cốt thật là đáng sợ, thật sự là thật là đáng sợ. Hắn mồ hôi trên trán tích tích đi xuống chảy xuôi mà lúc này ngốc đại tỷ chính đem đại chày gỗ hoành trên vai kiêu ngạo mà đứng ở hố trước đắc ý mà hướng hắn khơi màu cầm muốn chạy xem ngươi chạy trốn nơi đâu lúc này tô lạc cũng xuất hiện nàng hướng về phía ngồi ở đáy hố thánh chủ tam tinh cười hì hì ngài a vẫn là chạy nhanh làm ra lựa chọn đi bằng không ngài này thân thể đã có thể hư thối xong lạp còn ở viết nga chương 2148 hạ du sơn 6. thánh chủ tam tinh oán hận mà chừng mắt tô lạc ngươi dùng độc gian lận Tô Lạc bất đắc dĩ buông tay, có người quy định không thể dùng độc sao? Bất luận cái gì chúng kế, không thể trách thiết kế người, muốn trách chỉ có thể tự trách mình quá bổn. Ngươi, thánh chủ Tam Tinh bạo nộ. Tô Lạc chiều ngốc đại tỷ cười nói, nếu hắn không lựa chọn tự vận, kia ta liền hãy chờ xem, đừng như vậy tâm đề phòng, dù sao hắn cũng chạy không được. Ngốc đại tỷ có chút lo lắng, kia hắn có thể hay không đem chính mình chân chém rớt, sau đó chạy trốn sẽ không trừ bỏ chân hắn phía sau cũng đều bị bỏng cháy hư thối đâu hơn nữa nơi này là phát sóng trực tiếp người cảm thấy vị này thánh chủ tam tinh đại nhân sẽ cởi chuồng ở vô số người trước mặt nhảy nhót sao chỉ cần tưởng tượng đến cái kia hình ảnh tô lạc liền mừng rỡ bất giáo ai ra không được ta cười đến bụng đều đau chỉ cần vừa nhớ tới vị này khi đến dậm chân thánh chủ tam tinh ở trên màn hình cởi chuồng nhảy nhót tô lạc liền cười đến mau điên rồi thánh chủ tam tinh lúc này bị tô lạc nói tức giận đến đâu chỉ đỉnh đầu bốc khói hắn là toàn thân đều phải bốc khói a. A, a a a a a hắn tức giận đến không được nhưng là chạy lại không thể chạy đánh lại đánh không lại làm sao bây giờ tự vận bái đáng tiếc chính là thân phận nhãn căn bản hủy không xong thánh chủ tam tinh nhìn tính cả chính mình ở bên trong năm khối thân phận nhãn tức giận đến cơ hồ muốn dậm chân hắn thật vất vả giết lãnh tiêu hai cái thuộc hạ đắc tội hắn lúc sau trăm cây ngàn đắng mới chạy ra kết quả thế nhưng là vì người khác làm áo cưới tất cả đều muốn để lại cho cái này đáng giận nha đầu thúi. Thánh chủ tam tinh chừng mắt tô lạc ánh mắt cơ hồ muốn đột tuôn ra tới. Nếu ánh mắt có thể sát tha lời nói, tô lạc sớm đã chết đi sống lại một trăm lần. Theo thời gian quá khứ, thánh chủ tam tinh đã bị bỏng cháy hơn phân nửa cái thân thể, lúc này đã không phải do hắn lựa chọn. Hắn phẫn nộ mà cuồng khiếu một tiếng, cuối cùng vẫn là tuyệt vọng mà lựa chọn rời khỏi. Lại là năm khối thân phận nhãn tới tay. Hơn nữa, phía trước tam khối, tô lạc hiện tại tổng cộng có tám khối. Tô lạc trên dưới ném lại thưởng thức này tám khối thân phận nhãn, tươi cười đắc ý dương dương. Xem ra nam cung gia cái này chú ý thật là không tồi sao, săn thú ở chỗ này, nhẹ nhàng. Thế nhưng liền có tám khối thân phận nhãn tới cửa Nga. Ngốc đại tỷ ở tô lạc bên cạnh vui sướng mà nhảy nhót. Vì thế tô lạc liền phân phó quét tước chiến trường, sau đó thuận tiện đem nơi này cắt đất cấp đắp lên, bởi vì muốn tuần hoàn sử dụng sao. Bên ngoài, rất nhiều người đều chú ý tới tô lạc một màn này bọn họ đôi mắt tất cả đều chừng đến đại đại phi thường khó có thể tin hạ du sơn lại đây hai người các nàng không tối a à, thế nhưng có tám khối đâu nguyên tưởng rằng các nàng sợ chết cho nên mới rất xa không nghĩ tới lại vẫn có từ thâm ý cô nương này nhưng thông minh khẩn ha ha thời gian còn chưa tới hiện tại có kết luận còn nói còn quá sớm chính là các ngươi chỉ nhìn đến những cái đó qua đường giả vì nàng làm áo cưới nhưng các ngươi nghĩ tới không có kỳ thật nàng cũng là ở vì lãnh lão đại làm áo cưới a à đối nga lãnh lão đại chính là cùng nàng có thù oán há có thể dung nàng sung sướng đi xuống đại gia chờ coi đi nhưng lãnh lão đại hiện tại không phải ở cùng thẩm đại trắng ở liều mạng sao lãnh lão đại người ti rằng đoạt đối phương không ít thân phận nhãn nhưng bọn họ tổn thất cũng không ít a à. lại kia cô nương nếu trốn đi liền tính lãnh lão đại kia cũng chưa chắc có thể tìm được nàng a à, rất nhiều người đều chờ mong lãnh lão đại có thể tìm được tô lạc sau đó hung hăng mà đem này đắc ý cô nương cấp trừ một đốn nhà các ngươi tác giả đang liều mạng liều mạng mà viết Nga. chương 2149 Trung Du Sơn 7 Ở rất nhiều tha chờ mong chung, lại có một đợt người chiều tô lạc bên kia nổ bắn ra qua đi. Ở mọi người đã chờ mong lại thấp thỏm trong ánh mắt tô lạc cùng ngốc đại tỷ phối hợp ăn ý. Đem đối phương tất cả đều cấp thu hoạch, ngốc đại tỷ kích động mà từng khối từng khối đếm. Một khối, hai khối, tam khối vẫn luôn đếm tới 12 khối, sau đó nàng lại trái lại tiếp tục số, đếm một lần lại một lần tô lạc tức giận mà nhìn nàng ngốc đại tỷ ân ngốc đại tỷ đầu cũng không đài tô lạc bám vào ngốc đại tỷ bên tay xem nhẹ một câu ngốc đại tỷ đầu tiên là mờ mịt sau đó liền không vui ánh mắt chừng mắt tô lạc tô lạc vỗ vỗ nàng đầu vai ôn nhu an ủi liến tiếc hai từ bộ không được lang này đó vứt bỏ là cần thiết chúng ta thực mau liền sẽ đoạt lại hơn nữa sẽ rất nhiều rất nhiều nga thật sự sẽ rất nhiều rất nhiều sao ngốc đại tỷ lưu luyến mà nhìn trong tay thân phận nhãn phát hiện mỗi một khối đều như vậy đẹp tin tưởng ta sao Tô Lạc nghiêm túc mà nhìn nàng, ngốc đại tỷ trịnh trọng gật đầu, tin tưởng. Vậy là tốt rồi. Tô Lạc cười tủm tỉm mà gợi lên khóe môi, vừa rồi kia sóng người, nàng cố ý rơi rớt hai cái, mà kia hai người một cái là lãnh tiêu trận doanh, còn có một cái chính là thẩm đại tráng trận doanh. Thời điểm chiến đấu, thực vừa khéo chính là tô lạc trên người sủy này đó thân phận nhãn len keng len canh đi xuống rất rớt đầy đất đều là đây chính là 12 khối A. Tóm lại cũng mới 100 khối, tới rồi hiện tại lúc này, nơi nào còn có thể tìm được nhiều như vậy thân phận nhãn có tin tức này tô lạc tin tưởng thực mau liền có một đại sóng người lại đây trong đó khẳng định sẽ có lãnh tiêu người cũng sẽ có thẩm đại tráng người tô lạc khóe miệng gợi lên một mặt lạnh băng ý cười lãnh tiêu không phải vẫn luôn đang tìm nàng sao vậy chạy nhanh lại đây đi ngốc đại tỷ cũng không có chú ý tới có hai người chạy trốn mà tô lạc tựa hồ cũng không chú ý tới giống nhau như cũ cùng ngốc đại tỷ ở nơi này màn đêm dần dần buông xuống trong sa mạc đêm khuya thời điểm độ ấm sậu hằng hạ thấp một loại thường nhân khó có thể tiếp thu độ ấm ngốc đại tỷ ngủ đến đặc biệt thơm ngọt giống đại heo giống nhau xì sụp xì sụp ngủ say tô lạc cảm thấy lúc này liền tính xét đánh cũng bừng tỉnh không được nàng tô lạc ngồi ở cao cao đống đất thượng mắt xem bốn lộ tai nghe bát phương thực mau nàng liền biết ngốc đại tỷ không thể ngủ tiếp đi xuống bởi vì địch tập tô lạc một tay đem ngốc đại tỷ tỉ chụp tỉnh. Ngốc đại tỷ đang muốn kêu la, Tô Lạc sớm có chuẩn bị, đem nàng miệng gắt gao che lại, đồng thời hạ giọng, trầm giọng nói, "Đừng xảo, có giá đánh." "Có giá đánh?" Ngốc đại tỷ tức khắc thanh tỉnh hơn phân nửa. Tô Lạc ngón tay nhanh chóng chỉ điểm mấy cái phương hướng, "Nơi đó, nơi đó, còn có nơi đó, ba phương hướng đều có người tới." Ngốc đại tỷ kích động, "Kia khẳng định là thật nhiều thật nhiều người." Tô Lạc ở ngốc đại tỷ bên tai phân phó vài câu, ngốc đại tỷ tuy rằng không quá vui, nhưng cũng miễn cưỡng gật đầu thực mau, tô lạc các nàng nơi đống đất đã bị người vây quanh, vây quanh nàng người. Không phải người khác, đúng là lãnh tiêu. Hà hà, thật là đi mòn dày sắt tìm chẳng thấy, đến khi đạt được chẳng tốn công A, nhà đầu thúi, thật xảo, ở chỗ này gặp phải. Lãnh tiêu đôi tay lưng đeo ở phía sau, nhìn tô lạc ánh mắt nổ bắn ra xuất tinh quang. Từ tiến vào lúc sau, hắn liền vẫn luôn muốn giết rớt tô lạc nhưng ai biết này nha đầu thúi thế nhưng lưu đến so cá trạch còn nhanh, một cái không lưu ý liền trốn thoát đi rồi. Này hay, hắn vẫn luôn ở phái nhân thủ tìm kiếm, nhưng vẫn luôn không tìm được, cũng may mấy cái canh giờ phía trước có cái thủ hạ chạy tới báo cho tin tức. Hắn lập tức mênh mông cuồn cuộn liền tới đây. chương 2150 Trung Du Sơn 8 May mắn, nhà đầu này không biết bị người mật báo, cho nên còn ở nơi này chuẩn bị săn thú người khác. Tô lạc cười lạnh, lãnh tiêu, chẳng lẽ ngươi không biết? Bổn cô nương là cố ý đem ngươi dẫn tới này tới sao? Nga, cố ý dẫn ta lại đây. Lãnh Tiêu căn bản cũng không tin, người đang cười đi. Không, đây là đại lời nói thật, Tô Lạc cười đến Vân Đạm Phong khinh. Ở Tô Lạc nhợt nhạt nhàn nhạt, nhạt tươi cười chung, Lãnh Tiêu có trong nháy mắt thiếu chút nữa tin Tô Lạc nói, cảm thấy nàng là nói thật nhưng là thực mau hắn liền phục hồi tinh thần lại. Chiều Tô Lạc cười lại, chê cười. Đúng vậy, chính ngươi chính là lớn nhất chê cười sau, hiện tại mới biết được a, à, quá trễ lạp. Tô Lạc cười ngâm ngâm mà câu môi. Lãnh Tiêu tức khắc nổi giận, vậy ngươi nhưng thật ra, ngươi dẫn ta lại đây làm gì? Đương nhiên là giết ngươi a, à, Tô Lạc nhún vai, nghe ngươi săn thú rất nhiều thân phận nhãn đâu, giết ngươi chẳng phải là liền có thể bạch đến vô số thân phận nhãn. Tô Lạc lời nói ngữ khí có vẻ như vậy, đương nhiên, thật giống như Lãnh Tiêu chính là một con con kiến, tùy ý nàng vo tròn bóp dẹp giống nhau kẻ yếu. Lãnh Tiêu đầu tiên là sửng sốt, theo sau bộc phát ra một trận cuồng tiếu, ha ha ha, ha 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 ha. Tô Lạc liền như vậy lẳng lặng mà nhìn hắn, nhìn hắn cười xong, ở tô lạc nhạt nhẽo như thanh phong tươi cười chung lãnh tiêu cảm thấy cái này chê cười một chút đều không buồn cười hắn âm lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm tô lạc khóe miệng gợi lên một mặt quỷ dị cười lạnh người muốn tự vận vẫn là làm ta đưa ngươi đi ra ngoài tự vận bổn cô nương chưa bao giờ làm loại sự tình này tô lạc trả lời dứt khoát đó chính là muốn người khác động thủ lạc lãnh tiêu ha ha cuồng tiếu người nhà đầu này lớn lên chính là tiệt sắc sẽ không sợ bị người ân lãnh tiêu ra lệnh một tiếng thủ hạ của hắn nháy mắt đem tô lạc cùng ngốc đại tỷ vây quanh nghe ngươi hiện tại là đệ nhất danh nga tô lạc không có bị lãnh tiêu nói dọa đến mà là thay đổi đề tài đương nhiên lãnh tiêu đương nhiên thừa nhận làm lơ chung quanh liên can như hổ rình mồi người tô lạc đầy mắt có một mặt ánh sáng chợt lóe mà qua nhưng là khóe miệng lại mang theo châm chọc cười lạnh chính là ta như thế nào nghe thẩm đại tráng thực lực so ngươi mạnh hơn nhiều a à. đánh giám lãnh tiêu tức giận mắng thẩm đại trắng không ngừng thực lực so ngươi cường, hơn nữa hắn lần này cướp được thân phận nhãn cũng so ngươi nhiều Nga, đệ nhất danh là hắn, cũng không phải là ngươi, lãnh lão đại. Đừng hướng chính mình trên mặt thiếp vàng, mất mặt. Tô lạc không chút khách khí mà chỉ trích lúc này trên mặt nàng tràn đầy đều là trào phúng chi sắc. Lãnh tiêu nổi giận, nhưng mà nháy mắt hắn bỗng nhiên liền suy nghĩ cẩn thận. Vì thế giận chỉ tô lạc ngươi ở kéo dài thời gian. Hắn liền đâu, nhà đầu này như thế nào như vậy làm nhảm, hơn nữa nơi trốn đều ở kích động hắn. Phốc, một đạo vang nhỏ, cách đó không xa, một đạo thân ảnh chậm rãi, mềm yếu mà buông xuống mặt đất. Lãnh Tiêu xem, không khỏi mà nộ mục dục nớt, đó là thủ hạ của hắn, hắn mai phục lên thủ hạ, nhưng là hiện tại lại bị người vô thanh vô tức mà xử lý. Là ai? Liền ở Lãnh Tiêu kinh nghi bất định thời điểm, một đạo khổng lồ như tháp sát cường tráng thân ảnh xuất hiện, hắn cũng không phải một người, mà là mang theo mênh mông cuồn cuộn thủ hạ. Ha ha ha, Lãnh Tiêu ngươi cái này cầu tặc tìm lâu như vậy, quả nhiên bị lão tử tìm được rồi hảo, thực hảo ngươi cư nhiên có mặt chính mình là đệ nhất kia chúng ta liền thi đấu. Thẩm đại tráng, lãnh tiêu đối với người tới trận mắt giận nhìn. Hắn biết hắn cùng thẩm đại tráng tất có một trận chiến, nhưng đó là cuối cùng quyết chiến, mà không phải hiện tại, còn có hai chương. Chương 2151 Trung Du Sơn 9 Hắn biết tô lạc quỷ kế đa đoan, cho nên muốn trước đem tô lạc xử lý sạch sẽ, sau đó lại cùng thẩm đại tráng quyết đấu, không nghĩ tới hiện tại lại vương cùng vương đụng phải. Lãnh Tiêu trầm mặc, Thẩm Đại Tráng lại đang không ngừng mà khiêu khích đối phương, như thế nào, không dám đánh a. À. Lãnh Tiêu một tay đem hắn đẩy ra, cả giận nói, biên nhi đi. Ta nơi này còn có việc, xử lý xong rồi lại đánh với ngươi. Thẩm Đại Tráng không vui, nói cái gì a? À. Chính ngươi đều dám thừa nhận chính mình đệ nhất, thế nhưng còn dám đánh với ta. Lãnh Tiêu chỉ vào Tô Lạc, trước xử lý nàng lại đánh với ngươi. Vậy được rồi, ngươi chạy nhanh xử lý. Thẩm Đại Tráng ôm cánh tay đứng ở một bên nhi đi hắn cùng tô lạc lại không dính thân mang cố khẳng định sẽ không giúp tô lạc vội tô lạc tự nhiên cũng biết nhưng là lúc này nàng lại cười đến giảo hoạt lãnh tiêu từng bước một chiều nàng đi tới chỉ thấy hắn vung tay lên hắn kia một đám thủ hạ liền như lang tựa hổ chiều tô lạc bạo hướng mà đến ít nhất liền mười mấy người hơn nữa mỗi người lưng hùm vai gấu thực lực không tầm thường có thể làm lãnh tiêu thủ hạ ít nhất cũng đến thánh chủ một tinh a à. nhưng là tô lạc đâu nàng mới là đáng thương thống lĩnh thất tinh có thể làm nhiều như vậy thánh chủ một tinh vây công nàng, nàng cũng coi như tam sinh hữu hạnh. Kỳ thật nhiều như vậy thánh chủ một tinh liên hợp lại treo cổ tô lạc là vô luận như thế nào đều thắng không liêu, hơn nữa, cho dù có ngốc đại tỷ hỗ trợ. Hai người cũng tiếp không được đối phương tam chớp ba chiêu lúc sau, nhất định thua. Ai đều xem ra tới tô lạc sẽ thua. Lãnh tiêu đang cười. Thẩm đại tráng thờ ơ lạnh nhạt. Ngoài tháp vây xem quần chúng, lúc này một đám đều rung đùi đắc ý, ai, không được, cô nương này rốt cuộc không được ai làm nàng không có mắt càng muốn cùng lãnh lão đại đối nghịch đâu. Đều là nàng chính mình tìm đường chết a à, thật là đáng thương a à, nhà đầu này quái đẹp, liền như vậy thua. Thua bất chính hảo, thua lưu tại Trung Du Sơn, làm ngươi nhiều nhìn xem. Tháp nội cũng liền thôi, sẽ không thương cập tánh mạng, nhưng là cô nương này đắc tội lãnh lão đại, ra tới sau nếu là lưu tại Trung Du Sơn, ta xem là tánh mạng khó giữ được a à, nhắc tới đến cái này. Rất nhiều người đều yên lặng lắc đầu, đáy mắt toát ra thương tiếc thần sắc liền ở tất cả mọi người cho rằng tô lạc sẽ thua thời điểm nàng lại làm giấy lên khóe môi trên mặt như cũ là vân đạm phong khinh cười đối mặt thế tới rào rạt thánh chủ cường già tô lạc nắm chặt ngốc đại tỷ tay công kích thế tới rào rạt mọi người đem các nàng vây quanh sau đó liền tại đây một cái chớp mắt tô lạc đem trong tay sở hữu thân phận nhãn chiều trong đám người giải đi đồng thời cùng với một câu thẩm đại tráng ngươi ngốc a à? các ngươi giết ta ta trên người thân phận nhãn liền đều là lãnh tiêu a à? cùng lúc đó, Tô Lạc trên người kia 12 khối thân phận nhãn tất cả đều chiều không chung giải đi. Vèo sau đó chính là Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ hai cái mục tiêu không thấy. Trung quanh, nơi này ước chừng có mười mấy người a à, mục tiêu thế nhưng không thấy. Trong lúc nhất thời, này đó tha công kích tất cả đều tạp đến người một nhà trên người, một đám bị chính mình tha nắm tay tạp ra bên ngoài bắn ra. Lúc này, trường hợp phi thường hỗn loạn. Mà tạo thành hỗn loạn nguyên nhân chính là Tô Lạc cuối cùng hô lên câu nói kia còn có kia giải đi ra ngoài thân phận nhãn thân phận nhãn rơi xuống, đông một khối tây một khối. Sở hữu ai cũng không có chú ý tới này 12 khối bên trong, thế nhưng không có tô lạc cùng ngốc đại tỷ. Bọn họ tất cả đều cho rằng tô lạc cùng ngốc đại tỷ chính mình lựa chọn rời khỏi, hóa thành một đạo bạch quang lóe đi rồi. Nhưng là bọn họ lại sao có thể sẽ biết. Liền ở kia mấu chốt nhất trong nháy mắt tô lạc lôi kéo ngốc đại tỷ, lợi dụng thuấn di, sau đó vèo một tiếng cấp thuấn di ra tới. chương 2152 Trung Du Sơn 10 hiện tại đúng là nguyệt hắc phong cao đêm duỗi tay không thấy năm ngón tay đại gia lại đều vội vàng ở đoạt thân vận nhãn trường hợp hỗn loạn bất ham, lộn xộn một đoàn cho nên ai cũng không có chú ý tới cái này chi tiết cách đó không xa tô lạc mang theo ngốc đại tỷ ẩn núp ở triền núi mặt sau cười hì hì nhìn trận này từ nàng chế tạo hỗn loạn ai cũng không nghĩ tới tô lạc đã chạy ra tới đi hơn nữa nàng thế nhưng còn gan lớn bao tiếp tục ẩn núp trở về xem kịch vui liền này can đảm toàn bộ mới huấn luyện doanh cũng tìm không ra mấy cái tới màn đêm che giấu hạ, ngay cả ngoài tháp người cũng đều không có chú ý điểm này. Tô lạc một bên nhìn trước mắt một màn này, một bên ở trong đầu tự hỏi. Đến lúc này, rất nhiều giải rác người đều đã bị lãnh tiêu cùng thẩm đại tráng cấp tiêu diệt, có lẽ sẽ có mấy cái cá lọt lưới. Nhưng tuyệt đối không nhiều lắm. Cho nên, nàng hiện tại cần phải làm là chờ, chờ những người này phân ra thắng bại tới, sau đó nàng lại đến cái bọ ngựa bắt ve chim sẻ núp sau. Vì thế, tô lạc cùng ngốc đại tỷ hai người liền ghé vào trên sườn núi, tới cái tọa sơn quan hổ đấu. Tô lạc nguyên lai nơi nơi đó, lúc này đã loạn thành một đoàn phi thường loạn. Từ tô lạc đem thân phận nhãn ném đi, toàn trường cơ hồ đều điên rồi. Kia chính là mười mấy khối thân phận nhãn a, được đến thứ tự là có thể bay lên một khối to. Thẩm đại tráng lần này là mão đủ kính muốn tham gia thượng du sơn khảo háo, cho nên hắn cần thiết bắt được cái này danh ngạch. Mau đoạt. Thẩm đại tráng bưu hãn thanh âm ở giữa đêm khuya vang lên. Lãnh tiêu lại há có thể như hắn ý ở trong lòng hắn, Tô Lạc đã bị đá bay đi ra ngoài, hắn đã không chỗ nào cố kỵ đúng là thời điểm cùng Thẩm Đại Tráng tới cái vương đối vương. Vì thế, hắn cũng lớn tiếng phân phó thuộc hạ đoạt. Đoạt, đoạt, đặt bất quá liền sát. Bởi vì Thẩm Đại Tráng mang đến những người đó chính là sẽ di động thân phận nhãn sau, giết bọn họ giống nhau có thể được đến, hơn nữa có khả năng hợp với trong tay đối phương kia khối. Lập tức chính là hai khối a, vì thế hai bên quả thực giết đỏ cả mắt rồi. Một trận đau quang kiếm ảnh vô số tiếng giống giận tiếng gầm gừ cào giống thanh đan chéo thành cùng nhau chấn tô lạc mang tai sinh đau làm nàng có một loại tận thế ảo giác xem ra vẫn là thân cận quá a à. vì thế tô lạc lôi kéo ngốc đại tỷ bay nhanh mà thuấn di một chút đi tới ba dặm ở ngoài sườn dốc sườn dốc không cao nhưng là tầm nhìn lại rất hảo có thể quan khán đến toàn bộ chiến cuộc thẩm đại trắng cùng lãnh tiêu chiến đấu đánh thật lâu từ đệ nhị đêm khuya vẫn luôn chiến đấu đến lân tam trạng vãng lúc này, dáng màu mãn, nhưng là trên bờ cát lại hỗn độn bất kham. Trải qua hai bên chém giết, lãnh tiêu cùng thẩm đại tráng thủ hạ đã toàn bộ tương đương đi vào, mà lúc này, trên mặt đất hỗn độn bất kham, thân phận nhãn tất cả đều rơi dụng trên mặt đất. Kia hai người bởi vì vội vàng chiến đấu, cho nên căn bản không có thời gian đi nhặt Trên chiến trường, lãnh tiêu cùng thẩm đại tráng hai người đánh mau hư thoát. Lãnh tiêu cả giận nói, như vậy đánh tiếp có ý tứ sao? Đã có ba cái danh ngạch bằng không chúng ta chia đều rất tính ta muốn đệ nhất, Thẩm Đại Tráng một bước cũng không nhường. Phía trước Lãnh Tiêu chính là chính hắn là trung du sơn đệ nhất, cái này làm cho Thẩm Đại Tráng phi thường khó chịu. Dựa vào cái gì? Lãnh Tiêu cười lạnh. Chỉ bằng lão tử nắm tay. Ha ha, ngươi tưởng chia đều? Tưởng Mỹ, lão tử lần này cần một người một mình đi thượng Du Sơn. Thẩm Đại Tráng ra mục đích của hắn, Thí luyện tháp có một cái quy tắc. Nếu hắn một cái lui qua thân phận nhãn vượt qua 2 phần 3, như vậy hắn liền sẽ trực tiếp thăng cấp đến thượng Du Sơn, ở tại thượng Du Sơn nếu hai cái lui qua toàn bộ thân phận nhãn như vậy cũng có thể trực tiếp thăng cấp đến thượng du sơn a lãnh tiêu đề nghị thẩm đại trắng cả giận nói ngươi là ngu ngốc sao trên mặt đất thân phận nhãn tổng cộng thêm lên có một trăm sao ít nhất còn thiếu hai khối cũng không biết kia hai cái nhãi danh tránh ở nơi nào nếu không thể đồng ý vậy chỉ có thể tiếp tục chiến đấu sau đó phân ra thắng bại lúc này tô lạc cùng ngốc đại tỷ này hai cái nhãi danh lại giật giật thân hình ta sát nơi đó có người lúc này, ngoài tháp bỗng nhiên có người chú ý tới. Bờ cát thế nhưng dò ra hai viên tròn tròn đầu tới. Có người đọc cùng ta, nàng xem quyển sách này từ đầu tới đuôi nhìn bảy biến. Hoàn toàn chấn kinh rồi có hay không, tới tới tới, ta làm điều tra, các ngươi đều xem qua mấy lần tới. chương 2153 tháng tuyệt đối. 1. Ngoài tháp người nhìn đến kia hai viên đỉnh cát vàng đầu, tập thể choáng váng. Ngoạ tào, làm mau, vì cái gì kia hai người còn ở, không phải đã bị đá ra đi sao? Như thế nào sẽ tại sao lại như vậy? Chấm than. Phía trước như vậy nhiều thánh giai cường giả nhào lên đi, các nàng hai người đến tột cùng là như thế nào tránh thoát đi. Mọi người đều kích động mà nhìn chằm chằm kia hai cái đầu xem. Một đám đều kích động mà đại kiếm. Này thật sự quá làm người chấn kinh rồi a, à, nguyên tưởng rằng đã bị đá ra đi người, hiện tại thế nhưng lại xuất hiện như vậy lúc này. Đại gia ánh mắt tất cả đều hướng tới trên chiến trường lãnh tiêu cùng thẩm đại tráng nhìn lại. Lúc này, hai người kia đã là nỏ mạnh hết đà, lẫn nhau đều chỉ còn lại có rất ít linh lực. Nhưng mà đúng lúc này, lãnh tiêu cảm giác được hơi thở khác thường. Vì thế hắn bất thời giờ ánh mắt đảo qua ngọa táo. Lãnh tiêu nhìn ngốc đại tỷ hướng hắn nhếch miệng cười, này cười, cười đến hắn thiếu chút nữa từ giữa không trung cấp ngã xuống ngã chết. Liền ở lãnh tiêu bởi vì quá mức khiếp sợ mà phân tâm thời điểm, thẩm đại trắng bắt lấy khó gặp kỳ ngộ, một cái trưởng phong đảo qua đi đáng thương lãnh tiêu tức khắc bị quét chung, ngực chúng một trường, tức khắc một ngụm máu tươi ói mửa ra tới. Hắn thân hình quơ quơ, mượn cơ hội này té rớt mặt đất. Nhưng mà ở té rớt mặt đất kia một khắc, hắn thể xác và tinh thần vừa động giống như một đạo tia chớp chiều tô lạc nhảy đi. Hai người kia cần thiết chết, nói cách khác, hắn nơi này đánh nửa, nhưng thật ra làm này hai cái nhặt cái có sẵn tiện nghi, hắn chẳng phải là muốn học máu nôn chết. Lúc này, Tô Lạc trong lòng lại thầm thở dài một tiếng, quả nhiên vẫn là bị phát hiện a, à, xem ra sự tình hơi chút có điểm khó giải quyết đâu. Bất quá cũng may Lãnh Tiêu thực lực bị Thẩm Đại Tráng suy yếu không ít, thật cũng không phải hoàn toàn không thể đối phó. Liền ở Tô Lạc chuẩn bị ra chiêu nghênh địch khi, lại thấy Thẩm Đại Tráng một cái lắc mình đuổi tới Lãnh Tiêu mặt sau, đối với hắn phía sau lưng lại là một trường phách qua đi. Lãnh Tiêu cảm giác được nguy hiểm, theo bản năng mà tránh né qua đi, sau đó xoay người giận chừng Lãnh Tiêu, ngươi làm gì? thẩm đại tráng giống xem ngu ngốc giống nhau nhìn lãnh tiêu. Chỉ đơn giản hai chữ, giết ngươi. Lãnh tiêu tức giận đến thiếu chút nữa học máu, cả giận nói, người đôi mắt bị phân hồ sao. Không nhìn thấy nơi đó có hai người sao. Hai ta muốn đánh tùy thời đều có thể. Nhưng là đến trước đêm kia hai bọ chó cấp diệt. Thẩm đại tráng tầm mắt liếc đều không có liếc tô lạc bên kia một chút, trong tay lại không buông biếng nhác, nhất chiêu chiêu chiều lãnh tiêu công kích qua đi, hơn nữa đằng đằng sát khí. Cư nhiên dám mắng hắn đôi mắt bị phân dán lại đáng giận, đáng chết, thẩm đại tráng giống như một đầu man nghiêu giống nhau đi phía trước hướng, thẳng bước lãnh tiêu từng bước lui về phía sau. Lãnh tiêu thật là sợ này đầu man nghiêu, hắn ý đồ cấp thẩm đại tráng giảng minh bạch ngươi cái ngu ngốc. Không giết kia hai người, chẳng lẽ làm các nàng ngư ông thủ lợi. Trước đình dừng lại. Nhưng là lãnh tiêu sai liền sai ở, hắn không nên dùng mắng tha phương thức đi giảng đạo lý. Thẩm đại tráng đầu óc một cây gân, ngươi mắng hắn, hắn liền bắt ngươi đương địch nhân. Mà kệ ngươi rằng có hay không đạo lý cho nên lãnh tiêu bi kịch. Thẩm đại tráng chừng mắt nhìn lãnh tiêu liếc mắt một cái, không ngừng. Vì cái gì không ngừng, lãnh tiêu giống giận, giết ngươi, thẩm đại lời hùng trắng giản ý cai. Lãnh tiêu tức giận đến sắc mặt trắng bạch chỉ vào thẩm đại tráng, trước sát các nàng. Không được, thẩm đại tráng một ngụm cự tuyệt. Vì cái gì, lãnh tiêu nổi giận đùng đùng, hướng về phía đối phương giống to. Trên người của ngươi có thân phận nhãn, thẩm đại tráng ngữ khí phi thường kiên định. Lãnh tiêu thiếu chút nữa tức giận đến dầu đảo trên người hắn có thân phận nhãn lại làm sao vậy? Chẳng lẽ người thẩm đại tráng không có? chương 2154 thắng tuyệt đối. hai Lúc này lãnh tiêu hận không thể đem trên người thân phận nhãn tất cả đều tạp thẩm đại tráng trên người, nhưng hắn nếu thật làm như vậy, như vậy có thể xác định. Thẩm đại tráng khẳng định sẽ ôm sở hữu thân phận nhãn bỏ trốn mất dạng. Lãnh tiêu tự nhiên sẽ không ngu như vậy. Vì thế, hắn liền lâm vào lưỡng nan hoàn cảnh. Người cái đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt siêu cấp đại bạch si lãnh tiêu chỉ vào thẩm đại tráng chán mắng to. Đi tìm chết, thẩm đại tráng nổi giận. Cái này lãnh tiêu chết đã đến nơi cư nhiên còn dám chỉ vào mũi hắn mắng, quả thực tìm chết. Vì thế, thẩm đại tráng tức khắc tập trung toàn thân lực lượng, hội hợp thành trưởng chiêu chiêu trí mệnh, tất cả đều hướng lãnh tiêu trên người tiếp đón. Lãnh tiêu tức giận đến chết khiếp, lại hoàn toàn lấy thẩm đại tráng không có biện pháp. Chỉ cần hắn dừng lại, đối phương liền trên người hắn có thân phận nhãn, như thế nào cũng không chịu tạm thời ngừng chiến, kia hắn có thể làm sao bây giờ duy nhất biện pháp chính là đem thẩm đại tráng cấp giết trước lãnh tiêu nghĩ vậy trong mắt hiện lên một tia ác độc ánh mắt thủ hạ quỷ dị chiêu số quỷ dị dị thường ùn ùn không rớt. trong khoảng thời gian ngắn hắn thế nhưng từ hoàn cảnh xấu dần dần chuyển vị ưu thế tô lạc đôi mắt nửa hít nếu làm lãnh tiêu thủ thắng đến lúc đó tưởng từ trên người hắn bắt được thân phận nhãn vậy phiền toái nghĩ đến này tô lạc ở ngốc đại tỷ bên tai nói nhỏ vài câu ngốc đại tỷ vỗ vỗ bộ ngực tỏ vẻ chính mình minh bạch hiện tại chiến cuộc có chút hỗn loạn. Xét thấy thẩm đại tráng kia một cây gân đầu óc cho nên tô lạc không dám cùng ngốc đại tỷ đi lên cùng hắn cùng nhau treo cổ lãnh tiêu, bởi vì cứ như vậy thẩm đại tráng không chỉ có sẽ không cảm kích. Ngược lại không chừng còn sẽ chuyển qua tới công kích nàng cùng ngốc đại tỷ. Lãnh tiêu cùng thẩm đại tráng lại chiến đấu mấy cái canh giờ. Hiện tại là đã đệ tam, khoảng cách kết thúc gần chỉ có cuối cùng một canh giờ. Ngốc đại tỷ có chút trầm không được mà nôn nóng, nhưng là tô lạc thần sắc như cũ bình tĩnh nhưng là tô lạc bình tĩnh dung nhan hạ tinh tế đỉnh mày lại ngẫu nhiên nhan lại chỉ có cuối cùng một canh giờ nếu là lại từ bọn họ hai cái đánh tiếp thời gian thượng sẽ không đủ cho nên cần thiết làm điểm cái gì mới tốt tô lạc một tay vuốt cằm thanh linh đôi mắt quay tròn chuyển động thực mau nàng đỉnh mày gợi lên đáy mắt xẹt qua một mặt rào hoạt chi ý chỉ thấy nàng chiêu thẩm đại trắng vẫy vẫy tay nhoẻn miệng cười thẩm đại ca trên mặt đất thân vận nhãn nhiều như vậy sợ là sẽ bị dẫm hỏng rồi ta đây liền giúp ngài trước nhặt lên tới Tô Lạc cũng không gọi ngốc đại tỷ hỗ trợ, chính mình khom lưng, chậm gì gì mà từng khối từng khối nhặt. Lãnh Tiêu đầy mình lòng dạ hiểm độc tư, như thế nào sẽ biết Tô Lạc trong lòng đánh chính là cái quỷ gì chủ ý. Vì thế hắn xoay người liền chiều Tô Lạc chạy đi, tính toán trước diệt nha đầu này lại. Nhà đầu này đầy mình ý nghĩ xấu, này đó thân phận nhãn vào nàng trong tay, còn nghĩ lấy ra tới. Nằm mơ, nhưng là lãnh tiêu vừa mới xoay người, thẩm đại tráng trưởng phong liền tạp qua đi. Lãnh Tiêu Hiểm hiểm né qua, thật là tức giận đến nổi trận lôi đình, chỉ vào Thẩm Đại Tráng cái mũi chửi ầm lên, "Ngươi cái này ngu xuẩn. Thân phận nhãn đều bị nha đầu thúy nhặt đi rồi ngươi biết không?" Chấm than, "Ngu xuẩn a, à, ngu ngốc, bao cỏ." Thẩm Đại Tráng nổi giận. Chỉ thấy hắn một bên ra chiêu một bên phản bác, đó là giúp lão tử nhặt. "Ngươi liền ghen ghét đi." Lãnh Tiêu tức giận đến thiếu chút nữa một ngụm máu tươi cuồng phun ra tới. "Lão tử ghen ghét, lão tử ghen ghét ngươi cái ngu xuẩn." người ngu ngốc thật đúng là không có oan uổng ngươi. Kia nhà đầu tâm hắc đâu, nàng nhặt còn có thể trả lại ngươi. Nằm mơ đi, thẩm đại tráng nháy mắt liền bạo nộ. Xinh đẹp cô nương sẽ không lời nói dối. Ngươi cư nhiên dám bôi nhọ nàng. Tìm chết, thẩm đại tráng phẫn nộ tột đỉnh, không thể lại thức đêm, tính toán toái giác, minh đổi mới. chương 2155 thắng tuyệt đối. 3 lãnh tiêu tức giận đến thân hình lung lay sắp đổ, chỉ vào thẩm đại tráng ngón tay đều đang run rẩy xinh đẹp cô nương sẽ không dối. Ta cái đi a à, càng xinh đẹp cô nương càng sẽ dối hảo sao ngươi cái xuẩn dưa. Thẩm đại trí lớn cái kia khí a à, người này cư nhiên mỗi một câu đều đang mắng hắn xuẩn. Hắn có như vậy ngu xuẩn, tính, xuẩn liền xuẩn đi, vậy làm xuẩn dưa đưa ngươi thượng tây đi, thẩm đại tráng một cái đại chiêu buông tha đi lãnh tiêu biết muốn làm cái này xuẩn dưa từ bỏ chính mình đi sát tô lạc đã là không có khả năng vì thế hắn theo sát cũng phóng phát chiêu phanh 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 hai cái tha lực lượng ở không trung giao hội trong không khí phụt ra ra điểm điểm hỏa hoa trong lúc nhất thời đất rung núi chuyển toàn bộ không khí từng đợt hỗn loạn tuy là tô lạc trong khoảng thời gian này thực lực tấn chức rất nhiều cũng có chút đứng thẳng không được thân hình ẩn ẩn có chút đong đưa chính cái gọi là ngoài cuộc tỉnh táo, Tô Lạc nhìn đến, lúc này lãnh tiêu ti rằng thanh thế to lớn, nhưng là lại không có đem hết toàn lực mà thẩm đại tráng. Hắn lại là chân chân chính chính hết toàn lực, liền ở thẩm đại tráng mềm nhũn hết sức, lãnh tiêu lúc này mới rốt cuộc bạo phát. Một cái ấp ủ hồi lâu trong suốt quang cầu tự hắn trong lòng ngực nhảy ra, hung hăng chiều thẩm đại tráng ngực ném tới. Liền ở thẩm đại tráng kinh nghi bất định thời điểm, hắn theo sát lại là một chân quét tới thẩm đại trắng tránh đi quang cầu lại bị lãnh tiêu chân phong hung hăng quét chung trong lúc nhất thời xương đùi cự đau hắn một cái đứng thẳng không xong té ngã trên đất lãnh tiêu sao lại buông tha tốt như vậy cơ hội chỉ thấy hắn thân hình một phi hướng lại thật mạnh ngã xuống nhất kiếm chiều thẩm đại tráng yết hầu đâm tới vương cùng vương chiến đấu liền kết thúc tại đây một đạo lãnh kiếm giữa thẩm đại trắng bị đâm trúng hóa thành một đạo bạch quang chợt lóe mà đi đáng thương thẩm đại tráng, lần này lại là vì người khác làm áo cưới, này đầy đất thân phận nhãn, cũng biết sẽ thành toàn lãnh tiêu vẫn là thành toàn tô lạc. Tô Lạc sớm đã phân phó Ngốc Đại tỷ, nhất đẳng lãnh tiêu giết thẩm đại tráng sau, Ngốc Đại tỷ liền có thể nhào lên đi. Ngốc Đại tỷ chờ giờ khắc này, chờ Hoa Nhi đều héo tàn mới thật vất vả chờ đến. Giờ phút này nàng là như vậy hưng phấn. Liền ở lãnh tiêu ám sát thẩm đại tráng lúc sau, Ngốc Đại tỷ như lang tựa hổ mà xông lên đi, một cái thái sơn áp đỉnh nện xuống đi, tức khắc đem cao gầy lãnh tiêu cấp đè ở dưới thân lãnh tiêu bạo nộ, nhưng là ngốc đại tỷ đã ra chiêu. Gần gũi đại chày gỗ không hảo xử, vì thế nàng dứt khoát dùng nắm tay quyền anh giống nhau, hung hăng mà chiều lãnh tiêu cái mũi thượng ném tới. Tự nhiên, đó là thân thể mềm mại nhất bộ vị chi nhất. Cũng là dễ dàng nhất đau bộ vị, tạp kia chuẩn không sai. Lãnh tiêu mới vừa đắc ý đâu, nơi nào sẽ nghĩ đến ngốc đại tỷ động tác nhanh như vậy. Nhất thời không cha đã bị ngã ngồi, chờ hắn phản ứng lại đây khi. Kia hắc quyền liền trực tiếp tạp hắn xoang mũi thượng ngốc đại tỷ kia nắm tay thật không phải cái, một quyền đi xuống lãnh tiêu cái mũi liền oai, máu tươi bão táp mà ra. Ngao lãnh tiêu đau nước mắt đều biểu ra tới, nhưng là mặc dù đau. Hắn vẫn là có cao thủ ý thức thực mau liền cùng ngốc đại tỷ chiến thành một đoàn. Hắn đem một quyền đem ngốc đại tỷ tạp phi, ai ngờ tô lạc kiếm đã tới rồi, đem hắn phía sau lưng đâm cái lỗ thủng. Lãnh tiêu tức giận đến dậm chân, nhà đầu thúi. Tìm chết, hắn bỏ qua ngốc đại tỷ, quay người liền chiều tô lạc bôn tập mà đi hắn đối Tô Lạc Hận nhiều lần tích lũy xuống dưới, đến bây giờ đã là hoàng hà chi thủy liên miên không rớt. Nhưng mà hắn chân vừa mới bước ra một bước, hắn liền nhận thấy được khác thường. Cúi đầu vừa thấy, hắn chân còn không có sự, nhưng là bàn chân khẳng định có sự. Chương 2156 thắng tuyệt đối. 4. Bởi vì hắn nghe được một trận suy 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 thanh âm tự bàn chân truyền đến. Theo sau đó là một trận kịch liệt đau đớn. Ngươi, lãnh tiêu ngón tay chỉ vào tô lạc hận không thể xông lên đi đem tô lạc cấp giết chết. Có bản lĩnh ngươi lại đây a à, tô lạc khoanh tay trước ngực cười hì hì nhìn trinh tại chỗ lãnh tiêu. Nàng chắc chắn lúc này hắn sẽ không lại đây. Trên thực tế cũng xác thật như thế, lãnh tiêu một bước đều mại không ra, thậm chí hắn đã đứng thẳng không được, hắn chân đã bị ăn mòn đến chân bộ vị. Người người hảo tàn nhẫn, lãnh tiêu tức giận đến cơ hồ học máu. Bất luận cái gì âm mưu quỷ kế, đều không trách thiết kế người, mà muốn trách chính người quá ngu xuẩn. Tô Lạc cười như không cười mà nhướng mày, ngươi ngu xuẩn như vậy, Thẩm Đại Tráng biết không? Lãnh Tiêu lần này là thật sự một búng máu phun ra tới. Người chừng nào thì bày ra cục? Lãnh Tiêu cảm thấy khó có thể tưởng tượng, đã muốn cõng hắn mai phục cực phẩm ăn mòn chất độc hóa học, lại có thể tính chuẩn hắn đặt chân mà có như vậy vừa khéo sự. Tô Lạc vung tóc đẹp tươi cười nhẹ nhàng mà đắc ý, rất đơn giản a, à, đương ngươi cùng Thẩm Đại Tráng quyết đấu thời điểm, ta không phải đi nhặt những cái đó thân phận nhãn sao? Liền như vậy một lát mai phục. Lãnh Tiêu một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Này nha đầu thúi là cái gì đầu óc? Lúc ấy cũng đã thận trọng từng bước tính kế đến bây giờ. Không, không, có lẽ ở sớm hơn phía trước giờ khắc này. Lãnh Tiêu trong đầu bỗng nhiên đột nhiên nhanh trí, hắn từ Tô Lạc hoạt động quỹ đạo trung bắt giữ đến một tia tin tức. Người từ tiến vào lúc sau cũng đã tính tới rồi này một bước. Lãnh Tiêu hướng Tô Lạc điên cuồng hét lên. Đầu tiên là chạy đến phía Đông Hoang Vu nơi Mai Phục săn thú mười mấy một mình phân nhãn sau cố ý thả người đi thông chi hắn cùng thẩm đại tráng sau đó nàng chính mình chạy trốn làm chính mình cùng thẩm đại ngốc kết đấu chờ chính mình cùng thẩm đại ngốc tới rồi nỏ mạnh hết đà nàng lại tung ta tung tăng chạy ra soát tồn tại cảm đây là kiểu gì tâm kế quả thực đem mỗi một bước đều tính toán tinh chuẩn đem mỗi cái tha tính cách đều tính kế đi vào thật sự là thật là đáng sợ lãnh tiêu cái chán bất chi bất giác hoa tiếp theo xuyến mồ hôi lạnh nhưng đồng thời lãnh tiêu đối tô lạc kiên kỵ lại gia tăng một phân hắn ở trong lòng hạ quyết tâm không thể lại làm nha đầu này sống sót cần thiết mau chóng đem nàng sát diệt nếu không chờ nàng trưởng thành lên có tâm kế lại có thực lực kia nên là kiểu gì đáng sợ thí luyện trong tháp không thể chân chính giết người cho nên lãnh tiêu quyết định ra này thí luyện tháp hắn liền mang nhất ba người đem nha đầu này giết chết kể từ đó dựa theo hoãn lại quy tắc hắn liền có tư cách tham gia thượng du sơn khảo hạch nếu đã quyết định sau khi rời khỏi đây giết chết tô lạc như vậy hiện tại lúc này nhưng thật ra không cần lại cùng nàng so đo, vì thế, lãnh tiêu ở cực độ trong thống khổ. Quỷ dị ánh mắt thật sâu mà nhìn chăm chú tô lạc, sau đó điểm rời khỏi. Nhìn lãnh tiêu hóa thành một đạo lè ra đi, tô lạc khóe miệng hơi hơi nhếch lên, cấp nam cung lưu vân yên lặng điểm cái tán. Nam cung lưu vân xa ở quỷ thứ, nhưng là lại có thể bày mưu lập kế bên trong, quyết thắng ngàn dặm ở ngoài, như vậy tâm kế, há là một cái lãnh tiêu có thể phá giải. Lúc này Tô Lạc lại không biết, ra tháp lúc sau lãnh tiêu đã ở chiêu binh mãi mã bố trí đi xuống. Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ vui sướng mà đem trên mặt đất sở hữu thân phận nhãn từng khối từng khối nhặt lên tới. Một khối, hai khối, tam khối. Lúc này, ngoài tháp người đều dùng một loại phi thường thần kỳ ánh mắt, tràn ngập sùng bài ánh mắt thật sâu mà ngóng nhìn trên màn hình Tô Lạc. Quá Châu bò có hay không? Chương 2157 thắng tuyệt đối năm a à, lúc này, toàn bộ thí luyện trong tháp có phải hay không cũng chỉ dư lại bọn họ hai người. Đã rời khỏi tới 98 cá nhân, người đâu? Ngoạ tào này chẳng phải là sử thượng dễ dàng nhất quá quan một lần khảo hạch. Có phải hay không sử thượng dễ dàng nhất quá quan khảo hạch ta không biết, nhưng là ta biết đây là thắng nhất không uổng kính một lần. Các nàng ở số thân phận nhãn, số đều nhanh tay rút gần đi. Vô số thở dài, vô số ánh mắt, tất cả đều ngắm nhìn ở tô lạc trên người. Mà lúc này, phiên tới số đi đếm ba lần, tô lạc rốt cuộc xác định, nàng gom đủ toàn bộ thân phận nhãn. Một trăm cái, này ở Trung Du Sơn trong lịch sử, cũng là tuyệt vô cận hữu một lần. Hoàn thành nhiệm vụ sau, tô lạc mang theo ngốc đại tỷ cùng nhau ra thí luyện thác. Dày nặng sơn son đại môn chậm rãi mở ra, tô lạc chậm rãi mà ra. Dưới ánh mặt trời, nàng từ từ đi tới, Mỹ làm người kinh tâm động phách. Kia mắt ngọc mày ngài, ra thịt thắng tuyết, phong tư ngọc cốt. Làm người thấy chi say mê kia một bộ hồng trang, cổ tay áo cùng làn váy theo đại đoá đại đoá mạn đà la hoa, sáng quắc tuyệt diễm. Tươi đẹp dương quang hạ, tuyệt mỹ dung nhan thượng phẳng phất bị độ một tầng nhàn nhạt quang huy, khuynh thế dung nhan, tuyệt đại phong hoa. Khóe miệng nàng giơ lên một mặt nhợt nhạt nhàn nhạt như gió nhẹ phất quá cười, trong nháy mắt phẳng phất đại đoá đại đoá hồng liên nở rộ, thanh hoa vô song. Hảo mỹ chân nhân so trên màn hình nhìn đến, còn muốn đẹp hơn gấp trăm lần như vậy đơn bạc mảnh mai là lướt thân hình thế nhưng đem thượng chăm chung du sơn thiết huyết đại hán thua cái tinh quang thắng được lần này thi đấu tuy rằng nàng thắng không đủ sáng giỏi nhưng kia cũng là trí tuệ sao mọi người đối tốt đẹp người cùng sự đều là sẽ nhiều vài phần khoan dung cùng lý giải lúc này bọn họ tuy rằng thua nhưng thua cũng coi như cam tâm này trong đó lấy thẩm đại ngốc vì đại biểu một đám người đều tỏ vẻ đối tô lạc chịu phục đương nhiên còn có không phục đó chính là lãnh tiêu Lúc này lãnh tiêu, ánh mắt thâm trầm mà hung ác nham hiểm, nhìn chằm chằm tô lạc khóe miệng bứt lên một mặt lương bạc mà tàn khốc quỷ dị cười lạnh, cười đến cao thâm khó đoán. Cười đến làm người khó coi. Tô lạc đi ra thời điểm, bước chân không ngừng, thẳng đi hướng vị kia trông coi giả đại nhân. Đây là vị so diệt tuyệt sư thái còn sư thái trung niên nữ nhân. Tô lạc nhàn nhạt mà cười, bình tĩnh thong dong mà mở miệng, thạch đài đâu. Diệt tuyệt sư thái số 2 đôi mắt lóe lóe, nàng nguyên bản còn tưởng rằng tô lạc không biết chuyện này đâu, không nghĩ tới nàng vừa ra tới liền hỏi cái này. Ở tô lạc đốt đốt bức tha dưới ánh mắt, diệt tiệt sư thái số 2 nhéo nhéo nắm tay. Tô lạc khóe miệng gợi lên một mặt hơi mang trào phúng đạm cười, lại lặp lại một câu, thạch đài đâu. Lúc này, sở hữu ánh mắt đều nhìn chăm chú vào diệt tiệt sư thái số 2. Ánh mắt tụ tập ở trên mặt nàng. Diệt tiệt sư thái khóe mắt dư quang chiều nào đó phương hướng nhìn lại. Tô lạc theo nàng dư quang xem qua đi, lại vừa lúc cùng lãnh tiêu tầm mắt đối thượng lãnh tiêu trợn mắt giận nhìn, tô lạc thông rong cười, hai tha khí độ, lập thấy cao thấp. Lãnh tiêu bỗng nhiên chiều tô lạc gợi lên một mặt trào phúng cười lạnh, theo sau, hắn bước vững vàng bước chân, từng bước một chiều tô lạc đi tới, cuối cùng yên lặng đứng ở nàng trước mặt. Thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm tô lạc xem. Tô lạc tiêm tế trắng tinh cầm hơi hơi nâng, tựa cao ngạo lại tựa vân đạm phong khinh, không kiêu ngạo không siểm nịnh mà đứng ở kia, tùy ý hắn đánh giá đi. Tưởng rút tham, Lãnh Tiêu cô lãnh thanh âm vang lên, ánh mắt lạnh lùng mà câu lấy, ngươi cảm thấy ngươi có tư cách rút thăm. Tô Lạc không giận, ngược lại cười, ta không tư cách chẳng lẽ bị đào thải bị loại trừ các hạ có tư cách. Chương 2158 tháng tuyệt đối 6. Lời tuy như thế, nhưng Tô Lạc biết nàng lần này muốn rút thăm lại có chút phiền phức bởi vì Lãnh Tiêu là nơi này bọn rắn độc, hắn nói rất có phân lượng. Lãnh Tiêu đạm mạc mà quét Tô Lạc liếc mắt một cái, thủ hạ của hắn liền xem mặt đoán ý mà bắt đầu pháo oanh Tô Lạc người đến đệ nhất lại như thế nào? Tất cả mọi người biết người này đệ nhất là như thế nào được đến? Thừa dịp người khác lưỡng bại câu thương, nhân cơ hội vớt đi tiện nghi. Như vậy đệ nhất ngươi cũng không biết xấu hổ. Lãnh tiêu thủ hạ những cái đó đối tô lạc kia kêu một cái phẫn nộ a à, vốn là bọn họ lão đại thứ tự, kết quả lại bị này nha đầu thúi cấp vớt đi rồi, có thể không giận sao. Ở ngôn ngữ công kích hạ tô lạc lại đạm nhiên tự nhiên, lạnh lùng cười, vậy các ngươi muốn như thế nào? Không cho ta trừ lãnh tiêu thô bạo ánh mắt quét tô lạc liếc mắt một cái, trừ. Có thể, nhưng là đến từ ta tới trừ. Dựa vào cái gì, tô lạc đôi mắt cong cong, cười như không cười. Chỉ bằng lão tử vận may không tốt, ha ha ha. Lãnh tiêu bỗng nhiên bộc phát ra một mặt cuồng tiếu. Theo sát hắn phía sau kia giúp đỡ hạ cũng đều cuồng tiếu lên. Vận khí không tốt cho nên muốn thay tô lạc đi rút thăm. Như vậy lý do, như thế quang minh chính đại gia tới, thật đúng là không có sợ hãi a à người vây xem chúng, nhưng là chịu đứng ra thế Tô Lạc lời nói người lại không có, đại gia tất cả đều cười hì hì nhìn Tô Lạc tựa hồ đang chờ đợi nàng có cái gì sau chớp. Ở bọn họ nhận chi chung, một cái cô nương như vậy bị người khi dễ, khẳng định sẽ sinh khí bạo nộ bất đắc dĩ cộng thêm dậm chân đi. Bọn họ tất cả đều chờ mong kia thần tiên giống nhau cô nương bị kích động, nhưng là Tô Lạc lại làm cho bọn họ thất vọng rồi. Tô Lạc như cũ là như vậy nhàn nhạt mà cười, thâm mắt thẳng tắp mà vọng tiến lãnh tiêu đáy mắt từ ngươi trù, rút ra đồ vật về ai lãnh tiêu nhìn xem chính mình cặp kia thô lệ tay, gợi lên một mặt nụ cười giả tạo, rút ra rách nát đồ vật ngươi muốn, liền về ngươi bái, ha ha ha. Hắn phía sau người cũng tất cả đều đi theo lão đại ha ha cười ầm lên. Kia hảo a, à, ngươi chủ liền ngươi chủ, nếu là rút ra thứ tốt tới, lãnh lão đại ngài cũng không thể tham ô nga, nơi này có nhiều người như vậy làm chủ đâu, thẩm đại ca cũng là chứng kiến đâu. Thẩm đại ca ngươi đúng không? Cuối cùng một câu, Tô Lạc đem thẩm đại tráng cấp điểm ra tới. Thẩm Đại Tráng là bị Lãnh Tiêu cấp đánh ra tới, hắn trong lòng hận cũng là Lãnh Tiêu mà không phải Tô Lạc, cho nên giờ phút này thấy Tô Lạc như vậy, hắn phanh 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 đi ra, vỗ vỗ bộ ngực. "Đối Tô Lạc muội tử, ngươi yên tâm hảo, cái này nhân chứng ta lão thẩm thế ngươi làm." Tô Lạc cười gật gật đầu. Phía trước ở thí luyện tháp trong vòng Tô Lạc sớm đã có chuẩn bị, nàng là chờ Lãnh Tiêu đem Thẩm Đại Tráng đá ra đi lúc sau mới đi lên đem Lãnh Tiêu cấp đá liêu. Bản chất nàng cũng không có đắc tội Thẩm Đại Ngốc nếu là đắc tội lãnh tiêu lại đi theo lại đắc tội thẩm đại tráng kia nàng ở trung du sơn chính là hai mặt thụ địch không có đường ra lãnh tiêu nhìn đến thẩm đại tráng liền có loại bị tức giận đến đầu nặng chân nhẹ bạo nộ mà choáng váng chi phúc nhớ tới thí luyện trong tháp sự tình lãnh tiêu hung hăng mà hoành thẩm đại ngốc giống nhau cái này đại ngốc bước thẩm đại tráng đôi tay ôm quyền khổng lồ thân hình đứng ở tô lạc phía sau ẩn ẩn chung cho nàng chống lưng tư thế mau trừ mau trừ trừ xong rồi lão tử còn muốn đi ngủ ngon đâu thẩm đại ngốc triều diệt tuyệt sư thái số 2 lớn tiếng ồn áo. Diệt tuyệt sư thái số 2 nhìn lãnh tiêu liếc mắt một cái, thấy lãnh tiêu gật đầu, sau đó nàng mới đưa thạch đài lấy ra tới. Này khối thạch đài nàng bảo quản nhiều năm, trừ phi có hệ thống khen thưởng Nếu không nó căn bản sẽ không sáng lên tới. Tô lạc triều lãnh tiêu làm cái thỉnh tư thế, lãnh lão đại thình. chương 2159 tháng tuyệt đối 7 làm hắn hỗ trợ trừ, liền làm hắn hỗ trợ trừ, tô lạc không có đổi ý ý tứ ngược lại là ngốc đại tỷ lúc này vị này ngốc đại tỷ chính oán hận mà trừng mắt lãnh tiêu hận không thể đem hắn lột ra rút gân lãnh tiêu cũng không có làm khác tạm dừng chỉ ứng phó nhiệm vụ theo sau điểm hạ ấn phím vì thế cái kia đồng hồ giống nhau mâm tròn liền nhanh chóng chuyển động lãnh tiêu cười ngâm ngâm mà nhìn tô lạc nhà đầu thúi ngươi chừng nào thì ấn đình a như vậy quan trọng rút thăm chúng thưởng, hắn lại có vẻ không chút để ý, tùy tâm sở dục, phảng phất ở chọn lựa cái trắng của cái tùy ý, người khác đều thế Tô Lạc tiếc hận, phân phó thở dài. Nhưng là Tô Lạc lại như cũ đạm nhiên cười, câu tùy ý. Lãnh Tiêu không có ở Tô Lạc trên mặt nhìn đến chính mình chờ mong biểu tình, đáy mắt hiện lên một tia thô bạo, kia hảo, tùy tiện ấn đỉnh đi. Lời còn chưa dứt, Lãnh Tiêu tay cũng đã ấn ở cái nút thượng. Màn hình tối sầm, theo sau, ở mọi người không ôm chờ mong ánh mắt biết. Thẩm đại tráng trước kêu ra tới, ngọa táo? hai chữ, thế nhưng có hai cái. Mau tránh ra mau tránh ra, làm lão tử nhìn xem đều là chút cái gì. Thẩm đại tráng bay nhanh mà sông lên đi, đường hắn nhìn đến mặt trên hai điều danh từ khi, chỉ cảm thấy đầu óc từng đợt choáng váng, cơ hồ đứng thẳng không được. Ngoạ táo có mau có lầm, một cái là tình oa oa ai, còn có một cái a, a a a a a a a. Thẩm đại ngốc cảm thấy, hoặc là là chính mình đôi mắt xem hoa, hoặc là là thế giới này quá điên cuồng. Trí tuệ đầu lâu, lãnh tiêu từ kẽ răng bài trừ này bốn chữ thế nhưng là trí tuệ đầu lâu. Giờ khác này, lãnh tiêu cả người đều ngốc, hắn vô ngữ mà nhìn chính mình cặp kia thô lệ mà mọc đầy vết chai dày tay. Hắn trừ rất nhiều lần lại cái gì đều không có, lần này thế nhưng trừ tốt như vậy phần thưởng, hơn nữa vẫn là hai cái. Hai cái. Trong đó một cái vẫn là trí tuệ đầu lâu a a a a a. Lãnh tiêu cảm thấy chính mình đời này sở hữu vận khí giá trị đều thêm lên dùng lần này mặt trên liền ở lãnh tiêu thẩm đại trắng bao gồm mọi người đang lúc bọn họ tất cả đều bởi vì này khổng lồ tin tức mà tiêu hóa bất lương thế cho nên thân hình lắc lư khi tâm lý thừa nhận lực cường đại nhất tô lạc cùng căn bản không tồn tại áp lực tâm lý ngốc đại tỷ hai người đã một phen đoạt lấy này hai cái bảo bối tùy theo một cái thuấn di hai người đã biến mất tại chỗ tô lạc càng là chạy nhanh đem này hai bảo bối cấp ném vào trong không gian kia cái gì trời quang oa oa trước không đi nghiên cứu nó chỉ là trí tuệ đầu lâu tô lạc liền cơ hồ phải cho lãnh tiêu quỳ sau đó tô lạc lôi kéo ngốc đại tỷ lại là một cái thuấn di thân hình lại đi phía trước di động mấy dặm mà chê cười như vậy cường đại bảo bối ở trung du sơn kia quân địch vờn quanh hoàn cảnh chung không chạy vậy chờ bị đoạt hơn nữa là minh đoạt lãnh tiêu tên hỗn đàn kia hắn phía trước muốn đem rút ra phần thưởng cho chính mình đó là thành lập ở khen thưởng là rác rưởi dưới tình huống hiện tại đây chính là trí tuệ đầu lâu trí tuệ đầu lâu chấm than chấm than ở tô lạc cùng ngốc đại tỷ thuấn di đi rồi ước chừng có một giây đồng hồ thời điểm sau đó thẩm đại ngốc mới phản ứng lại đây hắn sờ sờ trơn bóng đầu di người liệt bảo bối liệt đúng vậy bảo bối liệt tất cả mọi người nhìn chằm chằm trên màn hình kia hai tự lại không có ý thức được bảo bối sớm đã nhổ ra hơn nữa đã bị tô lạc cướp đi hơn nữa liền người mang bảo bối toàn biến mất lãnh tiêu trong lòng cái kia khí a cái kia bạo nộ a giờ phút này, hắn hai mắt đỏ đậm, đáy mắt nhảy lên hai thốc hừng hực thiêu đốt ngọn lửa, mà hắn quanh thân cũng phảng phất bị ngọn lửa thiêu đốt, cả người tức giận đến đều sắp nổ mạnh. Tay đầu mau rút gần mỗi một vạn tự tương đương với các người một mười hai thiên viết văn A à cứ như vậy còn ghét bỏ chậm. Tức khắc khóc vựng ở WC. chương 2160 tháng tuyệt đối 8. Truy, truy, cấp lão tử truy, lãnh tiêu gầm lên một tiếng, phi giống nhau hướng phía trước phương nổ bắn ra mà đi. Sau đó, lãnh tiêu thủ hạ người cũng đều mênh mông cuồn cuộn mà đuổi theo ra đi. Ở đây người nhìn lãnh tiêu đám người mũi tên giống nhau bay ra đi, lúc này mới một đám phục hồi tinh thần lại. Ngoạ tào, trí tuệ đầu lâu a, à? kia chính là trí tuệ đầu lâu. Lãnh lão đại nay đây là cái gì vận khí a, à? quả thực bạo lều a. À? Trước kia hắn cho chính mình trù thời điểm, như thế nào liền trù cái một vạn tích phân. Hơn nữa là liên tục rất nhiều lần đều là một vạn tích phân đâu, chẳng lẽ trước kia đủ loại vận đen, đều chỉ vì thành toàn nay may mắn nhưng đó là thế tô lạc trừ a không phải chính hắn a này thật đúng là không biết nên như thế nào hảo nếu không phải lãnh lão đại khăng khăng muốn thay tô lạc rút thăm tô lạc cũng sẽ không được đến trí tuệ đầu lâu a chính là chính là lãnh lão đại không chỉ có ở thí luyện tháp nội thành toàn tô lạc ở rút thăm chúng thưởng thượng cũng là như thế các ngươi lãnh lão đại là thật sự hận tô lạc sao hận nàng vì cái gì mỗi lần đều như vậy giúp nàng mọi người nếu là lãnh tiêu nghe được mặt trên kia lăng đầu thanh nói chỉ sợ sẽ một cái bàn tay trừ đi qua hắn nơi nào là giúp tô lạc hắn rõ ràng mỗi lần đều ở hại tô lạc nhưng kết quả lại mỗi lần đều không như mong muốn hắn đều có chút hoài nghi nữ thần may mắn có phải hay không ở chơi hắn a à. lúc này lãnh tiêu đoàn người bước nhanh hướng phía trước phương lên đường lúc này lãnh tiêu là cuồng loạn bạo nộ rồi hắn thề nay cần thiết muốn giết chết tô lạc cần thiết giết chết lãnh tiêu thủ hạ trợ thủ đắc lực đinh một bên chạy biên lão đại đừng nóng vội Liêu Nhị phía trước đã dẫn người mai phục tại phía trước mặt trời lặn trong rừng, mà nơi đó còn lại là đi hướng lên trên Du Sơn nhất định phải đi qua chi lộ. Không chừng chúng ta còn không có đuổi tới, họ Tô kia nha đầu đã sớm đã bị Liêu Nhị cấp bắt lại đâu. Lý Tam cũng đi theo gật đầu, lão đại, đinh một không sai, Liêu Nhị mang theo tám người, đem mặt trời lặn lâm tư cái phương hướng đều vây quanh lên, chỉ cần kia họ Tô nha đầu đi vào. Ta tựa như làm văn thắn giống nhau đem nàng bao lên đinh một càng nghĩ càng đắc ý mặt trời lặn trong rừng nguy cơ thật mạnh lại có chúng ta ám hạ độc thủ họ tô lần này tuyệt đối chết không có chỗ chôn lãnh tiêu nguyên bản bạo nộ tâm tình theo đinh một cùng lý tam giảng giải chậm rãi liền giảm bớt vài phần hắn ha 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 ngưỡng cuồng tiếu cười trung tức giận hảo thực hảo tô lạc lần này xem ngươi chạy trốn nơi đâu nhưng là liêu nhị nơi đó xác thật có thể chờ đến tô lạc sao trên thực tế hắn thật đúng là chờ tới rồi phía trước tô lạc mang theo ngốc đại tỷ một đường thuấn di đi ra ngoài nhưng là bởi vì nơi này trọng lực quá cường, Tô Lạc Thuấn Di vô dụng vài lần nàng liền chịu không nổi, vì thế Tô Lạc cùng ngốc đại tỷ liền bay nhanh chạy vội, chờ chạy ra Trung Du Sơn lúc sau. Nàng liền có kim loại thuyền này nghịch phi hành khí. Có kim loại thuyền, sợ hãi bị lãnh tiêu đuổi giết. Nhưng là Tô Lạc vẫn là đem sự tình nghĩ đến quá đơn giản. Kim loại thuyền tuy rằng phi hành tốc độ mau, nhưng là nó còn có một cái chí mạng nhược điểm, đó chính là phòng ngự nhược. Kim loại thuyền phòng ngự, ở thánh giai cường giả trước mặt liền giống như một chương giấy trắng cho nên đương liêu nhị nhìn đến rốt cuộc gia trung du sơn dừng lại ở mặt trời lạn lâm trước mặt tô lạc nàng lòng bàn tay bỗng nhiên nhiều ra một con kim loại thuyền mà kia chiếc thuyền đang ở dần dần biến đại tô lạc đối ngốc đại tỷ hì hì cười chờ chờ thượng kim loại thuyền chúng ta sẽ không sợ lãnh tiêu đuổi giết tốt nhất đem hắn tức chết hảo a à, hảo a à, ngốc đại tỷ liên tục gật đầu sau đó hai người vào kim loại thuyền nhưng là không đợi kim loại mặc vào hàng biến cố liền đã xảy ra chương 2161 bẫy dập một. Nhưng là, liêu nhị nhìn đến tô lạc muốn bay đi, tuy rằng kinh ngạc muốn chết, nhưng là thực mau trở về quá thần tới, hắn sao có thể tùy ý tô lạc rời đi. Vì thế, liêu nhị vội vàng cầm lấy thông tấn giác đem tin tức chia lãnh tiêu. Lãnh tiêu mày đại đại nhăn lại, ngươi cái gì? Nàng có kim loại phi hành khí. Như vậy cao đánh cuộc đồ vật kia nhà đầu thúi rốt cuộc như thế nào được đến? Liền hắn đều không có đâu. Hơn nữa theo hắn biết, lòng bảng tiền tam danh cũng không tất có kim loại phi hành khí đâu. Liêu Nhị buông tay, hắn như thế nào sẽ biết, chẳng lẽ kia Tô Lạc thực sự có phi thường cường đại bối cảnh? Lão đại, nếu là như thế này Liêu Nhị khó xử mà mở miệng. Nếu là như thế này, càng muốn thần không biết quỷ không hay mà đem nàng giết để tránh hậu hoạn. Lãnh Tiêu Thanh âm dị thường kiên quyết, bởi vì hắn thực Tô Lạc đã là không chết không ngừng tử địch. Hơn nữa, Lãnh Tiêu thực mau liền linh quang chợt lóe, lại nghiến răng nghiến lợi mà, nàng không phải vận khí thực hảo sao? Khẳng định là rút thăm chúng thưởng chiều chung nhắc tới khởi rút thăm trúng thường, Lãnh Tiêu liền cảm thấy ngực nghẹn một hơi, tức giận đến ngực hắn ẩn ẩn phát đau. Hiện tại, mệnh lệnh ngươi, đem nàng bước tiến mặt trời lạn lâm, tuyệt đối không thể làm nàng đi thượng du sơn. Lãnh tiêu biết, chỉ cần thả cọp về núi, sau này tưởng lại trừ hại đã có thể khó như đăng. Ân, liêu nhị nghiêm mặt nghiêm túc gật đầu, lão đại yên tâm, kia kim loại thuyền phòng ngự không cường, ngài liền chờ xem trọng. Nghe xong liêu nhị nói, lãnh tiêu khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh. Nhà đầu thúi muốn chạy trốn, Ha ha, đây chính là hiện thực giữa, giết liền thật sự đã chết. Xem nàng như thế nào thoát được ra hắn là mà võng. Mặt trời lạn lâm bản đồ tô lạc mới đến một chút đều không quen thuộc nhưng là bọn họ này nhóm người ở bên trong trà trộn. Cơ hồ nhắm mắt lại đều có thể đi ra, cho nên, chỉ cần đem tô lạc bước tiến mặt trời lạn lâm, không cần hắn tự mình động thủ, những cái đó ma thú là có thể ăn tươi nuốt sống nàng. Cho dù có ngoài ý muốn, hắn còn có mười mấy thủ hạ đâu, lần này tô lạc tuyệt đối chạy không được lãnh tiêu xưa nay chưa từng có tự tin định liệu trước mà hướng mặt trời lạn lâm chạy đến mà lúc này tô lạc cùng ngốc đại tỷ đang ngồi kim loại phi hành khí phải rời khỏi nhưng là kim loại phi hành khí vừa mới bay lên tô lạc liền cảm giác được một cổ nguy hiểm tới gần phanh một đạo mãnh liệt trận gió nện ở kim loại phi hành khí thượng đem nó đông oai tây đảo thiếu chút nữa một đầu tài đi xuống tô lạc mày hơi hơi nhan lại này kim loại phi hành khí tốc độ không tối nhưng là ở phòng ngự thượng thật đúng là tạm được a à nàng thật vất vả đem phi hành khí ổn định xuống dưới đối phương chính là một vòng lưỡi dao gió đem kim loại phi hành khí vây quanh trong đó không ngừng mà treo cổ ccc thanh âm vang vọng bất giác tô lạc mày đại nhân nàng tính toán hạ nếu là còn như vậy đi xuống kim loại phi hành khí không ra nửa canh giờ liền sẽ bị lưỡi dao gió thiết phá thành mảnh nhỏ này không phải nàng nguyện ý nhìn đến tô lạc biết rõ đối phương đang ép nàng hạ kim loại phi hành khí lại vẫn là không thể không mang theo ngốc đại tỷ đi xuống đây là dương mưu không đợi hai người đi ra kim loại phi hành khí, lại là một mảnh phong lôi hung hăng tạp hướng kim loại phi hành khí. Ngốc đại tỷ nhất thời không cha, đứng thẳng không xong, lập tức đụng vào trên vách tường, tạp cái chán nổi lên một cái đại bao. Ngay sau đó, ngốc đại tỷ nổi giận, nàng xách theo đại chày gỗ phi giống nhau lao ra đi, nổi giận đùng đùng mà la to, là ai tìm đánh. Cấp cô nãi, nãi đứng ra. Nhưng là liêu nhị vừa thấy đến ngốc đại tỷ lao tới, xoay người liền hướng mặt trời lặn trong rừng chạy nếu là liêu nhị không chạy như vậy bị ngốc đại tỷ đánh một đốn nàng cũng liền nguôi giận nhưng vấn đề là liêu nhị này một chạy ra không được khí ngốc đại tỷ tức khắc liền để bụng nàng đại chày gỗ hướng phía trước phương một lóng tay phương nào yêu nghiệt dám chọc ta xem chiêu ngốc đại tỷ bạo hướng mà đi tô lạc tưởng giữ chặt nàng lại liền nàng góc áo cũng chưa giữ chặt liền nhìn nàng trơ mắt mà chạy xa tô lạc nhìn mặt trời lạn lâm đôi mắt thật sâu nhăn lại lập tức không kịp nghĩ nhiều chỉ có thể đi theo ngốc đại tỷ đuổi theo đi quân tử không lập với nguy tường dưới, biết rõ trong rừng có nguy hiểm, lấy tô lạc tính cách giống nhau có thể tránh đi liền tận lực tránh đi, nhưng là hiện tại một là ngốc đại tỷ đã vọt vào đi. Nhị là muốn đi thượng du sơn, nơi này là nhất định phải đi qua chi lộ. Kim loại phi hành khí phi bất quá đi, cũng chỉ có thể từ trên đất bằng đi. Tô lạc nhìn âm trầm trầm rừng cây, ánh mắt dần tối giác quan thứ sáu nói cho nàng. Trong rừng chỉ sợ có vô số nguy hiểm đang ở chờ nàng. Liêu nhị hành động tốc độ phi thường mau chiếm đối địa hình quen thuộc, hắn có thể làm ngốc đại tỷ gắt gao mà đi theo hắn phía sau, rồi lại không cho nàng đuổi tới. Cùng lúc đó, hắn còn có thể một bên chạy, một bên cấp lãnh tiêu hội báo tiến độ. Lão đại lão đại, phía trước thực mau liền đến kiến sao. Liêu nhị thanh âm ẩn ẩn có một cổ che giấu không được hưng phấn. Kiến sao, danh như ý nghĩa chính là con kiến sao huyệt. Kiến sao thành công trăm vạn hơn một ngàn vạn chỉ ong kiến, này đỏ ong kiến chiếm số lượng ở ngày thường ở mặt trời lặn trong rừng chính là không kiêng nể gì, cho dù là lãnh tiêu kia cũng là tránh đi. Hảo, hảo, kiến sao, ha ha ha, lãnh tiêu nghe thấy cái này tin tức tức khắc tâm tình rất tốt. Canh giờ này, ông kiến nhóm đều tụ tập ở sao huyệt trung nghỉ ngơi, nếu là có quyền dám đi quấy giày, đó chính là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Liêu nhị làm tốt lắm. Biết hắn một người không địch lại, liền thiết hạ như vậy một cái kế sách. Lão đại nhất định giúp ngài giết chết kia nhà đầu thúi, giúp ngài ra này một ngụm ác khí liêu nhị bạch 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 đem bộ ngực chụp giòn vang vẻ mặt kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết kích động biểu tình hành ngươi đi đi cần phải đem mất đi làm tốt lãnh tiêu sụ mặt nghiêm túc chạng buông thông tấn giác liêu nhị ngoái đầu nhìn lại nhìn đối hắn theo đuổi không bỏ ngốc đại tỷ khóe miệng hiện lên một mặt cười lạnh trong lòng thầm mắng ngu xuẩn không biết sống chết mà theo kịp xem ngươi lần này chết như thế nào liêu nhị trốn trốn tránh tránh phi giống nhau đi phía trước nhảy ngốc đại tỷ theo ở phía sau một bên giống giận một bên gia tốc nhưng là bởi vì đối địa hình không có liêu nhị quen thuộc cho nên tốc độ cũng không có kéo gần muốn đi thượng du sơn nhất định phải đi ngang qua này phiến trăm vạn núi lớn trồng chất mà thành mặt trời lạn lâm mà liêu nhị hành động phương hướng cùng tô lạc trong lòng đi tới phương hướng nhất trí cho nên nàng cũng không có cố tình ngăn cản ngốc đại tỷ sau nửa canh giờ liêu nhị khóe miệng bỗng nhiên gợi lên một mặt quỷ dị cười lạnh sau đó hắn thân hình chợt lóe nhanh chóng nhảy thượng một gốc cây ngàn năm cổ thụ đem thân hình nhanh chóng che giấu lên thực mau ngốc đại tỷ liền đuổi theo nhưng là tại chỗ đã mất đi liêu nhị thân ảnh như thế nào tìm đều tìm không thấy ngốc đại tỷ nguyên bản liền nghẹn một hơi theo này một bước theo đuổi mãnh liệt kia khẩu khí càng nghẹn càng nhiều đang định phát tiết khi lại phát hiện liêu nhị không thấy cái này làm cho nàng tức giận giá trị lại tiêu quả thực mau đem phổi đều khí tạc hỗn đàn, cấp cô nãi nãi lăn ra đây. Ngốc đại tỷ ôm đại chày gỗ hô to đại kiếm trên cây liêu nhị cao ngực mau điên rồi. Khóe miệng sau này vỡ ra cơ hồ mau đến lỗ tai căn. Hắn nắm tay, ở trong lòng của vũ ngốc đại tỷ, mau kêu, mau lớn tiếng chút kêu, mau đem tổ ong toàn cấp ồn ào ra tới. chương 2162 bẫy dập 2 Tổ ong hoạt động phạm vi là có chú ý, tại đây trăm dặm trong vòng, chúng nó chính là vương giả ngày thường nhìn không ra tới, một khi chọc giận chúng nó kia quả thực là thi cốt vô tồn a. Quá đáng sợ thật là đáng sợ. Lúc này ngốc đại tỷ lại cái gì cũng không biết, nàng chỉ tức giận đến dậm chân, trong miệng không ngừng mà hò hét. Liêu Nhị nắm tay, kích động mà mặt mày hớn hở, mau kêu, lại lớn tiếng chút. Lại lớn tiếng chút kêu. Thốc đúng là tổ ong trung ương vị trí, đại lượng đại lượng ong kiến liền ở tại ngốc đại tỷ dưới lòng bàn chân kia khối vị trí, mà canh giờ này đúng là ong kiến giao phối thời cơ tốt nhất nếu là chúng nó giao phối bị đánh gãy chúng nó chính là sẽ thực tức giận nha hiện tại ngốc đại tỷ ở nơi đó lại là dậm chân lại là hò hét này cỡ nào ảnh hưởng giao phối không khí a đây là cỡ nào làm người phẫn nộ một sự kiện a liêu nhị kích động mà cả người run rẩy hận không thể thế những cái đó ong kiến nhóm đánh ngốc đại tỷ tô lạc thân hình rơi xuống đất sau nàng rõ ràng mà đã nhận ra sự tình có chút không thích hợp người kia cố tình đem các nàng dụ dỗ đến nơi đây tới lại cố tình biến mất này này nước tô lạc trong lòng ngực ôm chồn tía thân hình đứng yên bất động trong tay một chút một chút vuốt ve chồn tía mềm mại da lông chồn tía cái mũi dị thường nhanh nhạy nó thực mau đã nghe ra trong không khí dị thường ước số sau đó nó móng vuốt chỉ vào trung ương đại thụ vị trí đó là một gốc cây vạn năm cổ thụ Thụ thân độ rộng 20 người cũng không nhất định có thể vây quanh một vòng, đến nỗi độ cao, thị lực có thể đạt được, đó là nhìn không tới ngọn cây, cơ hồ là cao ngất trong mây tiêu. Nhưng là thụ thân khô khốc, tại đây cành lá tốt tươi mặt trời lặn trong rừng phi thường đáng chú ý. Như vậy một gốc cây chết đi đã lâu thụ, vốn không nên tồn tại, như vậy hiện tại lại là cái gì nguyên nhân, làm nó cho dù đã chết cũng ngàn năm sừng sững không ngã. Hơn nữa trồn tía nhất nồng đậm hương vị là từ thụ trên người truyền ra tới. Tô lạc hoài tò mò chi tâm, từng bước một đến gần cách đó không xa ngàn năm cổ thụ thượng, Liêu Nhị nhìn đến Tô Lạc như vậy, tức khắc cả người kích động mà cả người run rẩy, gò má đỏ hồng. Quá tuyệt vời. Hắn còn nghĩ, như thế nào nghĩ cách đem Tô Lạc hướng kia cây trên cây dụ dỗ qua đi đâu, không nghĩ tới Tô Lạc thế nhưng chính mình liền tung ta tung tăng quá khứ. Ngay cả lão gia đều ở giúp hắn có hay không? Lúc này, thông tấn giác vang lên, Liêu Nhị cầm lấy tới vừa thấy quả nhiên là lão đại. Không đợi lãnh tiêu hỏi, Liêu Nhị đã kích động mà hạ giọng, nói năng lộn xộn mà hội báo, lão đại lão đại hiện tại họ tô cái kia nhà đầu thúi chính chiều ong kiến trung ương đại thụ đi đến, tiếp cận. Tiếp cận, còn có 30 mét, 20 mét, 10 mét, 5 mét. Lãnh tiêu cũng đi theo kích động, nắm tay gắt gao nhéo lên, đầy mặt hồng quang. Hắn rõ ràng nhớ rõ, kia cây trung ương đại thụ đáng sợ. Lúc trước bọn họ không biết sâu cạn, dựa vào kia cây trung ương trên đại thụ nghỉ ngơi, kết quả quấy dày tới rồi bên trong ong kiến vương cùng ong kiến hậu giao phối. Kia hậu quả lãnh tiêu hiện tại ngẫm lại đều cảm thấy phía sau lưng lạnh cả người lúc ấy, bọn họ một đám mười cái người, chạy ra tới cũng chỉ có hắn cùng liêu hai lượng cái. Còn lại người đâu, còn lại người tất cả đều bị ông kiến vương cùng ông kiến hậu triệu hồi ra tới ông kiến quân triều cấp cắn nuốt sạch sẽ. Đừng toàn thây, cũng đừng tóc ti, ngay cả xương cốt cặn bã kia đều một cái không dư thừa a à. Thật là đáng sợ. Lãnh tiêu chỉ cần tưởng tượng đến tô lạc kia nhà đầu thúi sắp chết không có chỗ chôn hắn cả người đều mau kích động mà điên rồi, dưới lòng bàn chân nhanh hơn tốc độ. Bay nhanh mà chiều liêu nhị nơi vị trí chạy đến. 3 mét 2 mét Liêu Nhị đứa nhỏ này cũng bởi vì sắp lập hạ công lớn mà kích động thiếu chút nữa nói năng lộn xộn, hắn trong miệng không ngừng mà hướng hắn lão đại hội báo mới nhất tiến trình. Lập tức muốn chết, lập tức muốn chết. Liêu Nhị nhìn không chớp mắt, không hề chớp mắt mà nhìn chằm chằm Tô Lạc bước chân, kích động mà ngưng thần bình tức, đại khí cũng không dám ra một ngụm. Thiếu chút nữa kích động đến hít thở không thông. Nhưng là thực mau, hắn liền hít hà một hơi, bởi vì Tô Lạc thế nhưng dừng lại, ở khoảng cách trung ương cổ thụ còn có một mét khoảng cách nàng thế nhưng ngừng ở chỗ đó, không đi rồi. Liêu nhị tâm nháy mắt treo ở giữa không trung, nửa vời, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm tô lạc, hận không thể một tay đem nàng đẩy đi lên. Liền ở liêu nhị suy tư như thế nào đẩy tô lạc một phen thời điểm, tô lạc dừng lại bước chân lại bắt đầu đi phía trước đi rồi. Hảo, thực hảo, chỉ còn lại có cuối cùng một bước. Đi a, à, người nhưng thật ra đi a. À. Liêu nhị siết chặt nắm tay, đôi mắt phiếm tơ máu nhìn chằm chằm tô lạc phía sau lưng cơ hồ muốn đem nàng nhìn chằm chằm ra một cái động tới. Thông tấn giác nội, lãnh tiêu lại cấp khó dằn nổi mà đánh tới. Lão đại, liêu nhị hạ giọng sợ bị tô lạc phát hiện. Như thế nào, lãnh tiêu thanh âm hơi mang một mạt áp lực không được kích động. Cuối cùng một bước, liền kém cuối cùng một bước. Thực mau, liêu nhị kiên định mà, nàng nhắc tới chân, muốn dẫm lên đi, dẫm lên đi nhưng mà lúc này tô lạc lại nhíu nhíu mày. Giờ khác này kỳ thật nàng đang ở đầu chung cùng trồn tía giao lưu, bên trong là thứ gì? Trồn tía chảo chảo đầu, không tạo A, à, nhưng là rất nguy hiểm Nga, phi thường nguy hiểm Nga, người xác định muốn xem sao. Tô lạc khóe miệng chậm rãi gợi lên một mặt cười, liền ở khoảng cách trung ương cổ thụ cuối cùng một bước, nàng nhắc tới bước chân nghiêng nghiêng vị trí thế nhưng vòng qua này cây trung ương cổ thụ. Kéo ngốc đại tỷ lập tức đi phía trước đi rồi. Liêu nhị, hắn nhìn tô lạc bước chân không ngừng rời đi tức khắc cả người liền cùng bị xét đánh giống nhau ngây ngốc mà sững sờ ở kia vẫn không nhúc nhích mà phẳng phất như vậy vô thanh vô tức thông tấn giác nội lãnh tiêu khó có thể ức chế kích động thanh âm còn đang không ngừng truyền đến dẫm lên đi không có dẫm lên đi không có liêu nhị người mẹ nó mau a à. rốt cuộc dẫm lên đi không có lãnh tiêu nóng nảy nếu lúc này liêu nhị ở trước mặt hắn hắn khẳng định hung hăng đá thượng một chân không thể ha 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 lúc này kia nhà đầu thúi có phải hay không đang bị ong kiến vương cùng ong kiến hậu đuổi theo đánh có phải hay không toàn bộ tổ ong ra hết có phải hay không bị gặp đến xương cốt đều không còn lãnh tiêu chính mình não bổ kia trường hợp tức khắc kích động mà không được liêu nhị đối mặt lão đại kia bộc lộ ra ngoài hưng phấn tri tình liêu nhị lúc này rơi lệ đầy mặt hắn thật sâu mà nuốt nuốt nước miếng suy nghĩ trong chốc lát từ ngữ mới rốt cuộc ấp a à ấp úng mà hội báo lão 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 đại ngài đừng kích động đừng kích động cái này sự tình nó có biến a à? lãnh tiêu tức khắc cả người như là huyệt đạo bị điểm trụ đi tới bước chân tức khắc cứng đờ theo bản năng phản ứng cái gì liêu nhị mau khóc lão đại nàng nàng người mẹ nó có chuyện cấp lão tử đem đầu lưỡi loát thẳng lãnh tiêu nghiến răng từ kẽ răng gần từng chữ một mà hừ ra mau liêu nhị chỉ cảm thấy ra đầu tê dại lấy hết can đảm một hơi đem lời nói biểu ra lão đại kia nhà đầu thúi không dẫm chung trung ương đại thụ nàng chỉ còn một bước không dẫm đi xuống xoay người liền đi rồi lãnh tiêu có một có thân phát hiện chương số lượng từ biến nhiều. Ha ha phía trước đều là một nghìn tự một chương, hiện tại biến thành hai nghìn tự một chương, về sau đại khái cũng đều như vậy. Chương 2163 bẫy dập 3 Liêu nhì cảm giác được thông tấn giác bên kia một mảnh yên tĩnh không tiếng động, chỉ cảm thấy ra đầu tê dại, toàn thân rét run, sống lưng cứng đờ. Hận không thể như vậy đánh sâu vào trung ương đại thụ tự tìm tử lộ, cũng không dám đi đối mặt thịnh nộ lão đại lãnh tiêu lạnh băng đạm mạc thanh âm gần từng chữ một truyền đến như là ở kẽ răng chung bài trừ tới giống nhau lặp lại nàng chạy ân nàng không chết là vậy ngươi cấp lão tử đi tìm chết lãnh tiêu cuồng nộ bạo nộ điên cuồng mà giết gáo sau đó một tay đem thông tấn giác hung hăng nện ở trên mặt đất liêu nhị liêu nhị thật sự rất muốn chết nhưng là hắn biết nếu hắn lấy loại tình huống này đối mặt lão đại tuyệt đối không có kết cục tốt hắn hung hăng trừ chính mình một cái tát đem chính mình trừ thanh tỉnh sau đó lại liên tiếp lão đại lãnh tiêu quả thực mau khí điên rồi. Cứ nhiên cấp né qua đi, này nha đầu thúi vận khí sao lại có thể như vậy hảo? Sao lại có thể? Nếu liêu nhị phía trước không có đem lời nói như vậy mãn, lãnh tiêu còn không đến mức khí thành như vậy, nhưng là nguyên nhân chính là vì liêu nhị nói cho hắn rất nhiều chờ mong. Cho nên đương kết quả ra tới khi, hắn mới có một loại từ đường đến địa ngục tranh lệch phúc. Chính là loại này tranh lệch cảm, làm hắn trong lòng lửa giận như liệt hỏa hừng hực bốc cháy lên đinh một nhặt lên trên mặt đất thông tấn giác lấy hết can đảm đưa cho lãnh tiêu thanh âm mang theo âm dung lão đại là liêu nhị lãnh tiêu hung hăng chừng mắt nhìn đinh nhất nhất mắt đinh một lại lấy hết can đảm lão đại không chừng liêu nhị còn có biện pháp thông tấn giác liên tục không ngừng mà chợt lóe chợt lóe lóe người hoa mắt lãnh tiêu siết chặt nắm tay cuối cùng vẫn là quyết định nghe đinh nhất nhất thứ lão đại thề nhất định giúp ngài diệt nàng liêu nhị giơ tay phải bốn căn ngón tay lời lẽ chính đáng mà thề Lãnh tiêu lúc này đã bình tĩnh lại, hắn gần từng chữ một nghiến răng nghiến lợi. Nếu là còn có một lần, chính mình mổ bụng đi. Được rồi, được phân phó sau, liêu nhị treo tâm tức khắc buông xuống, hắn tức khắc thần thái phi dương lên. Lão đại cho hắn một lần cơ hội, hắn nhất định phải hảo hảo nắm chắc. Lần này nhất định phải đem kia hai người lộng chết. Nghĩ vậy, liêu nhị chạy nhanh đuổi kịp tô lạc bước chân. Tô lạc cùng ngốc đại tỷ đi lại mau, cũng không có liêu nhị này bọn rắn độc quen thuộc vị trí, cho nên tam hạ hai xuống đất lại bị hắn cấp đuổi kịp. Lần này là tô lạc cùng ngốc đại tỷ ở phía trước, mà liêu nhị ở phía sau. Liêu nhị tâm trung không ngừng mà cân nhắc nên làm cái gì bây giờ hảo đâu? Như thế nào mới có thể vô thanh vô tức mà đem hai người kia cấp giết đâu? Thực mau, hắn đôi mắt hiện lên một đạo ánh sáng. Phía trước lại qua đi không xa chính là mê cung, A tư nạp rừng dậm mê cung vào này tòa mê cung sau, tất cả mọi người sẽ cảm giác được tại chỗ đảo quanh, như thế nào đều đi không ra đi. Lúc trước hắn cùng lão đại từng vào một lần, lần đó ở bên trong suốt chuyển động ba tháng. Ba tháng A, liêu nhị đáy mắt bộc phát ra tinh quang. Đừng ba tháng, chính là tam, thượng du sơn khảo hạch cũng đã kết thúc, đến lúc đó rau kim châm đều lạnh. Nghĩ vậy, liêu nhị kiên định mà nắm lấy nắm tay, hắn quyết định đem tô lạc cấp dụ dỗ đi vào. Nhưng là, muốn thế nào mới có thể đem người cấp dụ dỗ đi vào đâu? Có cái gì mồi đâu? liêu nhị nghĩ tới nghĩ lui vẫn là cảm thấy lấy tự thân làm mồi dụ tương đối hảo vì thế hắn ỉ vào địa hình ưu thế nhanh như chớp vòng quanh nói bất quá 15 phút thời điểm hắn đã tới rồi tô lạc cùng ngốc đại tỷ phía trước ngốc đại tỷ vừa thấy đến liêu nhị thân ảnh tức khắc liền tới khí giờ đại chày gỗ toàn bộ mà liền bắt đầu truy ngươi chính là ngươi cấp cô nãi nãi đứng lại ngốc đại tỷ hưng phấn cực kỳ nàng cho rằng kẻ thù này bị chính mình truy ném đâu nguyên lai thế nhưng xuất hiện tại đây Tô Lạc mày nhăn lại, giữ chặt ngốc đại tỷ, không được, không thể truy. Đó là mối, lại đuổi theo đi, đường nhỏ liền sẽ chặt. Tô Lạc hiện tại đi tới phương hướng là thẳng tắp chiều phương bắc thẳng tiến, bởi vì nàng trong tay không có bản đồ, cho nên chỉ có biện pháp này nhất hữu hiệu. Ngốc đại tỷ tuy rằng không cao hứng, nhưng vẫn là bĩu môi, thực nghe Tô Lạc lời nói đi theo nàng phía sau. Liêu nhị thấy ngốc đại tỷ không có đuổi theo, tức khắc nóng này, nhớ rõ chảo nhĩ tao tái. Muốn thế nào mới có thể đem vị này ngốc đại tỷ kích thích đuổi theo chính mình chạy đâu? Liêu Nhị căn cứ ngốc đại tỷ chỉ số thông minh cùng tính cách đặc điểm tự hỏi vừa lật sau, hắn liền nghĩ ra biện pháp tới. Khiêu khích chỉ cần nhẹ nhàng mà khiêu khích, vị này ngốc đại tỷ liền sẽ cùng ăn linh đạn cầu giống nhau nổ mạnh. Phanh, một con tùng quả tạp hướng ngốc đại tỷ đầu. Ngốc đại tỷ buồn bực. Phanh, lại một con tùng quả tạp hướng ngốc đại tỷ đầu. Ngốc đại tỷ tức giận đến một tay cấp chém ra đi. Phanh, lại là một con tùng quả tạp hướng ngốc đại tỷ cao ngất bộ ngực. Ngốc đại tỷ trong lòng kia kêu một cái giận a, à. nàng nhe răng trợn mắt trợn mắt giận nhìn. Phanh, đường ngốc đại tỷ trải qua một gốc cây ngàn năm cổ thụ thời điểm, chỉ thấy liên tiếp tùng quả giống trời mưa giống nhau từ ngọn cây xái lạc nhiều đến không được. Quả thực không thể nhẫn. Ngốc đại tỷ múa may đại chày gỗ, thân hình như mũi tên rời dây cung, hướng phía trước phương bạo hướng mà đi tô lạc tưởng kéo đều kéo không được. Trong chớp mắt, ngốc đại tỷ liền mất đi thân ảnh. Tô lạc lắc đầu, bất đắc dĩ mà đuổi theo đi. Nếu nàng được đến ngốc đại tỷ trung thành, như vậy cũng nên muốn tiếp thu nàng chỉ số thông minh cho nên Tô Lạc chỉ là bất đắc dĩ, lại không có sinh khí. Huống hồ đối với phía sau màn kia chỉ độc thủ Tô Lạc cũng rất có hứng thú muốn gặp một lần. Có lẽ có thể mượn dùng rừng rậm địa hình ưu thế. Đem lãnh tiêu chém giết cùng này cũng không chừng đâu. Liêu nhị lúc này cao hứng hỏng rồi. Hắn linh hoạt hai chân nhanh chóng đi phía trước chạy như điên, ngẫu nhiên còn sẽ quay đầu lại xem một cái ngốc đại tỷ. Đường hắn nhìn đến ngốc đại tỷ trên đỉnh đầu cắm tùng quả rơm dạ chờ lung tung rối loạn đồ vật khi thiếu chút nữa ôm bụng cười cười to ha 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 quá buồn cười quá ngu ngốc quá ngu xuẩn liêu nhị vì chính mình có thể lừa gạt ngốc đại tỷ mà hưng phấn liêu nhị là phong hệ cho nên am hiểu tốc độ hắn tốc độ so với lãnh tiêu cũng không thua kém chút nào cho nên ngốc đại tỷ cho dù liều mạng truy cũng không có kéo gần bỉ tỉ khoảng cách bất chi bất giác thái dương đã ngả về tây màn đêm dần dần buông xuống tô lạc mày hơi hơi nhan lại theo đạo lý tới lãnh tiêu nếu dẫn người tới đuổi giết nàng hẳn là đã đuổi theo nhưng là hiện tại lại chậm chạp không thấy hắn này trong đó nhất định là có ta nhớ tới cái kia chọc ghẹo ngốc đại tỷ người tô lạc đáy mắt hiện lên một mặt rào hoạt ý cười nàng nhưng thật ra muốn biết người kia sẽ mang các nàng đi nơi nào đâu theo mục tiêu tới gần liêu nhị tâm lý kia kêu một cái kích động a à. lần trước cho các ngươi tránh được một kiếp lần này nhất định cho các ngươi chết không có chỗ chôn cho các ngươi tiến a tư nạp rừng dậm mê cung sống sờ sờ đói chết ở bên trong liêu nhị hung hăng nắm tay phía trước chính là a tư nạp rừng rậm mê cung hùng vĩ kiến trúc phương Tây phong cách làm nhân tâm trung tràn ngập tò mò. Lúc này, Liêu Nhị thật là bất cứ giá nào. Hắn biết gần là tò mò là không đủ, người luôn có xu lợi tị hại tâm lý, nếu là Tô Lạc sợ hãi, kia khẳng định liền sẽ không tiến vào giờ phút này. Chỉ có phẫn nộ mới có thể bậc lửa nàng tiến vào hùng tâm. Chương 2164 bẫy dập 4, vì thế, bất cứ giá nào Liêu Nhị quyết định lấy tự thân làm mồi dụ, dụ dỗ Ngốc Đại tỷ đi vào, chỉ cần Ngốc Đại tỷ đi vào, như vậy Tô Lạc khẳng định liền sẽ theo vào đi. Quả nhiên, Liêu Nhị thân hình ở A Tư nạp rừng dậm mê cung cửa rừng một chút, sau đó ở Ngốc Đại tỷ trong ánh mắt, hắn cũng không quay đầu lại mà vọt vào đi. Ngốc Đại tỷ tức khắc nóng này, nàng không chút nghĩ ngợi đón đầu liền vọt vào đi. Tô Lạc nhìn, chỉ cảm thấy bất đắc dĩ cực kỳ nàng cảm thấy ngốc đại tỷ này đấu đá lung tung tật xấu đến hảo hảo sửa sửa bằng không lần sau lại bị địch nhân lợi dụng nếu không nàng tại bên người che chở chỉ sợ ngốc đại tỷ liền không như vậy may mắn liêu nhị tiến vào sau phát hiện ngốc đại tỷ cùng tô là thế nhưng cũng theo vào tới hắn tức khắc liền kích động lúc này liêu nhị bát thông lãnh tiêu bên kia thông tấn giác một bên ra sức hướng trong chạy một bên khó nén hưng phấn mà chiều lãnh tiêu hội báo tiến trình lão đại lão đại vào vào liêu nhị nói năng lộn xộn nhưng là lãnh tiêu lại rất rõ ràng hắn ở nói cái gì thật vào lãnh tiêu cảm xúc nháy mắt bị bậc lửa báo thù khoái cảm làm hắn mặt mày hớn hở đúng vậy lão đại này hai ngu xuẩn nữ nhân thật đi theo ta vào được ha 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 liêu nhị nghĩ đến chính mình lập lớn như vậy công lao khó có thể tự mình mà cất tiếng cười to hảo hảo thực hảo nhớ kỹ đem các nàng sống sờ sờ vây chết ở a tư nạp rừng rậm mê cung giữa lãnh tiêu ha ha cuồng tiếu đường ngươi rất hận một cái tha thời điểm, nhất kiếm giết chết nàng, như vậy báo thù khoái cảm chỉ là trong nháy mắt. Nhưng là nếu dùng thủ đoạn mềm dẻo ma, mà đối phương sống không bằng chết lại không cho nàng chết, hơn nữa, không phải trong nháy mắt, không phải một. Không phải một tháng thẳng đến cuối cùng đem đối phương ma chết, đây mới là báo thù lớn nhất lạc thú. Chỉ cần tưởng tượng đến tô lạc như vây thú đình trệ ở A Tư Nạp rừng rậm mê cung không có ăn không có uống mặc kệ như thế nào đều là tại chỗ đảo quanh đầu tiên là thân thể mỏi mệt lại là tâm lý thất thường cuối cùng tinh thần hỏng mất ha 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 lãnh tiêu chính mình não bổ cái này trường hợp một bên não bổ một bên đem chính mình cấp cao hứng hỏng rồi tuân mệnh được đến lão đại cho phép sau liêu nhị cười đến mặt mày hớn hở hiện tại tô lạc cùng ngốc đại tỷ đã tiến vào a tư nạp rừng dậm mê cung chỉ cần vào mê cung liền sẽ tự động tiến vào trận hình nghĩ ra đi đã có thể khó lạc Liêu Nhị ngay từ đầu liền rất tâm rực rực mà nhớ kỹ chính mình cùng đại môn khoảng cách giờ phút này. Hắn đã không dám ở A Tư Nạp trong mê cung nhiều ngây người, vì thế lén lút liền tưởng rời đi. Liền ở hắn sắp bước ra cửa trong nháy mắt phanh, một đạo hung mãnh chân, hung hăng mà tự bên ngoài bắn vào tới, đem Liêu Nhị thân thể bắn về phía bên trong. Liêu Nhị tức giận đến thiếu chút nữa một búng máu cuồng phun ra tới. Này không phải bị đá, mà là thuần túy bị tức giận đến. Vì cái gì? bởi vì này một đá, đá hắn không biết đêm nay là đêm nào, đá hắn quên bay ra đi rất xa. Hơn nữa ngay trong nháy mắt này, toàn bộ A Tư nạp rừng dậm mê cung trận hình đã xảy ra kịch liệt biến hóa. Liêu nhị lúc này là liền huyết đều phun không ra, vì cái gì? Bởi vì theo Liêu nhị biết, này A Tư nạp rừng dậm mê cung mỗi cách 6 cái canh giờ liền sẽ tự động chuyển biến trận hình. Chuyển biến qua đi, sở hữu tính toán quy tắc bị quấy dày, đẩy diễn lại muốn một lần nữa bắt đầu, đây là lúc trước lão đại, lúc trước bọn họ có thể đi ra tất cả đều là dựa vào lão đại từng bước một đầy diễn ra tới. Như vậy hiện tại, hắn bị tạp đi vào lúc sau, cần phải như thế nào đi ra ngoài a à? Liêu nhị là thật sự nóng nảy, gấp đến độ sắp khóc ra tới. Lúc này tô lạc, lại như cũ bình tĩnh như gió mang theo thong rong tê cười. Ngốc đại tỷ sông lên đi muốn sát liêu nhị, nhưng là chỉ thấy trước mắt một trận toàn mà chuyển, liêu nhị liền không biết bị cuốn đi nơi nào. Ngốc đại tỷ ngây ngốc mà sững sờ ở tại chỗ, vẻ mặt mê mang cùng nghi hoặc khó hiểu, còn có kinh ngạc cùng một hơi ra không liêu phẫn nộ. Tô lạc cười vỗ vỗ nàng đầu vay, được rồi, không tức giận. Người kia bị cuốn tiến trận thức, đời này nghĩ ra được cũng liền khó khăn. Chính hắn sẽ chết, đây là ngốc đại tỷ lý giải, không sai biệt lắm đi. Ra không được nói cả đời bị nhốt ở bên trong, nhưng không phải cùng chết không sai biệt lắm sao? Vì thế Tô lạc gật gật đầu tỏ vẻ tán đồng nghe tô lạc như vậy ngốc đại tỷ mới nhẹ nhàng thở ra hướng về phía liêu nhị mất tích phương hướng khẽ hử nhẹ hai tiếng tiện nghi hắn tô lạc cười lắc đầu kỳ thật một chút đều không có tiện nghi hắn người nọ nếu là bị ngốc đại tỷ bắt được nhiều nhất bất quá là tấu một đốn theo sau là có thể ném đến một bên đi mặc kệ nhưng là hiện tại hắn biến mất ở mê cung kia tương lai đã có thể không thế nào tốt đẹp lạc tô lạc lúc này còn có nhàn tâm đi lo lắng người khác có thể thấy được nàng đối a tư nạp rừng rậm mê cung một chút đều không lo lắng trên thực tế cũng xác thật như thế từ ở du long bí cảnh nhặt được chồn tía này thần sủng lúc sau tô lạc đối với mê cung một loại khảo nghiệm có thể là hoàn toàn miễn dịch bởi vì chồn tía chính là từ mê cung chung ra đời nó sinh ra được có tìm đường bản năng tô lạc ôm chồn tía một bên lấy nướng tốt lát thịt uy nó một bên hống nó tìm đường nàng cần thiết nhanh lên rời đi này mê cung bởi vì lại quá vừa lên du sơn khảo hạch liền phải bắt đầu rồi nàng không nghĩ bỏ lỡ trồn tía phi thường hào hống, tô lạc trêu đùa nó cầm, nó liền ha 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 cười cái không ngừng, sau đó thực uy vũ ngồi ở tô lạc trên đầu vai giúp nàng nói rõ phương hướng. Có trồn tía hỗ trợ, nguyên bản khó khăn thật mạnh mê cung, đối với tô lạc tới lại phi thường đơn giản, nàng dọc theo đường đi qua đi thật giống như ở trong phủ sân vắng tản bộ giống nhau nhẹ nhàng. Bên kia, lãnh tiêu đã đuổi tới mê cung cửa, nhưng là hắn lại không có đi vào. Hắn đôi tay giao phụ ở phía sau, nhìn Âu Thức Phong cách A Tư nạp rừng dậm mê cung khóe miệng gợi lên một mặt đắc ý cười lạnh. Bởi vì Tô Lạc liền ở bên trong, tới a, à, đáp cái thoải mái lều chạy ra tới, lão tử muốn ở bên này hảo hảo xem xét. Lãnh Tiêu vung tay lên, ra lệnh. Tức khắc hắn tùy tùng nhóm liền phát huy tùy tùng tác dụng. Mở tiệt tử mở tiệt tử, phóng ghế dựa phóng ghế dựa, đáp lều chạy đáp lều chạy. Viên bàn gỗ trải lên màu đỏ thắm lụa bố, sắc thái diễm lệ mà hoạt bát, làm người nhìn liền cảm thấy hỉ khí dương dương ghế dựa là hoa cúc lê mộc thái sư ghế bành trải lên mềm mại cái đệm ngồi trên đi sau cả người tựa như rơi vào xa đôi giống nhau thoải mái cực kỳ bên cạnh hồng bùn lò đã đốt lửa thiêu khai nóng bỏng thủy lộc cộc lộc cộc mạo nhiệt khí lãnh tiêu này nhóm người thủ hạ bận bận rộn rộn mà chuẩn bị lên bởi vì bọn họ biết lão đại rất có khả năng lại ở chỗ này thường trú đi xuống hơn nữa càng xa hoa hưởng thụ càng tốt bởi vì hắn càng xa hoa hưởng thụ liền phụ trợ mê cung bên trong tô lạc càng hèn mọn keo kiệt này sẽ làm bọn họ lão đại tâm tình rất tốt thể nghiệm và quan sát thượng ý tùy tùng nhóm làm thực hảo. Thực mau liền dựng một tòa tráng lệ huy hoàng lều chạy ra tới. Lãnh tiêu cả người lâm vào ghế bành, thích ý mà nhếch lên chân bắt chéo, trong tay thưởng thức thông tấn giác, một lát sau, hắn thật sự nhẫn nại không được, liền liên tiếp liêu nhị. chương 2165 bẫy dập năm. Người như thế nào còn không có ra tới? Lãnh tiêu cao máy, dựa theo kế hoạch liêu nhị đem tô lạc các nàng dụ dỗ tiến vào sau, chính hắn nên nhảy ra ngoài hắn chính là ở bên trong ăn qua đại đau khổ người, sẽ không không biết A Tư nạp rừng dậm mê cung khủng bố. Liêu nhị thanh âm mang theo khóc nước nở, lão đại ô ô ô lãnh tiêu tức khắc có một loại thật không tốt dự cảm, hắn sống lưng nháy mắt cứng đờ, đột nhiên gian ngồi thẳng, phía sau lưng thẳng. Thanh âm lãnh lệ trung mang theo hàn khí, lại thất bại. Sắc mặt của hắn, phẳng phất ngay sau đó liền sẽ kiếp nổ. Tùy tùng nhóm tất cả đều đình chỉ trong tay sống, ai cũng không dám động, chỉ dám dựng lên lỗ tai nghe. Không có không có không có. Liêu Nhị nhanh chóng phủ nhận, nhưng theo sau lại mang theo cầu xin thương xót khóc nước nở, lão đại, các nàng cũng ở bên trong đâu, nhưng là ta đem chính mình cấp rơi vào đi cứu mạng a. Lãnh Tiêu thở dài nhẹ nhõm một hơi đồng thời, lại hận không thể đá Liêu Nhị một chân, ngu xuẩn. Là là là, lão đại, chính là cái ngu xuẩn, nhưng ngu xuẩn hiện tại tưởng thô đi a, làm sao bây giờ Liêu Nhị lệ liêu đầy mặt, hắn cảm thấy chính mình như thế nào liền như vậy suy đâu? liêu nhị dù sao cũng là giúp hắn làm việc lãnh tiêu biết nếu là hắn mặc kệ liêu nhị nói sẽ rét lạnh các huynh đệ tâm vì thế hắn chỉ có thể không kiên nhẫn mà nhíu mày được rồi được rồi chờ lão tử đẩy diễn ra tới sau liền đem ngươi vớt ra tới cảm ơn lão đại cảm ơn lão đại liêu nhị kích động mà đến không được hắn liền biết lão đại tuyệt đối sẽ không mặc kệ hắn lão đại đối hắn thật sự là thật tốt quá ô ô ô người xác định tô là các nàng liền ở trong mê cung mặt lãnh tiêu có chút không yên tâm hỏi hắn luôn có một loại dự cảm bất hảo ẩn ẩn chung giống như rơi rớt cái gì quan trọng tin tức dường như là đâu là đâu tuyệt đối xác định nếu là dối muốn ta lão liêu cả đời ra không được a tư nạp rừng dậm mê cung liêu nhị liền kém thể thề ân lãnh tiêu cũng nghĩ không ra không đúng chỗ nào hừ một tiếng treo liêu nhị bên này sau đó liền phân phó chờ đợi ở mặt khác ba phương hướng ba người tất cả đều chiều hắn bên này tụ tập bởi vì tô lạc liền ở trước mắt a tư nạp rừng rậm mê cung bọn họ cũng không cần thiết canh giữ ở nơi khác lãnh tiêu liền ở mê cung cổng lớn thủ hắn cũng không làm khác chính là từ từ nhàn nhàn mà nhếch lên chân bắt chéo đắc ý dương dương mà nhìn mê cung cửa này vừa thấy liền nhìn suốt một canh giờ bỗng nhiên lãnh tiêu thông tấn giác động là triệu bốn lãnh tiêu đang ở não bổ tô lạc tương lai là như thế nào thảm trạng như thế nào đói khát như thế nào tâm lý hỏng mất đang muốn đến cao hứng chỗ đã bị này thông tấn giác cấp đánh gãy hắn tức khắc liền phi thường không cao hứng mặt đều kéo xuống tới tuy rằng tiếp lên nhưng là ngữ khí thật không tốt lãnh tiêu thanh âm mang theo ẩn ẩn tức giận triệu bốn nôn nóng thanh âm từ bên kia truyền đến lão đại lão đại ta nhìn đến tô lạc kia nhà đầu thối phụt lãnh tiêu một cái không nhịn xuống liền cười ra tiếng tới trực tiếp phủ định nói người đó là ảo giác tô lạc đang bị vây ở a tư nạp rừng rậm mê cung đâu triệu bốn đang từ phía bắc tới rồi sao có thể gặp phải này lão tứ thật là cấp hồ đô nhưng là triệu bốn lại rất kiên định mà lại vội vàng mà lão đại thật không lừa ngài ta thật gặp tô lạc Nàng như vậy xinh đẹp, ta lão tứ như thế nào sẽ nhận sai? Còn có bên người nàng cái kia ăn mặc màu sắc rực rỡ so nam nhân còn cường tráng ngốc đại tỷ, này ai sẽ nhận sai a? À? Lãnh Tiêu nhíu nhíu mày, hơi há mồm, tức khắc không biết nên cái gì hảo. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên linh quang chợt lóe. Một đạo bị quên đi ở nơi sâu thẳm trong ký ức tin tức nháy mắt nhảy tiến hắn trong đầu hắn vì hiểu biết tô lạc thực lực tự mình điều tra quá tô lạc khảo hạch mới huấn luyện doanh cảnh tượng nơi đó có một đạo khảo đề là quá mê cung hắn nhớ rõ tô lạc thực mau liền ra tới nghĩ vậy lãnh tiêu chỉ cảm thấy trong lòng kinh hoàng hắn biết vấn đề ra ở nơi nào a à, tư nạp rừng rậm mê cung căn bản là ngăn không được nàng bước chân nàng có lẽ trên người nàng bảo vật đối diện mê cung có một loại bản năng nhận chi nhất định là như thế này lãnh tiêu đột nhiên gian đứng lên toàn thân căng chặt tức muốn học máu mà hướng triệu tứ đại thanh ồn ào mau mau ngăn lại nàng cần thiết ngăn lại nàng tô lạc trong tay chính là có hắn muốn nhất trí tuệ đầu lâu hắn là tuyệt đối không cho phép tại đây sự kiện thượng xuất hiện ngoài ý muốn nếu là tô lạc đi thượng du sơn đến lúc đó nơi nào còn có hắn tranh đoạt tư cách lãnh tiêu một bên phân phó một bên đi phía trước cuồng hướng mà đi hỏng rồi hỏng rồi hỏng rồi lúc ấy hắn thế nhưng không có chú ý tới tô lạc này nha đầu thúi đối mê cung một loại cơ quan đó là miễn dịch a hắn tùy tùng nhóm nhìn lão đại cấp thành như vậy một đám đều cùng bị xét đánh giường như ngốc đứng một giây theo sau toàn bộ phản ứng lại đây đồ vật cũng tất cả đều từ bỏ một đám truy ở lão đại phía sau điên cuồng đuổi theo nhưng vào lúc này lãnh tiêu thông tấn giác vang lên lãnh tiêu vừa thấy là liêu nhị tức khắc giận từ trong lòng khởi lão đại ngài đẩy diễn ra tới không có nha liêu nhị nhược nhược hỏi hắn liền sợ lão đại một vội lên đem hắn cấp quên mất cho nên cố ý tới nhắc nhở tới đẩy diễn ngươi cái tê mỏi Tô Lạc đã sớm chạy ra mê cung. Người cái ngu xuẩn cư nhiên còn ở bên trong truyền, cấp lão tử nhớ kỹ, ngàn vạn đừng chết ở bên trong, chờ lão tử vội xong rồi, phi đem ngươi mỏng ra rút gân không thể. Lãnh tiêu hướng về phía thông tấn rác giống to kêu to bốn phía phát tiết. Hắn quá sinh khí, kia tràn đầy lửa giận cơ hồ muốn đem chính hắn cấp đốt trọi. Tô lạc cư nhiên đi ra ngoài, cư nhiên đã đi ra ngoài, nhưng là hắn nghe xong liêu nhị kia ngu xuẩn nói. Tuy nhiên còn ngốc Không Lăng đang mà ngồi ở A Tư nạp rừng dập mê cung cửa giống ngốc thiếu giống nhau ở kia chờ. Này lãng phí bao nhiêu thời gian a? À? Nếu không phải bởi vì Liêu Nhị cái này ngu xuẩn, hắn đã sớm đuổi theo Tô Lạc hơn nữa đem nàng sát sạch sẽ, ngay cả thi thể đều đủ thời gian xử lý tốt. Lãnh Tiêu một bên trong lòng cuồng nộ giết gào, một bên bước đi như bay mà hướng phía trước phương lên đường bởi vì bị A Tư nạp rừng rậm mê cung chặn con đường phía trước cho nên lãnh tiêu cần thiết đường vòng mà đi cứ như vậy hắn khoảng cách liền kéo dài quá, hơn nữa tô lạc lại so với hắn sớm một cái khi. Cho nên hắn muốn đuổi theo tô lạc yêu cầu rất nhiều thời gian. Lãnh tiêu cũng biết chính mình bộ dáng này rất khó đuổi theo tô lạc vì thế hắn đem hy vọng ký thác ở triệu bốn trên người, các ngươi ba cái cần phải muốn đem kia nhà đầu thúi ngăn lại. Cho dù chết cũng muốn kéo dài thời gian, biết không? triệu bốn kích động mà liên tục gật đầu lão đại phía trước cách đó không xa chính là thượng cổ di chỉ ngài đem họ tô nha đầu thúi dẫn tới nơi đó đi như thế nào hảo lãnh tiêu kích động mà đánh nhịp đồng ý kia thấy cổ di chỉ nhìn qua thực cổ xưa vừa thấy liền biết sẽ có kỳ ngộ cái loại này vì thế rất nhiều người tiến đến thám hiểm nhưng là cuối cùng sẽ phát hiện bên trong bảo bối đã sớm bị người đào rỗng Tô Lạc nếu đi ngang qua nơi đó, nàng khẳng định sẽ có hứng thú đi vào nhìn một cái, đến lúc đó nàng đi vào, đem đại môn cơ quan khống chế, đem đại môn một quan, ai ra. Kia nhà đầu thúi nhưng không phải bị nhốt ở bên trong sao? chương 2166 tiệt sát 1 Lãnh tiêu càng nghĩ càng kích động, liên tục dặn dò triệu 4, cần phải đem kia nhà đầu thúi dụ dỗ đi vào, cần phải. Hiểu hay không? thượng cổ phế tích cũng không phải là a tư nạp rừng rậm lâu đài còn có trước sau hai cái môn nơi đó cũng chỉ có một cái xuất khẩu chỉ cần hắn bảo vệ cho xuất khẩu nhưng còn không phải là đóng cửa đánh chó sao minh bạch triệu tứ tượng kẻ sĩ vì người thưởng thức mình mà chết như vậy kích động không thể không triệu bốn xác thật có chút tài năng hắn thật đúng là liền đem tô lạc hướng con đường kia thượng dẫn đi qua hắn lợi dụng cái gì nguyên lý đâu rất đơn giản hắn cố vấn Liêu Nhị, Liêu Nhị bên kia một phen nước mũi một phen nước mắt đem chính mình dụ dỗ ngốc đại tỷ kế hoạch cấp triệu bốn toàn bộ thác ra. Được đến Liêu Nhị kế hoạch lúc sau, triệu bốn trong lòng liền nắm chắc. Liêu Nhị có thể dụ dỗ cái kia ngốc đại tỷ, vì cái gì hắn không thể. Ngày thường hắn chính là so Liêu Nhị thông minh nhiều Liêu. Sau đó triệu bốn nghĩ ra biện pháp gì đâu. Triệu bốn tay có một con ma sủng hắn lợi dụng này chỉ ma sủng cố ý đi trêu chọc ngốc đại tỷ sau đó lại nhanh chóng chạy trốn vì thế ngốc đại tỷ liền ở ma thú mặt sau truy a à, truy a à. canh giờ này ngốc đại tỷ đã đói bụng a à, nhìn đến kia chỉ phì đô đô phi heo trong lòng đáy mắt tưởng đều là du tư tư heo sữa nướng cho nên nàng truy đặc biệt hăng say ma sủng nương cơ hội này dọc theo đường đi đem ngốc đại tỷ dụ dỗ đến thượng cổ di chỉ cổng lớn nhìn đến kia đổ nát thê lương hoang vu cảnh tượng tô lạc đôi mắt hơi hơi nhăn lại nay là chuyện như thế nào như thế nào nơi trốn có cơ quan? Không phải ong kiến xào huyệt chính là rừng rậm mê cung, hoặc là chính là trước mắt này coi trọng hoang vắng lại tựa hồ có bảo tàng thượng cổ di chỉ. Tô lạc đầy mắt hơi hơi gợi lên một mặt cười lạnh. Kia chỉ phi heo sớm đã bị ngốc đại tỷ cấp một trường chụp đã chết, sau đó theo trồn tía, này chỉ phi heo là ma sủng. Mà không phải giã tính khó tìm giã ngoại ma thú, như vậy, dẫn các nàng lại đây mục đích liền rõ như ban ngày đơn giản như vậy trinh thám một chút này chỉ ma sủng vô cùng có khả năng là lãnh tiêu cố tình làm dẫn các nàng lại đây như vậy cùng lý nhưng chứng lãnh tiêu đã sớm biết có như vậy một tòa thượng cổ di chỉ như vậy lấy lãnh tiêu kia tính cách hắn sẽ không đi vào thăm dò phải có thứ tốt hắn đã sớm chính mình dọn không nơi nào còn sẽ luân được đến nàng a à? cho nên tô lạc đối này cái gì thượng cổ di chỉ đó là một chút hứng thú cũng chưa anh triệu bốn nơi nào sẽ đoán được tô lạc giờ phút này ý tưởng giờ phút này hắn mai phục tại cửa, đôi mắt quay tròn mà chuyển, trong mắt tràn ngập chờ mong, chờ mong Tô Lạc tham lam mà vọt vào đi. Nhưng là Tô Lạc lại dừng bước với cửa, nàng đáy mắt kia âm chắc chắc cười xem Triệu Bốn sởn tóc gáy. Mắt thấy Tô Lạc xoay người dục rời đi, Triệu Bốn tức khắc nóng này. Hắn phí lớn như vậy kính đem người lừa tới, như thế nào có thể như vậy dứt khoát liền đi rồi đâu? Tuyệt đối không được, tình thế cấp bách bên trong, Triệu Bốn không kịp nghĩ nhiều. Hắn cởi bỏ bên hông trong suốt thủy tinh, đối với ánh mặt trời dưới ánh nắng chiếu xuống thủy tinh phản xạ ra một đạo đặc biệt chói mắt quang mang này triệu bốn lúc này chính là đem này thúc quang bắn về phía tô lạc gì tô lạc còn không có lời nói ngốc đại tỷ liền kinh ngạc thượng bảo bối tự nhiên bên trong khẳng định có bảo bối chúng ta mau vào đi thôi ngốc đại tỷ lôi kéo tô lạc liền phải hướng nội hướng tô lạc bên trong kia tha chỉ số thông minh thật sự cùng ngốc đại tỷ không phân cao thấp sao triệu bốn tức khắc vui mừng ra mặt trong miệng thầm nghĩ đậu má hai xuân nữ nguyên lai like tốt như vậy lừa nhưng mà hắn bên này còn không có đắc ý xong phía trước cũng đã mất đi tô lạc cùng ngốc đại tỷ thân ảnh hắn còn không có tới kịp kinh ngạc lại thấy một đạo bóng ma trong giây lát chiều hắn đánh úp lại theo sau cực đại nắm tay hung hăng chiều hắn chán thượng ném tới phanh 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 đáng thương triệu bốn căn bản không có cơ hội phản bác cũng đã bị ngốc đại tỷ đánh thành một con đại đầu heo toàn thân trên dưới tím tím xanh xanh không có một chỗ hoàn hảo làn da cuối cùng ngốc đại tỷ một chân đạp lên hắn trên lưng cong lưng xách theo hắn kia buộc tóc đem hắn đầu nhắc tới tới kia chỉ phi heo có phải hay không ngươi triệu bốn há hốc mồm hắn rốt cuộc là như thế nào bại lộ khi nào bại lộ chính hắn như thế nào không biết người cũng thật ngu xuẩn một hai phải hy sinh chính ngươi ma sủng làm chúng ta tìm được ngươi sau đó giết ngươi chẳng lẽ ngươi thật sự liền như vậy muốn chết sao tô lạc đôi tay hoàn cánh tay ngạo nghễ mà đứng ở triệu bốn phía trước cười ngâm ngâm mà nhìn hắn triệu bốn rơi lệ đầy mặt sự tình căn bản không phải như vậy có được không? Tô lạc chậm rãi ở triệu tư phía trước ngồi xổm xuống, tầm mắt cùng hắn song song, tuyệt mỹ dung nhan thượng ý cười hòa thuận vui vẻ, nếu ngươi như vậy tưởng quang vinh chính mình. Kia không thành toàn ngươi nói, giống như thật không tốt nga. Không, không triệu bốn tưởng cầu cứu, nhưng là lại bị ngốc đại tỷ tạp một đầu, nháy mắt liền hôn mê đi qua. Tô lạc lạnh lùng mà nhìn té xỉu trên mặt đất triệu bốn, sau đó ở trên người hắn tìm tòi quả nhiên làm nàng tìm tòi ra một chương mặt trời lạn lâm bản đồ. Có này chương bản đồ, sự tình phía sau liền dễ làm nhiều. Tô lạc cảm thấy, như vậy cùng lãnh tiêu háo đi xuống cũng không phải biện pháp, nàng cần thiết chủ động xuất kích. Đem lãnh tiêu chém giết tại đây mặt trời lặn trong rừng, nói cách khác về sau sẽ thực phiền toái. Nhìn kỹ này chương bản đồ, tô lạc đôi mắt nửa nheo lại tới. Từ giữa du sơn đến hạ du sơn, nàng hiện tại tương đương là đi ngang qua mặt trời lặn lâm, dọc theo đường đi ở lãnh tiêu cố tình dẫn dắt hạ nàng đi cũng không phải thẳng tắp lộ tuyến, mà là dần dần hướng Tây Nam trách đi. Như vậy Tây Nam lại qua đi tô lạc theo bản đồ, ngón tay chỉ hướng một mảnh huyết hồng rừng rậm. Đây là một mảnh huyết vụ rừng rậm. Tại đây trương trên bản đồ, đánh dấu một cái đại đại xoa tự. Từ ông kiến xào huyệt, đến A tư nạp mê cung, lại đến này thái cổ di chỉ, mỗi một miếng đất trên bản vẽ đều vẽ đỏ tươi xoa, như vậy này đó huyết vụ rừng rậm hẳn là chính là lãnh tiêu đại sát khí. Bởi vì đó là cái thứ tư hồng xoa. Tô Lạc đem bản đồ còn nguyên nhét vào triệu bốn trên người, sau đó mang theo ngốc đại tỷ đi ra ngoài. Không giết hắn, ngốc đại tỷ hỏi, không giết, giết sẽ rút dây động rừng. Nga, ngốc đại tỷ cũng không hỏi nhiều. Tô Lạc nhìn nhìn sắc lại nhìn xem phía trước rừng cây, liền đối với ngốc đại tỷ phân phó vài câu. Ta không, ngốc đại tỷ lần đầu tiên kháng cự, bởi vì Tô Lạc thế nhưng làm nàng đi trước. Tô Lạc tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, không cái gì không? cùng ngươi xong thi đấu đâu, ngươi từ bên kia đi, ta từ bên này đi, nhìn xem ai đi trước ra khu rừng này, được không? Ngốc đại tỷ nghiêm túc mà nghiêm túc mà nhìn tô lạc nghiêng đầu đánh giá tựa hồ ở suy xét tô lạc trong lời nói chân thật tính. Tô lạc cười tủm tỉm, vẻ mặt bình tĩnh mà tùy ý nàng nhìn ra. Ngốc đại tỷ chính mình từ trên mặt nàng nhìn không ra cái gì. Ta đây nếu là thắng liêu lời nói nếu là ngươi thắng liêu lời nói, mời chỉ heo sữa nướng. Ta thân thủ nướng, tô lạc cười tủm tỉm mà. Hảo, này dụ hoặc quá lớn ngốc đại tỷ nước miếng theo sát liền chuồn ra tới không đợi tô lạc phân phó nàng giải khai chân chạy nhanh liền chạy chương 2167 tiệt sát 2. nhìn ngốc đại tỷ rời đi bóng dáng tô lạc trên mặt tươi cười dần dần động lại xuống dưới nàng xoay người nhìn thoáng qua triệu bốn nơi kia chỗ cổ di chỉ sau đó xoay người liền chiều huyết vụ rừng dập đi đến tô lạc sờ sờ lãnh tiêu thân thủ giúp nàng rút thăm chúng thưởng rút ra tình oa oa huyết vụ rừng rập, nàng cùng lãnh tiêu quyết đấu nơi. Đem ngốc đại tỷ điều khỏi, là bởi vì một trận chiến này nàng muốn dùng trí thắng được mà không phải dùng lực ngốc đại tỷ ở nói. Tô lạc vì bảo hộ nàng sẽ thi triển không khai tay chân. Tô lạc rời đi không bao lâu, lãnh tiêu liền mang theo đoàn người đi thái cổ di chỉ. Lúc này triệu bốn đã tỉnh lại. Người đâu, lãnh tiêu nhìn hoàn hoàn chỉnh chỉnh đại môn. Nơi này căn bản không có chiến đấu dấu vết trong lòng không khỏi cả kinh. Triệu bốn trong đầu điện quang hỏa thạch mà lóe lóe, hắn ở tự hỏi như thế nào chính mình tội danh sẽ nhẹ một ít nếu là trực tiếp tô lạc vào đem hắn đánh hôn mê hơn nữa đã biết lão đại kế hoạch như vậy tội danh trọng vẫn là tô lạc lòng hiếu kỳ không nặng đi ngang qua thái cổ di chỉ mà không vào như vậy tội danh trọng kỳ thật này căn bản không cần suy xét hảo sao cho nên triệu bốn nhăn một chương khổ qua mặt sợ hãi rụt rè mà giống lãnh tiêu cáo trạng lão đại kia họ tô nha đầu thúi nàng nàng căn bản là không có vào a à ở cửa nhìn xem sau đó liền đi rồi lãnh tiêu hắn thật mạnh đạp triệu bốn một chân đem hắn đá bay lên tới ngu xuẩn ngu xuẩn toàn bộ đều là một đám ngu xuẩn lão tử muốn các ngươi có ích lợi gì liền không có một cái làm việc đắc lực lão đại mà khí mà khí hiện tại thời gian cấp bách không phải tức giận thời điểm nếu là từ tô lạc đi thượng du sơn về sau muốn báo thù đã có thể chậm đinh một ở lãnh tiêu bên tay nhắc nhở lão tử biết lãnh tiêu vẫy vẫy tay trên trán lại là gân xanh đột bạo tô lạc lần này lão tử tự thân xuất mã xem ngươi chạy trốn nơi đâu lãnh tiêu ánh mắt hiện lên một tia thô bạo hướng triệu bốn cười lạnh ngươi xác định tô là không có vào triệu bốn có rúm lại một chút lãnh tiêu lại một tay đem hắn cổ áo rút ra lên nàng không có vào ngươi phía sau lưng giấu chân chỗ nào tới còn tưởng đối lão tử dối triệu bốn có một loại rất muốn khóc xúc động sớm biết rằng hắn liền không dối lãnh tiêu từ ống tay áo của hắn trung lấy ra một chương nhăn rúm gió bản đồ nhìn mặt trên mấy cái hồng xoa xoa tươi cười càng thêm thô bạo hiện tại biết lão tử dụng ý lãnh tiêu phía trước liền phân phó triệu bốn trên bản đồ thượng họa thượng bốn cái hồng xoa xoa vì lưu chính là triệu bốn nếu bại lộ lại cũng có thể đem tô lạc dụ dỗ đến cái thứ tư bẫy dập huyết vụ rừng rậm triệu bốn nháy mắt chừng lớn đôi mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm lãnh tiêu nguyên lai like, lão đại mưu kế suy xét sâu như vậy xa buồn cười hắn thế nhưng hừ lãnh tiêu thật mạnh một phách triệu bốn đầu đem hắn đầu chụp chiên năm xẻ bảy sau đó một chân đem hắn thi thể đá đến ven tường đi trong miệng cười lạnh Lão tử trừ bỏ đem kia nhà đầu thúi dụ dỗ qua đi, còn tưởng thử một lần ngươi hay không trung tâm, xem ra ngươi thực không đủ tiêu chuẩn a. Lãnh Tiêu những lời này vừa ra, hắn phía sau đám kia tùy tùng nhóm tất cả đều co rúm lại hạ, sau đó càng là hạ định quyết định. Lần này ở bắt giữ Tô Lạc sự tình thượng nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Lãnh Tiêu chiêu thức ấy, thật có thể nói là là một hòn đá trúng mấy con chim. Đã đem Tô Lạc dẫn hướng về phía huyết vụ rừng rậm, lại thử triệu bốn, càng là kinh sợ nhất ban thủ hạ thế hắn bán mạng huyết vụ rừng rập, đó là lãnh tiêu đại sát khí. Tô lạc mới đến, căn bản sẽ không biết tình huống bên trong. Lãnh tiêu có thể nghĩ đến chính là tô lạc sẽ đi qua bên kia chôn độc dược, thậm chí là linh đạn cầu. Bởi vì ở thí luyện trong tháp thời điểm, nàng chính là như vậy làm, lúc ấy dùng biện pháp này âm rất nhiều người. Bất quá lãnh tiêu khóe miệng gợi lên một mặt quỷ quyệt cười lạnh. Huyết vụ rừng rậm, liền tính ngươi chôn độc dược chôn linh đạn cầu kia lại như thế nào? Tô lạc, lúc này đây, ngươi chết chắc rồi lúc này tô lạc đã tới rồi huyết vụ rừng rậm đây là một mảnh thực quỷ dị rừng rậm khắp rừng cây khô vàng khô vàng vàng tươi một mảnh nhìn qua chính là một mảnh không hề sinh cơ rừng cây cũng làm người không cảm giác được nguy hiểm nhưng là tô lạc bước chân lại hơi hơi dừng lại giác quan thứ sáu nói cho nàng nơi này có một loại không biết nguy hiểm đang cùng nàng như bóng với hình lãnh tiêu giờ phút này cũng dẫn người tiến vào huyết vụ rừng rậm hắn phân phó thủ hạ không tiếc hết thảy đại giới đem kia nhà đầu thúi trên người phun thượng máu tươi bởi vì huyết vụ rừng rậm sở dĩ sưng là huyết vụ rừng rậm đó là bởi vì nơi này thụ phi thường quỷ dị chúng nó bị mùi máu tươi thực mẫn cảm chỉ cần trên người bị xối thượng máu như vậy sự tình liền rất chơi lãnh tiêu chỉ cần tưởng tượng đến cái này khóe miệng tươi cười liền dị thường sáng lạn lên lúc này tô lạc đang ở chịu đựng này một dát nàng đi tới đi tới bỗng nhiên một đạo mùi máu tươi chiều tô lạc trên người phun tới tô lạc nhanh chóng hướng phía trước phương di động tránh né mùi máu tươi nhưng là lãnh tiêu thủ hạ rất nhiều, đại gia phân tán phân tán mở ra, không ngừng mà hướng tô lạc trên người bát máu loãng. Này đó máu loãng đều là ma thú trên người bắt được. Bọn họ phía trước nơi đi đến góp nhặt đại lượng máu tươi. Lãnh tiêu thủ hạ nhiều như vậy, nguyên bản đại gia một hống mà thượng đem tô lạc vây quanh lên, cũng có thể đủ đem nàng giết chết, nhưng là lãnh tiêu trong lòng lửa giận. Há là giết chết tô lạc đơn giản như vậy. Hắn muốn mượn dùng huyết vụ rừng rậm này đó quỷ dị lão thủ, đem tô lạc chậm rãi tra tấn đến chết. Tô lạc tốc độ ti rằng mau, còn có thể thuấn di, nhưng là lãnh tiêu thủ hạ đông đảo. Nàng lại sao có thể thoát được đi ra ngoài. Không bao lâu, tô lạc trên người đã bị bát chung một đạo đỏ tê máu. Lão đại, lão đại, kia nhà đầu thúi đã trúng chiêu. Đinh một sau khi thành công, lập tức kích động mà chiều lãnh tiêu hội báo. Tranh công. Hảo, ha 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 lãnh tiêu phi thường cao hứng, ức chế không được ha ha cuồng tiếu lên. Lão đại, kế tiếp đâu? Tiếp tục hướng trên người nàng bát máu loãng sau đó dần dần đem nàng chiều huyết vụ rừng rậm chỗ sâu nhất xua đuổi lãnh tiêu lớn tiếng hạ lệnh hắn hiện tại cũng chính hướng tới huyết vụ rừng rậm chỗ sâu nhất chạy đến bởi vì hắn muốn tận mắt nhìn thấy đến tô lạc chết chậm rãi bị những cái đó sống lại lão thụ tra tấn đến chết ha 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 lãnh tiêu chiều phía sau hai người phất tay các ngươi cũng đi hỗ trợ cần phải đem tô lạc xối thành huyết người phân phó đi xuống lúc sau, lãnh tiêu hiện tại chính một mình một người, chậm gì gì mà hướng huyết vụ rừng rậm đi đến, hắn bước đi nhẹ nhàng mà nhàn nhã, phẳng phất sân vắng tản bộ thanh thản. Chỉ cần tưởng tượng đến, rốt cuộc có thể giết chết tô lạc, hắn liền kích động mà đến không được. Lão đại, lão đại, tô là khoảng cách huyết vụ rừng rậm trung ương, chỉ có 30 dặm. Hảo, tiếp tục xua đuổi. Là, chỉ trong chốc lát thời gian. Lão đại, lão đại, tô là khoảng cách huyết vụ rừng rậm trung ương, chỉ có 10 dặm địa. Hảo, tiếp tục xua đuổi là thực mau thông tấn giác lại vang lên. Lão đại, lão đại tô là khoảng cách huyết vụ rừng rậm trung ương, chỉ có ba dặm đĩa. Những cái đó vạn năm cổ thụ đã ngo ngoe dục dịch. chương 2168 tiệt sát 3. Hảo cuối cùng thời điểm, chỉ cho phép thành công không được thất bại. Là tô lạc trên người đã xối đầy máu, hiện tại nàng chính là một cái huyết người. Lần này hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hảo, các ngươi hảo hảo làm. Đến lúc đó thật mạnh có thưởng lãnh tiêu ha ha cuồng tiếu. Thực mau, lãnh tiêu liền đến trung ương rừng rập, hắn nhìn đến tô lạc liền ở nàng phía trước 100 mét vị trí. Hắn hiện tại đứng, là toàn bộ huyết vụ chính giữa khu rừng tối cao vị trí tốt nhất tầm nhìn, có thể tinh tường nhìn đến phía trước phát sinh một sát lúc này. Lãnh tiêu nhìn đến tô lạc đã bị dụ dỗ tiến trung ương nhất vị trí. Nàng một đường qua đi, trên mặt đất đều là huyết, vết máu loang lổ, lưu loát rơi xuống đầy đất ở nàng đi qua ven đường, những cái đó khô vàng cổ thụ đang ở liều mạng liều mạng mà hấp thu trên mặt đất máu, nguyên bản khô vàng thân thể cùng nhánh cây ở hút máu lúc sau. Giống như sống lại lại đây giống nhau, chậm rãi vặn vẹo cành lá. Nếu chỉ là một thân cây cũng liền thôi, nhưng này sắc thật vô số cây, lúc này này đó thụ quay chung quanh thành một cái kín không kẽ hở vòng, tất cả đều chiều tô lạc tụ lại mà đi. Hảo, hảo, thật tốt quá, lãnh tiêu xem đến đôi mắt đều thẳng, kích động chi tình bộc lộ ra ngoài hắn nhìn đến tô lạc kịch liệt mà phản kháng nhưng là vô dụng những cái đó thụ khổng lồ vô cùng sống lại chúng nó cường đại vô cùng ở bọn họ trước mặt tô lạc thân hình miểu như bụi bạm nơi nào phản kháng lãnh tiêu thấy vô số điều cành khô đan chéo thành võng trạng đem tô lạc như nhộng bao vây lại tô lạc đem này chuôi này lãnh kiếm không ngừng mà chém nhưng là chém rớt một cái liền sẽ nhiều ra mười điều tới rậm rạp đem tô lạc lạc khẩn lôi kéo kia thảm trạng thật là người xem trong lòng đại khoái a hơn nữa vì bảo trì máu mới mẻ độ này đó cổ thụ sẽ không lập tức đem tô lạc lạc chết mà là sẽ cứ như vậy treo nàng mỗi ngày hút dẫn một bộ phận thẳng đến tô lạc cuối cùng toàn thân giống như bị hong gió giống nhau mới có thể chậm rãi thật sự chết đi lãnh tiêu đã từng chính là như vậy đem che ở hắn phía trước người kia sống sờ sờ bị hút khô huyết mà chết hắn lần đó người kia ước chừng qua 30, mới tuyệt vọng mà lại hỏng mất chết thảm tô lạc lần này đại khái cũng yêu cầu 30 đi ha 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 lúc này lãnh tiêu vui sướng cực kỳ, ngưỡng cuồng tiếu. Nhưng là ấn tiếng cười bỗng nhiên đột nhiên im bặt sắc mặt tức khắc cứng đờ. Bởi vì lúc này, một thanh chỉ thủ chính trực thẳng mà cắm vào lãnh tiêu ngực. Ở lãnh tiêu không hề phòng bị trạng thái hạ, thẳng tắp học vào đi, tận gốc hoàn toàn đi vào. Lãnh tiêu một đôi mắt trừng tròn trịa, khó có thể tin mà nhìn cái này khoảng cách hắn bất quá một thước người tô lạc. Như thế nào sẽ là nàng? Lãnh tiêu cảm thấy chính mình đại não nháy mắt kịp thời, trống rỗng, đây là xuất hiện ảo giác sao? người này có thể là bất luận kẻ nào, thậm chí là thủ hạ của hắn. Nhưng là tuyệt đối không có khả năng là Tô Lạc, sao có thể là nàng? Nhưng là trái tim bộ vị truyền đến đau đớn lại rõ ràng nói cho hắn, đây là chân thật phát sinh, hắn thật sự bị đâm vào một đau mà không phải hắn xuất hiện ảo giác. Như thế nào là ngươi lãnh tiêu yết hầu gian nan mà mất máy hạ? Hắn phát hiện, hắn hiện tại liền một chữ đều khó khăn, ngực máu trình đen nhánh sắc hơn nữa máu đang không ngừng mà ăn mòn thân thể hắn. Loại này nọc độc hắn phi thường quen thuộc phía trước ở thí luyện trong tháp Tô Lạc chính là dùng loại này độc đem hắn bước lui ra. Lãnh Tiêu gian nan mà cúi đầu, hắn phát hiện chính mình hai chân sở dẫm chỗ, một mảnh màu vàng nâu chất lỏng mà hắn chân bộ vị dưới. Đã chỉ còn lại có hai căn lành lạnh bạch cốt ở chống đỡ thân thể hắn. Ta chân Lãnh Tiêu hốc mắt đã ươn ướt. Hắn tưởng điên cuồng hét lên, tưởng giận kêu, tưởng rít gào. Nhưng là hắn lại cảm thấy toàn thân vô lực, sống lưng cứng đờ, cả người mờ mịt không biết làm sao hắn cảm giác được chính mình giống như sắp chết là thật sự đã chết mà không phải thí luyện tháp cái loại này bị truyền tống ra tới là có thể tiếp tục sống phương thức. Tô Lạc cười tủm tỉm mà nhìn hắn, khóe mắt đuôi lông mày đều mang theo ý cười, thế nào? Loại này chân thật cảm giác là thí luyện trong tháp không cảm giác được đi. Người vì cái gì lãnh tiêu tưởng nhảy khởi đem Tô Lạc giết chết nhưng là hắn lại phát hiện chính mình liền nâng lên một ngón tay đầu sức lực đều không có. Ta vì cái gì lại ở chỗ này? Tô Lạc cười hì hì nhảy đến lãnh Tiêu phía trước ngồi kia khối hình chứng đại thạch đầu ngồi, trong mắt tươi cười không ngừng, kỳ thật ta vẫn luôn đều ở chỗ này chờ ngươi a. À. Tô Lạc chỉ chỉ khoảng cách khoảng cách này khối đại thạch đầu chỉ có 10 mét kia cây cổ thụ, đương nhiên mà ta phía trước liền ở kia mặt trên, vốn dĩ lấy thực lực của ngươi. Ngươi không có khả năng phát hiện không đến. Chỉ tiếc, lãnh Tiêu nhìn đến cái kia Tô Lạc bị tàn hại thảm trạng, kích động mà toàn thân run rẩy, mà người ở kích động hạ chỉ số thông minh sẽ cuồng giảm xuống cho nên lãnh tiêu căn bản là không có chú ý tới chung quanh hoàn cảnh người kia là cái kia ngu xuẩn ngốc nữ nhân lãnh tiêu gắt gao nhìn chằm chằm tô lạc trong mắt đằng đằng sát khí nếu ánh mắt có thể sát tha lời nói tô lạc sớm đã khí tuyệt ngã xuống đất không 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 tô lạc loạn trọn ngón trỏ cười ngốc đại tỷ là ta chiến đấu đồng bọn ta mới sẽ không đem người một nhà lừa đi chịu chết đâu đó là ai lãnh tiêu lớn tiếng rít gào nếu không phải mãnh liệt lòng hiếu học làm hắn chống đỡ, lúc này hắn sớm đã hỏng mất bởi vì hắn cảm giác thân thể hắn đã bị ăn mòn đến đùi, hắn mau điên rồi. Tô Lạc đôi tay một quán, nhún vai nói, "Là ngươi giúp ta trừ chung phần thưởng a, chẳng lẽ chính ngươi quên mất sao?" "Phần thưởng, cái gì phần thưởng?" Lãnh Tiêu Trì độn đại não vẫn là nhanh chóng hồi ức. "Hắn giúp Tô Lạc trừ chúng trí tuệ đầu lâu, sau đó còn có cái gì?" "Tình oa oa." Lãnh Tiêu nhíu nhíu mày, "Đó là cái gì cái gì?" chẳng lẽ không phải rác rưởi sao tình oa oa tên này chỉ là dùng để lừa tha kỳ thật nó chân chính tên hẳn là cương thế thân oa oa tô lạc tươi cười rào hoạt giống như hồ ly giống nhau nàng vuốt cầm, đắc ý mặt thế thân oa oa sao danh như ý nghĩa chính là dùng để làm thế thân lạc cho nên ta làm nó biến ảo thành ta bộ dáng dẫn ngươi nhập cục lạc trải qua tô lạc một phen dài lãnh tiêu mới hiểu được nguyên lai like hắn cho rằng chính mình tính toán hết thảy lại ai ngờ vẫn là bị tô lạc cấp phản tính toán thế thân oa oa thế thân oa oa ha 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 lãnh tiêu ngưỡng thét dài cười đến nước mắt cuồn cuộn mà rơi đây là bi thiệm nước mắt à cuối cùng lúc này đây hắn rõ ràng đã đuổi tới tô lạc tung tích hắn rõ ràng có thể cho người đem tô lạc vây quanh lên đem nàng chém giết đương trường nhổ cỏ tận gốc hắn rõ ràng có thể báo thù rửa hận nhưng là hắn muốn cho tô lạc chết đau đớn muốn chết cho nên mới áp dụng loại này cực đánh cuộc thủ pháp không nghĩ tới không nghĩ tới kết quả thế nhưng sẽ là cái dạng này nghịch truyền Ta thua ha 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 ta thua lãnh tiêu nước mắt không ngừng mà lưu, không ngừng mà lưu cười đến so với khóc còn khó coi. chương 2169 tiệt sát 4 Khiến cho hắn đuổi giết Tô Lạc trí tuệ đầu lâu, chính là hắn thân thủ trù A, làm Tô Lạc tránh được một kiếp phản đem hắn một quân thế thân oa oa, cũng là hắn giúp Tô Lạc trù trung A, giờ khác này. Lãnh tiêu thật sự không biết nên cái gì hảo. Hắn ánh mắt phức tạp mà nhìn Tô Lạc người này, thật sự không phải nữ thần may mắn đầu thai chuyển thế sao? nàng vận khí sao lại có thể hào đến loại này nghịch trình độ sở hữu cùng nàng đối nghịch người kết cục đều như hắn như vậy thảm sao ta không cam lòng a a a ngưỡng giống xong này một câu lãnh tiêu thân mình đột nhiên gian sau này đảo đi phanh một tiếng trọng vang hung hăng mà nện ở trên mặt đất nhìn lãnh tiêu thi thể tô lạc chậm rãi thở dài lúc này lãnh tiêu những cái đó cấp dưới đều ngây ngốc mà nhìn tô lạc nhưng là liền ngây ngốc mà nhìn lại không có nảy lên tới Tô Lạc đạm mạc mà ánh mắt quét bọn họ liếc mắt một cái, cùng ta có thu oán chính là Lãnh Tiêu, hiện tại hắn đã chết, các ngươi còn phải vì trước kia lão đại báo thù sao? Thấy bọn họ một đám trợn mắt giận nhìn, lại không có một cái dám đi lên tới, Tô Lạc Vân đạm phong khinh mà cười, ta có thể giết được các ngươi lão đại, tự nhiên cũng giết được các ngươi. Muốn đưa chết liền thượng đi. Bọn họ như cũ gắt gao nhìn chằm chằm Tô Lạc, không ai giành trước thượng. Tô Lạc trong mắt tươi cười không giảm, lời nói, các ngươi hiện tại quan trọng nhất sự, chẳng lẽ không phải đề cử gia tân lão đại sao? ném xuống những lời này, Tô Lạc xoay người liền đi. Nàng đi không nhanh không chậm, bước chân không lớn không, nhưng là bị bóng dáng xem liền có một loại nghiêm nghị không thể xâm phạm khí thế. Này đàn lãnh tiêu thủ hạ hai mặt nhìn nhau, nếu lãnh tiêu bất tử bọn họ có lẽ sẽ vây sát Tô Lạc, nhưng là hiện tại lãnh tiêu đều đã chết, bọn họ mỗi người đều đánh chính mình bàn tính. Cho nên chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Tô Lạc đi rồi khi thế nếu bọn họ vây quanh đi lên nói, Tô Lạc thật đúng là đánh không lại bọn họ, nhưng là Tô Lạc đã sớm nắm giữ bọn họ loại này tâm lý, cho nên lợi dụng bọn họ tư tâm. Trắng trợn táo bạo mà toàn thân mà lui, toàn sạch sẽ mà tiêu sái, tự tin mà trương dương. Tô Lạc ra huyết vụ rừng rậm lúc sau, thực mau liền chạy tới cùng ngốc đại tỷ hội hợp. Phía trước ngốc đại tỷ khiêng phi heo rời đi, nàng chạy như bay đến mặt trời lạn lâm xuất khẩu. Nhưng là chờ tới chờ đi đều đợi không được Tô Lạc, vì thế chỉ có thể ngồi ở trên tảng đá phát ngốc nàng chờ chờ liền mệt nhọc thực mau tựa như chỉ đại heo giống nhau xì sụp lên tô lạc đến thời điểm nhìn đến ngốc đại tỷ này ngồi xuống đất ngủ say bộ dáng bất giác cười khổ vị này ngốc đại tỷ thật đúng là tâm khoan thể béo gì cũng không lo lắng a à, dưới loại tình huống này đều có thể ngủ so heo còn thục thật là làm người không nói chuyện nhưng tô lạc vỗ vỗ ngốc đại tỷ đem nàng chụp tình ngốc đại tỷ xoa xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ nhìn đến tô lạc tức khắc mặt mày hớn hở lôi kéo tô lạc kích động nói ta so ngươi mau ta muốn heo sữa nướng được rồi tô lạc mệt nhọc lâu như vậy ở nguy hiểm qua đi cũng yêu cầu nghỉ ngơi một chút cho nên nàng tâm tình tốt lắm tự mình giúp ngốc đại tỷ nướng hảo này chỉ heo sữa nướng sau đó làm ngốc đại tỷ bỏ vào nàng cái kia chữ vật trong không gian mang theo làm nàng muốn ăn thời điểm là có thể lấy một khối sau đó hai người liền lên đường tô lạc tô lạc chỉ có thể cười khổ bởi vì trải qua trong rừng cùng lãnh tiêu vừa lật đuổi giết kết đấu thời gian đã qua đi hơn phân nửa nếu kim loại phi hành khí không có hư nói nhưng thật ra có thể đuổi kịp chính là hiện tại còn dư lại hơn phân nửa lộ quang nàng cùng ngốc đại tỷ cước trình đã không đuổi kịp quả nhiên đương tô là cùng ngốc đại tỷ đến thời điểm khảo hạch đã bắt đầu một canh giờ lúc này đã đình chỉ thả người đi vào cho nên tô là cùng ngốc đại tỷ đã bị ngăn cản ở ngoài cửa trở về trở về nơi này không các ngươi trụ địa phương thượng du sơn cổng lớn thủ vệ nhân viên đem tô là cùng ngốc đại tỷ cấp ngăn ở bên ngoài trở về này nhưng bất giáo bởi vì tô lạc trên người có trí tuệ đầu lâu lúc ấy lãnh tiêu đám kia thủ hạ bị lãnh tiêu chết chấn choáng váng cho nên quên mất chuyện này nhưng là nàng nếu là cùng ngốc đại tỷ trở về trung du sơn đã có thể không được an tâm thủ vệ nhân viên là cái hơn 30 tuổi vạm vỡ đại hán trên mặt có một đạo từ mắt phải rác nghiêng vượt đến tà cầm vết sẹo thoạt nhìn hung hoành mà giữ tận không giận tự uy hơn nữa hắn tuy rằng là thủ vệ nhưng là thực lực cũng thật không yếu nhìn ra ít nhất thánh giai tam tinh ngốc đại tỷ cũng không tất đánh quá người ta đâu thấy tô Lạc cùng ngốc đại tỷ bất động, vị này đau sẹo hét lớn giống giận, không cần chắn môn. Chạy nhanh đi. Đúng lúc này, cách đó không xa, một con đội đang ở mênh mông cuồn cuộn mà trở về đuổi. Cầm đầu chính là một vị cô nương. Nhìn đến vị kia cô nương, tô lạc chỉ cảm thấy trước mắt sáng ngời. Cô nương này dung mạo phi thường không tồi, so với lúc trước lý giao giao thật đúng là xinh đẹp nhiều. Chỉ thấy nàng mặt mày như họa, băng cơ ngọc cốt, có khuynh quốc khuynh thành chi tư. Kia toàn thân khí phái, phảng phất tiên tử không dính bụi trần nàng phía sau đi theo năm sáu cái nam nhân. Này đó nam nhân một đám lớn lên đều không tồi, hoặc là mi thanh mục tú, hoặc là uy vũ hùng tráng, hoặc là tuấn lãng cương nghị, nhưng duy nhất điểm giống nhau là. Này bọn đàn ông tất cả đều vây quanh nàng chuyển ân cần mà lấy lòng, sợ chọc tiên tử không vui. Đồng dạng là từ giã ngoại tới rồi, tô lạc phong trần mệt mỏi đầy mặt trần xương, nhưng là vị tiên tử này lại là siêm y thuần tịnh, không dính bụi trần. Hai tương đối so với hạ, tô lạc tựa như nông thôn đến giã nhà đầu dường như thực không chấp mắt. Tô Lạc nhìn đến đám kia nam nhân chung một cái, nàng hơi hơi buông xuống hạ đầu, thân hình yên lặng mà đứng ở ngốc đại tỷ bên người, dựa vào ngóc đại tỷ thân thể cao lớn che đậy đối phương tầm mắt. Đối phương lúc này ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn ở vị kia tiên tử trên người, cho nên cũng không có phát hiện Tô Lạc tồn tại. Lúc này, Tô Lạc đại khái có thể xác định vị tiên tử này là ai. Bởi vì nàng nhớ rõ, Lâm nửa dặm là điên cuồng mà thích vô ưu tiên tử, bất quá hắn chỉ là vô ưu tiên tử người theo đuổi chi nhất, như vậy tổng hợp tình huống hiện tại tới xem, có thể làm lâm nửa dặm cùng này đàn xuất sắc nam nhân quay chung quanh nữ nhân, nên là vô ưu tiên tử. Vô ưu tiên tử, vị này chính là tam trưởng lão nhất đắc ý đệ tử, ở tô lạc cùng tam trưởng lão đối thượng lúc sau, nàng cùng vô ưu tiên tử liền nhiên là địch nhân. Không có bất luận cái gì giảm bớt đường sống. Tô lạc bổn không tính toán nhanh như vậy liền cùng vô ưu tiên tử gặp mặt cho nên nàng cố tình làm ngốc đại tỷ đem nàng thân hình che đậy. Lúc này, này bọn đàn ông chính vây quanh vô ưu tiên tử. Chúng tâm phủ nguyệt che chở nàng hướng tới đại môn mà đến. Vô Ưu tiên tử không thể tránh né mà thấy được Ngốc Đại tỷ. Nàng mày hơi hơi nhăn lại, quét luyện sẹo ca liếc mắt một cái, sao lại thế này? Thượng Du Sơn khi nào biến thành a miêu a cẩu đều có thể tùy tiện vào? Ngốc Đại tỷ ánh mắt tinh lượng, tìm chung quanh, chỗ nào đâu, chỗ nào đâu? Nơi nào có cẩu, heo sữa nướng ăn nhiều quá nị, nàng đang nghĩ ngợi tới thay đổi khẩu vị đâu? ha 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 vô ưu tiên từ phía sau đám kia nam nhân vừa nghe ngốc đại tỷ này ngốc lời nói một đám ôm bụng cười cười to cười đến phi thường khoa trương truyền trung vô ưu tiên tử nga chương 2170 tuyệt sát nam vô ưu tiên tử mày đẹp hơi hơi nhăn lại hoành luyện sẹo ca liếc mắt một cái nguyên bản kêu căng ngang ngược đau sẹo ca nháy mắt hóa thân vì chó nhật này hai người là từ giữa du sơn khảo hạch chung trổ hết tài năng là chạy tới tham gia khảo háo nhưng là đến muộn vô ưu tiên từ bên người mỗ vị hộ hoa sứ giả tức khắc cười lạnh nhiều năm không trở về hiện tại trung du sơn như thế nào rác rưởi đến loại trình độ này liền như vậy một cái ngốc tử đều có thể khảo tiền tam thật là mất mặt đã chết một cái khác vì thảo bọn họ nữ thần niềm vui cũng đi theo tức giận mắng chính là trung du sơn khoảng cách nơi này có thể có xa lắm không nửa đều có thể tới rồi các nàng cư nhiên có thể đi lên hay hơn nữa cư nhiên còn đến muộn ta cái đi a à, này có thể tham gia khảo hạch sao chạy nhanh mà lăn trở về các ngươi chung du sơn đi, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Tô lạc bên cạnh người nắm tay hơi hơi nắm chặt. Nàng tưởng tượng quá vài lần, vô ưu tiên tử sẽ là như thế nào điên đảo chúng sinh, sau đó mới có thể được đến như vậy nhiều tha ái mộ cùng ủng hộ. Nhưng nếu nàng trước mắt nhìn thấy vị này chính là vô ưu tiên tử nói, như vậy tô lạc rất muốn, nàng thật sự hào thất vọng. Bỗng nhiên, trong đám người có người nhẹ nhàng di một tiếng. Là lâm nửa dạm, tô lạc bất đắc dĩ thở dài, nên tới trước sau đều sẽ tới quả nhiên lâm nửa dặm thấy được tô lạc hơn nữa nhận ra nàng cho nên hắn khó có thể ức chế mà di một tiếng kỳ thật cũng không trách hắn thật sự tô lạc sấm sơn tốc độ quá châu bò lâm nửa dặm một tháng phía trước mới tận mắt nhìn thấy tô lạc khảo hạch mới huấn luyện doanh nhưng là lúc này mới một tháng a một tháng tô lạc thế nhưng đã xuyên qua phía cuối sơn hạ du sơn trung du sơn hiện tại chạy tới khảo hạch thượng du sơn người muội a đây là cái gì thăng cấp tốc độ hơn nữa, lâm nửa dặm nhìn tô lạc lúc trước khảo tốn thời gian chờ mới khó khăn lắm đột phá đến thống lĩnh dai, nhưng là hiện tại đâu? Thế nhưng đã là thống lĩnh thất tinh a à, thánh dai đều sắp tới hảo sao? Lâm nửa dặm cả người đều bị chấn trụ, một đôi mắt trừng lớn đại đại, một cái kính mà trừng mắt tô lạc xem. Vô yêu tiên tử nhìn đến chính mình kẻ ái mộ như vậy nhìn chằm chằm người khác xem, trong lòng đột nhiên sinh ra một cổ tức giận, nàng chứa đầy giận tái đi ánh mắt quét về phía tô lạc nhưng là ở nhìn đến tô lạc trong nháy mắt vị này tự xưng là vì khuynh quốc khuynh thành khuynh đảo chúng sinh vô ưu tiên tử trong nháy mắt tựa như tình xét đánh đánh chúng giống nhau trợn tròn mắt đây là như thế nào một cái phong hoa vô song nữ tử chỉ thấy nàng mục nếu thu thủy mắt ngọc mày ngài tiên tư ngọc cốt trên mặt chưa thi son phấn chỉ vì son phấn sẽ làm bẩn nàng nhan sắc một bộ bị nhánh cây thổi qua vàng nhạt sắc váy xăm góc váy dính lầy lội vô theo văn, vô điểm xuyết, vô phối sức, chỉ có hai điều cặp váy theo gió tung bay, nàng liền như vậy lẳng lặng mà lập, nàng phía sau muôn vàn phong cảnh tựa đều thành nàng làm nền, giờ khắc này. Rốt cuộc làm vô ưu tiên tử minh bạch cái gì gọi là tầy tẫn diên hoa sau tuyệt diễm phong hoa. Tô lạc chiều vô ưu tiên tử hơi hơi gợi lên một nụ cười nhẹ. Giờ khắc này, theo bản năng, vô ưu tiên tử lui về phía sau một bước. Chỉ liếc mắt một cái. Trước mắt vị này khuynh thành tuyệt diễm nữ tử khiến cho nàng trong lòng dâng lên nồng đậm đề phòng. Tô lạc thật là ngươi sao lâm nửa dặm rốt cuộc từ khiếp sợ chung phục hồi tinh thần lại khó nén kinh hỉ mà nhìn nàng tô lạc tức giận mà mắt trợn trắng người này không phải là cố ý đi không nghĩ tới ngươi nhanh như vậy liền từ phía cuối sơn chạy đến nơi này tới hơn nữa thực lực nhìn qua so lần trước tiến bộ rất nhiều a à, ngươi là ăn cái gì linh đan rượu dược a à. lâm nửa dặm chiều tô lạc chạy tới vui mừng mà tô lạc còn không có đáp lời vô ưu tiên tử lãnh diễm đôi mắt liền quét lâm nửa dặm liếc mắt một cái người nhận thức vô ưu tiên tử nâng cầm trên cao nhìn xuống mà liếc tô lạc lúc này nàng sớm đã khôi phục phía trước kia cao cao tại thượng nữ vương khí phách đúng vậy một tháng trước gặp qua một mặt lúc ấy nàng đang ở tiến hành mới huấn luyện doanh khảo hạch lâm nửa dặm sắc mặt liền hơi đổi bởi vì hắn lúc này mới ý thức được tô lạc cùng tam trưởng lão chính là có thù oán một tháng trước mới huấn luyện doanh khảo hạch những lời này đem rất nhiều người cấp chấn tới rồi bao gồm vô ưu tiên tử chỉ là dung mạo mỹ quá nàng, không đáng sợ, nhưng nếu liền phú đều mạnh hơn nàng, đây là ngắn ngủn không thể nhẫn. Nàng tuyệt đối không cho phép như vậy nữ nhân trưởng thành lên. Vô ưu tiên tử lạnh mắt quét tô lạc liếc mắt một cái, không chút để ý hỏi lâm nửa dặm tô lạc. Tên này như thế nào nghe như vậy quen tai đâu? Lâm nửa dặm, lâm nửa dặm khó xử. Bởi vì hắn biết lạc dịch trần là che chở tô lạc. Ân, vô ưu tiên tử nhàn nhạt mà hư thanh, nhưng là kia khí thế lại không giận tự uy, làm lâm nửa dặm không biết nên như thế nào trả lời hảo thấy Lâm nửa dặm không đáp lời, Vô Ưu tiên tử tinh tế mày liễu hơi hơi nhăn lại. Nhìn đến Vô Ưu tiên tử yêu sầu ánh mắt, nàng còn lại hộ hoa sứ giả không cao hứng, một đám bắt đầu chèn ép Lâm nửa dặm. Lâm nửa dặm, ngươi còn có nghĩ cùng chúng ta cùng nhau hỗn a? À? Không nghĩ hỗn liền cút ngay. Nếu ngươi làm vô ưu tiên nhất thời không cao hứng, chúng ta khiến cho ngươi cả đời không cao hứng. Có thể có cơ hội vì vô ưu phân yêu, ngươi thế nhưng còn ra sức khước từ. Ngươi có tật xấu đi. Tô lạc, ngốc đại tỷ, lâm nửa dặm nhìn đến tô lạc kia khó có thể tin biểu tình thần sắc vặn vẹo một chút dưới chân yên lặng mà từng bước một mà lui trở lại vô ưu tiên tử bên người sau đó bám vào vô ưu tiên tử bên tai một câu hắn những lời này xong sau vô ưu tiên tử nguyên bản đạm mạc thần sắc nháy mắt giống như ngưng kết một tầng thật dày băng xương nhìn tô lạc ánh mắt sắc bén như băng tiêm phảng phất chỉ thủ giống nhau đào nàng đôi mắt nguyên lai like cùng sư phụ đối nghịch nha đầu thúi thế nhưng là ngươi vô ưu tiên tử trên mặt băng xương rút đi, tùy theo mà đến chính là nồng đậm trào phúng cùng cười lạnh. Tô Lạc sống lưng thẳng thắn, không kiêu ngạo không xiểm nịnh mà nghênh coi vô ưu tiên tử ánh mắt khóe miệng ngậm một mặt thong dong ý cười, ta không rõ ngươi trong lời nói ý tứ. Sư phụ ta là Minh Nguyệt Điện Tam trưởng lão, vô ưu tiên tử trào phúng mà nhìn Tô Lạc giống đang xem một cái người chết. Sắc thật nàng vô ưu tiên tử xem khó chịu nữ nhân. Đương nhiên là một cái chết người mỗi người đều biết tại đây mới huấn luyện doanh nội doanh giữa đắc tội ai đều được chính là không thể đắc tội nàng vô ưu tiên tử bằng không chính là sẽ chết thực thảm nha nhưng là vô ưu tiên tử quyết định không cần chờ tô lạc minh bạch cái này quy củ cũng đã đem nàng biến thành chết người minh nguyệt điện tam trưởng lão sao nghe qua tô lạc nhàn nhạt mà ân liền đơn giản như vậy vô ưu tiên tử nhíu mày chừng mắt tô lạc tô lạc lại nhoẻn miệng cười cười nhìn nàng trong lúc nhất thời hai người mặt đối mặt mà đứng có thứ gì ở bên trong kịch liệt va chạm thiêu đốt bỗng nhiên vô ưu tiên tử cười rộ lên cười ha ha lên hảo thực hảo quỷ dám cùng sư phụ ta đối nghịch quả nhiên là có vài phần can đảm bất quá tỷ tỷ nói cho ngươi vô ưu tiên tử cuối người ở tô lạc bên tai nỉ non ra một câu đắc tội tỷ tỷ ngươi chết chắc rồi đâu chương hai nghìn một trăm bảy mươi vô ưu một xong vô ưu tiên tử lại là ha ha cười ai ngờ tô lạc thế nhưng nháy mắt lại nàng một câu vị này a di ai chết còn không nhất định đâu vị này a di vô ưu tiên từ tức khắc một búng máu nghẹn ở trong cổ họng phun không ra cái này nhà đầu thúi thế nhưng kêu nàng a di a di tìm chết đâu đi vô ưu tiên từ tức giận đến mau tác. nàng phía sau những cái đó hộ hoa sứ giả cũng tất cả đều trợn tròn mắt lúc này một đám sông lên đem tô lạc bao quanh vây quanh lên đối với nàng trợn mắt giận nhìn nhà đầu thúi mau xin lỗi bằng không có người đẹp này vẫn là xem ở tô lạc kia trương tuyệt mỹ vô song dung nhan phân thượng mới cho ra như vậy nhẹ trừng phạt nếu là đổi cái xử bát quái đã sớm bị này đàn hộ hoa sứ giả cấp đá bay tô lạc cười ngâm ngâm mà ở bọn họ trên mặt quét một đám vuốt cằm làm tự hỏi trạng kỳ thật nàng thật sự tưởng không rõ vô ưu tiên tử chẳng lẽ thật sự có lớn như vậy mị lực sao này đó nam nhân thoạt nhìn cũng không kém a à, vì cái gì một đám đều quay chung quanh nàng chuyển động đâu vì thế tô lạc ánh mắt thật lâu dừng lại ở vô ưu tiên tử trên người vô ưu tiên tử thấy tô lạc này phó không sợ không sợ bộ dáng đã sớm đã tức giận đến không được nàng vung tay lên cho ta đem nàng giết lời này vừa ra nàng hộ hoa sứ giả nhóm trong lòng đều có chút không đành lòng a à. cô nương này thiệt tình xinh đẹp hoàng hoa bọn họ đôi mắt cứ như vậy giết có thể hay không quá đáng tiếc liền tính là cái bình hoa bãi xem cũng cảnh đẹp ý vui a à, vì thế này đàn vô ưu tiên tử hộ hoa sứ giả nhóm hai mặt nhìn nhau ai cũng không có động thủ trước cái này càng là đem vô ưu tiên tử cấp khí sặc tới rồi nàng ngay từ đầu liền kiêng kỵ tô lạc mỹ mạo, hiện tại nhìn chính mình kẻ ái mộ trong lòng thế nhưng sinh ra dao động này còn có thể nhẫn. Kiên quyết không thể nhận a à, cần thiết đem này nha đầu thúi bóp chết ở trong nôi. Vì thế, vô yêu tiên tử nhàn nhạt mà gợi lên mi giác mị hoặc chúng sinh sóng mắt quét một vòng chung quanh, không chút để ý mà thưởng thức một lọn tóc, không nhanh không chậm mà. Ai giúp ta giết này nha đầu thúi, đêm nay, liền có thể ngủ lại vô yêu các. Xôn sao? chúng hộ hoa sứ giả nhóm tất cả đều hít hà một hơi, ngủ lại vô ưu các đối với bọn họ tới, dụ hoặc quá lớn. Này không chỉ có đại biểu cho có thể mỹ nhân ôn hương nhuyễn ngọc trong ngực, đồng thời bá. Từng đạo hung ác ánh mắt tất cả đều ngắm nhìn ở tô lạc trên người, nhìn nàng ánh mắt thật giống như lục u u hung lang, tựa hồ ngay sau đó liền phải đem nàng xé rách. Tô lạc trong lòng dâng lên một tia cảnh giác. Hiện tại không nên động thủ ít nhất ở lạc dịch trần trước khi đến, tuyệt đối không thể động thủ, bởi vì nàng cùng ngốc đại tỷ hai người thêm lên, còn chưa đủ này nhóm người đánh quay chung quanh tô lạc cùng ngốc đại tỷ vòng, dần dần xúc xúc. Tô lạc nhíu mày, không thể không dọn ra sau lưng chỗ dựa tới, các ngươi không thể động thủ. Ha 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 nhà đầu thúi, sợ. Vãn hồi mặt mũi vô ưu tiên tử, minh diễm trên mặt mang theo đắc ý tươi cười. Tô lạc mày thật sâu nhăn lại, ánh mắt liếc lâm nửa dặm liếc mắt một cái, này đàn thiếu chung cũng chỉ có hắn còn đứng tại chỗ không có động thủ. Vô ưu tiên tử hiển nhiên cũng chú ý tới. Chỉ thấy nàng mày thật sâu nhăn lại, tay giơ lên, quát lạnh một tiếng, trước dừng tay ở mọi người dừng lại lúc sau, vô ưu tiên tử u lãnh ánh mắt nhìn chằm chằm lâm nửa dặm, ngươi, vì cái gì không đi lên. Lâm nửa dặm giật giật khóe môi, trầm mặc. Vô ưu tiên tử hiển nhiên không chuẩn bị buông tha cái này dao động phản đồ, nàng cười duyên để sát vào hắn bên tay, không tiếng động mà ái muội. Trắng nõn như ngọc ngón tay vuốt ve thượng lâm nửa dặm ngực nhu ngữ nhẹ giọng chẳng lẽ buổi tối ngươi không nghĩ tới lâm nửa dặm nhắm mắt lại hít sâu một hơi bởi vì vô ưu tiên tử một tới gần hắn phát mũi quen thuộc mùi hương làm hắn mãn đầu óc đều là kiều diễm triền miên hình ảnh hiện tại người đi giúp ta giết nàng hảo sao vô ưu tiên tử như ngọc ngón tay vuốt ve lâm nửa dặm tuấn lãng dung nhan đôi mắt thẳng lăng lăng mà nhìn hắn đáy mắt mị nhãn như tơ làm người tim đập thình thịch lâm nửa dặm nắm tay gắt gao nắm ngoan đi thôi a à vô ưu tiên tử đưa cho lâm nửa dặm một thanh lành lạnh thủy thủ sau đó nhẹ nhàng vỗ vai hắn đem hắn hướng tô lạc phía trước đẩy tô lạc đôi mắt hơi hơi nhan lại nàng đôi mắt hơi đổi nhìn này đàn hộ hoa sứ giả kia hâm mộ ghen tị hận ánh mắt nhìn nhìn lại lâm nửa dặm siết chặt thủy thủ tô lạc tức khắc có một loại thực vớ vẩn ý tưởng những người này thật sự ái thảm vô ưu tiên tử sao nàng tổng cảm thấy có loại nào địa phương không đúng nhưng là lại như thế nào đều bắt giữ không đến ngươi còn thanh tỉnh sao Tô Lạc theo bản năng hỏi Lâm Nửa Dặm, chưa bao giờ mơ hồ quá, Lâm Nửa Dặm thần sắc lạnh lùng mà nghiêm túc đối Tô Lạc lạnh như hàn băng, nhưng là đối vô ưu tiên tử lại nhiệt tình như lửa, hoàn toàn bất đồng hai loại đãi ngộ. Người rốt cuộc ái nàng cái gì? Tô Lạc cảm thấy đặc biệt tò mò. Lâm Nửa Dặm còn chưa trả lời, vô ưu tiên tử lại vỗ vỗ Tô Lạc đầu vai, cười ngâm ngâm mà đối nàng, "Muội muội, lớn lên đẹp lại có ích lợi gì? Người loại này ngây ngô quả táo như thế nào sẽ hiểu?" Tô Lạc như thế nào sẽ không hiểu? nhưng nàng không rõ chính là chẳng lẽ nội danh liền như vậy thiếu nữ nhân. Thế cho nên các ngươi như vậy bụng đói ăn quáng. liền heo mẹ đều cướp thượng, ngốc đại tịt tỏ vẻ nghe không hiểu. Hộ hoa sứ giả nhóm đột nhiên thấy chịu nhục ngươi ngươi ngươi. Cũng dám vô ưu tiên tử là heo mẹ, vô ưu tiên tử ở bọn họ trong lòng kia chính là cửu huyền nữ hạ phàm trần, băng cơ ngọc cốt. Tiên tư thoát tục như thế nào sẽ là heo mẹ? Vô ưu tiên tử tức khắc bạo nộ, đối với lâm nửa dặm cuồng nộ, sát, sát, nhanh lên giết nàng. Không, trước đem miệng nàng băm, cái mũi cắt, đôi mắt đào tứ chi tài. Sau đó đem nàng ném vào chuồng heo. Vô Ưu tiên tử thực không hình tượng giống to kêu to. Nàng đời này còn không có chịu quá như vậy vũ nhục đâu. Tên nàng là Vô Ưu, này không chỉ là bởi vì Tam trưởng lão đối nàng chờ đợi, mà là bởi vì nàng đến độc hậu điều kiện. Xinh đẹp như hoa, tư thông minh, phú hơn người, mỹ nam vần quanh người khác hết cả đời này đều theo đuổi không đến đồ vật nàng ngoắc ngoắc ngón tay là có thể được đến cho nên nàng trong sinh hoạt trước nay đều là vô ưu vô lự, nhưng là nay mới vừa vừa thấy tô lạc nàng liền vô số lần gian nan khổ cực. Lâm nửa dặm khó có thể tin mà nhìn gan lớn bao tô lạc trong tay chỉ thủ dừng một chút. Người không thể giết ta. Tô lạc cười lạnh liên tục người khác không biết chẳng lẽ ngươi cũng không biết. Lạc sư huynh sẽ không bỏ qua ngươi. Lạc dịch trần, vô ưu tiên tử thanh âm một đốn. Lạc dịch trần, này nha đầu thúi cùng lạc dịch trần có quan hệ. Chính là lạc dịch trần. Tô lạc ánh mắt liếc nàng liếc mắt một cái, theo nàng biết, Lạc Dịch Trần cũng không phải là vô ưu tiên tử nhập mạc chi tân, hơn nữa thực lực mạnh mẽ, hiện tại này cục cờ cũng cũng chỉ có hắn có thể giải. Ai ngờ, nghe được Lạc Dịch Trần tên này, vô ưu tiên tử sắc mặt tức khắc đổi đổi, hung tợn mà chừng mắt tô lạc ngươi cùng Lạc Dịch Trần là cái gì quan hệ? Hắn sao có thể sẽ bảo hộ ngươi? mươi 2172 vô ưu 2 Tô Lạc Đoan Trang vô ưu tiên tử thần sắc, này thần sắc thấy thế nào như thế nào như là ở gen a tưởng tượng đến này, Tô Lạc tức khắc cả người đều nổi da gà. Vô ưu tiên tử bên người có nhiều như vậy mỹ nam vây quanh, chẳng lẽ nàng đối Lạc sư huynh còn có ý tưởng? Vị này nữ vương đại tha ăn uống không khỏi cũng quá lớn linh đi. Người chừng nào thì nhận thức Lạc sư huynh, vô ưu giữ tợn mà đẩy ra Lâm nửa dặm, một bước vượt đến Tô Lạc trước mặt. Tô Lạc nhàn nhạt mà liếc nàng liếc mắt một cái, trầm mặc mà chống đỡ lạc sư huynh sẽ coi trọng ngươi này bình hoa giống nhau nha đầu thúi. Tuyệt đối không thể, vô ưu tiên tử cười lạnh. Lạc sư huynh ngay cả đối nàng đều chẳng quan tâm chưa bao giờ cấp sắc mặt tốt, sao có thể sẽ coi trọng này nha đầu thúi. Vô ưu tiên tử không tin, nhưng trong lòng lại không tránh được hoài nghi. Bởi vì tô lạc gương mặt này thật sự là lớn lên quá họa thủy. Người không tin ta, nhưng là liền lâm nửa dặm đều không tin sao. Người có thể hỏi hắn đi sao, hắn chính là chính mắt chứng kiến Nga. Tô Lạc cười tủm tỉm mà đem ánh mắt đầu hướng Lâm Nửa Dạm. Ở Vô Ưu Tiên Tử căm tức nhìn hạ, Lâm Nửa Dạm hoành Tô Lạc liếc mắt một cái, "Lạc huynh bất quá là xem qua ngươi một hồi khảo hạch tái, như thế nào chính là bảo hộ ngươi?" Lúc ấy xem ngươi khảo hạch tái người nhưng nhiều, lúc ấy ta cũng ở, chẳng lẽ ta cũng bảo hộ ngươi. Lâm nửa dặm lời này không thể nói không độc miệng. Bất quá lại thành công mà lấy lòng vô ưu tiên tử vô ưu tiên tử tức khắc tâm tình rất tốt vứt cái mị nhãn cấp lâm nửa dặm sau đó nhướng mày đắc ý dương dương mà miệt thị tô lạc thế nào như vậy sẽ hướng chính mình trên mặt thiếp vàng a lạc sư huynh sẽ coi trọng ngươi ha ha thật là trên dưới hồng vũ tô lạc cười lạnh mà nhìn lâm nửa dặm người này nàng nhớ kỹ bởi vì tô lạc lần nữa kéo dài thời gian vô ưu tiên tử đã kiềm chế không được nàng lạnh giọng phân phó lâm nửa dặm chạy nhanh đem nàng giết sau đó thi thể ném vào ma thú khu uy cầu Tô lạc cau mày, ngón tay vừa động, một con toàn bài liền xuất hiện ở nàng trong tay, nhìn xem đây là cái gì? Ai dám đụng đến ta? Đây chính là thành chủ đại nhân đưa cho nàng toàn bài. Tuyệt vô cận hữu một khối, thấy bài như thấy thành chủ Nga. Mọi người quả nhiên bị chấn trụ, ánh mắt ngây ngốc mà nhìn tô lạc trong lúc nhất thời không biết nên làm cái gì bây giờ, tất cả đều mắt nhìn vô ưu tiên tử. Vô yêu đầu tiên là chấn động, theo sau là chống nạnh cuồng tiếu, cười đến nước mắt đều sắp ra tới, ha 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 đã sớm nghe thành chủ đại nhân tặng cô nương tiến vào, nhưng là vị kia cô nương đã bị đưa đi vực ngoại chiến trường, căn bản là không ở luyện ngục thành trong vòng. Nhưng là, bên trong thành lại xuất hiện rất nhiều toàn bài, một đám đều giả mạo chính mình là thành chủ đại nhân đưa vào tới người. Vô yêu cười đột nhiên im bặt tùy theo thay một bộ nghiêm túc biểu tình, cho nên, bất luận cái gì lấy toàn bài ra tới cáo mượn oai hùng, toàn bộ đều là hàng giả. Người cũng dám mạo thành chủ chi lệnh, tội đáng chết vạn lần. Người tới, đem nàng băm huy cầu. Ai có thể giết nàng, đêm nay ai là có thể ngủ lại vô ưu các. Vô ưu tiên tử cuối cùng thả ra trọng bàng khen thưởng. Tô lạc đáy lòng nảy lên một trận kinh ngạc chi sắc. Ra tới rất nhiều cầm trong tay toàn bài người. Vẫn là vô ưu ở hồ áo. Theo vô ưu tiên tử giọng nói rơi xuống, nàng nanh vuốt nhóm nháy mắt chiều tô lạc mãnh nhào qua đi, bởi vì kia khen thưởng, thật sự là bọn họ quá muốn. Chúng ta là tới tham gia thượng du sơn khảo háo, các ngươi sát liền sát, còn có hay không quy củ. Tô Lạc trong lòng một bên chờ đợi Lạc Dịch Trần chạy nhanh tới, một bên cố ý kéo dài thời gian. Quy củ, bổn tiên tử chính là nơi này quy củ, giết ngươi làm sao vậy? Có thể chết ở bổn tiên tử thủ hạ, là ngươi vinh hạnh. Vô ưu tiên tử đắc ý dương dương, thượng du sơn như thế nào có thể tùy tiện giết người? Tô Lạc cả giận nói. Nơi này là thượng du sơn môn ngoại, thuộc sở hữu với ma thú khu, nhà đầu, ma thú khu giết người nhưng không phạm pháp Nga. Vô ưu tiên tử thấy Tô Lạc la lý rong dày, phiền không được nàng chính mình xông lên đi, đối với Tô Lạc trên mặt chính là kiếm mang. Kiếm quang chợt lóe. Tô Lạc theo bản năng mà né tránh, nhưng là Vô Ưu tiên tử so nàng thật sự cường đại quá nhiều, nàng căn bản trốn tránh không khai. Nếu là này một kiện bị đâm trúng, Tô Lạc kia trương như hoa như ngọc dung nhan liền phải bị ngạnh sinh sinh mà hủy diệt rồi. Liền tại đây một khắc, Ngốc Đại tỷ một cái bước xa xông lên, che ở Tô Lạc trước mặt. Bởi vì Ngốc Đại tỷ thân hình cao lớn, lãnh kiếm hung hăng đâm trúng nàng ngực. Cùng lúc đó, kia năm sáu vị hộ hoa sứ giả cũng không có nhàn rỗi phanh 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 nắm tay trưởng lực vũ khí tất cả đều hướng ngốc đại tỷ trên người tiếp đón qua đi trong lúc nhất thời ngốc đại tỷ bị đánh miệng phun máu tươi thân hình lung lay sắp đổ các nàng là trung du sơn lại đây những người này nhưng đều là thượng du sơn tinh anh ngày thường ra tới một cái cũng liền đủ bọn họ chịu được hiện tại thế nhưng vây ẩu các nàng hai người tô lạc trong mắt tuôn ra một mặt mãnh liệt tức giận vô ưu tiên tử còn có này đó hộ hoa sứ giả nhóm nàng tất cả đều nhớ kỹ ngốc đại tỷ thân bị trọng thương nhưng là bị bảo hộ tô lạc lại vẫn là toàn thân trên dưới không một chút chịu thiệm dấu vết cái này làm cho vô ưu tiên tử rất không vừa lòng vì thế nàng một tay đem ngốc đại tỷ ném phi trong tay lãnh kiếm không chút khách khí mà thứ hướng tô lạc yết hầu nàng muốn tô lạc chết vô ưu tiên tử kiếm mau giống như một đạo loang loáng tô lạc căn bản ngăn cản không được này nhất kiếm lại tàn nhẫn lại xảo quyệt nhất kiếm đi xuống tô lạc đầu đều sẽ bị cắt bỏ đến lúc đó thi thể chia liệt tùy ý thần tiên hạ phàm cũng khó có thể thi cứu hộ hoa sứ giả nhóm đều có chút mục không đành lòng coi vô ưu tiên tử trên mặt tươi cười sáng lạn như hoa anh đào lộng lẫy như tinh quang tô lạc có thể rõ ràng mà cảm giác được lãnh kiếm lạnh lẽo nhưng là bỗng nhiên tô lạc phát hiện thời gian phảng phất yên lặng Tô Lạc cúi đầu xem, lãnh kiếm khoảng cách nàng yết hầu chỉ có một tấc khoảng cách nhưng là lại phảng phất bị yên lặng ở, như thế nào đều thứ không đi vào nửa phần. Nàng ngước mắt chiều vô ưu tiên tử nhìn lại, lúc này nàng đắc ý dương dương tươi cười đã động lại, cứng đờ, nàng đôi mắt nhìn giữa không trung phương hướng, đáy mắt có thật sâu kiêng kỵ cùng hoảng sợ. Tô Lạc theo nàng ánh mắt nhìn lại, nơi đó có một người. Một cái nhẹ nhàng như ngọc như thần hạ phàm nam tử chỉ thấy giữa không trung hắn một bộ đẹp đẽ quý giá màu lam gấm vóc trường bào theo gió phiêu diêu, thanh quý tuấn lãng dung nhan bị phía sau ánh chiều tà mạ lên một tầng nhàn nhạt quang hoa. Thanh hoa vô song, kia đôi mắt thâm trầm như sương mù, lộ ra cao thâm khó đoán màu sắc. Hắn sắc mặt lạnh lùng, ánh mắt tựa kiếm, đốt đốt bức tha nhìn Vô Ưu tiên tử. Vô Ưu tiên tử thân hình run lên, trong mắt kinh hãi chợt lóe mà qua, ngay sau đó bài trừ một mặt mị hoặc tươi cười. Lạc sư huynh, ngươi tới xem Vô Ưu sao? lạc dịch trần chậm rãi rơi xuống đất mắt đẹp hiện lên một mặt ám trầm thanh âm bất đồng dĩ vãng réo rắt ôn nhuận ngươi thật to gan vô ưu tiên tử đáy lòng như rơi xuống vực sâu quả nhiên kia nhà đầu thúi lời nói là thật nàng thế nhưng thật sự được đến lạc sư huynh che chở đáng giận vô ưu tiên tử miễn cưỡng cười vô ưu không biết lạc sư huynh biết chuyện gì mong rằng lạc sư huynh nói rõ cái này lạc dịch trần mỗi lần đều đối nàng không có sắc mặt tốt đáng giận luôn có một nàng muốn cho hắn quỳ rạp xuống nàng trước mặt quỳ liếm nàng ngón chân đầu. Vô ưu tiên tử ở trong lòng âm thầm thề. Chương 2173 Vô ưu ba Lạc dịch trần ngón tay nhẹ đạn vô ưu tiên tử chỉ vào nhàm chán chuôi này lãnh kiếm nháy mắt nứt thành vô số đoạn lách cách lang cang rơi xuống mặt đất. Vô ưu tiên tử vẻ mặt hiện lên một tia tức giận. Bất quá dây lát lướt qua, lại ngẩng đầu khi, nàng trong mắt mang theo cười quyến rũ, lạc sư huynh, thanh kiếm này chính là tam trưởng lão tự mình đưa nha. Lạc Dịch Trần không dao động, ánh mắt cũng không liếc nàng liếc mắt một cái, trực tiếp đem nàng làm lơ. Vô Ưu tiên tử buồn bực mà nắm chặt nắm tay, đáng giận đáng giận đáng giận, lòng bảng thượng nàng nhất muốn câu dẫn nam nhân, thế nhưng đối nàng làm lơ. Lạc Dịch Trần hành động làm Vô Ưu tiên tử có một loại nồng đậm thất bại cảm, nhưng là loại này thất bại cảm cũng chỉ là chợt lóe mà qua theo sau nàng đáy mắt lại bốc cháy lên hừng hực ngọn lửa. Quả thực là càng cản càng, càng hăng lúc này tô lạc sớm đã chạy tới nâng dậy ngốc đại tỷ cho nàng trong miệng uy nhập đan dược ngốc đại tỷ tuy rằng là bất tử chi thân nhưng là lần này bị bị thương nặng trong lúc nhất thời hôn mê đi qua tô lạc bị trên người nàng đỏ tươi máu cấp kích thích mắt mạo hồng quang cừu thị mà chừng mắt nhìn vô ưu tiên tử liếc mắt một cái nữ nhân này nàng thật sâu mà nhớ kỹ vô ưu tiên tử coi rẻ mà nhìn tô lạc có bản lĩnh ngươi tới báo thù a không bản lĩnh ngươi nhìn cái gì mà nhìn tô lạc nắm tay bất quá ngay sau đó nàng liền nhoèn miệng cười một năm một năm lúc sau ta phải giết ngươi vô ưu tiên tử nghe vậy phảng phất nghe được lân hạ tốt nhất cười chê cười cười lạnh một năm ngươi cảm thấy một năm về sau ngươi là có thể so được với ta ha 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 tô lạc đem ngốc đại tỷ buông chậm rãi đứng lên từng bước một đi đến vô ưu tiên tử trước mặt sắc mặt xưa nay chưa từng có nghiêm túc ta hướng ngươi hạ chiến thư ngươi dám không dám tiếp Nhìn Tô Lạc kia thâm như biển rộng đôi mắt, Vô Ưu tiên tử có trong nháy mắt dại ra kia đáy mắt tuy rằng nhìn như gợn sóng bất kinh, nhưng là đáy mắt mặt sau lại tựa hồ thổi quét ngàn trượng phong ba. Trước mắt bao người, Vô Ưu tiên tử như thế nào sẽ lùi bước, nàng cười lạnh dương cầm kéo dài chi kế. Người muốn cho bổn tiên tử này một năm trong vòng không đuổi giết ngươi, đúng không? Bị Vô Ưu tiên tử nhìn ra điểm này, tôi là không giận cũng không giận chỉ là khóe miệng trào phúng càng thêm rõ ràng, cũng khó trách ngươi không dám ứng chiến, nghe ngươi nhập thượng Du Sơn thời điểm là 25 tuổi đâu, ha ha, cô nương ta năm nay mới mười mấy tuổi. Ngươi còn không phải là sợ hãi ta trưởng thành lên đem ngươi áp xuống đi sao? Phép khích tướng, bất luận là khi nào chỗ nào, đều là rất có hiệu. Vô ưu tiên tử bị tô lạc như vậy một tức khắc nhảy đánh lên, ngươi cái nhà đầu thúi. Mười mấy tuổi không dậy nổi a à? có cái gì hảo đắc ý, A di ta chính là hảo đắc ý a, à, ngươi lại nổi trận lôi đình, tu vi lại cao, 30 tuổi ngươi cũng lui không trở về mười mấy tuổi. Tô Lạc đôi tay hoàn cánh tay, ánh mắt mang theo trào phúng, khinh thường. Cùng Mỉa Mai, kỳ thật vô ưu tiên từ 30 tuổi tuổi tác ở mới huấn luyện doanh đã là tuổi trẻ nhất. Bởi vì tới rồi thống lĩnh giai lúc sau, nếu đem linh lực phân một chút đến dung mạo thượng, dung mạo cơ hồ liền sẽ không thay đổi, cho nên ở mới huấn luyện doanh rất khó nhìn ra tuổi nhiều ít lòng bảng người trên tuổi có chút đều ở trăm tuổi đã thượng đâu nhưng là bởi vì dung mạo như cũ tuổi trẻ cho nên chợt vừa thấy đều là người thiếu niên tuổi vốn là vô ưu tiên tử yêu thế tuyệt đối nhưng là có tô lạc cái này yêu nghiệt nàng yêu thế tức khắc bị này nha đầu thúi cấp xem thường bởi vì nha đầu này sắc sắc thật thật mới 18 tuổi quả thật là người so người sẽ tức chết a à. 18 tuổi tiến vào thượng du sơn này cũng coi như đánh vỡ thượng du sơn thí sinh ký lục đi bất quá nàng hiện tại còn không có tiến đâu Vô Ưu tiên tử cũng tuyệt đối sẽ không làm nàng dễ dàng tiến vào. Vô Ưu tiên tử hít sâu một hơi, lại hít sâu một hơi, khó khăn mới áp xuống ngực đầy ngập lửa giận, ánh mắt lạnh lùng mà nhìn chằm chằm Tô Lạc một năm. Làm ngươi sống thêm một năm, cũng không phải không được, bất quá. Vô Ưu tiên tử ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Lạc Dịch Trần, đáy mắt phiếm say lòng người mị hoặc nhu sóng, nếu là ngươi thua, chết là nhất định cùng lúc đó. Lạc sư huynh cũng cần thiết uống xong ta phấn hồng giai nhân. Phấn hồng giai nhân, đó là cái gì? Tô Lạc nhíu nhíu mày, nghe tên như thế nào cảm giác không quá thích hợp a, à, Vô Ưu tiên tử khinh thường mà quét Tô Lạc này chỉ ngây ngô quả táo. Ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn Lạc Dịch Trần, Lạc Dịch Trần mày thật sâu nhăn lại. "Phấn hồng giai nhân, Tô Lạc không hiểu, không đại biểu hắn không rõ đó là chuyện gì xảy ra, uống lên phấn hồng giai nhân, tự nhiên chính là Vô Ưu tiên tử nhập mạc chi tân." Tô Lạc xem Lạc Dịch Trần thần sắc không đúng, nhiều ít đoán ra linh cái gì, nàng nhưng không nghĩ thiếu Lạc Dịch Trần quá lớn nhân tình, vì thế nàng xua xua tay, điều kiện này không được đổi một cái. Không đổi, Vô Ưu tiên tử cười ngâm ngâm mặt thẳng lăng lăng mà thâm tình ngóng nhìn Lạc Dịch Trần. Kia tuấn lãng dung nhan, lãnh khóc biểu tình, ít khi nói cười bản khắc, thật sự là nàng đại ái a. À? Nàng thật là rất thích rất thích. Tô Lạc Nhưng vào lúc này, Lạc Dịch Trần lại trừng mắt nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái, một năm sau có hay không nắm chắc tấn chức năm sao? Tô Lạc hiện tại là thống lĩnh thất tinh, tấn chức năm sau nói, chính là Thánh giai tam tinh. Tô Lạc nhìn Lạc Dịch Trần tràn đầy chờ mong, cắn răng gật đầu, có thể. Liền tính không thể cũng đến có thể, chẳng lẽ còn thật muốn đem Lạc Dịch Trần bại bởi Vô Ưu tiên tử. Tùy ý nàng trà đạp không thành. Lạc Dịch Trần xoa xoa Tô Lạc đầu, trong mắt tự hiện lên một tia sủng nịch, theo sau hắn liền đối với Vô Ưu tiên tử gật đầu, đạm thanh hai chữ, có thể. Vô Ưu tiên tử sớm tại Tô Lạc gật đầu nàng chính mình có thể một năm nội tấn chức năm sao thời điểm, cũng đã sợ ngây người. Năm sao, không có năm năm mười năm, chính là nàng vô ưu tiên tử cũng là không có khả năng đạt tới, này nha đầu thúi nàng một năm nội năm sao. Thật là đại vui đùa, lớn hơn nữa vui đùa là, lạc dịch trần cư nhiên đáp ứng rồi, hắn cư nhiên đáp ứng rồi. Vô ưu tiên tử ngây ngốc nhìn lạc dịch trần, ngay sau đó vỗ tay, hành, một năm trong vòng, ta vô ưu không giết tô lạc, một năm lúc sau sinh tử chiến đấu trên đài quyết sinh tử. Sau đó, người chính là của ta vô ưu tiên tử sợ chính mình đánh nhịp chậm lạc dịch trần liền sẽ đổi ý dường như vì thế vội vàng liền đáp ứng xuống dưới lạc dịch trần khinh thường mà gợi lên khóe miệng lúc này vô ưu tiên tử những cái đó nhập mạc chi tân tất cả đều dùng cừu thị ánh mắt chừng mắt lạc dịch trần ở bọn họ xem ra có lạc dịch trần vô ưu tiên tử liền sẽ không lại muốn bọn họ lúc này lạc dịch trần lại chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái chậm rãi thở dài vì bức nhà đầu này tiến tới hắn thật là không dễ dàng a à tô lạc hướng hắn quét miệng cười thật là làm khó lạc sư huynh đâu chỉ cần tưởng tượng đến lạc sư huynh bị vô ưu tiên tử bá vương ngạnh thượng cung hình ảnh tô lạc liền cảm thấy hảo có ý tứ không được thua trận lạc dịch trần thon dài chỉ điểm chọc hướng tô lạc cái chán tô lạc đô miệng che lại bị chọc đau cái chán biết rồi lại chọc ta liền đem ngươi thua trận lạc dịch trần mang theo tô lạc định rời đi nhưng là vô ưu tiên tử lại một phen giữ chặt lạc dịch trần ống tay áo từ từ nàng không thể đi vào chương hai nghìn một trăm bảy mươi bốn vô ưu bốn tuy rằng còn có một năm, nhưng là vô ưu tiên tử đã nhận định lạc dịch trần là nàng sở hữu vật, giờ khắc này, nàng cũng đã muốn chạy nàng chủ quyền. Bất quá lạc dịch trần vung tay áo, đem vô ưu tiên tử ngăn cách 3 mét xa. Vô ưu tiên tử dậm chân, lại vẫn là đuổi theo đi ngăn ở lạc dịch trần trước mặt, chỉ vào tô lạc, đối lạc dịch trần lạnh nhạt nói, nàng không phải thượng du sơn người, không thể tiến cái này môn. Tuy rằng các nàng hai cái là từ giữa du sơn tuyển chọn ra tới, nhưng là bởi vì đến trễ khảo hạch cho nên lần này chỉ có thể lui về, chờ các nàng tháng sau ở chung du sơn lại tuyển chọn ra tới. Mới có thể tiến vào khảo hạch, vô ưu tiên tử cười lạnh mà chừng mắt tô lạc. Nàng chính là không cho tô lạc cái này nha đầu thúi đi vào. Tô lạc ngửa đầu nhìn lạc dịch trần, chẳng lẽ vô ưu tiên tử lời nói là thật sự. Ai ngờ, lạc dịch trần đạm nhiên thanh âm vang lên. Quy củ xác thật như thế. Bất quá lạc dịch trần thanh âm dừng một chút, lạnh nhạt mà nhìn vô ưu tiên tử, vực ngoại chiến trường đã chết hai người, không ra hai cái danh ngạch. Mà này hai cái danh ngạch, tự nhiên là từ trung du sơn người tới bổ sung, vô ưu trợn tròn mắt như thế nào sẽ như vậy xảo. Vừa lúc không ra tới hai cái danh ngạch đó chính là tô lạc này nha đầu thúi có thể đi vào. Nhưng là không có địa phương cho nàng trụ, vô ưu tiên tử tự tin không đủ. Cùng ta cùng nhau trụ, Lạc Dịch Trần kéo Tô Lạc cười như không cười mà liếc Vô Ưu Tiên Tử liếc mắt một cái, người có ý kiến?" "Ta Vô Ưu Tiên Tử đương nhiên là có ý kiến, đại đại có ý kiến." Nhưng là Lạc sư huynh căn bản không để ý tới nàng, cũng không thèm nhìn tới nàng liếc mắt một cái, xoay người liền đi rồi. Lúc này, Tô Lạc cõng ngốc đại tỷ, gắt gao mà đi theo Lạc Dịch Trần phía sau, cùng Lạc Dịch Trần trụ một cái sân, Tô Lạc ngẫm lại Nam Cung Lưu Vân cảnh cáo nói, nàng vốn là không nghĩ đáp ứng. Nhưng là hiện tại nội có ngốc đại tỷ thân bị trọng thương, ngoại có vô ưu tiên tử như hổ rình mồi, lại là không phải do nàng tùy hứng. Lạc Dịch Trần tốt xấu là người một nhà, tuy rằng không biết hắn sư phụ là ai. Trên đường, Tô Lạc ý đồ cùng Lạc Dịch Trần lời nói khách sáo, tưởng bộ ra hắn là chịu ai chi thác tới chiếu cố nàng, nhưng là Lạc Dịch Trần miệng lại rất nghiêm, không chỉ có như thế. Thậm chí dọc theo đường đi hắn đều sụ mặt tựa hồ ở sinh khí. Tô Lạc nghĩ nghĩ cũng là nếu một năm lúc sau, chính mình thua, đã có thể đem như vậy một vị mỹ nhân đôi tay đưa cho Vô Ưu Tiên tử đâu. Tô Lạc bên này đang nghĩ ngợi tới, Lạc Dịch Trần bỗng nhiên thiên quá mặt tới, hung tợn mà trừng mắt Tô Lạc từng câu từng chữ mà cảnh cáo, không được thua trận. Tô Lạc khóe môi nhấp thành một cái bạch tuyến, liều mạng gật đầu ân ân. Lạc sư huynh, ta nhất định sẽ đem ngươi thắng trở về. Kỳ thật Tô Lạc nội tâm cười phun không nghĩ tới lạc sư huynh dọc theo đường đi sụ mặt chính là ở để ý chuyện này đâu cho nên hắn vừa rồi thẹn quá thành giận bộ dáng thật là hảo đáng yêu đâu lạc dịch trần trừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái dọc theo đường đi lại không cùng tô lạc quá một câu tuy rằng như thế nhưng là hắn đối tô lạc chiếu cố lại không rơi xuống hắn đem tô lạc đưa tới hắn độc thuộc vô trần sơn ném xuống tô lạc sau đó liền không biết đi hướng chỗ nào rồi tô lạc nhìn này tòa vô trần sơn trong lòng kinh ngạc cảm thán liên tục này thật đúng là khác biệt đãi ngộ a à? lạc sư huynh một người cư trú địa phương lại là như vậy đại so phía cuối sơn mấy ngàn người cư trú địa phương còn muốn đại cùng nơi này so sánh với nàng phía cuối sơn biệt thự kia căn bản chính là ổ khất cái a đây là một chỗ cổ thành bảo trang viên quảng đại vô cùng điệu thấp mà xa hoa cửa suốt một loạt hộ vệ đội mỗi người đều thực lực bất phàm nơi xa là sơn đập vào mắt là xanh ngắt lục rộng lớn vô ngân một vị quản gia bộ dáng lão giả phía sau đi theo hai bài người hầu cung cung kính kính mà chờ tô lạc phân phó bởi vì lạc dịch trần mang tô lạc trở về thời điểm liền cấp quản gia ném xuống một câu cho nàng quyền hạn nàng là nơi này vị thứ hai chủ nhân sau đó quản gia đối tô lạc liền tất cung tất kính đến không được tham quan tòa trang viên này có rất nhiều thời gian bất quá tô lạc lúc này trên lưng còn cõng hôn mê bất tỉnh ngốc đại tỷ đâu vì thế nàng chỉ cùng quản gia muốn một phòng tiến vào phòng sau tô lạc chạy nhanh đem ngốc đại tỷ phóng tới trên giường sau đó bắt đầu đáp mạch kiểm tra thân thể của nàng lúc này tô lạc vô cùng may mắn may mắn ngốc đại tỷ là bất tử chi thân nếu không kia mấy cái tha luân phiên công kích hạ ngốc đại tỷ này mệnh đã ném bất quá bởi vì bị thương nghiêm trọng muốn dựa nàng chính mình khỏi hẳn lại là rất khó không cái một hai năm căn bản không có khả năng tô lạc vuốt cằm bắt đầu ở chính mình trong không gian tìm dược khác công kích đào cũng thế vô ưu tiên tử lãnh kiếm thượng lại là uy độc dược nàng đỉnh đầu thượng căn bản không có đúng bệnh giải độc đan dược cần thiết đến thân thủ luyện chế sau đó tô lạc lại phiên phiên trong không gian phía trước tồn chữ thảo dược nhất nhất sửa sang lại lúc sau nàng phát hiện giải độc đan yêu cầu chín loại thảo dược trong đó tám loại nàng đều có chỉ có một loại rắn rét mãng độc thảo nàng trong tay không anh tô lạc mới đến đối này thượng du sơn thật sự không quen thuộc muốn đi hỏi lạc sư huynh lại phát hiện hắn đem luyện công thất môn quan đến gắt gao còn có một đội hộ vệ thủ căn bản không cho tiến tô lạc chỉ có thể từ trên quang não cha trải qua tô lạc tuần tra nàng phát hiện rắn rết mãng độc thảo căn bản vô pháp dùng tích phân đổi chỉ có thể chính mình thu thập tô lạc lại tìm tòi vừa lật rốt cuộc làm nàng tìm được rồi một chút tin tức ở ma thú khu phía đông địa vực có người gặp qua hư hư thực thực rắn rết mãng độc thảo tuy rằng là hư hư thực thực nhưng cũng là một cái manh mối ngốc đại tỷ là vì nàng mới đến nay hôn mê bất tỉnh nằm ở trên giường tô lạc sao có thể đối nàng buông tay mặc kệ liền tính chỉ là hư hư thực thực hai chữ nàng cũng quyết định xông vào một lần quản gia nhìn xem tô lạc muốn nói lại thôi tô cô nương cao cấp ma thú khu không thể so thiền tầng ma thú khu nơi này ma thú thật không tốt đối phó tô lạc cười cười ta biết quản gia nhìn xem tô lạc thực lực không tiếng động mà thở dài thống lĩnh lục tinh như vậy tu vi là như thế nào tiến vào thượng du sơn nơi này thật sự không có gì miêu nị sao phải biết rằng những cái đó long bảng thượng cao thủ ít nhất cũng là thánh giai a nhưng quản gia cũng biết này không phải hắn chức trách trong phạm vi có thể quản sự cũng liền không nhiều lắm ngôn chỉ lặng lẽ đi gặp lạc dịch trần chờ hắn từ phòng tu luyện ra tới sau trong mắt nghi hoặc càng sâu lại vẫn là dựa theo chủ tha phân phó dặn dò đi xuống thực mau tô lạc liền nhìn đến một đám người người xa lạ này đàn người xa lạ có năm cái mỗi người đều là nhân trung long phượng tu vi toàn bộ đều ở thánh giai trở lên quản gia cùng tô lạc giải thích chủ nhân nếu tô cô nương khăng khăng muốn vào ma thú khu cần thiết từ lạc phân đội bảo hộ mới có thể đi vào thấy tô lạc nghi hoặc quản gia liền kiên nhẫn mà lại kỹ càng tỉ mỉ cùng tô lạc giải thích long bảng thượng rất nhiều người đều sẽ tạo thành các loại phân đội lấy phân đội hình thức tiến vào ma thú khu mỗi chi phân đội đều sẽ có một cái đội trưởng này chỉ đội ngũ đội trưởng chúng ta chủ nhân bất quá chủ nhân cũng liền quải cái danh Tô Lạc Minh bạch, mỗi chi đội ngũ đều yêu cầu một cái chỗ dựa, Lạc Dịch Trần chính là chi đội ngũ này chỗ dựa. Chương 2175 tiểu sư muội 1. Nàng ánh mắt hướng kia bốn người trên mặt đảo qua đi. Chỉ liếc mắt một cái Tô Lạc liền nhìn ra bọn họ trong mắt bất đồng tâm thái, bất quá bất đồng tâm thái lại như thế nào? Dù sao chỉ hợp tác một lần, Tô Lạc làm cho bọn họ làm tự giới thiệu. Là thành, thánh chủ tam tinh mô hắn đôi mắt một con đại một con, thoạt nhìn rất có đặc sắc, lạc dịch trần không ở thời điểm, hắn vẫn luôn tạm thay đội trưởng chi trước. Trên thực tế, 100 lần lạc dịch trần có thể xuất hiện một lần, cũng liền tính thực hảo. Điền mãng, thánh chủ nhị tinh, mô người cũng như tên, thân hình cường tráng mà cao lớn, vạm vỡ, tính cách lỗ mãng. Hứa ẩn, thánh chủ nhị tinh. Mô nhìn qua phổ phổ thông thông, tựa hồ không hề đặc điểm, nhưng là tô lạc ánh mắt lại nhìn nhiều hắn liếc mắt một cái bởi vì tô lạc ở trên người hắn phát hiện một cổ tre dấu hắc ám khí tức vì thế nàng lập tức kết luận người này thích hợp làm gián điệp hoặc là giết người từ từ thánh chủ một tinh nữ nếu không cùng vô yêu cùng nàng so nói cô nương này dung mạo tính xinh đẹp nhưng là tính tình nhìn qua lại rất có chút cao ngạo a à. này bốn người tự giới thiệu thời điểm lời ít mà ý nhiều thần sắc đạm mạc đặc biệt là vị kia dung mạo thanh lệ cô nương ngạo kiều giống như khai bình khổng tước sấn người chưa chuẩn bị hung hăng mà trừng mắt nhìn tô lạc vài lần tô lạc đỡ chán xem ra lần này đi chiều sâu ma thú khu sao, muốn hái đến rắn rết mãng độc thảo cũng không phải một kiện thực dễ dàng sự, ít nhất nàng ở đãi ngộ thượng sẽ không quá hảo. Bất quá tô lạc hiện tại một lòng chỉ nghĩ muốn thải đến rắn rết mãng độc thảo tới cứu trị ngốc đại tỷ, đối với khác chuyện tới không có để ý nhiều. Chọn ngày chi bằng nhằm ngày, tô lạc ngày đó liền quyết định khởi hành. Lạc dịch trần lâu đài khoảng cách ma thú khu cũng không phải rất xa, trên thực tế, lòng bảng thượng cư trú mà bài tự là có nhất định quy luật, xếp hạng càng cao, càng sẽ tiếp cận ma thú khu đã là tiện lợi bọn họ, lại đồng dạng có uy hiếp những cái đó ma thú ý tứ. Vừa ly khai lâu đài không lâu, Tô Lạc phải tới rồi dự kiến chung đãi ngộ. Vị kia kêu từ từ cô nương thực khinh thường mà chừng mắt nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái, lại liếc mắt một cái. Còn cố ý ở gặp thoáng qua thời điểm, dùng bả vai hung hăng mà đụng phải Tô Lạc một chút. Sau đó ném xuống một bộ sú mặt, phẳng phất Tô Lạc thiếu nàng trăm ngàn vạn tích phân dường như. Đối mặt nàng vô cớ gây rối, Tô Lạc ánh mắt lóe lóe, lại không cùng nàng chấp nhạt nàng đã không phải cô nương đấu võ mồm tuổi tác. Nhưng là vị này từ từ cô nương thấy Tô Lạc đối nàng khiêu khích xa cách kia mặt tức khắc kéo rất dài, lại đặng 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 mà đi trở về đến Tô Lạc trước mặt, hung tợn mà trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc lạnh lùng mà cùng nàng gặp thoáng qua, lại bị nàng tiến thêm một bước ngăn trở. Tô Lạc bất đắc dĩ, thở dài, có gì phải làm sao? Người rốt cuộc là ai? Từ từ khoanh tay trước ngực, vênh váo tự đắc mà hừ lạnh. Cùng ngươi không quan hệ. Tô Lạc trả lời lời ít mà ý nhiều. Như thế nào sẽ không có quan hệ? người hiện tại trụ đến lạc sư huynh trang viên lạc sư huynh cùng ngươi trụ như vậy gần ngươi nếu là ám sát hắn làm sao bây giờ cho nên vì lạc sư huynh an toàn ngươi cần thiết rõ ràng ngươi rốt cuộc là ai lý mạn mạn nhất thời nghẹn lời sau linh cơ vừa động suy nghĩ một cái lý do la thành điền mãng hứa ẩn toàn bộ ngẩng đầu vọng còn ám sát lạc sư huynh đâu này lý do cũng thật đủ sứt xẹo tô lạc đạm đạm cười ngươi quản quá rộng lạc sư huynh chỉ mệnh lệnh các ngươi bồi ta đi một chuyến ma thú khu mà không phải cho các ngươi đối chúng ta khẩu điều tra lý mạn mạn tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân kỳ thật ngươi không ta cũng biết ngươi là ai ngươi bất quá là trung du sơn lại đây một cái khảo hạch giả liền chúng ta thượng du sơn cuối cùng một người đều không phải đâu ngươi đắc ý cái gì còn không phải là dựa vào ngươi gương mặt này mới làm lạc sư huynh đối với ngươi nhìn với con mắt khác sao chừng mắt tô lạc kia trương tuyệt mỹ vô song dung nhan lý mạn mạn ghen ghét mà toàn thân bốc hỏa gương mặt này thật làm nàng có một loại tự biết xấu hổ đến tự sát xúc động ai ngờ tô lạc nghiêng đầu nghĩ nghĩ sau không lấy làm hổ thẹn phản cho rằng vinh đúng vậy ta còn có gương mặt này đâu ngươi liền mặt đều không có khó trách lạc sư huynh đều không quen biết ngươi lý mạn mạn tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân ngươi 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 muốn rõ ràng hiện tại là chúng ta ở giúp ngươi ngươi chính là dùng loại thái độ này cầu người hỗ trợ sao Tô Lạc nhún vai, buông tay, thực quang côn mặt thỉnh các ngươi giúp ta vội chính là Lạc sư huynh, cho nên trình tự hẳn là ta thiếu Lạc sư huynh nhân tình, Lạc sư huynh thiếu các ngươi nhân tình. Muốn hảo thái độ, hỏi Lạc sư huynh muốn đi a. À? Ngươi liền ỷ vào Lạc sư huynh đối với ngươi hảo. Lý Mạn Mạn tức giận mắng, đúng vậy, Lạc sư huynh là đối ta khá tốt. Tô Lạc biết nghe lời phải, Lý Mạn Mạn khí tuyệt làm đội trưởng La Thanh thấy này hai cô nương ẩm ý, vội ra tới hòa giải ai đều là người một nhà ngẩng đầu không thấy cúi đầu thấy xảo cái gì đừng xảo đều đừng xảo a à. lý mạn mạn ướt át hốc mắt cùng đội trưởng cáo trạng mắt to sư huynh nàng khi dễ ta mắt to sư huynh đốn rác đau đầu cãi nhau xảo bất quá nhân ra liền khi dễ ngươi kia có thể khi dễ ngươi người nhiều đi nhưng là ngày thường toàn bộ trong đội cũng liền như vậy một cái hiếm lạ sư muội các sư huynh đều là sủng nuông chiều cho nên mắt to đội trưởng liền xoa xoa nàng đầu được rồi được rồi người tuổi đều tô cô nương lớn chút nhiều đảm đương chút lại có thể thế nào Thật thật tính lên, tuổi đại cũng không ngừng gấp đôi nga. Đương nhiên, như vậy tàn nhẫn sự, mắt to sư huynh khẳng định là sẽ không. Nhưng là gần hắn câu này, cũng đã đem lý mạn mạn cô nương cấp khí bạo. Không chỉ có Lạc sư huynh bị cướp đi, hơn nữa ngày thường nàng là nhất được sủng ái. Nhưng là vị trí này lại cũng bị Tô Lạc đoạt đi rồi, nàng tức giận đến thất khiếu bốc khói, hung hăng một phen đẩy ra mắt to sư huynh, các ngươi nam nhân đều là giống nhau nhìn đến nàng lớn lên xinh đẹp liền đều che chở nàng đương bảo bối giống nhau hống coi như ta là thảo tô lạc như vậy thật khởi ích cô nương rốt cuộc là ai dưỡng ra tới a à, ai dưỡng ra tới ai phụ trách a à. tô lạc hoành mắt to sư huynh liếc mắt một cái mắt to sư huynh vô ngữ tiếp tục vỗ vỗ sư muội đầu vai nàng là lạc sư huynh cố ý chiếu cố quá những lời này lại gây họa đó là lạc sư huynh bị che mắt hai mắt thực mau hắn liền sẽ thấy rõ ràng ai mới là chân chính đối hắn hảo Lý mạn mạn cô nương sắc mặt tức giận đến ửng đỏ, song quyền nắm chặt. Vị cô nương này phun tàu Lạc sư huynh sau, lại bắt đầu phun tào Tô Lạc, các ngươi nhìn xem. Nàng hiện tại bất quá mới thống lĩnh thất tinh thực lực. Các ngươi gặp qua thống lĩnh thất tinh tiến đỉnh ma thú khu sao? Nàng đi vào còn không phải chịu chết, đến lúc đó còn không phải chúng ta bảo hộ nàng. Thật là cái đại tay này, đại trói buộc, liền biết cho người khác thêm mạc phiền. Mắt to sư huynh xin lỗi mà nhìn Tô Lạc liếc mắt một cái, lại ôn nhu mà cùng sư muội khuyên giải, nàng tuổi còn sao, mười mấy tuổi là có thể có như bây giờ tạo nghệ, minh nàng phú thực khó lường. Giả lấy thời gian tất nhiên sẽ ở chúng ta phía trên, người như bây giờ quá mức quá nghiêm khắc. Lý mạn mạn cô nương của trách Tô Lạc vốn dĩ chính là muốn ở Tô Lạc trên người tìm một chút cảm giác về sự yêu việt cùng tồn tại cảm gia tới, nhưng là bị mắt to sư huynh như vậy một giải thích. Nàng không chỉ có cảm giác về sự yêu việt không có, ngược lại còn bị Tô Lạc bị mãnh liệt so không bằng nàng, không, phục. Chương 2176 Tiểu sư muội 2 Lý mạn mạn không phục, hoành tô lạc liếc mắt một cái. Ngạo khí hừng hực mà so ngón tay, mới thì thế nào? Có bao nhiêu mới đều ở phía trước tiến trên đường ngã xuống. Liền ấn nàng hiện tại thực lực tính, mắt to sư huynh ngươi, mang theo như vậy nàng đi vào ma thú khu, có thể không thành cho chúng ta trói buộc kéo chúng ta chân sau sao? Ngươi, ngươi à, Mắt to sư huynh tỏ vẻ thực bất đắc dĩ, chiều tô lạc xin lỗi cười. Tô lạc lãnh mắt hơi trầm xuống, hoành lý mạn mạn liếc mắt một cái, lại không có vì chính mình biện giải. Nàng tuy rằng mặt ngoài chỉ có thống lĩnh thất tinh, nhưng là hơn nữa nàng át chủ bài, ngay cả vệ đại tỷ cũng không tất là nàng đối thủ, huống chi là nơi này vài người. Nhưng là tô lạc khinh thường biện giải, bởi vì khẩu không có bằng chứng sao, dù sao hiện tại là tiến ma thú khu, nàng về sau biểu hiện cơ hội có sự, đến không vội với này nhất thời hiện tại tô lạc đã không phải người khác một liền bạo tuổi tác nàng đã học được cái gì kêu vững vàng lý mạn mạn thấy tô lạc làm lơ nàng thật mạnh hừ một tiếng chỉ vào điền mãng điền sư huynh người nàng có phải hay không lỗ mãng nàng còn cùng vô ưu sư tỷ đánh đố đâu còn muốn cùng vô ưu sư tỷ đánh cuộc sinh tử chiến các ngươi nhìn xem nàng thế nhưng còn muốn đánh bại vô ưu sư tỷ đâu điền mãng cũng nhíu mày nhìn tô lạc liếc mắt một cái cho bốn chữ đánh giá không biết tự lượng sức mình Lý Mạn Mạn tức khắc cao hứng, lại nhảy tiếp theo, chính là sao? Nàng chính mình đã chết không quan hệ, nhất đáng giận chính là nàng thế nhưng lấy Lạc sư huynh đương tiền đặt cược. Nếu nàng thua chết không đủ tích nhưng là Lạc sư huynh liền phải bại bởi vô ưu sư tỷ. Quay lại, Lý Mạn Mạn nhất khí tô Lạc chính là điểm này. Nàng vẫn luôn luyến mộ Lạc sư huynh, đem Lạc sư huynh đương nam thần giống nhau kính ngưỡng, sùng bái nhưng là chỉ cần tưởng tượng đến lạc sư huynh liền phải bị bắt trở thành vô ưu tiên tử nhập mạc chi tân lý mạn mạn liền hận không thể bạo lên đấm tô lạc một đốn nhắc tới chuyện này tô lạc không thể không giải thích một câu ta sẽ không thua người sẽ không thua lý mạn mạn chỉ vào tô lạc ha ha cười lạnh hai tiếng ngươi sẽ không thua chẳng lẽ vô ưu tiên tử sẽ thua người nhìn xem chính ngươi người mới thống lĩnh thất tinh thất tinh Tô lạc không chút để ý mà quét nổi trận lôi đình lý mạn mạn đồng hài chậm gì gì mà hoạt động ngón tay khớp xương liền tính ta là thống lĩnh thất tinh người cũng không phải ta này thống lĩnh thất tinh đối thủ a à ha ha lý mạn mạn ngưỡng cười dài nàng cảm thấy chính mình gặp được kẻ điên theo sau nàng căm tức nhìn tô lạc ngươi cái này kẻ điên ngu ngốc nếu là ngươi thật đem lạc sư huynh thua ta khẳng định tìm ngươi liều mạng tô lạc nhún vai buông tay nàng có thể ở một tháng trong vòng từ thống lĩnh một tinh tấn chức đến thất tinh, vì cái gì không thể ở một năm nội lại tấn chức năm sao? Bất khóa loại sự tình này giải thích lên thực vô lực, vô lực lười đến biện giải thôi. Mắt to sư huynh lại ra tới hòa giải, hảo hảo, đừng xảo, phía trước liền sắp đến ma thú khu, đều thiếu một câu, làm tốt chiến đấu chuẩn bị. Mắt to sư huynh hiện tại đối như thế nào đối đãi tô lạc vấn đề thượng thật đúng là cảm thấy khó giải quyết, cái này thống lĩnh thất tinh, hơn nữa vẫn là lạc sư huynh trân trọng công đạo phải bảo vệ người, làm nàng sông lên đi chiến đấu tuyệt đối là không hiện thực. Chỉ sợ nơi này ma thú phóng cái rắm đều có thể đem nàng cấp sốc phi lạc. Cho nên, mắt to sư huynh quyết định đem tô lạc cấp cung lên, bảo vệ lại tới quang nhìn liền hảo. Vì thế dọc theo đường đi, mắt to sư huynh vừa đi vừa cấp tô lạc giảng giải ma thú khu tình huống, nơi này ma thú khu phi thường rộng lớn, chiếm toàn bộ đại lục một nửa, có thể dùng vô biên vô hạn tới hình dung, chỉ có chúng ta long bảng trước 100 danh mới có tư cách vào tới. Xếp hạng long bảng phía trước người có thể thâm nhập nhưng là bởi vì chúng ta mấy cái đều thuộc về phía cuối, thực lực không cường, cho nên chỉ có thể ở bên ngoài vòng vòng. Bất khóa cũng may rắn giết mãng độc thảo liền ở phía đông bên ngoài, không cần quá thâm nhập. Nhưng cho dù là ở bên ngoài, này đó ma thú đối với ngươi tới cũng là thực khủng bố tồn tại, cho nên ngươi muốn theo sát chúng ta, ngàn vạn không cần đi lạc. Tô Lạc không tỏ ý kiến gật gật đầu. Điền mãng vỗ vỗ Tô Lạc bả vai, đừng sợ, nếu Lạc sư huynh công đạo phải bảo vệ ngươi, chúng ta liền tính lại không muốn, cũng sẽ không ném xuống ngươi mặc kệ. Tô Lạc. Lý mạn mạn cười lạnh mấy tiếng, bảo hộ nàng làm gì? Làm nàng bị ma thú ăn luôn càng tốt, nhìn liền chán ghét, Tô Lạc. Mắt to sư huynh thực bất đắc dĩ mà chừng mắt nhìn Lý Mạn Mạn liếc mắt một cái, như thế nào lời nói ngươi? Nếu là thật đánh mất, một năm sau ai cùng vô ưu tiên tử tỷ thí? Đừng một năm sau, liền ta sau khi trở về, lạc sư huynh một giây phải thu thập tay nải đi vô yêu các. Lý mạn mạn vẻ mặt bị kinh hách trụ sợ hãi chi xác Nàng quay đầu căm tức nhìn tô lạc ngón tay run rẩy mà chỉ vào tô lạc. Dùng cái loại này tức giận đến không ra lời nói tới còn toàn thân run dày hình tượng xuất hiện ở tô lạc trước mặt. Ngươi, ngươi, ta lý mạn mạn hít sâu, lại thâm hơi thở, mới không có đương trường xông lên đi đánh bạo tô lạc đầu nàng hảo nửa mới làm chính mình bình tĩnh trở lại, hung tợn mà chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái, lại vẫn là không thể không đi đến tô lạc phía sau đi, gặp thoáng qua thời điểm. Nàng nổi giận đùng đùng mà ném xuống một câu, ngươi nhưng ngàn vạn đừng đã chết. Nàng lạc sư huynh trong sạch nhưng tất cả đều treo ở này nha đầu thúi trên người đâu. Thật muốn tưởng đều phát sầu a à, lý mạn mạn muốn khóc đều khóc không được. Trong lúc nhất thời, mọi người đều dùng một loại thực cổ quái ánh mắt nhìn tô lạc loại này ánh mắt tô lạc rất quen thuộc nhưng còn không phải là xem quý hiếm gấu trúc biểu tình sao. Hơn nữa này bốn người, chung quanh bốn cái phương vị đem nàng làm thành vòng bảo vệ lại tới. Sợ nàng một không tâm đã bị ma thú ngậm đi ăn luôn giống nhau, tâm rực rực mà che chở. Tô lạc cái chán gân xanh trừ trừ, sở hữu nói sở hữu cảm xúc cuối cùng vẫn là hóa thành một đạo từ từ thở dài, ai. Ma thú khu thực mau liền đến, quả thực như mắt to đội trưởng lời nói. Nơi này địa vực mở mang, thị lực có thể đạt được, vô biên vô hạn cổ mộc thương, cỏ cây xanh um, sinh cơ bừng bừng, phi thường tươi tốt. Nơi này là ma thú đường, nhân loại rừng bước địa phương. Mắt to sư huynh trầm thấp thanh âm phân phó. Chúng ta lần này lấy tìm thảo dược là chủ, săn thú ma thú vì phụ. Mắt to sư huynh nhìn tô lạc liếc mắt một cái, trong thanh âm mang theo một tia thở dài, tận lực không cần kinh động ma thú, nếu là gặp được nguy hiểm, chúng ta còn không có cái gì, chính là tô lạc ai. Cho nên có thể không động thủ liền tận lực không nên động thủ. Lý Mạn Mạn đã lười đến cùng Tô Lạc lời nói, bởi vì đã khí chết lặng vô lực mà, đã biết đã biết. Tay nải sao, nói cách khác chúng ta còn có thể đủ kiếm rất nhiều tích phân. Tô Lạc buông tay, các ngươi muốn đánh ma thú liền đánh ma thú A, không cần lo cho ta A, nàng hiện tại chính là nghèo rớt trạng thái. Thực hy vọng có thể thông qua săn thú phương thức gia tăng tích phân. Lý Mạn Mạn cười lạnh, ha ha, một cái thống lĩnh thất tinh còn muốn giết ma thú. Nơi này liền tính một con ma thỏ đều có thể nghiền chết ngươi nàng trên mặt cực có trào phúng, thực hiển nhiên đem tô lạc nói coi như đánh giám. chương 2177 tiểu sư muội 3 Mau xem, phong ảnh ma lang, điền mãng la lên một tiếng. Phong ảnh ma lang am hiểu tốc độ thực lực cũng không tồi nhưng là đối với tô lạc tới bất quá là đồ ăn một đĩa. Vì thế tô lạc liền tưởng đi lên, nhưng là nàng còn không có động bỗng nhiên nghe được một trận quát lớn. Đứng lại, người đừng nhúc nhích, còn lại bốn người hướng về phía tô lạc chăm miệng một lời mà kêu. Tô lạc tức khắc dừng lại bước chân, vô ngữ mà nhìn bốn cái như lâm đại địch đồng bạn. Lý Mạn Mạn trực tiếp không khách khí mà khiển trách uy: người cái này tay nải thiếu cho chúng ta gây chuyện được chưa? người đi lên muốn làm sao? còn muốn chúng ta dùng nhiều phí thời gian cùng sức lực cứu người sao? Lý Mạn Mạn hoành tô lạc liếc mắt một cái, gặp thoáng qua thời điểm còn thực không khách khí mà đụng phải tô lạc bả vai một chút, sau đó giơ lãnh kiếm phi giống nhau hướng tới phong ảnh ma lang giết qua đi. Tô lạc thực khoan dung rộng lượng mà sờ sờ cái mũi mắt to sư huynh sợ tô lạc trong lòng có khúc mắc vì thế vỗ vỗ tô lạc đầu vai từ từ nghĩ sao nói vậy kỳ thật trong lòng không có ác ý ngươi đừng trách nàng tô lạc cười cười dù sao là dùng một lần nhiệm vụ đợi sau khi trở về đại gia ai cũng không quen biết ai quái cái gì điền mãng còn tăng thêm một câu kỳ thật sư muội cũng không sai người lần trước chính là thêm phiền vẫn là đứng đừng nhúc nhích hảo đội trưởng nàng giao cho ngươi nhưng xem trọng ném xuống những lời này, điền mãng phi giống nhau dơ nĩa sông lên đi cùng Lý Mạn Mạn sóng vai chiến đấu phong ảnh ma lang. Mà đứng ở tại chỗ mắt to đội trưởng cùng hứa ẩn hai người. Một tả một hữu đem tô lạc hộ ở bên trong. Tô lạc sờ sờ cái mũi, yên lặng cười khổ lắc đầu. Có điền mãng gia nhập phong ảnh ma lang hai mặt thụ địch không kiên trì bao lâu đã bị Lý Mạn Mạn nhất kiếm đâm vào cột theo sau ẩm ẩm ngã xuống đất. Lý Mạn Mạn ngoái đầu nhìn lại, đắc ý mà ngó tô lạc liếc mắt một cái thị uy tính mà cao cao nâng cầm lên. Tô Lạc cười khổ, thánh chủ một tinh thực lực đối thượng phong ảnh ma lang, cho dù là một người cũng có thể thực mau liền kết thúc chiến đấu. Nhưng là cô nương này ở sự kiếm thời điểm độ chính xác cùng bước chân hơi thao tác phương diện đều có chút khiếm khuyết cho nên mới sẽ kéo lâu như vậy. Bất quá xem lý mạn mạn kia đắc ý dương dương giống như khổng tước xòe đuôi dường như bộ dáng, tô lạc cũng liền không có vạch trần, tùy nàng đắc ý đi. Lý Mạn Mạn lúc này đã chạy đến mắt to đội trưởng nơi đó, lôi kéo ống tay áo của hắn, làm nũng mà đắc ý mà, mắt to sư huynh, mắt to sư huynh, mau lấy ngân bài ra tới. Phong ảnh ma lang nguyên thủy tích phân nhưng có một nghìn đâu. Ngân bài, tô lạc quét Lý Mạn Mạn liếc mắt một cái. Lý Mạn Mạn ngạo kiều mà chọn cầm, ngân bài làm sao vậy? Sở hữu thí sinh, 50 danh lúc sau toàn bộ đều là ngân bài. Hơn nữa người nhưng khinh thường ngân bài, đây chính là phiên gấp hai đâu. Nga, tô lạc gật đầu xem ra trừ lân tầng huy chương đồng ngoại. Ngân bài sử dụng phạm vi cũng thực quảng, long bảng 50 danh lúc sau mọi người, toàn bộ, đều dùng ngân bài. Cũng đúng, nếu là kim bài dễ dàng như vậy được đến, một đám nhanh chóng phiên bội đi lên. Kia tích phân nhưng không phải lạm phát sao? Tô lạc như thế nghĩ. Bất quá đương nàng thấy lý mạn mạn chuẩn bị lấy kia cái ngân bài đi thu thập tích phân khi. Nàng trong đầu bỗng nhiên linh quang chợt lóe tự cấp linh sủng nhóm mua đồ ăn lúc sau, hiện tại nàng chính là nghèo rất giai đoạn A, nơi này ma thú tích phân đều không ít. Có lẽ có nhưng thao tác địa phương. Vì thế, tô là gọi lại lý mạn mạn, từ từ. Làm gì, lý mạn mạn thực không kiên nhẫn mà chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái. Người trong tay chính là ngân bài, chỉ có thể phiên gấp hai tích phân. Tô lạc cũng không rong dài, đi thẳng vào vấn đề liền, nhưng là ta có toàn bài, có thể phiên bội năm lần Nga. Ai ngờ, nghe xong Tô Lạc nói, Lý Mạn Mạn đầu tiên là sửng sốt tiện đà đôi tay chống nạnh ha ha cuồng tiếu lên, cười đến nước mắt đều lăn ra đây. Không ngừng Lý Mạn Mạn, ngay cả mắt to sư huynh, điền mãng, còn có nhất không tồn tại cảm hứa ẩn, này ba người thế nhưng khóe miệng cũng mang theo ý cười. Phảng phất đây là một cái thực buồn cười chê cười. Tô Lạc khóe miệng hơi trù, các ngươi đang cười cái gì? Ta chính là thật sự a, à, so thật kim thật đúng là hảo sao? Ha ha ha, Lý Mạn Mạn cười đến mau khóc ra tới, toàn bài. Toàn bài, người biết toàn bài có bao nhiêu khó được sao? Ngay cả là 10 đại trưởng lão đại bộ phận đều còn chỉ dùng ngọc bài. Người thế nhưng có toàn bài. Tô Lạc lấy ra toàn bài ở Lý Mạn Mạn trước mặt quơ quơ. Ai ngờ, Lý Mạn Mạn thực không khách khí mà cười lạnh, đừng lung lay, giả chính là giả, còn tưởng mông chúng ta đâu. Khoảng thời gian trước trên thị trường xuất hiện rất nhiều tạo ra toàn bài. Tam trưởng lão đã xuất hiện làm sáng tỏ, sở hữu toàn bài đều là giả, căn bản không tồn tại. Lại là tam trưởng lão, nàng bực này vì thế mặt sát tô lạc đặc thù thân phận. Bất quá tô lạc lúc này lại rất bình tĩnh, không bực cũng không giận mà là đạm đạm cười. Này chỉ phong ảnh ma lang nguyên thạch tích phân là 1.000, ngân bài là 2.000. Đương nhiên, Lý Mạn Mạn tiếp lời. Tô lạc khóe miệng hơi hơi gợi lên, ở phong ảnh ma lang thi thể trước mặt ngồi xổm xuống, toàn bài ở nó chán thượng chợt lóe mà qua. Thật giống như quét mã kêu A dường như, tích một tiếng vang nhỏ tích phân đã vào tô lạc toàn bài. Uy, người đây là đang làm gì? phong ảnh ma lang là ta giết tích phân là toàn bộ đoàn đội ngươi cư nhiên minh đoạt lý mạn mạn tức giận đến thiếu chút nữa dậm chân mắt to sư huynh mấy cái cũng thần sắc bất thiện chừng mắt tô lạc dưới tình huống như vậy tô lạc tươi cười vẫn là nhẹ nhàng bâng quơ nàng đi đến mắt to sư huynh trước mặt đối với kia chỉ ngân bài đảo qua lung lay một chút hai nghìn tích phân đã chuyển lại đi qua tô lạc gợi lên khóe môi kiểm tra một chút nhìn xem tích phân có hay không thiếu lý mạn mạn chạy nhanh đem ngân bài đoạt lấy tới quả nhiên thấy bên trong gia tăng rồi 2.000 tích phân. Mắt to sư huynh này chỉ ngân bài, là toàn bộ đoàn đội tài khoản, vì công bằng khởi kiến, ở ma thú khu đều là tập trung dùng cái này ngân bài. Chờ trở lại cư trú khu sau mới có thể đem tích phân phân phối đi xuống. Người lý mạn mạn hồ nghi mà nhìn chằm chằm tô lạc trong tay toàn bài, nhíu mày, người rốt cuộc đang làm cái gì? Đều ta đây là toàn bài sao, 5 lần tích phân Nga, cho các ngươi 2.000 tích phân, ta còn có thể kiếm 3.000 đâu. Tô lạc quơ quơ toàn bài sau đó đem nó thu vào ống tay áo trịnh các đồng bọn hai mặt nhìn nhau chẳng lẽ đây là thật sự? Giả, khẳng định là giả, Lý Mạn Mạn cái thứ nhất cầm phản đối ý kiến, hơn nữa thực mau liền vì chính mình quan điểm tìm được lý luận duy trì, nghe. Những cái đó giả toàn bài có chút là huy chương đồng cải tạo, có chút là ngân bài cải tạo. Đến nỗi kim bài kia chỉ thuộc về long bảng trước 50 danh, người thường căn bản tiếp xúc không đến này một tầng thứ, cho nên không có nhân tạo giả. Chính là, nàng đồ cái gì nha, Điền Mãng tưởng không rõ, nếu là huy chương đồng kia nhưng không phải phùng má giả làm người mập chết sĩ diện khổ thân. Nếu là ngân bài, chẳng phải là cởi quần đánh giấm làm điều thừa sao? Bốn người làm thành một vòng tròn, lầm nhầm lầm nhầm, thương lượng tới thương lượng đi, cũng không thương lượng cái nguyên cớ ra tới. chương 2178 Tiểu Sư muội 4 Bất quá kia tích phân xác xác thật thật là còn đến ngân bài thượng. Cho nên ở mắt to sư huynh đề nghị hạ, bọn họ vẫn là quyết định cấp tô lạc hành cái này phương tiện. Tô Lạc nghe thấy cái này thương nghị kết quả tức khắc nhà thoải mái. Này thật đúng là đưa than ngày tiết A, người tốt nột. Nàng hiện tại nhưng nghèo rất, xa xa ở vào ấm no tiến dưới A, nhìn lóe sáng tản bài. Bên trong cũng chỉ có vừa mới đền bù ngạch 3.000 tích phân đâu. Bất quá thực hảo, chờ hạ là có thể kiếm rất nhiều. Đáng thương lạc phân đội, căn bản không biết bọn họ cực cực khổ khổ đánh ma thú, nhưng đầu to đều bị tô lạc lấy mất. Hơn nữa tô lạc này sống làm tốt nhất một chút chính là, nàng không tổn hại người nhưng nàng lợi kỳ a à. tuy rằng bọn họ không tin nhưng không tin càng tốt a à, như vậy tô lạc này tích phân lấy liền càng thêm không hề áp lực sao tô lạc đi theo này chỉ lạc phân đội hỗn tích phân hơn nữa nàng còn hỗn đặc biệt thoải mái đương nhiên lý mạn mạn những cái đó díu rít nói nàng đều cấp tự động lọc hoàn toàn ảnh hưởng không đến nàng theo thời gian quá khứ các nàng dần dần mà thâm nhập lúc này xuất hiện ma thú đã không phải phong ảnh ma lang cái loại này ma thú bỗng nhiên mắt to sư huynh bước chân một đốn hắn sắc mặt đông lạnh trầm thấp thanh âm nói toàn thể đề phòng này liền biểu thị có nguy hiểm tiến đến vì thế chỉnh chi đội ngũ bao gồm tô lạc ở bên trong tất cả đều theo sát đề phòng lên lý mạn mạn hoành tô lạc liếc mắt một cái ở trong lòng phun tàu nàng đề phòng cái con khỉ dọc theo đường đi liền nàng nhất thay nhàn đúng lúc này phía trước tầm mắt trong phạm vi thực mau liền xuất hiện năm con quỷ diện yêu báo sát cư nhiên là quỷ diện yêu báo rất khó đối phó a à, đặc biệt là kia chỉ dẫn đầu thế nào cũng phải mắt to sư huynh tự mình thượng không thể. Điền mãng đấm xuống đất mặt. Phía trước đều là phân ra hai người chiến đấu, mặt khác hai người lưu lại bảo hộ tô lạc. Hiện tại năm con quỷ diện yêu báo, này cần thiết đến toàn thể xuất động A. À? Hơn nữa toàn thể xuất động cũng mới bốn người, còn có một con quỷ diện yêu báo không ai đối phó đâu. Tô lạc ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước quỷ diện yêu báo, nóng lòng muốn thử, có thể giao cho ta một con trong lúc nhất thời toàn thể ánh mắt đều tập trung đến tô lạc trên người lý mạn mạn cười lạnh mấy tiếng điền mãng vội vàng lắc đầu hứa ẩn nhíu nhíu mày đại sư huynh lại là dứt khoát xua tay không được ngươi không thể thượng vì cái gì tô lạc cũng rất muốn có cái biểu hiện cơ hội tới thoát khỏi chính mình phế xài xưng hô a bởi vì ngươi là cái thống lĩnh thất tinh bái không biết lượng sức lý mạn mạn chiều tô lạc hừ một tiếng tô lạc biết dùng cái gì phương pháp đối phó lý mạn mạn đối hữu hiệu vì thế nàng đạm đạm cười kia muốn hay không ta hiện tại vọt tới quỷ diện yêu báo đôi đi Lý Mạn Mạn nắm tay, sắc mặt dữ tợn, người muốn chết đừng liên lụy Lạc sư huynh. Lời còn chưa dứt, Lý Mạn Mạn đã đem Tô Lạc chặn ngang bế lên, một tay đem Tô Lạc nhét vào một gốc cây xanh ngắt ướt át cành lá tốt tươi ngàn năm cổ thụ trà cây. Đem Tô Lạc như tay nải giống nhau hướng kia góc một tắc, Lý Mạn Mạn lạnh giọng cảnh cáo, nhớ kỹ, người liền cho ta hảo hảo ở chỗ này ngốc, không được tham đầu tham não đối tượng tô lạc trong suốt như nước hắc bạch phân minh mắt to lý mạn mạn phẫn nộ trung mang theo cực kỳ bất đắc dĩ nàng không biết từ nơi nào lấy ra một phen xào thơm nồng hạt thông toàn tắc tô lạc trong tay giọng căm hận cảnh cáo cho ta hảo hảo ăn không cho phép ra thanh sau đó lý mạn mạn xoay người mà xuống phi giống nhau chiều quỷ diện yêu báo phóng đi tô lạc nhìn trong tay một phủng đen nhánh hạt thông trong lòng hiện lên một mặt mạc danh xúc động kỳ thật lý mạn mạn người này cũng không như vậy kém sao Tô Lạc một bên chậm gì gì mà khái hạt thông, tới lui hai chân, một bên hảo tâm tình mà nhìn phía dưới chiến đấu. Cũng không biết Lạc Sư Huynh là như thế nào trở thành này chỉ phân đội đội trưởng. Xem thực lực của bọn họ cùng Lạc Sư Huynh kém hảo xa đâu. Tô Lạc một bên ăn, một bên phun tàu, một bên tưởng, tuy rằng nàng mới thống lĩnh thất tinh, nhưng là nếu dùng tới nàng át chủ bài, nàng một người có thể làm phiên toàn bộ đội ngũ Nga. Mắt to sư huynh tống cổ ổn chung cầu thực nhưng là nhanh nhẹn cùng linh hoạt độ không đủ nếu là hắn có thể quỷ dị hay thay đổi một chút, con quỷ kia mặt phong báo đầu lĩnh, đã sớm đã bị hắn huy đao chém xuống. Điền mãng nói, ai, thật là người cũng như tên A, kia thật là đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt, một thân cậy mạnh, chỉ lo cùng ngốc đại tỷ giống nhau xông lên đi hành hung một hồi. Lại không biết biến báo. Nhìn một cái, quỷ diện phong báo kia ra dày thịt béo, là nhân thể có thể so sánh sao? Hắn cư nhiên xông lên đi dùng đầu cùng đối phương chạm vào nhau ai ra tô lạc che lại đầu. Quả thực không đành lòng thẳng xem nếu một hai phải chiến đấu có người dùng tới kỹ xảo nói, kia nhưng chính là tồn tại cảm như không khí bạc nhược hứa ẩn. Đừng nhìn hứa ẩn ngay thường diện mạo bình phàm, cái đầu trung đẳng, hơn nữa chầm mặc ít lời, nhưng thời khắc mấu chốt, nhân ra nhưng linh hoạt đâu, nhanh nhẹn độ rất cao, nhảy nhót lung tung. Chợt trái chợt phải, con quỷ kia mặt phong báo bị hắn trêu chọc mau hỏng mất. Đến nỗi lý mạn mạn, cô nương này ai? Tô lạc thật muốn ném xuống trong tay kia phủng hạt thông đi giúp nàng đem quỷ diện phong báo cấp giải quyết nàng liền chưa thấy qua đây chính là sinh tử chiến đấu nhưng đem chiến đấu kỹ năng phóng thích như vậy xinh đẹp làm gì muốn chính là uy lực hảo sao cô nương lúc này lý mạn mạn đã thu hồi lãnh kiếm dùng tới nàng kỹ năng nàng kỹ năng là hoa anh đáo chỉ thấy nàng trước ngực ngưng tụ thành một cái quang cầu quang cầu chiều quỷ diện phong báo phóng xuất ra đi thời điểm tức khắc quang cầu giống như tạc nứt mà khai giống nhau điểm điểm hoa anh đào sái hướng quỷ diện phong báo hoa anh đào giống như sáu rác bông tiết bay là tả mà xái lạc hoa dụng rực rỡ, mộng ảo mà duy mỹ, đẹp cực kỳ. Nhưng là ni ma lực sát thương đâu. Dùng như vậy nhiều linh lực mới ngưng tụ ra tới nhiều như vậy hoa anh đào cánh. Nhưng là lại từng mảnh tự quỷ diện phong báo thân hình gian xoay tròn mà qua. Đúng là quỷ diện phong báo trên người tạo thành thương tổn, nhưng là thương tổn giá trị dùng tô lạc nói tới, kia miệng vết thương quả thực so lỗ kim còn tô lạc thiếu chút nữa ói mửa huyết. Lạc sư huynh từ đâu ra tìm tới này chỉ đội ngũ A này nhóm người thật sự có thể bảo hộ nàng đi thu thập đến rắn rết mãng độc thảo sao tô lạc càng xem càng thương tâm vì thế nàng nhịn không được mở miệng chỉ điểm lý mạn mạn uy người liền không thể đem này đó hoa anh đào cánh ngưng tụ thành lưỡi dao sao như vậy lực sát thương mới rất tốt sao nhưng là tô lạc hào tâm lại không có được đến hảo báo như vậy nhiều hạt thông đều tắc không được ngươi miệng câm miệng lý mạn mạn thở phì phì mà hướng về phía tô lạc hạt ồn ào nàng bên này đều vội đã chết cái kia đáng giận thống lĩnh thế nhưng còn cho nàng thêm phiền. Vì thế, không có áp dụng tô lạc ý kiến lý mạn mạn, thực mau đã bị quỷ diện phong báo truy mãn chàng chạy trốn, nhưng ngả lào đảo hảo không chật vật. Tô lạc thành thơi thành thơi mà khái hạt thông, cười tủm tỉm mà nhìn trong sân chiến đấu. Bốn người, liền thuộc lý mạn mạn ứng phó qua cố hết sức. Nếu đơn đả độc đấu nói, nàng khẳng định liền thua. Tô lạc nhìn đến lý mạn mạn bị quỷ diện phong báo đuổi giết mau té dưới vực sâu đi. Không khỏi mà thở dài chương 2179 tiểu sư muội năm Đúng lúc này, chỉ thấy từng mảnh tế, lại hoa anh đào tạo thành lưỡi dao chiều quỷ diện phong báo nghênh diện ném tới. Đối, chính là ném tới. Giống tạp cục đá giống nhau tạp qua đi. Là thiết cát, không phải tạp A à cô nương tô lạc che mặt. Cũng không biết có phải hay không quỷ diện phong báo vận khí không tốt, lưỡi dao xoay tròn, thế nhưng đâm vào nó cái mũi, máu tươi tức khắc cuồng phun mà ra. Lý mạn mạn trong lòng mừng như điên, lại hướng về phía tô lạc ồn ào, ta biết thiết muốn ngươi xen vào việc người khác. Tô Lạc lại xen vào việc người khác một câu, nó nhược điểm tại hạ cấp nơi khác ra dày thịt béo, rất khó đâm vào đi. Lý Mạn Mạn vốn dĩ rất muốn hồi nàng một câu, bổn cô nương cố tình không đi thứ nó cầm. Nhưng là bạo nộ quỷ diện phong báu, lúc này đã bốn con cao cao bay vọt trong dây lát chiều Lý Mạn Mạn mãnh nhào qua đi. Nó bốn con cự đề khổng võ hữu lực nếu là bị dẫm chung. Lý Mạn Mạn thực mau liền sẽ hóa thân vì một bãi bùn lầy dưới tình thế cấp bách lý mạn mạn đem hoa anh đào cánh ngưng tụ thành 3 mét trường thương một phen chiều quỷ diện phong báo cầm đâm tới phụt một tiếng vang nhỏ quỷ diện phong báo cầm thế nhưng bị trường thương hung hăng đâm thủng hơn nữa trường thương đem nó toàn bộ cầm bao gồm thân hình đều cao cao nâng lên giống như một cái đòn bẩy giống nhau chống đỡ ở kia bạch 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 tô lạc vỗ tay lý mạn mạn khẽ hừ một tiếng nhẹ buông tay quỷ diện phong báo ẩm ẩm ngã xuống đất đem mặt đất tạp thành một cái hố to tính ngươi mông đúng rồi Lý mạn mạn đối tô lạc thái độ tuy rằng vẫn là không tốt, nhưng là so với phía trước động bất động liền nổi trận lôi đình đã hảo quá nhiều. Cũng không phải là mông nga, là ta nhìn ra tới. Tô lạc cười hì hì. Ai tin, lý mạn mạn trắng tô lạc liếc mắt một cái. Tô lạc nhún vai tỏ vẻ bất đắc dĩ, sau đó trình tự thực lưu sướng trên mặt đất đi, trước đem quỷ diện yêu báo cấp soát một chút tích phân, thực hảo. Tích phân, cũng chính là, này chỉ quỷ diện yêu báo nguyên thủy tích phân là bốn nghìn tổng cộng 5 con quỷ diện yêu báo, Tô Lạc toàn bài thượng nháy mắt nhiều ra năm vạn tích phân tới, mỹ nàng khóe mắt cong cong, vui sướng cực kỳ. Bất quá nơi này vẫn là muốn chi trả tích phân cấp hoa đến mắt to sư huynh trưởng thượng. Bất quá là một bữa cơm công phu, khái hạt thông nhàn nhã xem diễn, liền có tích phân tự động đưa tới cửa tới, nhân sinh đẹp nhất cũng bất quá như thế đi. Tô Lạc vui dạo dực mà nghĩ. Lý Mạn Mạn hồ nghi mà nhìn đi đường đều lòng bàn chân sinh phong tốc độ, lôi kéo Điền Mãng đi đến một bên, ngươi xem nàng cao hứng như vậy, chẳng lẽ nàng cái kia thật là toàn bài? Điền Mãng gãi đầu phát nhíu nhíu mày. Lý Mạn Mạn lại tự mình phủ định, không có khả năng. Nàng bất quá là thống lĩnh thất tinh, thành chủ đại nhân mắt bị mù sao? Sẽ đối nàng xem với con mắt khác. Thành thật Điền Mãng lời nói thật thật, Lạc sư huynh không cũng cùng đối nàng xem với con mắt khác sao? Chẳng lẽ Lạc sư huynh cũng mắt bị mù? Lý Mạn Mạn tức giận đến hung hăng chụp Điền Mãng đầu. Thật là cái hay không nói, nói cái dở a. À. Điền Mãng lão đại không vui, xoa cái ót, nghe răng trợn mắt ta xem ngươi mới mắt bị mù. Tô Lạc rõ ràng liền rất đẹp, đẹp đến không được đâu. liền bởi vì đẹp cho nên liên thành chủ đại nhân cũng Lý Mạn Mạn trên mặt ti rằng thở phì phì, nhưng là trong lòng nhiều ít đã tin một hai phân. Vì thế nàng xem Tô Lạc ánh mắt đã càng ngày càng nghi hoặc khó hiểu. Uy, Lý Mạn Mạn đi đến Tô Lạc trước mặt, ân. Tô Lạc nhàn nhạt mà cười. Người kia thật là toàn bài. Lý Mạn Mạn trên cao nhìn xuống hỏi, kia biểu tình nhìn rất cao cao tại thượng nhưng là đáy mắt tò mò lại tiết lộ nàng cấp sát. Chương 2180 Dương Mi thổ khí 1. Đúng vậy, không phải cùng ngươi sao, ngươi lại không tin. Tô Lạc nhún vai, lấy tới ta nhìn xem. Lý Mạn Mạn một tay hoàn cánh tay, mặt khác một bàn tay vươn chiều Tô Lạc thảo muốn. Tô Lạc dùng xem ngu ngốc ánh mắt nhìn Lý Mạn Mạn liếc mắt một cái, xoay người liền đi. Ui, người ngươi đứng lại. Lý mạn mạn tức muốn học máu mà gọi lại tô lạc ngươi đây là cái gì thái độ. Còn không phải là bắt ngươi toàn bài xem một cái sao, có gì đặc biệt hơn ngươi. Thành chủ đại tha toàn bài, này đã không có không dậy nổi nói, kia có cái gì là ghê gớm đâu. Tô lạc thưởng thức toàn bài, đôi mắt nửa híp, so hồ ly còn rào hoạt như vậy chân quý bảo bối. Không kêu ngươi quỳ xuống cung thỉnh liền không tối. Ngươi, lý mạn mạn thở phì phì mà chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái, say người đi rồi. Không xem còn không được sao dù sao là giả, giả. Mà kệ lý mạn mạn như thế nào thái độ. Tô lạc như cũ là một bộ không lấy vật hỉ không lấy mình bi siêu nhiên vân đạm phong khinh trạng, chỉ là này phân siêu thoát liền dẫn tới mắt to sư huynh vô số lần dơ ngón tay cái lên. Liên tiếp đi rồi tam, mắt to sư huynh cầm bản đồ xem, mày thật sâu nhăn lại. Phía trước năm cây em, sắp tiến vào U Minh Bạch Hổ, U Minh Bạch Hổ vương thực lực cường hãn không, còn lại U Minh Bạch Hổ, số lượng cũng không ít, chúng ta chỉ có 5, ách 4 người. Rất khó đối phó đội trưởng đáy mắt hiện lên một mặt lo lắng, nhưng nơi đó là đi đông vực huyền nhai nhất định phải đi qua chi lộ, cho nên chúng ta không thể không từ nơi này qua đi. Nhưng là, đại gia bước chân tận lực phóng nhẹ, có thể không kinh động chúng nó, liền tuyệt đối không cần kinh động. Lý mạn mạn chừng mắt nhìn tô lạc liếc mắt một cái, chúng ta cũng chưa quan hệ, liền nàng, thực lực kém, chạy lại chậm, không chừng liền sẽ bị u minh bạch hổ quấn lên, chạy đều chạy không được. Không chừng còn sẽ hại chúng ta toàn quân bị diệt, sớm biết rằng nói, đem nàng ném ở lâu đài hảo vì thế, đại gia liền thương nghị hảo, từ điền mãng bảo hộ tô lạc còn lại ba người tùy cơ ứng biến. Núi rừng âm u, lọt vào trong tầm mắt đen nhánh. Này phạm vi trăm dặm trong vòng, đều là u minh bạch hổ địa bàn Giống. Một đạo kinh động mà tiếng giống giận tự trong rừng lao ra, trong rừng chim bay bị kinh ra một đám lại một đám, chim bay cá nhảy toàn bộ khắp nơi tán loạn. Mắt to sư huynh sắc mặt hơi đổi, thần sắc không yên, không tốt, gặp được u minh bạch hổ đội ngũ ngày thường u minh bạch hổ đại đa số đều là một mình hành động hiện giờ như vậy thành đội tình huống là cực nhỏ đây cũng là bọn họ xui xẻo vừa vặn liền đuổi kịp chạy mau chạy 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 mắt to sư huynh la lên một tiếng theo sau dẫn theo chỉnh chi đội ngũ liền phải chạy kia như lâm đại địch bộ dáng đem toàn bộ đội ngũ không khí đều mang theo khẩn trương lên mọi người ở đây đi phía trước hướng thời điểm tôi là khóe miệng lại mang theo một mặt cười nàng thế nhưng quay người chiều u minh bạch hổ trong đội ngũ phóng đi nơi đó chính là có bảy chỉ u minh bạch hổ a mắt to sư huynh mấy cái chạy bay nhanh bất quá trong nháy mắt cũng đã chạy ra năm cây em nhưng là lúc này lý mạn mạn lại ai nha một tiếng thảm kiếm không tốt kia nhà đầu thúi bị đánh mất lý mạn mạn ngó trái ngó phải đều nhìn không tới tô lạc gấp đến độ đến không được mắt to sư huynh vừa thấy quả nhiên ba cái tha ánh mắt tất cả đều tập trung đến điền mãng trên người thứ điền mãng toàn thân không được tự nhiên hắn ủy ủy khuất khuất ta nhớ rõ ta sách kia nha đầu liền chạy a à mọi người tất cả đều chiều điền mãng tay phải nhìn lại. Giờ phút này hắn sách theo lại là tô lạc vẫn luôn bối ở sau người tay nải. Ngươi, Lý Mạn Mạn tức giận đến mau điên rồi, chỉ vào điền mãng không ra lời nói. Nàng hai lời không xoay người liền trở về chạy. Tô lạc chết không đủ tích nhưng là nàng vừa chết, lạc sư huynh liền phải bị bại bởi vô ưu tiên tử, chuyện này tuyệt đối không thể. Lý Mạn Mạn chạy bay nhanh, so với phía trước bị U Minh Bạch Hổ đuổi giết mà chạy mệnh tốc độ đều mau. Mắt to sư huynh thấy trong chớp mắt lý mạn mạn liền trở về phi, nhớ tới Lạc sư huynh dặn dò, hắn hai lời không, chỉ ném xuống một câu ta cũng sẽ đi, các ngươi tùy ý. Sau đó cũng đi theo bay trở về đi. Trở về, rất có khả năng là cái chết, hắn không thể thế các huynh đệ làm quyết định này, hắn chỉ có thể thế chính mình làm quyết định. Hứa ẩn yên lặng mà đi theo mắt to sư huynh bên người. Điền Mãng tức giận mà nhìn kia tay nải liếc mắt một cái tức giận mà đem tay nải bối ở phía sau bối, lúc sau cũng bay nhanh mà trở về chạy nhưng là đương hắn chạy tới thời điểm, lại thấy mấy người kia tất cả đều ngơ ngẩn mà đứng ở tại chỗ, vì thế, Điền Mãng thực khó hiểu mà gãi đầu, các ngươi bị xét đánh giống nhau đứng ở này làm gì? Chạm cọc đâu? Như thế nào không đi lên đánh Nga? À? Lý Mạn Mạn xoay người nhìn xem Điền Mãng, kia trong mắt khó có thể tin còn không có xoay người, sau đó nàng lại yên lặng mà quay lại đầu, tầm mắt rơi xuống Tô Lạc trên người. Tay nàng chỉ chỉ hướng Tô Lạc còn lại một câu cũng không. Lúc này, giữa sân cơ hồ thành Tô Lạc một cái tha biểu diễn chỉ thấy nàng vàng nhạt áo nhẹ ở u minh bạch Hổ chung như con bướm nhẹ nhàng bay múa tàn ảnh lấp lánh tốc độ mau kia chân thân dùng mắt thường cơ hồ bắt giữ không đến chỉ thấy nàng trong tay thừa ảnh kiếm run lên trực tiếp một cái vòng tròn lớn hình cung khuỷu tay tự thấp hướng cao xẹt qua kia chỉ hung hoành giữ tận u minh bạch Hổ thật giống như đứng ở kia chờ nàng sâu xé giường như cổ chỗ máu tươi cuồng phun mà ra mà tô lạc tựa hồ đã sớm dự đoán được máu tươi sẽ cuồng phun cho nên nàng thân hình một lùn một cái lăn lộn phóng qua này chỉ u minh bạch hổ mà chờ nàng mới vừa lăn qua đi khi này chỉ u minh bạch hổ liền ầm ầm ngã xuống đất chết không nhắm mắt tô lạc một cái thả người phiên khởi né qua đệ nhị chỉ u minh bạch hổ công kích đồng thời giữa không trung say người trong tay thừa ảnh kiếm đâm thẳng đệ tam chỉ chính ngửa đầu giống giận u minh bạch hổ thừa ảnh kiếm kiểu gì sắc bén, từ yết hầu đến trái tim, thừa ảnh kiếm trực tiếp sỏ xuyên qua này chỉ u minh bạch hổ. Đáng thương đệ tam chỉ u minh bạch hổ, nó một tiếng gào giống còn không có giống xong, lại đem danh cấp chơi xong rồi. Cùng lúc đó, Tô Lạc Kiều mảnh khảnh thân hình ở giữa không trung vừa chuyển, né qua đệ nhị chỉ U Minh Bạch Hổ công kích, sau đó lại nhằm phía đệ tứ chỉ. Thứ bậc bốn con U Minh Bạch Hổ chiều Tô Lạc công kích lại đây khi, liền ở trong phút chốc, Tô Lạc một cái thuấn di thân hình đã không thấy tăm hơi, vì thế đáng thương đệ tứ chỉ u minh bạch hổ cùng đệ nhị chỉ u minh bạch hổ anh một tiếng vang lớn hay chỉ dùng ra ăn nãi tận u minh bạch hổ đem bỉ tỷ đầu cơ hồ đều phải cấp đâm vỡ vụn liền ở chúng nó vựng vựng hồ hồ đôi mắt hiện ra nhang mũi chạm khi tô lạc sớm đã chạy như bay tới giơ tay chém xuống liên tục hai chỉ u minh bạch hổ đều bị nàng chém xuống ở thừa ảnh kiếm dưới dư lại còn có bốn con u minh bạch hổ mà lúc này tô lạc chính chiến đấu hứng khởi chỉ thấy nàng trực tiếp đi phía trước bạo hướng mà đi bốn con u minh bạch hổ cũng phẫn nộ mà chiều tô lạc bạo hướng mà đến. Liền ở gang tức khoảng cách khi tô lạc thân hình lại là biến mất tái xuất hiện khi nàng phía sau lưng cho không mặt đất ngửa người mai phục với trong đó một con u minh bạch hổ dưới thân. Dâm thừa ảnh kiếm thi triển không khai tô lạc sớm đã thay đổi nghiên hoa chỉ thủ. Nghiên hoa chỉ thủ chút xuống vẫn lạc hồng liên liệt hỏa, lúc này, hai người hợp nhất uy lực vô cùng, chỉ thấy tô lạc hướng tới kia chỉ u minh bạch hổ tự ngực chiều bụng hung hăng cắt tới chương 2181 Dương Mi Thổ Khí 2. Tức khắc ngũ tạng lục phủ xôn sao mà lăn xuống đến mặt đất mà tô lạc sớm đã một cái cá chép lăn lộn phi thân dựng lên, kỵ đến thứ sáu chỉ U Minh Bạch Hổ trên người. Tại đây chỉ U Minh Bạch Hổ còn phản ứng không kịp thời điểm. Tô lạc răng rắc một tiếng hung hăng chiều nó cổ cắt đi. Loảng soảng, U Minh Bạch Hổ cổ bị chủy thủ kén một vòng, sau đó loảng soảng một tiếng rơi xuống mặt đất máu tươi bão táp mà ra dư lại hai chỉ u minh bạch hổ, lúc này chúng nó bốn con đang ở kịch liệt run dày, sau đó, chúng nó xoay người liền hướng tương phản phương hướng chạy như điên mà đi. Một bên chạy như điên một bên rơi lệ đầy mặt. Chúng nó hoành hành ngang ngược lâu như vậy, còn không có gặp qua như vậy hung ác nữ ác ma. Thật là đáng sợ, tô lạc một phen hủy diệt trên mặt bị bắn lên đỏ thắm máu tươi. Chỉ thủ mang theo vẫn lạc hồng liên ngọn lửa, phi giống nhau chiều trong đó một con u minh bạch hổ cúc hoa nổ bắn ra mà đi. Tô lạc tính toán tinh chuẩn, cho nên ở giữa mục tiêu chủy thủ tận gốc hoàn toàn đi vào. Mà chủy thủ trên người mang theo vẫn là hồng liên ngọn lửa. Cho nên giờ phút này ngọn lửa đang ở này chỉ U Minh Bạch Hổ trong thân thể khắp người chỗ loạn nhảy, thực mau, này chỉ U Minh Bạch Hổ từ trong ra ngoài bị nướng tiêu. Toàn bộ thân thể toát ra từng đợt từng đợt khói trắng, sau đó nó thân thể cao lớn trên mặt đất không ngừng mà run rẩy, co rút. Dư lại cuối cùng một con U Minh Bạch Hổ Tô Lạc há có thể buông tha nàng chỉ thấy nàng một cái thuấn di, lại một cái thuấn di, thực mau liền đứng ở kia chỉ tự cho là tránh được một kiếp u minh bạch hổ trên người, thật dài mạn đằng ném qua đi. Nháy mắt vọt vào u minh bạch hổ cái mũi, sau đó xuyên qua miệng, đánh cái bế tắc. Nàng đối u minh bạch hổ thế nhưng giống đối cầy ruộng lão nghiêu giống nhau, trồng lên mũi bộ. Ta cái đi a à, lúc này, lý mạn mạn toàn bộ trong gió hỗn độn, thân hình loạn run. Nàng trừng mắt tô lạc ánh mắt thật giống như nhìn đến ác ma bám vào người giống nhau. Này sẽ không quá khoa trương một chút. Lý Mạn Mạn ánh mắt thẳng ngơ ngác nhìn chằm chằm Tô Lạc có giống như người mù giống nhau trình phóng không trạng thái, sau đó nàng tay phải không ngừng mà sờ soạng. Cuối cùng một phen xả quá lớn mắt sư huynh, ngây ngốc hỏi, ta đôi mắt này có phải hay không ra vấn đề. Mắt to sư huynh thần sắc cực độ phức tạp, yên lặng mà nhìn Tô Lạc, lắc đầu, không phải. Ta đây hiện tại có phải hay không đang nằm mơ a? À? Mắt to sư huynh, ta thế nhưng thấy Tô Lạc cái kia phế xài đại phát thần uy a. À? Lý Mạn Mạn quay đầu nhìn mắt to sư huynh, khóc không ra nước mắt mắt to sư huynh vỗ vỗ nàng đầu, hắn hoàn toàn có thể lý giải lý mạn mạn hiện tại tâm tình, vì thế, hắn chậm rãi, người không phải đang nằm mơ, người chỗ đã thấy hết thảy đều là thật sự. Nhưng nàng là thống lĩnh thất tinh a à. thống lĩnh thất tinh vì cái gì so ngươi còn cường, lý mạn mạn căn bản không tiếp thu được cái này mãnh liệt đà kích. Nàng chỉ cần tưởng tượng đến phía trước nàng đối tô lạc lại nhảy kỳ thị cùng tự cho là đúng cảnh cáo, nàng liền có một loại tưởng đem đầu vùi vào xa đôi xúc động, quá mất mặt. Lý mạn mạn không có đem đầu vùi vào xa đôi, mà là vùi vào mắt to sư huynh trong lòng ngực, ô ô ô nàng thật sự không mặt mũi gặp người lạp. Đem lạc phân đội người kinh sợ mà ngốc lập đương trường. Như vậy chúng ta đương sự tô lạc đang làm gì đâu? Nàng hiện tại chính ngồi xổm trên mặt đất, đem tích phân nhất nhất cấp soát. Một bên soát nàng trong lòng một bên nhạc nở hoa. Ai u thật là được mùa A có hay không? này đó u minh bạch hồ, mỗi một con nguyên thủy tích phân đều là 3000 phân, Tô Lạc toàn bài phiên 5 lần, cũng chính là mỗi một con Tô Lạc tịnh kiếm a, tổng cộng có 8 chỉ, nga không? Kia chỉ sống không tính, tổng cộng có 7 chỉ. Liền như vậy một chuyến xuống dưới, tiếp cận 10 vạn tích phân liền đến Tô Lạc trong tay. Đem tích phân đoạt lại thỏa đáng sau, Tô Lạc biên nắm kia chỉ u minh bạch hồ, liền cùng nắm lão nghiêu dường như lắc qua lắc lại mà hoảng đến mắt to sư huynh trước mặt nhìn một đôi ngây ra như phỗng điêu khác tô lạc hì hì cười các ngươi đang làm gì phạt chạm a tô lạc ngươi điền mãng nghĩ sao nói vậy có chuyện liền phía trước nhiều có đắc tội ngươi không lấy làm phiền lòng ta liền này xú tính tình có chuyện tàng không được tô lạc xua xua tay ta lại không trách ngươi gấp cái gì mắt to sư huynh cũng cười không nghĩ tới ngươi thế nhưng thật sự lợi hại như vậy phía trước còn một cái kính ngăn đón ngươi không cho ngươi biểu hiện là ta cái này làm đội trưởng thất trách tô lạc cười lắc đầu đội trưởng là vì bảo hộ ta nơi nào có thất trách một hứa ẩn chiều tô lạc ôm quyền một câu không như cũ là như vậy trầm mặc mọi người đều biểu hiện xong rồi liền đến phiên lý mạn mạn lý mạn mạn ngượng ngùng xoắn xít bên cạnh người nắm tay nắm lên lại buông ra buông ra lại nắm chặt tới tới lui lui mà lặp lại tô lạc không đợi nàng lời nói cũng đã ra tiếng đánh gãy mắt to sư huynh này tích phân tô lạc quơ quơ trong tay toàn bài u minh bạch hổ đều là ngươi giết này tích phân ngươi cầm chính thích hợp liền không cần lại phân ra tới Đại sư huynh vung tay lên, lập tức đánh nhịp nói. Trên thực tế, lúc ấy bọn họ đã chạy chối chết, căn bản cùng này đó tích phân vô duyên, nếu không phải tô lạc ra tay đem này đó u minh bạch hổ thu phục, không chừng bọn họ đã gặp được nguy hiểm. Nếu là lại phân tích phân, hắn táo đến hoảng. Ta đây liền miễn vì này khó nhận lấy lạc, tô lạc vốn là không có phân ra tới tính toán, vì thế thuận thế liền đồng ý tới. Người lưu chữ này chỉ u minh bạch hổ làm gì dùng? Mắt to sư huynh tò mò hỏi tô lạc hơn nữa bọn họ đều rất kỳ quái giã tính khó thuần cao ngạo dị thường u minh bạch hổ thế nhưng sẽ bị bộ trụ khoen mũi giống lão nghiêu giống nhau bị tô lạc nắm tô lạc không có lời nói lại thấy nàng xoay người dựng lên lại định nhãn nhìn lên nàng đã ngồi xuống ở u minh bạch hổ sống lưng phía trên tô lạc vỗ vỗ u minh bạch hổ phía sau lưng đôi mắt to sư huynh cười cười đương nhiên là lưu trữ đương tọa kỵ a à. hảo đi mọi người đều là vô ngữ Tô Lạc ánh mắt từ Lý Mạn Mạn trên mặt đảo qua mà qua, Lý Mạn Mạn theo bản năng mà lảng tránh Tô Lạc ánh mắt. Lý Mạn Mạn nghĩ đến chính mình nhảy nhót lung tung cùng cái xấu dường như, sắc mặt liền tao đỏ, nàng rậm rậm chân, hung hoành mà chừng mắt Tô Lạc, nếu ngươi lợi hại như vậy, phía trước vì cái gì muốn gạt chúng ta? Ngươi nhưng thật ra, ta lừa các ngươi cái gì? Tô Lạc dù bận vận ung dung mà nhìn nàng, Lý Mạn Mạn nhất thời nghẹn lời, nhưng là thực mau liền nghĩ tới. Ngươi hẳn là đem chính ngươi thực lực bày ra ra tới a. À? Tô Lạc thực bất đắc dĩ hàng vỉa hè tay, nhưng ngươi không phải làm ta ngồi xem diễn cắn hạt dưa sao? Người gạt chúng ta là thống lĩnh thất tinh, Lý Mạn Mạn cáo trạng, nhưng ta vốn dĩ chính là thống lĩnh thất tinh sao? Tô Lạc vô tội thả mê mang, Lý Mạn Mạn phát điên, buồn bực, buồn bực. Người người người, người lợi hại, Lý Mạn Mạn thở phi phi quay người đi, ta lợi hại không hảo sao? Ta càng lợi hại, liền càng sẽ không đem nhà ngươi lạc sư huynh cấp phát ra đi à. Này không phải chuyện tốt sao? Tô lạc cười hì hì. Lý Mạn Mạn tưởng tượng, xác thật như nàng lời nói, nàng càng lợi hại, trên thực tế là càng tốt. Lần này trước buông tha ngươi, chờ xem đi." Lý Mạn Mạn thực chột dạ mà buông tàn nhẫn lời nói.